hắn là Diệp gia đệ nhất phế vật. Năm năm trước cả gia tộc bị người ta giết chết, chỉ mình hắn sống sót. Nay hắn trở về để trả thù, mang trong mình sức mạnh của người tu tiên. Vài viên đan dược cũng có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Tùy tiện viết vài chữ, liền thành công pháp đỉnh cao. Những kẻ chọc tới hắn điều sẽ không có kết quả tốt. Thành phố Trang Thành, Diệp Thành đang đi bộ trên đường thì thấy một cô gái. Cô em xinh đẹp, tôi thấy người cô tỏa ám khí, hôm nay nhất định sẽ gặp chuyện xui hay là nhỏ vài giọt máu đuổi tà phòng trừ tai họa. Nhỏ vài giọt máu không biết cô gái nghỉ gì mà lúng cuống tìm băng vệ sinh, mình nhớ có mang băng vệ sinh mà chắc là không quên đâu nhỉ. Hừ, tên khốn bà đây không phải gái đâu nha, không rảnh đi với mày. Có lòng tốt nhất nhở lại bị chửi là đồ khốn, mình chỉ đi có 5 năm, con gái Giang Thành đều trở nên như vậy hết rồi sao. Nhưng nói cũng phải, chỗ này dù gì cũng không phải cô Luân Hư. Ở khắp nơi đều là người phàm không tin cũng rất bình thường. Đục Thành nhớ lại, mình vốn được sinh ra ở Diệp Gia Giang Thành, mặc dù luôn bị bạn cùng trang lứa bắt nạt, đúng một nhà băng người cũng sống rất vui vẻ. Cho đến 5 năm về trước tất cả đều biến mất nguyên nhân là do bố tôi đã cứu một bé gái, đắc tội với một người đàn ông đến từ Kinh Thành. Mấy ngày sau trong một buổi yến tiệc ở biệt thự Vân Hồ, cả nhà Diệp Gia bị giết sạch chỉ còn lại một mình tôi sống sót trên đời. Những gia tộc từng cung phụng Diệp Gia, bạn bè cũ của bố, người chú mà tôi tin tưởng nhất, bọn họ chẳng một ai ra tay ngăn chặn mà chỉ dưỡng mắt đứng nhìn mọi người bị giết tôi phải giết ông tôi phải giết chết ông diệp ra ở giang thành là cai thá gì chứ cho dù mày là gia tộc ở kinh thành ông cũng một tay giết chết một thằng ắt con không biết lượng sức mà đòi giết ta sao sau đó nếu không phải nhờ mẹ liều chết đẩy tôi xuống hồ đông tiền e là tôi cũng khó giữ được mạng nhưng cũng chính nhờ vậy tôi mới được sư phụ cứu sống và theo ông ấy đến con luân hư luyện tập thành cao thủ trừ yêu diệt quái bây giờ tôi nhận nhiệm vụ của sư phụ quay lại giang thành tại đây diệp thanh tới xin thề tất cả nợ máu phải trả lại gấp nghìn lần. Diệp Thành không kìm chế được tức giận bọc phát sức mạnh, chuyện gì vậy sao đột nhiên cơ thể mềm nhũn ra không cử động được. Không gian ngột ngạt này khiến mình khó thở, không cẩn thận gì hơi ảnh hưởng đến những người khác rồi, thu lại. Ê hết rồi, chẳng có gì hết, vừa rồi mình bị gì vậy? Vừa rồi anh có cảm nhận được một luồng không khí kỳ lạ không? Có. Nên hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho trước đã, dù gì chuyện cũng xảy ra lâu vậy rồi, báo thủ cũng không thể nóng vội trước tập đoàn Hoa Mỹ Giang Thành, một trong 500 tập đoàn lớn mạnh nhất Trung Quốc và là một trong những doanh nghiệp bậc nhất của Giang Thành. Là nơi này à, hạ nhược tuyết của tập đoàn Hoa Mỹ Giang Thành. Ba ngày trước, sư phụ thi triển trận pháp thiên cơ đột phá, phát hiện trong 100 ngày tới hạ nhược tuyết nhất định sẽ gặp họa lớn, rất có khả năng sẽ chết. Mà vận mệnh của mình vừa khéo là tử khí ngoại long cách có thể phá giải tai họa này, thế nên phái mình đến đây. Trước đây mình từng nghe sư phụ nói ông ấy từng ngao du Giang Thành, có một mối tình chắc trở với bà nội của Hạ Nhật Tuyết. Lẽ nào Hạ Nhật Tuyết là cháu gái của ông ấy? Tóm lại phải vào trong trước đã. Đứng lại. Ở đây có một người tên Hạ Nhược Tuyết đúng không? Tôi có việc tìm cô ta. Tìm Hạ Tổng, cậu có hẹn trước không? Người không phận sự không được vào. Thế thì phải làm sao? Tôi có một chuyện rất quan trọng, phải nói trực tiếp với cô ta. Nếu thực sự không tiện, tôi ngồi đợi cô ấy ở ghế sofa bên đó cũng được. Hai bảo vệ ngăn cản, đứng lại, Hạ Tổng là người muốn gặp là gặp được sau ở đâu chui ra một tên nhề danh. Xem bộ dạng nghèo kết xác của mày, cũng xứng được đợi hạ tổng, như mấy người kia sau, lập tức cũng ra ngoài ngay. Còn chuyện quan trọng có chó tin mày, nếu không có gì hết thì mời cậu ra ngoài. Ý anh là sao Diệp Thành vừa hỏi vừa bọc phát sức mạnh, hai tên bảo vệ như không còn sức lực quỳ xuống đất. Vừa rồi có chuyện gì thế, không biết nữa tôi chỉ cảm giác trong một khoảnh khắc chúng ta y như sắp chết. Nó năng đàng hoàng một chút, đừng vô duyên vô cớ văng tục lung tung, thật là không biết điều con người bây giờ đều thu tục như vậy sao? Diệp Thanh ngồi xuống ghế, kêu xếp của mấy người ra đây. Diệp Thanh ngồi xuống ghế khi thế vô cùng bá đạo. Mọi người xung quanh bàn tán, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lúc này có rất nhiều người được trang bị đầy đủ đi tới. Thưa ngài tôi là đội trưởng đội bảo an, anh đang gây rối ở tập đoàn Hoa Mỹ mà không sợ hậu quả sao? Tôi nói lại lần nữa, tôi đến tìm hạ nhược tuyết có việc, đừng cản đường tôi. Người này bị gì vậy? Trên người đằng đằng sát khí thế trời, thậm chí còn khiến mình có cảm giác nếu còn chọc giận cậu ta sẽ bị cậu ta giết chết cả đám như giết một bầy kiến thật. tôi trưởng nhẹ giọng, ngại quá thưa ngày hôm nay Hạ Tổng không đến, hay là anh để lại phương thức liên lạc được không? Hạ Tổng đến tôi sẽ chuyển lời. Hả? Không đến vậy thì hết cách rồi. Đội trưởng mừng thầm, tốt quá hắn tin rồi, thực sự rất xin lỗi. Dù sao tôi cũng rảnh, ở đây người đấy cô ta cả buổi chiều cũng được, mặc kệ tôi mấy anh cứ đi làm việc tiếp đi, nghe thế đội trưởng cũng hốt hoảng. Sao có thể để một nhân vật nguy hiểm thế này đi lại ở đây chứ? nếu cứ tiếp tục thế này e là bát cơm của mình cũng mất luôn. Nhưng nói thế nào thì đối phương cũng chỉ có một. Vậy thì thật ngại quá, các anh em lên. Từ xa có một cô gái lên tiếng, khoan dừng khoảng chừng 2 giây. Cứ giao chỗ này cho tôi. Xung quanh lại có tiếng bàn tán, đây người gì mà đẹp thế, cô ấy là ai vậy, anh người mới đến à, giám đốc tôn di cũng không biết. Cả hoa Mỹ chỉ có mỗi hạ tổng, mới có thể cân tài cân sức với cô ấy về diện mạo thôi, đỉnh quá. Tổ trưởng nói, giám đốc chỗ này nguy hiểm cô không nên ở đây. Biết rồi anh tránh ra đi. Tôn Di tiến tới. Xin chào tôi là Tôn Di xin hỏi có thể giúp gì được cho anh. Nghe tên Tôn Di Diệp Thành vô cùng bất ngờ. Năm năm nay nếu hỏi, có ai mà Diệp Thành không thể buông bỏ được. Một trong số đó chính là Tôn Di. Thời học cấp 2, mình từng là bạn cùng bàn với cô ấy một năm. Quan hệ rất tốt sau này lên cấp 3 vì thân phận cách biệt rất ít khi gặp nhau. Mãi cho đến sau khi chuyện ở biệt thự Vân Hồ qua đi, mình bị sư phụ cứu được từ dưới hồ rồi về Diệp Gia một lần. Lúc đó đại viện Diệp Gia đã bị phong sát, Diệp Gia cũng trở thành đối tượng bị người khắp Giang Thành dùng bỏ. Lúc đó, tất cả các gia tộc đều tuyên bố đoạn tuyệt với Diệp Gia, cắt đứt quan hệ, tập đoàn thiên chính do bố thành lập cũng bị chiếm đoạt. Dường như tất cả đều bị cái bóng của tên ở kinh thành đó bao trùm. Nhưng Tôn Di lại mặc kệ gia đình phản đối, chịu đựng lời bàn tán và sợ hãi, đến nhà xác xin lại thi thể của bố mẹ và đích thân đem đi hỏa táng. Sau đó cũng ngay tại núi Thiên Đãng, lập bia mộ cho ba người nhà chúng tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được, một cô gái chân yếu tay mềm, sao lại dám làm như vậy? Diệp Thành tôi có đức độ thế nào mà được cô ấy quan tâm đến vậy? Không ngờ được hôm nay lại gặp lại lần nữa ở nơi đây, đang chìm trong suy nghĩ thì, anh ơi hình như anh đến hơi gần rồi đó. Diệp Thành giật mình, tôi xin lỗi. Anh ơi, tôi có thể giúp gì được cho anh? Có phải anh vừa thất thần phải không? Tôn Di cười hiền dịu. À xin lỗi, cô trông khá giống một người bạn cũ của tôi nên nhất thời ngẩn ngơ. Cách tán tỉnh này hơi lỗi thời rồi đấy thưa anh. Nếu anh này muốn đợi người vậy cứ để anh ấy đợi ở đây đi, các anh đừng gây sự nữa tôi đi trước đây. Mấy năm không gặp Tôn Di thay đổi nhiều thật đấy. Dư hấu mập lên khá nhiều. Nhưng có vẻ chuyện của Hạ Nhược Tuyết tạm gác sang một bên đã. Chuyển cảnh tới nhà xe, Tôn Di đang lấy xe ra về, thì bất ngờ nhìn thấy Diệp Thành trong xe từ khi nào. Xin chào cô gái xinh đẹp. Tôn Di giật mình, anh, anh vào đây lúc nào vậy, anh muốn làm gì đây? cô có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Không phải anh có việc muốn đợi ai đó sao? Bên đó không còn quan trọng nữa rồi ưu tiên bên cô trước. Mà anh tên gì thế? Tôi cũng không thể để một người lạ vô duyên vô cớ trèo lên xe được. Quả nhiên ấn đường chuyển đen, thậm chí còn có tiêm máu, là dấu hiệu sắp xảy ra chuyện ư. Ừ. Tuyệt đối không thể để cô ấy bị tổn thương. Tôi là Diệp Thành, Thành trong thành thực. Diệp Thành cùng Tôn Di đi đến một nhà hàng, tham gia một buổi tiệc. Vừa xuất hiện, Tôn Di đã thu hút hết mọi sự chú ý. Cô gái đó là ai? và body đúng là đỉnh của chóp, đương nhiên là giám đốc Tôn của Hoa Mỹ rồi. Nhưng sao cô ấy lại đưa theo một người đàn ông, lần đầu tiên thấy cô ấy dẫn theo đàn ông, đến đây sao mà ăn mặc quê mùa thế. Tôn Di nói với Diệp Thành, "Chúng ta ngồi bên này đi." "Ok, mời cô ngồi." Có vài người tiến tới chào hỏi Tôn Di. "Giám đốc Tôn, cuối cùng cô cũng đến rồi, tôi là nhà sáng lập tập đoàn dân sinh Quách Hải Đông, chúng ta ngồi chung một bàn đi." "Giám đốc Tôn, tôi là Tiến Dũng." khách sạn Hải Dũng chính là sản nghiệp nhà tôi. Nếu giám đốc tôn không chê, tôi cũng ngồi đây nghe Tôi nữa, mọi người đều muốn ngồi cùng tôn gì. Giám đốc tôn, gặp được cô không dễ gì, chúng ta uống. Đúng đấy, cũng ly nào, nể mặt tôi đi. Thấy tôn Di khó xử, Diệp Thành bước đến, tôi thay cô ấy uống với mọi người nhé. Mấy tên nhà giàu khó chịu mắn, cậu là cái thắng gì chứ? Ai mượn cậu uống cùng, cậu tên gì hả? Cậu là ai? Tôi là... Diệp Thành định nói gì đó thì bị Tôn Di cản lại. Cản rượu, không phải cản như vậy đâu. Chỗ này cứ giao cho tôi đi. Mẹ nhà ta, chỉ giỏi đánh nhau. Chuyện này còn non và xanh quá ha các bác. Tôn Di cười với mọi người. Tôi không giỏi uống rượu, chỉ có thể uống một ngụm. Mong các vị lượng thứ, đừng bắt ép cô gái nhỏ bé như tôi nhé. Làm cho mấy tên kia sung sướng. Như có người ấn like và đăng ký kênh vậy các bạn ạ. À. Được, mời giám đốc Tôn. Nhưng lúc này có một người từ xa đi đến, chị uống một ngụm, cô Tôn hơi quá đáng rồi nhỉ. Tôn Di nhìn sang thì thấy đó là Trần Phong, trong lòng hình như có chút bất an. Xung quanh bàn tán là nhị thiếu gia Trần Phong của Trần Gia. sau Tôn Di lại chọc chúng hắn ta rồi, nghe nói lần trước Tôn Di hát rượu lên mặt hắn, xem tí chọc hắn tức điên lên. Trần Phong thái độ tức giận nói, lần trước cô không tử mà biệt, quả thực chẳng nể mặt tôi tí nào, chai rượu tạ tội này cô phải uống. Cô phải hiểu rõ, đây không phải thỉnh cầu mà là mệnh lệnh tôn di cố gắng bình tĩnh nói trần thiếu tử lượng của tôi kém lắm uống nhiều sẽ gây phiền phức cho mọi người đấy uống một ly này thôi được không trong lòng thầm nghỉ kỳ này tiêu rồi lần trước mình phát hiện trong rượu của hắn có vấn đề rất có thể đã bỏ thuốc mới cố ý làm đổ rượu lên người hắn trần phong khoát tay lên vai tôn di tôi đã đặt sẵn phòng tổng thống rồi uống say cũ có ngay chỗ để ngủ mau uống đi phải biết điều một chút làm sao đây Tính cách của Trần Phong ai cũng biết, chỉ cần hắn ngắm chúng cô gái nào thì cho dù là học sinh cũng sẽ bỏ thuốc, rượu của tên khốn này sao mà dám uống. Đừng mờ, còn không mau nhận rượu của ông, đồ đàn bà đê tiện muốn giả vờ cho ai xem hả, hôm nay cho dù hạ tổng, nhược tuyết có đến cũng phải uống. Mình sinh ra trong gia đình bình thường, sớm đã bỏ học bước chân vào xã hội và khó khăn lắm mới lên được chức giám đốc, mặc dù trong mắt người khác là một người rất tài giỏi. Nhưng so với đám công tử nhà quyền quý, mình chả là gì cả nhanh như chóp diệp thành chụp lấy chai rượu đập vào đầu trần phong nhìn đã mắt ghê mọi người ạ à. trần phong quỳ trên đất đau quá đau quá đi đờ mờ mày là thằng nào mà dám đánh tao hả đến bố tao còn chưa từng đánh tao bố mày tao còn đánh được mày là cái gì chất quá đi diệp thành đang bón hành cho trần phong thì trần gia chủ đi đến lửa giận đùng đùng thả nó ra mọi người xung quanh lại bình luận là gia chủ trần gia trần chính quốc sao ông ấy lại đến đây tên nhóc đó sắp tay rồi hơn nữa lão ra bên cạnh trông khí chất phi phàm lẽ nào là cao thủ trong lời đồn tôn di hoang mang tiêu rồi sao cả trần chính quốc cũng đến luôn rồi trần phong thì kêu thảm bố cứu con làm sao đây có cách nào cứu được anh ấy ok ta thả ngươi đây trần phong vội chạy về phía bố mình diệp thành cũng để ý đến người đi cùng trần gia chủ có chút khác thường lão này trông rất gì và này nọ có vẻ chính là cao thủ võ lâm mà bọn họ đồn đại nhỉ. Bố, tên nhóc đó đánh con, vô duyên vô cơ đánh con, bố nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Im mồm, cút ra đằng sau, vâng vâng con làm ngay. Trần Chính Quốc nhìn sang hỏi, Minh Lão, tên nhóc đó có lại lịch thế nào? Cũng là một cao thủ võ lâm, nhưng trong tuổi tác của hắn, chắc là gia nhập cổ phệ chưa bao lâu. Diệp Thành hỏi, còn chuyện gì nữa không? Ông muốn giải quyết như thế nào đây? Mặt mũi có mất thì cũng mất rồi, ta còn có thể làm gì? Ta hiền lành, nếu cậu cầu xin ta tha, thì có thể chết toàn thầy. Nhóc con, tuổi con trẻ mà đã có được tu vi như vậy quả thực không dễ dàng, nhưng mà đáng tiếc. Diệp Thành bảo tôn di, cô đứng xa một chút, ở chỗ này cứ để tôi. Do ngươi chọc phải người không nên chọc. Nói xong minh lão vận khí, di ảnh lao tới Diệp Thành. Chớp mắt đã đến bên cạnh Diệp Thành, tay phải đặt trên vai Diệp Thành. Xin tha, ta sẽ cho cậu chết toàn thầy. Sự xuất hiện đột ngột của Minh Lão bên cạnh Diệp Thành làm Tôn Di giật mình, nhanh vậy, vừa rồi là sao? Ông già đó chính là cao thủ võ lâm thật sao? Diệp Thành túm lấy tóc Minh Lão, ông già à, không biết ông đã chọn xong quan tài chưa nhỉ? Trong nhà có người lo tăng sự không? Đồ nhóc con chết đi, Minh Lão ra đòn, vậy thì chết lẹ đi, Diệp Thành nhẹ nhàng né đòn, rồi một quyền thẳng mặt. Minh Lão cấm vào nền nhà, mọi người xung quanh kinh hô, hoảng loạn ông già như ông cũng xấu tính thật chẳng biết phép tắc đánh lén tôi à còn ai nữa không lên cả đây bố con trần phong mặt cắt không ra máu minh lão siêu mạnh cũng bị đánh bại rồi hơn nữa còn bại dưới tay một thanh niên chuyện này là sao chứ sao lại thế minh lão gượng dậy hỏi rốt cuộc cậu là ai sao tu vi của cậu lại mạnh như vậy tôi là ai ông không xứng để biết lời nói ra trực tiếp tạo thành sống lực đập vào người minh lão làm minh lão bay ra xa ói máu Bọn nhà giàu xung quanh cũng bị ảnh hưởng, tài ta đau quá đi, là vì lời nói của hắn thôi sao, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Diệp Thành bước tới trước mặt Trần Chính Quốc, ông thấy tôi nói đúng chứ. Vừa rồi là ông nói lương thiện, chết toàn thây thì phải. Diệp Thành nghỉ thầm, thù của Diệp ra năm đó, cũng có một phần của Trần gia mấy người. Trần Chính Quốc hét lớn, chặn hắn lại nhanh lên, mấy người không muốn làm nữa à. Lên, lên đi anh em, không thể để mất bát cơm. Hắn chỉ có một mình thôi. Bọn vệ sĩ lao đến chỗ Diệp Thành. Diệp Thành chỉ một quyền đánh bay tất cả. Người bình thường thì ngoan ngoãn đứng sang một bên đi. Hai cha con Trần Chính Quốc quỳ trên mặt đất, cao thủ, là ta dạy dỗ con không nên, xin cậu tha mạng cho chúng tôi. Xin lỗi đại ca, tôi thật sự không biết cô Tôn là người phụ nữ của anh, tôi sai rồi. Chỉ quý thôi sao, có cần qua loa vậy không, nhưng có một số nợ cũng cần phải trả thôi. Dừng tay, lúc này cảnh sát đã đến triệt súng vào diệp thành anh cách xa hai người đó ra một chút việc này là sao trần chính quốc sao lại quỳ chứ rút cuộc cậu ta đã làm gì rồi trần chính quốc mừng ra mặt được cứu rồi cao thủ võ lâm thì sao chứ đứng trước súng ống thì cũng tắc địa thôi nữ cảnh sát nhìn sang thấy đó không phải là cao thủ võ lâm của trần ra sao là do cậu ta sửa hết hả diệp thành chụp lấy đầu trần chính quốc đồng chí cảnh sát tên này dở trò chọc ghẹo con gái nhà lành tôi chỉ thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp cô phải phân xét rõ ràng đấy thả ông ấy ra nếu không tôi nổ súng nữ đội trưởng cũng khá đấy đây là ân oán cá nhân tốt nhất cô đừng nên nhúng tay vào nghe thế nữ cảnh sát kiểu não tên này bị uống nước à cho dù là ẩu đã bình thường thì cảnh sát cũng phải can thiệp mà đưa tay lên ngồi súng cảnh cáo lần hai không biết điều mà diệp thành muốn tay đôi với cảnh sát đúng là trên núi mới xuống có khác Lúc này Tôn Di chạy lại chụp tay Diệp Thành. Thật ngại quá các vị, tay chân anh ấy không được nhanh nhẹn, chắc là bị chuột rút rồi. Đến đây được rồi, tại sao? Còn hỏi tay sao luôn, e quy thấp quá. Nếu nếu anh còn không dùng tay, tôi với anh tuyệt giao. Tuyệt giao vì loài người này ư. Nó tóm lại bây giờ phải nghe tôi. Mọi người nhìn xem cậu ấy đầu hàng rồi, đừng nổ súng nha. Rồi sau nữa, đợi để bị bắt à? Không sao đâu, cứ giao cho tôi. Lát nữa theo bọn họ đến đồn lấy lời khai là xong chuyện rồi, dù gì anh cũng là phòng vệ chính đáng, không sao đâu. Sao cũng được, dù sao tôi muốn đi cũng không ai cản được. Ở cục cảnh sát, báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã xem camera giám sát của khách sạn hơn chục lần rồi. Ngoài một số nội dung đã bị xóa, còn lại đều là thấy Diệp Trần là phòng vệ chính đáng. Gì chứ, bị xóa là sao? Xóa đoạn nào? Chỗ này, Trần Chính Quốc còn đưa theo một lão giả đang đứng đối diện với Diệp Thành. Rồi cái đó thì thấy lão già đã ngã xuống, không hề có khúc giữa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mình đã đến hiện trường rất nhanh rồi, vậy mà vẫn có người có thể nhân lúc đó xóa đi băng ghi hình. Sau lưng tên này có lẽ có một thế lực rất khủng khiếp chống lưng. Nếu chứng cứ không đủ, chỉ đành phán xét là phòng vệ chính đáng thôi, thả hắn ta ra đi. Anh xem, nghe tôi là chẳng sai đúng chứ. Ra ngoài vẫn là tốt nhất, sau khi về tắm rửa cái, rửa sạch vận đen trên người. Diệp Thành lặng lẽ nhìn Tôn Di. Bố con Trần Chính Quốc sẽ là một mối họa ngầm cho Tôn Di một, khi mình rời khỏi Giang Thành, bố con họ nhất định sẽ không bỏ qua cho Tôn Di. Phải tìm một cơ hội để loại bỏ hai tên đó. Tôn Di nhìn Diệp Thành, luôn cảm giác trên người cậu ta có sự nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời. "Ồ, cô nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì hả?" Tôn Di có chút ngược, "Tôi, tôi muốn hỏi anh sống ở đâu, tôi đưa anh về thôi. Tôi vừa đến Giang Thành" Vẫn chưa tìm được chỗ ở, nếu bí quá thì tối nay đến công viên ngủ vậy. Vậy thì, hay là, Tôn Di ấm úng. Diệp Thành Anh đến nhà tôi ở đi, nhà tôi vẫn còn một gian phòng trống, mặc dù không lớn, nhưng cũng tốt hơn ở là ngủ ở công viên. Giám đốc Tôn, cô không sợ tôi giở trò sao, hay là vì hôm nay tôi đã anh hùng cứu mỹ nhân, nên cô muốn lấy thân báo đáp? Hứ, ai lấy thân báo đáp chứ, thế anh có ở hay không? Ừ, ở chứ, đương nhiên là ở lúc này từ xa nữ cảnh sát đang quan sát hai người bọn họ xóa đi đoạn video đó không nói đảm bảo vệ của trần gia toàn xuất thân là lính đặc trùng sao có thể đánh bao nhiêu tên như thế dễ như đánh con nít vậy được chứ chỉ dựa vào mình thì rất khó đoán được phải tìm người giúp đỡ đại sư huynh đang thực hiện nhiệm vụ hả thật ngại quá đi có một chuyện muốn nhờ anh một chút anh xem video em đã gửi cho anh đi giúp em phân tích thanh niên ở bên trong đó trên dãy núi uran tại vùng siberia Đại sư Huynh nghe điện thoại. Con bé này đúng là không yên phận, với gia thế nhà mình như thế, việc gì phải chạy đến làm cảnh sát địa phương chứ, còn suốt ngày kiếm mình giúp ba cái vụ vật vãnh. Đương kinh mình, tốt xấu gì cũng là đội trường đội đột kích long hồn, có phải lính thường đâu. Thôi kệ cứ giúp cô ấy đi vậy. Ứng kinh xem video của gấu review. Đám vệ sĩ này coi bộ là quân đặc chủng giải ngũ, thế mà lại ỉ đông hiếp yếu đúng là mất mặt. Ứng kinh xem cũng giật mình, đây là cao thủ võ lâm, cậu ta không phải cao thủ võ lâm thông thường e rằng cậu ta là một tông sư võ đạo đỉnh cao sư muội anh muốn xem tất cả tư liệu về thanh niên trong clip nhanh lên cảnh chuyển đến trung cư đại độ giang thành nơi ở của tôn di diệp thành tôi tắm xong rồi anh đi tắm đi phòng tắm ở bên đó biết rồi thật là chẳng đề phòng tí nào con bé này giang thành vừa tắm vừa suy tư năm năm trước mình được sư phụ cứ nghĩ đây là một chuyện tốt nhưng thật không ngờ lại là sự bắt đầu của một cơn ác mộng. Ngày đầu tiên, sư phụ chẳng căn dặn điều gì, đã nhốt mình trong một nhà lao, ở cùng một con hổ đã bỏ đói ba ngày. Cuối cùng mình sống sót. Sau đó sư phụ vừa dạy mình tu luyện, vừa đưa mình đến nhiều vùng ác liệt để rèn luyện. Mỗi lần mình dường như đều phải đối mặt với tình cảnh thập tử nhất sinh, nhưng sau mỗi lần mình đều có thể sống sót đến cuối cùng. Điều khiến mình sống sót đến lúc này, không gì khác mà chính là sự tức giận và lòng thù hận vô tận. Mình sẽ tìm đến từng người đã tham dự bữa tiệc năm đó ở biệt thự Vân Hồ. Cho tất cả bọn chúng đều phải trả giá. Tôn Di ở ngoài đang làm cơm, chỗ mình không có quần áo cho Diệp Thành. Khi nãy nên mang quần áo cho anh ấy. Khoan đã, quần áo để thay. Tiêu rồi, đồ lót thay ra quên mang cất đi. Tuyệt đối không được nhìn thấy đâu đấy. Diệp Thành đừng ra đây, tôi lấy đồ cái đã. Lấy gì cơ, Diệp Thành mở cửa đi ra. Nhìn thấy Diệp Thành, Tôn Di lấp bấp tôi. Tôi, Diệp Thành nói, "Cô có thể chờ tôi mặc đồ được không? Tôi ra ngoài ngay đây." "Xin lỗi, tôi không cố ý vào đây đâu." Tôn Di vội chạy đi. "Mình không nhìn thấy gì hết, mình không nhìn thấy gì cả." Trong bộ dạng này, chắc tối nay cô ấy không ra ngoài nữa rồi. Cũng tốt, mình còn có một số chuyện cần giải quyết, diệt cỏ phải diệt tận gốc mới được. Lúc này ở biệt thự Trần gia, Trần Chính Quốc ở phòng khách, đi tới đi lui sắc mặt tái xanh, tâm tình vô cùng phiền não. Trần Phong ngồi trên ghế sofa lên tiếng. Bố đừng đi qua đi lại nữa chóng mặt quá đây này. Trần Chính Quốc đi lại tán thẳng vào mặt Trần Phong. Nếu không phải do thằng khốn như mày, Minh Lão sao lại bị thương nặng sắp thành phế nhân được chứ? Bây giờ không còn Minh Lão, Lão gia tử cũng không có nhà, Trần gia sắp toàn rồi. Trần Phong xem thường nói, bố ơi, không phải còn có ông nội sao? Có ông nội chắc chắn hắn không dám làm càng đâu. Trần Chính Quốc rơi vào trầm tư và vô cùng lo sợ không được tao vẫn cảm thấy lo, không loại bỏ được tên này trong lòng không yên được. Trần Chính Quốc hạ quyết tâm quay sang nhìn Trần Phong, ngày mai chúng ta đến Vũ Di Sơn, mới lão ra sất núi, ta muốn thằng nhóc này chết. Trần Phong mừng rỡ như điên, lại cắn chặt răng nói. Vâng à, chỉ cần ông nội ra tay nhất định có thể bắt được tên đó. Mình phải đánh gãy tay chân hắn rồi từ từ hành hạ tôn di trước mặt hắn. Trong lúc Trần Phong chìm đắm trong vư sướng thì có một đạo âm thanh lạnh như băng từ phía sau vọng tới, người phụ nữ của Diệp Thành ta. Mấy người cũng dám động vào ư? Trong nháy mắt sắc mặt Trần Chính Quốc và Trần Phong tái nhợt, giật mình bởi vì âm thanh này bọn họ quá quen thuộc. Diệp Thành đi đến trước mặt hai người, rồi ngồi lên ghế sofa, "Chúng ta phải nói cho rõ chuyện này đấy." Trần Phong âm thanh run rẩy nói, "Lẽ nào mày muốn giết bọn tao?" Trần Chính Quốc còn cứng miệng, "Con trai yên tâm hắn không dám đâu." "Ồ vậy sao?" Vừa nói tay phải Diệp Thành vừa tung ra một luồng đạo khí màu tím, bay xuyên qua ít hầu Trần Phong, máu tươi văn khắp nơi. Diệp Thành ngẩng đầu lên khóe miệng nở một nụ cười, không dám giết người à. Thì bây giờ mày vẫn nghĩ như thế chứ? Trên bàn tay ngưng tụ một luồng đạo khí như một ngọn lửa. Trần Chính Quốc sắc mặt ảm đạm, nhìn thi thể của Trần Phong, con trai ta, tại sao chứ? Rõ ràng chúng ta không thủ không oán. Diệp Thành cười vô cùng lớn tiếng từng bước, từng bước đi tới Trần Chính Quốc, không thủ không oán khá hay cho câu không thủ không oán, tiếng cười càng vang vọng. Tôi hỏi ông Trần Chính Quốc, vừa nói, tay Diệp Thành vừa đưa đến chỗ Trần Chính Quốc, ông vẫn còn nhớ bữa tiệc ở biệt thự Vân Hồ 5 năm trước chứ, vợ chồng nhà họ Diệp đã chết, và cả cái miệng độc ác kinh tởm đó của ông. Trần Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thành kinh hô, lẽ, lẽ nào mày là cái tên phế vật Diệp ra đó, tên Diệp Thành đã bị rơi xuống hồ. Không thể nào, không phải mày chết rồi sao, không thể nào. Diệp Thanh túng đầu kéo Trần Chính Quốc lại, trước khi ông chất tôi nói cho ông một bí mật. Thực ra tôi chẳng phải là cao thủ võ lâm như mấy người nói đâu, mà là một nhà tu luyện. Có lẽ trong mắt các người cao thủ võ lâm chính là trời, nhưng trong mắt một của người tu luyện như tôi mà nói, cho dù sau lưng ông có bao nhiêu tông sư võ đạo hay là cả một tâm môn, Diệp Thanh này đều sẽ một tay giết hết, vừa nói vừa vận đạo khí giết chết Trần Chính Quốc. Cùng lúc đó ở đỉnh núi Vũ Duy Sơn, một vị tiên phong đạo cốt đang ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, trên người tản ra những luồng đạo khí như sấm chớp. Ông già đó chính là Trần gia lão Tử Nguyên lễ, bố của Trần Chín Quốc. Như cảm nhận được điều gì, lão già phun ra một ngụm máu hét lớn. Chuyện gì vậy? Chín quốc và A Phong chết rồi ư? Là kẻ nào dám giết tộc Giang Thành của ta, hủy hoại nền móng mười năm của ta? Trần Nguyên lễ này xin thầy với trời, nhất định sẽ đích thân tìm ra ngươi, chém ngươi thành trăm nghìn mảnh. Quay lại nhà của tôn di. Diệp Thành đang ở trong phòng tu luyện, toàn thân bao phủ những luồng kim khí như những con rồng bay lượn. Diệp Thành kết thúc tu luyện mở mắt ra, hắn định tu luyện nhiều hơn nữa, nhưng linh khí ở hoa hạ quá mỏng, chẳng thể nào so được với nơi đó. Trước mắt muốn tu luyện thêm một cấp, bắt buộc phải luyện ra đơn dược hỗ trợ mới được. Để xem nào, qua một tuần nữa là ngày rỗ của bố mẹ đến lúc đó, đến thiên đãng sơn thăm họ vậy. Viên đá màu đen này là quà bố tặng lúc sinh nhật 11 tuổi của mình. Bảo đây là bảo vật gia truyền của Diệp gia gì đó, kết quả đến bây giờ vẫn chẳng thấy gì, rõ ràng chỉ là một viên đá bình thường. Diệp Thành cầm viên đá lên xem kỹ phát hiện, trên đá hình như có chữ nhỏ, hình như là nhỏ máu. Không nhìn rõ lẽ nào là nhỏ máu nhận chủ, Diệp Thành nhỏ máu lên viên đá. Lập tức có một luồng ánh sáng chui vào trong đầu Diệp Thành, làm đầu hắn như muốn nổ tung. Diệp Thành không thể chịu nổi liền ngất đi, trong mơ màng, Diệp Thành giống như đi tới một nơi rộng lớn, chính xác là một nghĩa địa rộng lớn. Bốn phía vô cùng âm u, khí lạnh bao trùm xung quanh, giống như đi tới địa ngục vậy. Nhìn kỹ lại xung quanh, có hàng trăm mộ bia đen kịch. Điều đáng sợ hơn là, xung quanh mộ bia cấm hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm, tựa như một pháp trận cực kỳ lớn. Đột nhiên mộ bia xung quanh rung động, đồng thời hàng vạn thanh kiếm bay lên xếp thành tầng tầng lớp lớp. Phía trên cùng xuất hiện một đám mây màu đen, có đôi mắt đỏ đầy chết chóc nhìn Diệp Thành lên tiếng, chỉ mới địa cảnh hậu kỳ mà dám xâm nhập nghĩa địa luân hồi. Một bia mộ chấp niệm yếu nhất ở đây, người cũng không thể dịch chuyển được. Không muốn chết thì cút đi. Chưa kịp hiểu chuyện gì Diệp Thành đã tỉnh dậy trên giường. Diệp Thanh kinh ngạc nhìn lại viên đá màu đen trên tay. Lẽ nào đây chính là pháp bảo tự cổ mà sư phụ từng nói? Dựa theo lời nói của người kia, có lẽ nào chỉ cần thực lực của mình đạt đến một mức nào đó thì có thể khơi dậy chấp niệm của đại năng trong bia mộ ư, đùa cái quái gì không biết. Bên trong nghĩa địa luân hồi có cả trăm bia mộ, lẽ nào có tổng cộng 100 vị đại năng. Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài tôn Di gọi. Diệp thần anh dậy chưa đấy? Đồ ăn xong cả rồi không ăn thì nguội mất đấy. Ở tôi ra ngay đây. Nghĩa địa luân hồi ư, nhất định ta sẽ thử. Ở nhà bếp Tôn Di đã chuẩn bị một bàn ăn vô cùng hấp dẫn. Tôn Di, cô đối xử tốt với tôi như vậy làm tôi không muốn đi nữa. Hay là tôi bán thân cho cô nhé, rửa bát, nấu cơm, mùa đông thì làm ấm giường giúp cô. Làm ấm giường, muốn sàm sỡ tôi hả? Không tới lượt anh đâu, trong nhà có máy sưởi. Nhưng nếu anh thực sự muốn ở lại cũng không phải là không thể. Đầu tiên là tiền thuê hàng tháng, kế đến mới là lo liệu việc nhà. Tiền thuê bây giờ tôi chẳng có một cắt. Tôn Di thầm nghỉ, không có tiền thằng cha này tính để mình bao nuôi hay gì. Điệp Thành liền lấy một tờ giấy ăn, viết lên đó cái gì đó rồi đưa cho Tôn Di. Đây là công thức dưỡng nhanh đơn sơ cấp. Mặc dù là hàng cấp thấp, nhưng cũng có thể đủ để duy trì một công ty mỹ phẩm, trả tiền phòng là chuyện nhỏ. Tôn Di Co tin tưởng hỏi lại, "Hả, cái thứ này mà duy trì được một công ty mỹ phẩm ư? Có phải anh có hiểu nhầm gì về công ty chúng tôi rồi không?" Diệt Thành vô cùng nghiêm túc nói, "Không hề hiểu nhầm, tập đoàn Hoa Mỹ các cô không phải chuyên làm về mảng sắc đẹp sao? Cô đưa công thức này cho bộ phận kỹ thuật xem, bọn họ nhìn là biết, thấp nhất cũng có giá 10 triệu đó." Bỗng lúc này Tôn Di có điện thoại, là Hạ tổng gọi. Tôn Di nghe điện thoại, bỏ dạng rất khẩn trương, gì cơ hội nghị cấp S được tôi đến ngay. Chị đây đang vội, không rảnh nghe em chém gió nữa đâu. Giờ anh rảnh thì lo tìm công việc đàng hoàng đi, đừng có mấy ý nghĩ sản xí đó. Trung y giờ không ai xài tới nữa đâu, nghe mà đau lòng. Bởi sự không tin tưởng của Tôn Di, Diệp Thành quyết định ra ngoài gầy dựng sự nghiệp. Sau khi đi lòng vòng xem xét, quyết định bày một sạp khám chữa bệnh bằng Trung y. Thần y cao năng vạn điều hay, hơn nhìn qua một phát bệnh hiện ngay, khai trương đại hạ giá, giảm liền tay 20%. Bao chữa bách bệnh, phí khám khởi điểm 100.000, không chữa khỏi không lấy tiền. Những người đi đường bu quanh bàn luận, khởi điểm 100.000, tên điên từ bệnh viện tâm thần nào trốn ra đây. Bây giờ lừa đảo đi ăn cướp cũng lộ liễu như vậy à, mau báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát ư, mình đổi chỗ khác bài hàng là được rồi. Diệp Thành chuẩn bị dẹp hàng thì, có một cô gái từ xa chen lấn đi tới, xin tránh ra phiền mọi người tránh ra dùng. Cô gái nhìn Diệp Thành có chút nghi ngờ lên tiếng, tên lừa đảo giang hồ bên đó, xin hãy đi theo tôi. Cô gái đưa Diệp Thành về nhà mình, đến rồi đây là nhà tôi, ồ, oh, nhà to giữ hen. Diệp Thành tự tin nói, xin cứ yên tâm, Diệp Thành này xin đảm bảo thuốc vỏ hỏi ngay. À không anh hiểu nhầm rồi tôi, không đưa anh đến để chữa bệnh, ở thế cô tìm tôi chi. Thẩm mộng dai tôi đây, tìm anh chính là vì sức hút thoát ra trên người anh, khi nói dối mà không chớp mắt, đã nói rồi tôi không phải lừa đảo, tôi không rảnh chơi với cô đâu, cô tìm người khác đi. Thẩm mộng dai vội nói, tôi cho anh này, trong tấm thẻ này có 100 000 Diệp Thành thay đổi thái độ cực nhanh, tiểu thư có gì dặn dò, tại hạ vào dầu sôi ra biển lửa cũng không màng. Thẩm mộng dai hơi buồn nói, tôi lại thích cái thái độ kiêu ngạo vừa rồi của anh hơn đấy. Đúng là bố tôi đang bị bệnh. Bác sĩ nói có lẽ ông không cầm cự được mấy ngày nữa, tình cảm của bố mẹ tôi rất tốt. Tôi sợ nếu bố thực sự đi rồi, mẹ sẽ nghĩ không thông suốt, mà làm điều dại dột tôi mong anh có thể đóng giả bán tiên trước lúc bố tôi qua đời đưa ông ấy đi biện cỡ là đưa lên núi trị bệnh tôi tin chỉ cần qua một thời gian mẹ nhất định có thể chấp nhận việc bố đã rời xa qua được cơn đau khổ lối suy nghĩ này hiếu thuận không ai làm như thế đâu cô ơi nhưng mà có mình ở đây thì nó lại là một chuyện khác cứ để tôi lo nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tốt quá vậy nhờ cả vào anh đấy thế thì tôi không cần báo cảnh sát nữa rồi tôi nghĩ nếu anh không đồng ý sẽ giao nộp anh cho cảnh sát mộng giai đưa diệp thành vào nhà Tiểu thư về rồi. Tiểu thư, lúc này mà đưa người ngoài về có phải không được? Đây là bạn mà con nhờ đến giúp, bà cứ yên tâm. Mộng dai liếc Diệp Thành, nhớ lời tôi nói lúc nãy, nhìn sắc mặt tôi mà hành động. Mộng dai đưa Diệp Thành vào phòng bố mình, bố mộng dai nằm bất tỉnh trên giường, thân hình gầy gò. Bố ơi là con đây, con là dai dai đây, con về rồi. Diệp Thành cảm giác được, không ổn lắm, người bệnh này dường như đã bước vào quỷ môn quan rồi, y thuật bình thường không thể cứu nổi ông ta được rồi. Từ khi đã tràn đầy lồng ngực, đợi tràn lên phần đầu thì đến tiên nhân cũng không cứu nổi thẩm mộng giai nhìn sang diệp thành trình bày tháng trước bố tôi là thẩm hải hoa đi kiểm tra phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối cho dù đã đến bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài cũng không chữa khỏi sau đó chúng tôi đến kinh thành tình khâu thần y nhưng hôm qua ông ấy nói bố tôi chỉ có thể sống một ngày nữa mộng giai nắm lấy tay diệp thành nhất định phải giúp tôi giấu chuyện này tuyệt đối đừng để mẹ tôi biết được thực sự nhờ anh đấy tiền bạc sẽ không thiếu một đồng đúng lúc này mẹ của mộng giai đã đi vào phòng bên cạnh còn có một người đàn ông dài dài con về rồi ạ à? thẩm phu nhân nước mắt chảy dài nói dài dài khấu thần y nói bố con không qua nổi hôm nay là thật sao nếu bố đi rồi sao mẹ sống nổi thẩm mộng dài trợn to mắt nhìn khấu thần y không phải khâu thần y đã hứa với mình không nói cho mẹ biết rồi sao sao ông ta lại nuốt lời chứ lúc này anh của mộng dài từ ngoài cửa vào lên tiếng mộng dài làm người phải thành thật sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình cớ sao lại giấu mẹ chứ anh đã sắp xếp xong việc tang lễ rồi đảm bảo cho bố một đại tang ngon lành mộng dai tức giận anh sao anh lại thế chứ đâu phải anh không biết sức khỏe của mẹ không tốt mẹ nghĩ thoáng một chút đi bố sống đau khổ như vậy chết đi không phải là một kiểu giải thoát sao không nỡ nhìn bố mãi đau đớn như vậy nữa mà yên tâm đi đợi con tiếp quản cái nhà này tuyệt đối không đối xử tệ với mẹ và dai dai đâu mẹ không thể sống thiếu bố con bố con mà đi mẹ cũng đi cùng ông ấy quan sát nãy giờ diệp thành cũng nhìn ra được vấn đề hóa ra là vậy thẩm hải hoa chết rồi tài sản sẽ được chia đều cho vợ con trai và con gái tên này muốn làm mẹ tức chết chỉ để chiếm phần hơn mộng dai tức giận bố đã như vậy rồi anh giả vờ có tâm một chút chết chắc ạ à? chỉ vì chút tiền đó mà anh muốn chọc cho mẹ tức chết đúng là đồ xúc sinh tiện nhân mày dám mắng tao bà tao muốn chết thì việc gì tao phải cản còn mắng nữa thử xem có tin tao đánh vỡ cái mồm mày không hắn lao tới định tác động vật lý mộng dai thì diệp thành đã cho hắn một đấm vào mồm người còn chưa chết vội cái gì chứ khấu thần y hùng hổ lên tiếng mày là ai thằng kia mày có biết vị công tử này không bao lâu nữa sẽ là ông chủ thẩm gia không hả? Diệp Thành không thèm để ý nói, chỉ 10 triệu, bệnh nhân này Diệp Thành ta đây chữa khỏi. Sau khi người của thẩm gia đồng ý, Diệp Thành bảo tất cả mọi người ra ngoài, không cho bất cứ ai làm phiền. Bên ngoài, thẩm phu nhân, mặt vẫn đầy nước mắt, dai dai, cậu thanh niên đó thực sự có cách cứu được bố con sao? Mộng dai cô Trấn ăn mẹ, mẹ cứ an tâm đi, con đã quen biết Diệp Thành lâu lắm rồi, y thuật của anh ấy vô cùng cao siêu nhất định bố sẽ khỏe lại thôi. Nhưng trong lòng thì tức giận, cái tên lừa đảo, mượn gió bẻ măng, mở miệng đòi ngay 10 triệu, nhưng giờ chỉ đành xem anh ta làm cách nào giấu được mẹ thôi. Thẩm mộng long lít mộng dai, vì phần tài sản, lại mời cả lừa đảo đến luôn rồi, bệnh của bố ai cũng có thể chữa được sao. Bố mà chết thì mày chịu hết tội đấy nhé. Đến lúc đó mày đừng hòng lấy được xu nào. Ông đây cũng sẽ tống tên lừa đảo đó vào tủ. Chữa đi chữa cho chết thì tài sản sẽ thuộc về mình. Ở trong phòng, Diệp Thành nhìn thầm hải hoa trên giường, ông gặp được tôi coi như phước ba đời của ông đấy. Sư phụ dạy mình y thuật thông thiên, đủ để cứu người này từ quỷ môn quan trở về. Diệp Thành bắt đầu thi triển, thiên địa huyền hoàng và hoàng dương trận. Lời nói vừa ra, một luồng chân khí màu tím, theo hai tay của Diệp Thành chuyển động xung quanh người hắn, bên trong chứa các đạo phù văn vàng óng. Diệp Thành lập tức đánh trận pháp lên người thầm hải hoa, giây tiếp theo, thân thể thẩm hải hoa trôi lững lờ trên không chung với vô số phủ văn chuyển động quanh cơ thể diệp thành trực tiếp móc túi lấy ra ngân châm trực tiếp đánh vào người của thẩm hải hoa người đã cận kề cái chết kinh mạch tắc nghẽn vốn dĩ không thể cứu nhưng còn có một mạch nếu có thể liên kết thì sẽ giữ được mạng của ông đó chính là dương mạch diệp thành dùng trận pháp và kim bạc để nói lại dương mạch tử khí trên người thẩm hải hoa liên tục bị đánh tản ra ngoài tụ thành hình quỷ binh diệp thành trực tiếp đánh tan không còn dấu vết. Ánh sáng trong phòng hoàn toàn tiêu tan, căn phòng trở về bình thường, thẩm hải hoa từ từ rơi xuống giường. Diệp Thành thở dài, tráng đầy mồ hôi, giết người thì dễ cứu người mới khó, không ngờ cú sống ông ta lại khiến mình mất sức đến vậy, phải chuyên tâm tu luyện mới được. Diệp Thành mở cửa phòng đi ra, nói với mọi người, mọi chuyện thuận lợi, người bên trong sắp tỉnh rồi, đưa tiền cho tôi đi. Mọi người nghe vậy thì rối rít kích động, thật sao hải hoa sắp tỉnh lại rồi sao? các người tự mình đi xem đi. Thẩm phu nhân hoan hỉ cầm thẻ ngân hàng đưa cho Diệp Thành. Cảm ơn đại sư, tiền đều ở trong thẻ mật mã là 6 số 0. Thẩm mộng long vội chạy tới đặt lại. Khoan đã mẹ, mẹ tỉnh táo chút nào. Bố mắc ung thư giai đoạn cuối sao có thể chữa khỏi được chứ. Hắn chỉ tay vào mặt Diệp Thành, nhóc con 10 triệu không dễ dàng lấy được vậy đâu. Ít nhất cũng để tao thấy hiệu quả, nếu không. Chưa nói xong Diệp Thành đã chụp tay hắn bẻ thật mạnh. Đây là tiền khám bệnh tôi nên lấy, hơn nữa, người đó sẽ tỉnh lại nhưng chỉ có thể sống ba ngày. Tôi lấy tiền trước phải ba ngày sau đến tìm tôi. Ba ngày sau nếu không có thuốc của tôi, thiên vương lão tử cũng không thể cứu được ông ta. Mộng Long giống lên, đờ mờ loài xúc sinh mà cũng dám đánh tao cướp tiền. Tao muốn báo cảnh sát tao phải giết chết hắn. Thẩm thiếu yên tâm, tôi có người quen trong đồn, nhất định giúp cậu xử lý. Đột nhiên thẩm hải hoa từ trong phòng đi ra, làm mọi người kinh ngạc. Thẩm Mộng Long, trợn mắt há mồm. Đờ mờ, mày là người hay quỷ, ung thư giai đoạn cuối mà cũng chữa được à? Thẩm hải hoa cũng chút hoảng sợ hỏi, thần y đâu, thần y đâu rồi? Bà xã, cả giai dai nữa, cũng nhờ thần y con mới đến bây giờ bố đỡ hơn nhiều rồi. Hải hoa, anh tỉnh lại thật rồi, tốt quá đi, ba người xung họp rất vui vẻ. Hải hoa quay sang nhìn mộng long, thẩm mộng long, gần đây con làm được không ít chuyện tốt nhỉ. Nên làm mà, con cũng là vì cái nhà này. Thẩm mộng long quát, Đừng tưởng rằng tao không biết đồ xúc sinh như mày đã làm những gì lúc tao đang bệnh, kể từ hôm nay đừng hòng lấy một đồng. Xui tận mạng mới có đứa con như mày, tìm không ra thần y thì ông cho mày chết. Cùng lúc đó ở tập đoàn Hoa Mỹ, bên trong phòng họp bầu không khí vô cùng ảm đạm. Bởi vì mấy giờ trước, cổ phiếu của tập đoàn Hoa Mỹ lại rất giá rơi vào tình cảnh khó khăn, những ngày tiếp theo chắc khó sống. Bởi vì công ty đối thủ vừa cho ra một sản phẩm thuốc dưỡng nhan, hiệu quả rất tuyệt. Nếu tập đoàn không ra mắt sản phẩm làm đẹp mới, sớm muộn cũng phá sản. Giờ phải làm sao đây? Trong phòng hợp mọi người đều đang giàu dị tính cách. Đột nhiên, Tôn Di cảm giác gì đó, ngực mình sao nhột thế nhỉ? Tôn Di kiểm ra thì hết hồn, bất ngờ chưa bà già. Đây là mảnh giấy Diệp Thành đưa mình mà, tại sao nó lại ở đây? Cái tên Diệp Thành này, nhét nó vào đây từ lúc nào vậy? Khoan đã nhắc đến chuyện làm sao nó ở trong đó. Tôn Di nhớ đến lời Diệp Thành về phương thuốc này, tuy cô độc không hiểu, chỉ biết được năm chữ trúc nha đơn sơ cấp. Diệp Thành nói đây là một công thức đánh giá 100 triệu. Tôn Di đang trầm tư, thì phía sau có bàn tay đưa đến chụp lấy tờ giấy ăn, để tôi xem thử đây là bảo bối gì mà phải giấu vào áo ngực dữ vậy. Người này là Tô Na, là tổng giám sát của tập đoàn. Trúc nha đơn sơ cấp là thứ quái gì thế? Tôn Di tức giận lập tức đứng lên, Tô Na đưa tờ giấy cho tôi. Được cười, cô lấy cái này từ tên lừa đảo nào thế? Đã vậy còn xem nó như bảo bối ư? có khi nào vì món đồ này mà lên giường cùng với người ta luôn rồi. Tô Na đừng nghĩ rằng người phụ nữ nào cũng hèn hạ như cô dùng cơ thể để đổi lấy tiền. Trả tờ giấy cho tôi. Thứ rác rưởi này để tôi giúp cô vứt đi thì hơn. Tô Na sẽ tờ giấy thành nhiều mảnh. Đừng ức hiếp người quá đáng. Tôn Di chạy đến tác động vật lý với Tô Na, cho dù chỉ là một tờ giấy, nó cũng là của tôi. Hai người tiếp tục tác động vật lý với nhau. Mọi người trong phòng cũng không biết làm sao để can thiệp. Tôn Di cô điên rồi dám đánh tôi à, Tôi nhịn cô lâu lắm rồi nhé Tô Na. Còn mọi người thì, hai người này lại bắt đầu rồi. Đồ của tôi, cho dù muốn vứt thì cũng do tôi vứt. Đồ xấu xa, cô dám đẩy tôi chỉ vì một tờ giấy nát ư. Ừ, cô có tư cách gì mà xé nó? Bà đây xé nát bản mặt cô ra. Tôi đánh chết cô, nhào vô ai sợ ai. Này này làm gì vậy hả? Đừng cãi nhau nữa, sắp họp rồi. Lúc này từ ngoài cửa có tiếng nói vọng vào. Tôn Di, Tô Na hai người các cô có vẻ rất rảnh nhỉ. Người đó là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Mỹ Hạ Nhược Tuyết. Cuộc cải và kết thúc, mọi người ngồi vào bàn họp, Hạ Tổng phát biểu. Chắc các vị cũng đã biết mục đích của cuộc họp hôm nay là gì rồi. Hiện tại người khác đang sản xuất ra mỹ phẩm tân tiến hơn. Tại sao Hoa Mỹ chúng ta đã bao nhiêu năm rồi sản phẩm vẫn không cải tiến? Cả phòng hợp không ai nói được câu nào. Nhược tuyết tức giận đập bàn. Đã 3 năm rồi sản phẩm làm đẹp của Hoa Mỹ không hề có nâng cấp gì. Bộ phận nghiên cứu và phát triển, mấy người tính ăn mày quá khứ đến bao giờ đây? Giám đốc Hứa, người bên bộ phận nghiên cứu đứng lên giải thích, "Hạ tổng, không phải do chúng tôi không cố gắng, mà là do ngành làm đẹp cạnh tranh quá khốc liệt. Tất cả những công thức hiện có chúng tôi đều nghiên cứu qua một lượt, thực sự không thể tìm được sản phẩm thay thế tốt hơn. Đúng thế, thậm chí bộ phận chúng tôi còn đến các nước trên thế giới, chi nhiều tiền thu thập phương thuốc, nhưng từ xưa đến nay công thức làm đẹp vô cùng ít ỏi. Cho dù chúng tôi có tìm trong sách cổ cũng không tìm được. Đương nhiên tôi biết công thức làm đẹp hiếm có." Mình đã tốn mất 5 năm, gây dựng lên tập đoàn thẩm mỹ lớn nhất Giang Thành. Chỉ để bố mẹ từ bỏ cuộc liên hôn đó. Lẽ nào thực sự phải bỏ cuộc, chấp nhận liên hôn ư? Ừ. Lúc này Tô Na đứng lên, chỉ là một công thức làm đẹp thôi mà, đã khiến mọi người phiền não đến vậy rồi. Chẳng phải là, trong tay giám đốc Tôn có cả khối ấy mà, vừa rồi còn cầm một bản tên là Trúc Nhan Đơn gì đó. Nghe được lời này, mọi người hít hả khí lạnh, gì chứ Trúc Nhan Đơn, đó chính là công thức cổ đại bị thất truyền. Hạ Tổng, nếu có được công thức đó của giám đốc Tôn, công ty chúng ta được cứu rồi. Hạ Tổng mừng giờ nhìn sang Tôn Di, Tôn Di cô thực sự có công thức trúc nhan đơn hạ. Mọi người đều nhìn Tôn Di làm cô có chút bối rối, cô cũng không dám tin lời của Diệp Thành là sự thật, không phải đây là một người bạn tôi viết tào lao thôi. Nhược tuyết nhìn Tôn Di kích động nói, cứ lấy công thức ra xem trước đã, nếu là công thức thật lập tức cân nhắc cô lên làm phó tổng tài. Tôn Di ngập ngừng, xin lỗi Hạ Tổng chỉ là bạn tôi viết đại gia thôi bây giờ đã bị xé thành ra thế này rồi. Mọi người lại bàn tán, đây chính là công thức trúc nhan đơn vô giá ư. Thế mà lại được giết trên một tờ giấy lo miệng ư. Tô Na thì ngồi một bên cười thầm trong lòng, chờ xem Tôn Di mất mặt, bị cả tập đoàn chê cười. Hứa Tổng, thận trọng bưng tờ giấy đưa đến gần nhìn kỹ. Sắc mặt ngày càng đỏ. Về sau, hắn hai tay cũng run rẩy, nước mắt chảy xuống. Mấy giây sau này, hứa tổng hoàn toàn không để ý đến tình huống kêu lên. Cái này, đây thật là trúc nhan đan đây là thật, trời ạ, ta khi còn sống lại có thể thấy loại bảo bối này, ta chết cũng không tiếc. Tô Na nghe thấy, hô hấp dồn dập, nàng không dám tin tưởng, cả khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng lẩm bẩm, không thể nào, tuyệt không thể nào, tiện nhân kia tại sao có thể có cách điều chế trúc nhan đan, nhất định là giả. Tô Na cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, tỏ thái độ nói, hứa tổng, ngài thật chắc chắn cái này là cách điều chế hữu dụng. Hứa tổng vội vàng nói, ta dám dùng tính mạng của ta đánh cược, nhất định là hữu dụng, hơn nữa y cách điều chế này so với những sản phẩm chúng ta tốt gấp trăm lần các sản phẩm của công ty trước đây là dựa trên một phần công thức này để biến đổi hứa tổng tiếp tục nói nhưng mà cái này cách điều chế có chỗ bị hư hại có một vị thuốc không nhìn rõ hạ nhược tuyết sắc mặt đại biến vội vàng chất vấn tôn di nói tôn tổng rốt cuộc chuyện gì xảy ra cô nắm trong tay một công thức quan trọng như vậy lại bị xé nát là thế nào tôn di mới vừa muốn nói chuyện thì hứa tổng đứng dậy chỉ tô na à nói tổng giám đốc chuyện này ta biết Trước khi cô tới, Tô Tổng đã giành lấy cách điều chế này từ tay Tôn Tổng, rồi xé nát, nếu không phải kịp thời ngăn cản chắc đã bị hủy rồi. Đồ đê tiện, xem chuyện tốt người làm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Na. Mỗi một người ánh mắt nóng như lửa và tức giận. Công thức này liên quan đến sự tổn vong của tập đoàn, lại bị con à chết tiệt hủy hoại. Hạ nhược tuyết trong mắt lạnh như băng, muốn phát tác, nhưng vẫn là cưỡng ép áp chế lửa giận, nàng trực tiếp mở miệng nói. Tô Na, ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa hại chết tập đoàn Hoa Mỹ. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là tổng giám sát của tập đoàn Hoa Mỹ. Lập tức cút ra khỏi phòng họp cho ta. Còn nữa, nếu như phương thuốc này xảy ra chuyện gì, ta bảo đảm tập đoàn sẽ đối với ngươi truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngươi tốt nhất cầu nguyện phương thuốc này không có chuyện gì. Mọi người trong phòng, hãy giúp giám đốc Tôn sắp xếp lại những mảnh giấy. Bằng mọi giá phải khôi phục công thức. Nói xong, Hạ Nhược Tuyết xoay người rời đi. Xong việc ở công ty, Tôn Di, đi về nhà thì trời cũng đã tối muộn. Tôn Di bước vào nhà không nhìn thấy một bóng người, có lẽ Diệp Thành vẫn chưa về, cô cố an ủi bản thân. Giờ khắc này, Tôn Di cũng không nhịn được nữa, tất cả ủy khuất và hối hận vì mình không tin tưởng Diệp Thành. Cô ước là tờ công thức đó không phải là thật. Tôn Di thẫn thờ ngồi xuống ghế, Diệp Thành, ngươi sẽ không về nữa sao? Ta xin lỗi ngươi, ta không nên nghi ngờ ngươi. Ngồi suy nghĩ, Tôn Di chợt nhận ra mình không biết gì về Diệp Thành, ngoài việc có võ công cao và công thức trúc nhan đan. Nhắc mới nhớ, sao mình chẳng nghi ngờ gì về anh ta, điều nực cười nhất là mình cho một người đàn ông xa lạ ở trong nhà. Mặc dù công thức là đúng, liệu anh ta có đáng tin? Chẳng lẽ anh ta là một cao thủ võ đạo vô song nào đó? Anh ấy sợ mình biết thân phận của anh ấy, nên mới rời khỏi đây. Lúc này sao lưng tôn di có tiếng của Diệp Thành vang lên? Có chuyện gì vậy, hình như cô đang tìm tôi thì phải. Làm tôn di giật mình, tôn di ngỡ ngàng quay lại nhìn diệp thành tôi tưởng anh không về đây nữa làm gì có chuyện đó tôi chỉ đi ra ngoài tham quan thành phố thôi diệp thành ngồi xuống ghế cùng với tôn di tôn di đang ấp úng muốn nói điều gì đó có việc gì cô cứ nói ra sao lại úp mở như thế nếu giúp được tôi sẽ giúp thật ra diệp thành tôi xin lỗi đơn thuốc mà anh biết cho tôi đã bị người ta xé mất liệu anh có thể diệp thành xem như không có chuyện gì ồ cái đó chỉ là công thức nhập môn của tôi mà thôi tôi cảm thấy nó chưa đủ hiệu quả tôi sẽ viết thêm cho cô hôm nay tôi hơi mệt tôi đi ngủ trước đây cô cũng nên ngủ sớm đi diệp thành đứng dậy rời đi thì tôn di kéo tay lại đợi đã chờ một chút tôi có vài chuyện muốn hỏi anh có chuyện gì vậy mặc dù tôi rất mệt nhưng nếu cô yêu cầu là một người đàn ông tôi sẽ không từ chối thật sự là có chuyện nhưng không phải như anh nghĩ đâu anh mà làm gì tôi tôi sẽ báo cảnh sát tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh anh muốn gặp chủ tịch hạ nhược tuyết thật trùng hợp tôi và chủ tịch hạ vừa nói chuyện với nhau cô ấy cũng nói rằng cô ấy rất muốn gặp anh diệp thành vẻ mặt chán ghét quay lại nhìn tôn di hạ nhược tuyết tôi không rãnh gặp cô ta tôn di vẫn cố niềm nở nói trước đây không phải anh đắc tội với bộ phận an ninh chỉ vì muốn gặp cô ấy sao phải lúc đó là tôi muốn gặp cô ấy nhưng giờ thì không hôm đó cô ấy đã không gặp tôi hôm nay lại muốn tôi đến nữa sao tôi đã nói với anh rồi không phải cô ấy không muốn gặp anh mà vì là chủ tịch tập đoàn nên anh phải hẹn trước được rồi, tôi sẽ gặp cô ấy." Tôn Di mừng rỡ, "Vâng, vậy ngày mai?" Chưa kịp nói xong thì Diệp Thành lại nói, "Hãy bảo Hạ Nhược Tuyết đến đây gặp tôi, còn việc tôi có gặp cô ấy hay không phụ thuộc vào tâm trạng của tôi." Nói xong, Diệp Thành đi vào phòng đóng cửa lại, nói vọng ra "Tôi đi ngủ trước đây, có gì ngày mai nói tiếp." Tôn Di không kịp phản ứng đứng thẫn thờ ngoài cửa. Nhược Tuyết đang ở nhà thì nhận được điện thoại, "Xin chào Tôn Di, chuyện tôi nhờ thế nào rồi? Anh ấy đã nói gì?" "Ồ, nói là muốn đích thân tôi đến tìm hắn sao? Không sao tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Từ giờ đến lúc đó, xin cô hãy để ý đến anh ấy. Hạ Nhược Tuyết nở một nụ cười ma mị, việc này thật là hấp dẫn. Hôm trước đến công ty làm ẩm lên đòi gặp tôi, nhưng giờ lại có thái độ này. Để tôi xem anh là người như thế nào. Sáng, Sáng sớm, Diệp Thành đã đến tiệm thuốc trung y, phía trên cổng để ba chữ to, Đức Nhân Đường. Mặc dù bây giờ thời gian còn sớm, nhưng cũng đã có nhiều người xếp hàng mua thuốc làm ăn thật là phát đạt bởi vì là quá nhiều người diệp thành chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi đi nhìn xung quanh hắn chú ý tới trên tường một bức cổ họa bức cổ họa này có thể là chấn điểm trí bảo trang hoàng rất là lộng lẫy diệp thành nhìn mấy lần bất đắc dĩ lắc đầu một cái hắn đã chắc chắn cái này là một bức tranh giả đáng tiếc ngay tại lúc này một vị lão giả và một cô gái xuất hiện là chu tử huyên và chu nhân đức Cô gái khinh thường nói, này này, ngươi lắc đầu làm gì? Ngươi đây là ý gì? Làm như mình rất hiểu bức tranh này, ngươi hiểu được nó sao? Tên nhà quê này ở đâu ra vậy? Nói không chừng là tới trộm đồ. Ông già thấy cháu gái vô lễ, ho khan một tiếng, giọng cô gái nhất thời nhẹ xuống. Ông ơi, anh ta nói bức tranh của chúng ta là đồ giả. Nhưng đây là bảo vật mà ông mua từ kinh đô. Ông già với khuôn mặt đầy nếp nhăn, có quắp một cái, thiếu nữ lại là trừng mắt to nhìn Diệp Thành bức tranh này của lão phu đã được rất nhiều chuyên gia thẩm định đồ cổ xem qua chàng trai trẻ nếu cậu nói nó là giả vậy cậu dựa vào gì để khẳng định như vậy diệp thành thái độ hờ hứng nói điều đó chỉ có thể cho thấy rằng tất cả bọn họ và cả ông đều rất dễ bị lừa chu tử huyên tức giận quát lớn ngươi là đồ có mắt không tròng còn chu ân đức thì tức đến nỗi nói không nên lời diệp thành không thèm để ý vừa đi vừa nói bức tranh giả này kỹ thuật cũng không tệ có thể lưu lại để lừa người khác tôi định đến đây, tìm vài dược liệu tốt, nhưng đến hiện tại, chắc phải đi nơi khác rồi. Nghe thế, Chu Tử Huyên không kiềm được lửa giận. Ông ơi, để con dạy cho thằng nhảy chơi trẽ này một bài học. Nói xong, Tử Huyên liền vận đạo lực vào chân, một luồng khí lực màu xanh ngọc bao lấy chân phải, trong rất gì và này nọ. Nhìn thấy vậy Diệp Thành cũng hơi bất ngờ, ở đây lại có võ giả, thật không đơn giản. Tử Huyên nhảy lên cao, tung cước về phía Diệp Thành. Ta sẽ không tha thứ cho kẻ vô tích sự, ăn nói lung tung, Chu nhân Đức sắt mặt đại biến, nhưng muốn ngăn cản cũng không kịp, con bé này từ nhỏ đã theo một vị đại nhân vật học võ, một cước này, chắc hắn tiêu đời. Một cước đánh đến, bị Diệp Thành một tay nhẹ nhàng chụp lấy, như không có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt tử huyên biến động, dần dần sợ hãi. Sao có thể, một cước của mình có thể đá tan hai bao cát kia mà. Diệp Thành hỏi, nãy giờ cô ồn ào đủ chưa vậy? Tử huyên thấy tư thế trên không hiện giờ của mình thì bối rối, anh định túm chân tôi tới bao giờ? buôn ra, đồ biến thái. Được thôi tôi sẽ bỏ cô xuống ngay, vẽ mặt Diệp Thành vô cùng kỳ dị. Nói xong Diệp Thành đưa cánh tay về phía trước, kéo một cái làm cho cô gái té sắp mặt. Đánh con gái người ta như vậy thì thua luôn. Chu Nhân Đức đứng kế bên, cũng giật mình xót xa cho cháu gái. Tôi không hy vọng gặp được võ giả ở đây. Nhưng thật đáng tiếc, võ thuật mà cô luyện là dành cho nam giới, không phải phụ nữ. Nếu tu luyện thêm mấy năm, rất có thể sẽ trở thành người tàn phế lúc này tử hiên cũng đứng dậy định liều với diệp thành tại sao anh lại ném tôi tôi sẽ không tha cho anh chu nhân đức liền tiến tới cản lại cậu có thể nhìn thấy điều đó vừa rồi tôi không dùng đạo lực để đỡ cú đá của cô ấy với võ công mèo ba chân của cô ấy nếu không có chút lòng thương người thì tôi e rằng tiểu tử thối người thì biết cái gì chỉ là do ta bất cẩn thôi thế à vậy thế này thì sao diệp thành sử dụng một chút đạo lực những luồng khí lực màu tím bao trùm xung quanh, làm tử huyên xanh mặt vã mồ hôi. Tôi sẽ cho cô thấy, thế nào là sử dụng năng lượng thật sự. Vừa nói xong, các luồng khí ảo ảo quy tụ thành hình một khuôn mặt quỷ, phía sau Diệp Thành. Tử huyên sợ hãi, té trên mặt đất, ông ơi, chạy đi ông. Chu nhân đức bước tới ôm quyền hướng về Diệp Thành cúi đầu nói, xin lỗi. Vị tiên sinh này, xin ngài đừng đùa giỡn với cháu gái nhỏ của tôi, nó có mắt mà không biết thái sơn không sao, không sao cô ấy chỉ là một đứa trẻ. Chu Nhân Đức nói xong, trừng mắt một cái với Tử Huyên, ra lệnh, Tử Huyên, nhanh lên xin lỗi vị tiên sinh đây. Cô gái trợn to mắt, kinh ngạc nhìn ra ra mình. Còn về bức vẽ này, rất mong chờ tiên sinh khai sáng cho. Lão Phu thật sự nhìn không ra manh mối. Thật sự ông muốn có câu trả lời, thì tôi sẽ cho ông biết. Diệp Thành tích tụ đạo lực trên tay, vung lên bức tranh bị xé thành nhiều mảnh. Trong vô số những mảnh nhỏ đó, Diệp Thành lấy ra một mảnh giấy, bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy trên mảnh giấy có vài dòng chữ đó là không biết cái tên ngu nào sẽ mua món đồ giả này ký tên lưu nguyên diệp thành giải thích thật ra bức tranh này rất khó để phân biệt thật giả chẳng qua do tên lưu nguyên này quá ngông nghênh đã để lại chữ ký của mình chỉ cần dùng đạo lực của bản thân nhìn thì sẽ phát hiện ra sau khi giải quyết được sự hiểu lầm diệp thành đang chờ chu tử huyên chuẩn bị dược liệu một lúc sau tử huyên đi đến Diệp tiên sinh đây là dược liệu ngày muốn. Cảm ơn cô đích thân lấy thuốc cho tôi. Rất vui được phục vụ tiên sinh, những loại dược liệu này rất quý, không biết tiên sinh có đủ tiền trả không? Thật đấy, tôi vẫn thích đáng vẻ ngổ nghịch vừa rồi của cô. Tử huyên lại trở nên cáo gắt, đừng vô lý, hôm nay tôi thật sự không phải là đối thủ của anh, nhưng nếu có sư phụ tôi ở đây, thì chưa chắc ai hơn ai. Từ xa Chu nhân đức, ho một tiếng đi tới. Tử huyên con không thấy sao, bản lĩnh của tiên sinh này không dưới sư phụ con ông ơi chuyện này sao có thể chu nhân đức nhìn diệp thành khiêm nhường nói cháu gái tôi từ nhỏ đã được nuông chiều tiên sinh đừng để trong lòng chu tử huyên thì vẫn núp sau ông mình nhìn diệp thành sao hắn có thể mạnh hơn chứ chu nhân đức cầm bản danh sách cửa hàng tôi tuy có tất cả số dược liệu trong danh sách mà tiên sinh đã đưa nhưng số lượng tiên sinh cần hơi nhiều nên cần đợi vài ngày để xin lỗi tiên sinh tôi xin được miễn phí tất cả không cần đâu ông cứ tính theo giá thị trường gần đây tôi kiếm được một số không nhỏ vừa nói diệp thành vừa rút tấm thẻ xu được ở thẩm ra với lại tôi không muốn bị coi là kẻ lợi dụng gia đình ông vài ngày nữa tôi sẽ quay lại chúng tôi rất mong sớm được gặp lại ngài diệp thành xoay người rời đi sau khi diệp thành rời khỏi đột nhiên chu nhân đức nghĩ đến điều gì diệp thành cái tên này nghe rất quen chẳng lẽ hắn là người của diệp gia lúc này tử huyên cũng hỏi anh ta là một tông sư vĩ đại tại sao ông không biết tên anh ta Chu nhân đức vẫn tiếp tục suy tư Nếu anh ta là người đó Thì thành phố này Thời gian yên bình không còn dài nữa Sau khi từ đức nhân đường đi ra Diệp Thành đang đi bộ trên phố suy nghĩ Cũng sắp đến ngày rỗ của bố mẹ rồi Phải chuẩn bị thôi Đột nhiên ánh mắt Diệp Thành co rút lại Miệng nở một nụ cười Ẩn hiện sát khí Có người theo dõi hắn Đúng là tự tìm cái chết Đồng thời ở đức nhân đường hiện giờ Chu tử huyên đan cằn nhằn Ra ra dựa vào thực lực của hắn Sao có thể không dưới sư phụ con? Chẳng qua chỉ giúp người phân biệt thật giả thôi." Chu Nhân Đức nói, quả thật là ta đã lỡ lời, không phải là không dưới sư phụ con, mà là vượt xa sư phụ con." Chu Tử Huyên vẫn cương quyết, làm sao có thể, làm sao có người mạnh hơn sư phụ con? "Chu Nhân Đức cứng rắn nói, sự xuất hiện của cậu ta có nghĩa là sự ra đời của một tông sư mới. Có tin đồn rằng, một bậc thầy võ thuật có thể giết chết một đội quân hạng nặng, được đào tạo bài bản." có thể coi bất cứ loại vũ khí hiện đại nào như không tồn tại. Người bình thường chẳng khác gì con kiến trong mắt họ. Tử Huyên, khuôn mặt hơi căng cứng, làm thế nào anh ta có thể là một bậc thầy võ thuật ở độ tuổi như vậy? Theo ta hắn không chỉ là một tông sư, mà so với tông sư hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu cho hắn thêm 20 năm, trên đời này sẽ còn ai là đối thủ của hắn? Gia tộc họ Chu chúng ta, dù thế nào cũng không được làm kẻ thù của hắn. Quay lại với Diệp Thành, người này chắc là thần y mà Thẩm gia đang tìm kiếm không ngờ lại gặp được anh ta sớm như vậy chỉ cần theo sát anh ta phần thưởng nhất định sẽ thuộc về mình diệp thành bước đi nhanh hơn nhanh chóng đến một ngõ cụt rồi biến mất tên theo dõi đi vào nhìn bốn phía có chút bất ngờ người đâu cái này là ngõ cụt tên kia chạy đi đâu rồi hắn phát hiện ra mình rồi sao không đợi hắn phản ứng diệp thành từ phía trên lao xuống chụp vào đầu hắn ấn xuống đất ngoan nào cho ta một lý do để không giết ngươi đừng giết tôi sẽ khai hết Thế là chưa kịp hỏi hắn đã khai, tên tôi là N.O. và tôi là một thám tử tư chuyên nghiệp. Tôi 41 tuổi, cao 1,8m, nặng 90kg. Ở nhà có một bà mẹ 74 tuổi và một cô con gái 12 tuổi. Tôi thích thu thập các thẻ đấu tay đôi và tôi sẽ tham gia các bữa tiệc ngoại tuyến để cạnh tranh với bạn bè. Thường uống một chút rượu. Công việc của thám tử tư khá siêu hình nên thu nhập không ổn định lắm, nhưng tháng này tôi đã giúp tìm một chú chó và kiếm được 2.000 tệ. Về việc tại sao tôi không giới thiệu vợ mình vì cô ấy đã bỏ trốn. Theo một người cách đây 2 năm, tôi nghe nói đó là người hàng xóm tên An. Gần đây tôi đang hẹn hò mù quáng và tôi sẽ tìm mẹ kế cho con gái mình. Im mồm, ta hỏi là ai phái ngươi đến đây? Đừng la lớn em sợ. Chính là Thẩm Hải Hoa, ông ấy treo thưởng khắp Giang Thành. Ai tìm được anh sẽ thưởng 1 triệu. Tôi đã cho Thẩm Hải Hoa 3 ngày để sống, nếu sau 3 ngày không có thuốc của tôi ông ấy sẽ chết. Anh có thể theo tôi bây giờ không? Đến lúc đó chúng ta sẽ chia tiền thưởng, 50-50 à 073 cũng được. Thẩm Nhiên không quan tâm quay người đi, quay về nói với Thẩm Hải Hoa, nếu muốn sống thì đừng làm ba cái chuyện vớ vẩn này. Nhưng Thưa tiên sinh, chuyện gì, có chuyện gì khác không? Hôm nay tôi rất bận. Thẩm tiên sinh đã chi rất nhiều tiền để thuê thám tử tìm ngài, vì không biết ngài đang ở đâu. Ngài có thể cho tôi xin địa chỉ được không? Các bạn, sáng sớm, Diệp Thành ngạc nhiên khi thấy Tôn Di đã thức dậy, trang điểm lộng lẫy, Hôm nay tôi sẽ đưa anh đi mua ít đồ, tiện thể mua thêm một chiếc điện thoại để những lúc quan trọng có thể liên lạc được với anh. Diệp Thành nhìn cách ăn mặc của bản thân cảm thấy bản thân cũng ok la rồi. Tôn Di vui vẻ chạy lại khoác tay Diệp Thành, "Anh yên tâm, đừng lo chuyện tiền nong, hôm nay bổn tiểu thư sẽ lo cho anh. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi." Không lâu sau hai người đến trung tâm mua sắm Giang Thành Vạn Đạt. Tôn Di đã lựa cho Diệp Thành một bộ Âu phục rất chi và này nọ. Quả nhiên người đẹp vì lụa không tệ không tệ anh thay đổi một chút trông rất là đẹp trai bây giờ anh mà về trường đi một vòng nhất định sẽ có nữ sinh bắt chuyện với anh mà anh có bạn gái chưa có cần tôi giới thiệu cho không bên cạnh tôi đây toàn là mỹ nữ đấy nhìn anh chắc là chưa yêu ai rồi còn là trai tân phải hong diệp thành thầm mắn những năm qua tôi luôn tập trung tu luyện thập tử nhất sinh dành đâu mà gái gú nghỉ kỳ lại thì diệp thành không phải là chưa yêu ai diệp thành nhớ đến một khoảng thời gian trước đó khi diệp ra vẫn chưa xảy ra chuyện anh ấy từng thích một cô gái tên là kiều sở thục nhiên là hoa khôi trường mà nhiều người yêu mến lúc đó diệp thành lấy hết dũng khí viết thư tình cho cô ấy không tin được là anh ấy lại nhận được câu trả lời điều kiện để được hẹn hò với cô ấy chính là tỏ tình với cô trước toàn trường nhưng không ngờ sở thục nhiên từ chối anh ấy trước mặt tất cả mọi người từ đó về sau diệp thành sống trong bóng tối dần dần trở thành phế vật trong mắt mọi người diệp thành tỉnh lại từ trong ký ức khoái miệng nhếch lên hiện ra một nụ cười lạnh có lẽ năm đó tôi thật sự là một phế vật nhưng bây giờ một trong tứ đại gia tộc ở giang thành trong mắt tôi chẳng là cái gì cả tôn di thấy cảm xúc của diệp thần biến hóa như vậy lo lắng trong lòng có phải lời nói của mình làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy vội nói diệp thành nếu anh chưa quen ai thì cũng đừng buồn tôi cũng vậy mà không phải vẫn sống tốt hay sao diệp thành xoa đầu tôn di cô đang nói gì vậy Đừng có nghĩ lung tung, mau tập trung mua sắm đi, tôi muốn mua đồ cho cô." Hai người dừng chân trước cửa hàng của thương hiệu Armani, mặc dù quần áo ở đây rất mắc, nhưng tôi có thể mua cho anh một bộ. Lúc này một âm thanh vang lên, "Đây không phải Tôn Di sao? Mấy năm không gặp, đã có bạn trai rồi à?" Trùng hợp Diệp Thành cũng biết người này, chính là cái đuôi của Sở Thục Nhiên tên Hà Thiến. "Hà Thiến." Quét ánh mắt tham lam lên hai người, Tôn Di đã nhiều năm qua như vậy rồi, mà mắt thẩm mỹ của cậu vẫn không thay đổi hồi đi học lúc nào cũng đi cùng một tên phế vật như diệp thành nhưng bây giờ trên người bạn trai cậu cũng toàn là đồ người ta bày bán ngoài đường cậu cũng chỉ thích những tên phế vật hay sao nhưng nói đi cũng phải nói lại người này nhìn có vẻ quen quen giống với tên phế vật của diệp gia người đàn ông đeo kính bên cạnh nghe đến phế vật của diệp gia cảm thấy hiếu kỳ hà thiến tên phế vật đó như thế nào vậy hà thiến đắc ý nói tên đó lúc trước tỏ tình với bạn thân của em bị cô ấy từ chối trước mặt tất cả mọi người hắn ta xấu hổ không dám đến trường nữa về sau nhà của anh ta bị người ta diệt môn có lẽ sớm đã chết rồi nếu không sở thục nhiên vẫn muốn trêu đùa hắn nữa diệp thành nghe thế sắc mặt đột nhiên tối lại ánh mắt lạnh lẽo hắn không ngờ nhiều năm như vậy vẫn có người nhớ chuyện đó thật là ồn ào ta sẽ để các người vĩnh viễn không nói được nữa diệp thành muốn ra tay nhưng cánh tay của diệt thần đột nhiên bị tôn di kéo lại đừng quan tâm đến họ chúng ta đi mua quần áo tiếp cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hà Thiến vẫn tiếp tục mỉa mai. Hai kẻ nghèo hèn cũng dám học đòi người khác dạo Amani, cũng không tự nhìn lại bản thân. Không thèm quan tâm, Tôn Di đã kéo Diệp Thần đi vào Amani. Hà Thiến lúc này, ôm chặt tay bạn trai, cọ cọ. A à, Tuấn, tôi cũng muốn mua vài bộ quần áo được không? Buổi tối anh có thể làm những gì anh muốn. Anh có thể kêu thêm bạn nếu anh muốn. A à, Tuấn liếm môi một cái, được, chúng ta đi mua ngay đi. Lúc này, Tôn Di và Diệp Thành đang đi dạo, Diệp Thành hỏi, sao cô không cho tôi xử lý cô ta? Tôn Di mắn, xử gì mà xử, anh đến đây mới có mấy ngày, tôi đã phải đi đồn cảnh sát vì anh rồi. Một lúc sau họ đến tiệm của Amani, họ bị cuốn hút bởi bộ vét ở giữa tiệm khen không ngớt lời, nó trông thật đẹp, hoàn toàn phù hợp với anh. Lúc này nhân viên phục vụ đi ra lễ phép nói, cô thật có mắt nhìn, đây là bộ vét cao cấp nhất ở đây, có giá là 360.000 tệ. Nếu thích thì có thể mặc thử, Điều này khiến Tôn Di hoảng hốt, trong trong lòng thầm nghĩ, mình nghe nói cửa hàng này khá đắt, không ngờ lại đắt như vậy, trong thẻ của mình tổng cộng mới có 30.000 tệ. Tôn Di ấp úng với Diệp Thành, cái đó nhìn kỹ màu không được hợp với anh lắm. Đúng lúc đó một giọng nói vang lên, buồn cười chết mất, không có tiền thì thôi đi. Ở đây giả vờ làm gì chứ? Cô đừng có nói nhảm, mua hay không là quyền của tôi, tôi chỉ thấy màu sắc không được hợp, còn tiền, đương nhiên tôi có. Hà Thiến càng nói càng quá đáng hơn. Nghèo thì nhận nghèo đi, thậm chí không có tiền học hết cấp 3 vì phải chữa bệnh, cho anh trai rác rưởi gì đó. Tôn Di tức nghẹn, khóe mắt đỏ ửng. Sao sao muốn đánh tôi à, có biết bạn thân của tôi là Sở Thục Nhiên không? Đánh tôi rồi sau này cô đừng sống ở Giang Thành này nữa. Hà Thiến quay sang Diệp Thành, còn tên quỷ nghèo này, ngươi muốn làm gì, định đánh ta à, tại sao không thử một lần? Nhìn dáng vẻ vênh váo của cô ta, Diệp Thần cuối cùng cũng không nhịn được, ra tay một bàn tay tát thẳng vào mặt Hà Thiến quả nhiên vẫn là để cô vĩnh viễn không nói được thì tốt hơn. Chúc các bạn, nhìn thấy Diệp Thành, một tay đánh tới làm Hà Thiến nằm trên mặt đất. Làm Tôn Di và A Tuấn bên cạnh bất ngờ và sợ hãi. Hà Thiến ôm mặt hét về phía Diệp Thành, "Cậu dám đánh tôi? Cậu có biết tôi là bạn thân của Sở Thục Nhiên không? Có biết bạn trai tôi là ai không?" Diệp Thần lạnh lùng nói, "Liên quan gì đến tôi?" Lúc này bạn trai của cô ta đứng ra nói tôi là giám đốc tài chính của tập đoàn Bắc Minh, lương 5 triệu tệ một người đàn ông đẳng cấp như tôi không phải là người mà cậu có thể đụng đến đâu. Lúc này một giọng nói vô cùng khí thế từ phía xa vọng đến, khẩu khí lớn thật thẩm hải hoa ta muốn xem xem là ai dám lợi dụng danh nghĩa của tập đoàn Bắc danh ta gây khó dễ diệp thần y. Tên triệu tuấn nhìn thấy thẩm hải hoa thì cả người phát hoảng, giám đốc không phải mắc bệnh nan y rồi sao sao lại xuất hiện ở đây? Tôn di cũng sợ hãi, hai chân có chút rung rẩy, tuyệt đối không nghĩ đến nhân vật như thẩm hải hoa lại có mặt ở đây. Triệu Tuấn lên tiếng trước, chú thẩm sao chú lại đích thân đến đây? Đây là đến thị sát hạng mục mới sao? Hà Thiến kế bên cũng vuốt theo, chú thẩm, A à Tuấn của con thường nhắc đến chú, con đất ngưỡng mộ chú. Không ngờ, Thẩm Hải Hoa coi như không thấy hai người bọn họ, đi nhanh về hướng Diệp Thành, khuôn mặt tươi cười, đối với Diệp Thành cung kính nói, Diệp Tiên Sinh, tôi tìm ngài khổ sở quá, ngài còn không xuất hiện có lẽ tôi đã chết rồi. Thẩm Hải Hoa khiến ai nấy cũng trợn tròn mắt một là vì diệp thành quen biết với thẩm hải hoa hai là vì ngữ khí và chất giọng của ông ta vô cùng tôn kính diệp thành khung cảnh này khiến tôn di ở bên cạnh diệp thành kinh ngạc anh ta không phải mới đến gian thành sao sao lại quen biết nhân vật lớn như thẩm hải hoa diệp thành lời nói ẩn chút khó chịu lúc đó tôi cho ông cơ hội nhưng gia đình ông không trân trọng thẩm hải hoa nhỏ nhẹ nói diệp tiên sinh là tôi quản giáo không nghiêm tôi đã dạy cho nó một bài học giờ tôi đem nó đến đây để chuộc lỗi với anh vừa nói xong thẩm hải hoa ngoảnh lại kêu nghịch tử còn không mau qua đây quỳ trước mặt diệp tiên sinh nghe thấy thẩm mộng long vội chạy lại quỳ trước mặt diệp thành diệp tiên sinh hôm đó là tôi không đúng xin anh hãy tha lỗi cho tôi một màng này đã làm cho triệu tuấn ở phía sau bị dọa sợ anh ta sống ở giang thành đã lâu hiểu được sự cao ngạo của thẩm mộng long thế nào nai lại chủ động quỳ trước mặt diệp thành ánh mắt hắn rơi trên người diệp thành người này rốt cuộc có bối cảnh thế nào là một người đến từ kinh thành hoặc là đến từ một gia tộc lớn sao trong lòng vạn phần hoảng sợ tôn di thì vẫn chưa tiêu hóa được vấn đề trước mắt đứng như người mất hồn diệp thành chỉ nhìn xung quanh một lượt sau đó liền kéo theo tôn di đi thôi đến cửa hàng quần áo nữ xem chút tiếp theo là mua đồ cho cô bỏ mặc thẩm hải hoa ở đó diệp thành dắt tôn di rời đi hắn bỏ đi mặc kệ thẩm hải hoa đây là lần đầu tiên mình thấy có người dám làm như vậy là đại nhân vật không thể đụng đến ư sau khi diệp thành rời đi sắc mặt của thẩm hải hoa đại biến đá con trai một cái xem chuyện tốt mà con làm ra đi hôm nay diệp tiên sinh mà không đồng ý thì mày sẽ quỳ ở đây cho đến hết đời chú thẩm chuyện này có phải hiểu lầm gì không hiểu lầm hả thẩm hải hoa tắc mạnh vào mặt triệu tuấn sao mày dám lợi dụng danh tiếng của tập đoàn đắc tội diệp tiên sinh bắt đầu từ hôm nay ngươi và cả bố ngươi thu dọn đồ đạc cút khỏi tập đoàn cho ta sau khi phát tiết thẩm hải hoa thở dài cố bình tĩnh lại đuổi theo diệp thành mạng sống của ta vẫn còn nằm trong tay người khác ta không muốn chết ta không muốn chết sau khi mua xong quần áo diệp thành cùng tôn di đi về tôn di khoát tay diệp thành vui vẻ nói rõ ràng đến tiền phòng còn không trả nổi còn mua quần áo cho tôi nữa anh có lòng như vậy tôi đã vui lắm diệp thành cũng hiểu tôn di vẫn tưởng anh vẫn nghèo như xưa nên chỉ chọn mua những món giảm giá mà đâu biết được trong thẻ của tôi có 10 triệu tệ. Đây đúng là cô gái tốt. Lúc đó có một giọng nói vang lên, "Diệp tiên sinh, tôi tiểu thư, xin dừng bước. Không biết hai người đi dạo có vui không?" Diệp Thành nhíu mày có chút không vui. "Ông tìm tôi có chuyện gì?" Thẩm Hải Hoa lúng túng cười một tiếng, "Anh hiểu nhầm rồi, tôi không phải tìm anh mà là tìm cô gái bên cạnh anh. Vừa rồi, nhân viên của tập đoàn chúng tôi vô lễ, là tôi dạy dỗ không nghiêm. Đặc biệt đến để xin lỗi." Mấy món đồ này xin hãy nhận cho. Tôn Di để ý thấy, chỗ quần áo này là những bộ đồ mà lúc nãy cô thử, rất vừa ý nhưng lại rất đắt nên không nỡ mua. Thấy Tôn Di vui vẻ, Diệp Thành cũng có chút hài lòng. Không tệ, hắn biết không cách nào làm hài lòng mình. Nên từ Tôn Di mở ra một cánh cửa đột phá. Thẩm hài hoa, tôi cho ông một cơ hội cuối. Sáng mai 9 giờ tôi sẽ đến thẩm ra tìm ông. Ông, nhớ lấy tôi có thể cứu ông cũng có thể lấy lại mạng sống của ông. Thẩm Hải Hoa nghe xong cả người run rẩy vì vui sướng. Cảm ơn Diệp Tiên Sinh, sau này anh có bất cứ yêu cầu gì, Thẩm Mộ sẵn sàng nghe theo. Các bạn quan tâm video cho mình xin một like và một đăng ký để nhận được thông báo video mới nha. Mình rất cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hắn là Diệp gia đệ nhất phế vật. Năm năm trước cả gia tộc bị người ta giết chết, chỉ mình hắn sống sót. Nay hắn trở về để trả thù, mang trong mình sức mạnh của người tu tiên. Vài viên đan dược cũng có thể chữa khỏi bệnh ung thư, tùy tiện viết vài chữ, liền thành công pháp đỉnh cao. Những kẻ chọc tới hắn điều sẽ không có kết quả tốt. Sau khi bị Diệp Thành giáo huấn cho một trận, Hà Thiến chạy đến chỗ Sở Thục Nhiên. Hà Thiến thở hổn hển đi đến, "Thục Nhiên, ta có chuyện rất quan trọng nói với ngươi. Ta vừa mới gặp Diệp Thành, tuy tính khí hắn có thay đổi đáng kể, nhưng ngoại hình rất giống nhau, họ tên cũng y như nhau." Thục Nhiên không mặn không lạc quay đầu nhìn Hà Thiến nói, "Hắn đã trở lại sao?" sở thục nhiên tự tin nói trước đây tôi đã từng đối phó với anh ta tôi rất có kinh nghiệm cô đừng lo lắng như thế sau đó hà thiến đem chuyện ở quản trường vạn đạt kể toàn bộ cho thục nhiên thục nhiên hơi trầm tư thẩm hải hoa ta đã từng quen biết người này cực kỳ lão luyện và cực kỳ sĩ diện hão người nói hắn đối với một người thanh niên khom lưng quỵ gối không phải là không có thể nhưng là người thanh niên kia địa vị phải cực cao hoặc là có thực lực cực mạnh coi như hắn té xuống hồ đông tiền sống sót cũng chỉ có thể thành là một người vô gia cư mà thôi. Năm năm trôi qua, hắn có thể có được thành tựu gì? Sao có thể khiến cho một người như thẩm hải hoa cúi đầu? Điều này ta không biết. Nhưng thục nhiên, vạn nhất người ta gặp hôm nay chính là Diệp Thành thì thế nào? Sở thục nhiên dừng lại, cười lạnh một tiếng, coi như hắn trở về thì đã có sao? Giang Thành nay đã không phải là Giang Thành năm năm trước. Ta sở thục nhiên cũng không phải sở thục nhiên của năm năm trước. Lúc trước họ Diệp phải cúi đầu trước họ sở chúng tôi. Thì bây giờ vẫn vậy chúng tôi vẫn là sự tồn tại duy nhất ở Giang Thành này. Cảnh chuyển đến trung cư đại đô. Diệp Thành và Tôn Di sách túi lớn túi nhỏ trở về nhà. Được nhiều đồ Tôn Di vô cùng hưng phấn, Diệp Thành anh khai thật cho tôi. Làm sao anh quen biết thẩm hải hoa? Quần áo ở đây toàn là đồ hiệu đắt tiền mà tôi không dám mua đấy. Diệp Thành thái độ né tránh chỉ nói cô hài lòng là tốt rồi. Nhân tiện cho tôi hỏi, Diệp Thành, anh sẽ không đi gặp hạ nhược tuyết sao? Tôn Di nói tiếp, cô ấy là đại tiểu thư nhà họ hạ, sắc đẹp tuyệt trần. Người nhịn được sao? Diệp Thành thuận tay mở TV, khá là tùy tiện nói, ta lại không gấp, muốn gặp ta, là rồng cũng phải vác xác đến đây, đừng nói là hạ gia thiên kim. Nếu như là kinh thành đại gia tộc thiên kim, Diệp Thành ta không nhất định sẽ gặp. Ngay tại lúc này, trong TV truyền ra tin tức trọng yếu. Phát hiện hai thi thể nam trong biệt thự, trong thành phố sáng nay. Người chết thân phận đã xác định, chính là Ninh Ba Thương hội hội trưởng Trần Chính Quốc, và con trai Trần Phong. Căn cứ cảnh sát phán định, đây là cố ý mưu sát, hơn nữa thủ đoạn của hung thủ cực kỳ đáng sợ. Tôn Di thấy tin tức, theo bản năng hoảng sợ. Trần Phong và Trần Chính Quốc, nàng mấy ngày trước còn mới vừa thấy qua. Thậm chí mấy ngày nay một mực ngủ không ngon, chỉ lo lắng bọn họ tới báo thù. Tuyệt đối không nghĩ tới, hai người lại có thể bị người giết. Diệp Thành lúc này, trong mắt híp lại, chàng đầy ngẫm nghĩ. Bọn này làm đủ việc xấu gây thù khắp nơi. Bị người ta giết chết là chuyện bình thường. Tôn Di thuận miệng hỏi, Diệp Thành, đây không phải do anh làm chứ? Diệp Thàng hơi ngẩn ra, chợt cười một tiếng, giả dạng là một bộ rất hung hãn tất nhiên là tôi rồi tôi là một cao cấp sát thủ vượt nóc băng tường giết người vô số tôn di nghe được như thế thở dài một hơi bớt nói đi anh công an bắc bây giờ tôn di không tin bởi vì là trên đời này có hung thủ nào sẽ thừa nhận tự giết người diệp thành bộ dạng thiện chiến nhưng giết người chắc hẳn hắn không dám tôi không quan tâm anh nữa tôi đi thử đồ không được nhìn trộm đâu đấy tôn di đi vào phòng mình vì sáng sớm ngày mai còn phải chữa trị cho thâm hải hoa nên hắn không đợi được dược liệu của chu nhân đức Hôm nay phải đi ra ngoài mua một số nguyên liệu điều chế đan dược cho Thẩm Hải Hoa. Vừa mới mua xong được một ít dược liệu ở cửa hàng thuốc bắc gần đó, Diệp Thành đang trên đường về nhà thì có một người đẹp cao gầy đứng cản trước mặt hắn. Đó chính là Bạch Lý Băng, người nữ cảnh sát đã bắt hắn hôm trước. "Chào buổi tối, Diệp Thành, chúng ta lại gặp nhau." Hắn thấy nữ nhân này quá phiền phức, không muốn dính rất nhiều, nên chọn một hướng khác đi về nhà. "Xin lỗi sĩ quan, hôm nay tôi rất bận." Diệp Thành đi được mấy bước thì có giọng nói lạnh lùng vang lên. Những chuyện xảy ra ở Trần Gia có phải do anh làm không? Ta thật tò mò một đứa trẻ rơi xuống hồ đông tiền, làm sao lại không chết? Nghe thấy thế, ánh mắt Diệp Thành nhất thời biến động, sát cơ bao trùm lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới Bạch Lý Băng lại biết thân phận của hắn. Bạch Lý Băng xoay người đi lại trước mặt Diệp Thành. Ta không ngờ tới năm đó chỉ là một tên phế vật của Diệp Gia, lại có thể sống sót hơn nữa trở về đây với thực lực kinh người. Lý Băng còn chưa nói hết lời thì một bàn tay trực tiếp nắm lấy cổ nàng sách lên. Diệp Thành hỏi ngươi còn muốn nói gì nữa không? Lý Băng sắc mặt hoảng sợ. Dù Lý Băng tu luyện võ công thực lực không mạnh nhưng cũng không phải người thường có thể đối phó, nhưng trước mặt Diệp Thành cô không dám chống cự. Theo bản năng Lý Băng nhẹ giọng, "Không có gì, tôi chỉ có vài chuyện không hiểu, tôi chỉ muốn mời anh bữa cơm." Diệp Thành thả Lý Băng ra, "Không cần, ta đã hẹn ăn cơm với chủ nhà ta." Rồi xoay người rời đi. Lý Băng đứng đó nhìn Diệp Thành đi xa, lòng thầm nghĩ, "Tuổi của mình và anh ấy đã qua thời kỳ luyện tập võ công tốt nhất, cho dù anh ấy khổ luyện 5 năm" cũng không có khả năng mạnh như vậy. Trong 5 năm qua, anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Thành đã về tới nhà. Diệp Thành cầm dược liệu đi tới phòng bếp. Tôn Di còn đang ngủ, vì không đem lò luyện đan theo, nên đành mượn đỡ lò vi sống của Tôn Di. Tuy hiệu quả hơi kém nhưng với bệnh của thẩm hải hoa thì dư sức chữa. Không nói nhiều, hắn trực tiếp mở ra bếp điện tử, đem mở tối đa, sau đó đem dược liệu bỏ vào trong đó. Bếp điện tử chẳng qua là phụ trợ thêm sức nóng, phần chính luyện chế vẫn là cần Diệp Thành dùng chân khí của mình. Qua một giờ đồng hồ, đã luyện thành 5 viên. Số lượng không nhiều nhưng với bệnh của thẩm hải hoa đã là quá đủ. Sáng sớm Tôn Di thức dậy, đã thấy Diệp Thành vội vàng rời khỏi nhà. Diệp Thành anh chuẩn bị đi đâu đó? Tôi là một thần y mà, đương nhiên là phải đi cứu người. Ở nhà có việc gì thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Miệng thì nói, suốt ngày nói nhảm, thần y gì chứ, anh coi đi khám bệnh đi. Trong lòng lại nghỉ, hắn có phương thuốc chút nhan đan. Có lẽ biết chút y thuật, Diệp Thành đã ra ngoài, ngôi nhà trở nên yên tĩnh. Tôn Di ngồi trên ghế sofa, thững thờ một chút. Chợt cô nhớ ra cái gì đó lẩm bẩm nói. Tính toán thời gian thì cũng sắp đến ngày rỗ của Diệp Gia. Năm nay chắc lại chỉ có mình ta đi biến họ. Diệp Gia tại sao bị diệt? Bác Diệp là người ngay thẳng, Diệp Thành cũng rất tốt bụng. Tôn Di thở dài nói ra. Diệp Thần mới ra khỏi khu nhà ở Đại Đô, liền phát hiện khu đậu xe xuất hiện một chiếc Mercedes-Benz G-Class. So với chiếc đoán anh ở công viên trước kia giống nhau như đúc bên cạnh xe là một cô gái, chính là Thẩm Mộng Giai, giờ phút này nàng đang lo lắng nhìn quanh. Thẩm Mộng Giai hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp. Bên trong tiểu khu, có một đám nam sinh không ngừng bàn tán. Anh ơi, anh nghỉ tiểu mỹ nhân đó đang chờ một người đàn ông hay là phụ nữ? Tất nhiên là đợi bạn gái rồi. Loại tiểu thư con nhà giàu này liệu có đợi đàn ông không? Nếu phụ nữ được bao nuôi, phần lớn sẽ đi BMW, mà người chạy xe phải là người mạnh mẽ, vì thế sẽ đợi đàn ông. Âu, oh, bạn phân tích quá đúng. Lúc này Diệp Thành đi đến, nhíu mày một cái. Tôi nghĩ phân tích của anh là sai rồi. Hai người mất hứng quay lại đòi Diệp Thành giải thích. Tại sao bác lại nói như thế? Xin vui lòng nói rõ. Ta chỉ biết, cô ấy không bao giờ ở đây đợi hai người. Người mập mập liền đẩy tên mắt kính sang một bên, khá là địch ý nói, tiểu tử ngươi là ai? Ngươi biết ta ngoại hiệu cái gì không, là tiểu hoàng tử. Biết bao nhiêu người phụ nữ từng qua tay ta, so với người ăn cơm còn nhiều hơn. Ngươi có hiểu phụ nữ sao? Diệp thần lắc đầu một cái, ta không hiểu phụ nữ, nhưng là ta biết cô gái mặc áo đỏ kia đang đợi ta, cho nên người suy luận tất cả đều sai. Lời này vừa nói ra, không chỉ tên mập cười, tất cả mọi người đều cười. Đang đợi ngươi. Hà ha, người cô gái cũng không soi gương à. Anh ấy ta đẹp trai thế này còn chưa dám đến bắt chuyện. Người ta đi gờ class, người đẹp đó chờ ngươi sao, đồ cặn bã. Cười chết mất. Lúc này, mộng dài cũng nhìn thấy Diệp Thành. Nàng khẩn trương trong lòng. Nếu như Diệp Thần không xuất hiện, hoặc là xuất hiện trễ, phụ thân nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nàng vội vàng chạy về phía diệp thành diệp tiên sinh cuối cùng anh cũng đến rồi em chờ anh lâu lắm rồi thấy cảnh này hai tên béo gầy đổ mồ hôi hỏi nhau anh họ diệp ạ à? hai người quay sang nhìn diệp thành lẽ nào là họ của anh ta diệp thành lúc này tuy không cười nhưng nét mặt vô cùng hà hê diệp tiên sinh cuối cùng tôi cũng chờ được anh xin lỗi vì tôi đã đến trễ hai người cùng nhau rời đi nhìn thấy hai người béo gầy mộng dai hỏi hai người vừa rồi có phải bạn của anh không tôi không biết hai người đó mà hình như gọi là thánh tình yêu với tiểu hoàng tử gì đó vậy à thế diệp tiên sinh nên cẩn thận dạo này có rất nhiều tên biến thái ở khu vực này riêng hai tên béo gầy thì thấy mình như một gã hề khoảng nửa giờ sau diệp thành đã đến biệt thự thẩm ra thầm hải hoa cùng vợ đang sốt ruột ngồi đợi diệp tiên sinh cuối cùng ngày đã đến thầm hải hoa vô cùng nhệt nhạc, nhạc hắn nhìn những viên đan dược mà diệp thành đem đến có chút suy tư diệp tiên sinh thực sự chỉ cần uống viên thuốc này sẽ hết bệnh sao không cần sắc thuốc hay châm cứu gì à? thầm phu nhân cũng nói, kể cả phẫu thuật chúng tôi cũng đồng ý, nhưng diệp thành khẳng định lại lần nữa, trực tiếp ăn tất cả cùng một lúc. thầm hải hoa nhìn đan dược chần chừ một lúc, nhưng cũng đâu còn lựa chọn nào khác, trực tiếp nuốt năm viên đan dược vào, nuốt xuống trong nháy mắt, dược liệu đậm đà tràn ra. thầm hải hoa cảm giác được toàn thân như bị một dòng nước ấm bao bọc, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua, hắn cũng không cách nào dùng lời nói miêu tả. dần dần. Hắn thậm chí phát hiện những vết tích đau đớn của bệnh tật trên mình cũng được tiêu trừ. Hắn từ từ mở mắt ra phát hiện thế giới vô cùng sáng ngời, như vừa mới sinh ra một lần nữa. Thẩm Hải Hoa vội chạy đến nắm chặt tay Diệp Thành. "Diệp tiên sinh, Thẩm Hải Hoa ta sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của ngài. "Diệp tiên sinh, đây là 100 triệu phí chữa bệnh của ngày, xin ngài nhận cho." "Lấy tiền, cứu người, nó chỉ là giao dịch thôi, không cần cảm ơn." "Diệp tiên sinh, Thẩm mỗ còn có một bất động sản ở khu nhà ở đại đô, cũng đang bỏ trống." xin diệp tiên sinh vui vẻ nhận cho đây là chìa khóa nhà mời tiên sinh ở lại dùng bữa tối với gia đình chúng tôi diệp thành có nhiều suy nghĩ trong đầu một là hiện tại hắn cũng đang không có chỗ ở với lại không thể ở chỗ tôn di để luyện đan dược nên cũng không từ chối hai là thẩm Hải hoa là người trong giới kinh doanh nên ông ấy sẽ biết rất nhiều về thông tin kinh doanh ví dụ như tập đoàn minh chính tập đoàn minh chính do ba của hắn thành lập là công sức cả đời của ông ấy nhưng đã bị chiếm đoạt sau khi bị diệt môn Diệp Thanh đã cố gắng tìm kiếm thông tin nhưng không có kết quả. Hy vọng ở chỗ Thẩm Hải Hoa sẽ có câu trả lời. Diệp Thanh nhìn Thẩm Hải Hoa, tôi bây giờ không rảnh, Tôn Di đang đợi tôi ở nhà. Giữa lúc Thẩm Hải Hoa đắm chìm trong thất vọng, Diệp Thanh lại dừng bước, xoay người nói với Thẩm Hải Hoa, ngươi là người đầu tiên ta trị bệnh, như vậy đi, ta mời ngươi ăn cơm, địa điểm ta sẽ chọn, thời gian là vào tối mai, ngươi có thì giờ rảnh không? Lời này vừa nói ra, Thẩm Hải Hoa kích động, vội vàng đáp ứng nói, có thời gian, toàn nghe Diệp tiên sinh vậy hẹn ngày mai gặp lại. Sau khi rời khỏi thẩm gia, Diệp Thành đến Đức Nhân Đường, chủ nhân Đức đã chờ sẵn từ bao giờ. Diệp tiên sinh, ngài cuối cùng cũng tới, ban đầu cũng không có lưu số điện thoại, ta còn sợ ngài quên. Chủ nhân Đức mời Diệp Thành đi xem dược liệu mà mình đã chuẩn bị. Những loại dược liệu này vừa từ Vân Nam vận chuyển tới, ngài xem thử thế nào. Diệp Thành tiện tay cầm lên xem. Thật không tệ, dù độ ẩm hay độ tươi, đều tốt hơn mong đợi. Chủ nhân Đức mặc dù rất muốn tặng phi dược liệu cho Diệp Thành, nhưng hắn biết đối phương vậy sẽ không đồng ý, vì vậy liền trực tiếp mở ra một cái giá thấp, "Diệp tiên sinh, chúng tôi sẽ để lại giá gốc cho ngài, là 5 triệu tệ." Theo mình tìm hiểu về thị trường dược liệu hiện nay, cái giá mà chủ nhân Đức đưa ra không phải là giá vốn mà là giá lỗ. Những loại thuốc này đáng giá cả chục triệu, mắc nợ người khác nhiều quá sẽ không tốt đâu." Diệp Thành nhìn chủ lão vui vẻ nói, "Vậy thì tôi xin nhận lòng tốt của ông. Nhân tiện, cháu gái của ông đâu? Sao hôm nay không thấy cô ấy?" chú lão có chút bất ngờ vội đáp, tử huyền ngày hôm nay, cùng sư phụ nó đi ra ngoài leo núi, chậm chút mới thể trở về, vốn là ta còn chuẩn bị để cho tử huyên dân trà xin lỗi Diệp tiên sinh. Ồ không có gì đâu. Diệp Thành cầm lấy giấy viết, viết gì đó, sau đó đưa cho chú nhân đức. Chú lão, nhờ người sau khi cháu gái ngày trở về, hãy đưa tờ giấy này cho cô ấy, nếu cô ấy không đọc được, hãy đưa cho sư phụ cô ấy. Điều này rất quan trọng. Được được, tôi sẽ làm theo lời ngài chú lão cầm lấy tờ giấy trong lòng suy nghĩ. Đây có phải là Diệp Tiên Sinh đang trả ơn mình không? Mảnh giấy này là gì? Chú lão, tôi có vài điều muốn hỏi ngài. Ngài có biết ở Giang Thành này, ở đâu bán lò luyện đan không? Diệp Thành không muốn dùng bếp điện từ luyện đan nữa, hiệu quả quá kém. Chú Nhân Đức vừa nghe đến lò luyện đan. Trong mắt bỗng nhiên co rút một cái, biểu cảm cũng trở nên có chút kinh ngạc. Diệp Tiên Sinh, chẳng lẽ ngài biết luyện đan? Chú Nhân Đức kinh ngạc như vậy là có nguyên nhân bởi vì là hoa hạ luyện đan sư đã sớm biến mất hơn ngàn năm mặc dù trên thị trường còn lưu truyền một ít đan dược nhưng những đan dược kia phần lớn là ngàn năm trước lưu truyền lại vô cùng trận quý có chút đan dược thậm chí có thể đấu giá được mấy trăm triệu hoặc là hoàn toàn vô giá số lượng luyện đan sư vô cùng ít bất kỳ gia đình võ thuật bình thường nào nếu có luyện đan sư giúp đỡ thì trong vòng ba năm sẽ phát triển thành gia tộc hàng đầu trung quốc diệp thanh trong mắt híp lại mấy giây sau đó, mới cười cười nói, chú lão, ngươi đùa gì thế? Ta làm sao biết luyện đan, ta chỉ là yêu thích sưu tầm mà thôi. Đã vậy, nếu Diệp tiên sinh đã quan tâm, ngài có thể cùng chúng tôi tham gia một buổi đấu giá vào năm ngày sau. Có thể sẽ có thứ ngài cần ở đó. Vậy cũng tốt. Vậy khi nào đi, ngài hãy liên lạc với tôi trước. Còn phần dược liệu, xin ngài chuyển đến căn hộ của tôi ở Đại Đô. Diệp Thanh cũng rời khỏi cửa tiệm. Diệp Thanh rời đi khoảng 10 phút thì, chủ tử huyền cùng một ông già đi vào đức nhân đường. Tử Huyên, hôm nay con không gây rắc rối cho sư phụ chứ? Chu Tử Huyên có chút không vui. Ông nội, nói vậy là ý gì? Con trong mắt ông nội là người như thế sao? Chu Nhân Đức trừng mắt một cái mắng Chu Tử Huyên. Lần trước ngươi đắc tội Diệp Tiên Sinh, kêu ngươi ở nhà xin lỗi Tiên Sinh, thế mà ngươi chạy đi trốn. Nghe tới Diệp Thành, Chu Tử Huyên càng khó chịu hơn. Cả ngày ông chỉ nhắc tới hắn, sư phụ của con tốt hơn hắn nhiều, một trưởng có thể đánh tan đại thụ. Sư phụ Tử Huyên giọng hơi khinh khi lên tiếng tử huyên không được vô lễ có thể ở chỗ diệp tiên sinh đó có điểm nào phi thường ta cũng lời tranh luận với hai người tử huyên đây là diệp tiên sinh nhờ ta đưa cho ngươi nói rằng sẽ tốt cho ngươi tử huyên cầm lấy tờ giấy mặt tối lại nó tốt cho tôi nhưng gì viết trên đó thậm chí tôi còn không đọc được chữ viết xấu xí ta không đọc tử huyên liền vứt đi chủ lão kế bên vô cùng tức giận lúc này tần lão sư phụ của tử huyên cầm tờ giấy lên xem qua một lượt bỗng dưng hoảng sợ, hai chân rung rẩy, trong mắt to ra, mặt đầy mồ hôi, kích động chạy tới trước mặt chú lão, hay tay lay người chú lão. Chú lão nhanh lên, đưa tôi đến gặp người này. Người này rất tốt với tôi và Tử Huyên, ta hiểu được những gì viết trên đây. Tử Huyên kế bên thì mắt chữ O mồm chữ A. Sư phụ, Diệp Thành không hại ta à? Tần lão giải thích, ta và Tử Huyên tu luyện công pháp tên là Thất Dương Tâm Pháp, là ta lúc còn trẻ tình cờ lấy được, nhưng là không hoàn chỉnh. Khi mới bắt đầu tu luyện nó thật sự nâng cao kỹ năng của tôi rất nhiều. Tôi đã có bước nhảy vọt về sức mạnh và cảnh giới, nhưng tôi càng luyện thì vấn đề càng lớn, nó thậm chí còn ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng. Nghe vậy, Chu Tử Huyên cũng là sắc mặt tái nhợt. Mấy ngày nay ta tu luyện luôn có một loại cảm giác khó chịu, vô hình không diễn tả được. Chẳng lẽ là do công pháp bị thiếu này? Tần Viễn Minh nhìn Chu Tử Huyên an ủi, "Tử Huyên, ngươi không cần phải sợ, tuổi ngươi còn nhỏ, hơn nữa tu vi ngươi chưa sâu." đối với ngươi ảnh hưởng không lớn nhưng đối với ta thì ảnh hưởng rất lớn nếu tiếp tục tu luyện có thể bị suy tạng mà chết trừ khi từ bỏ tu luyện nghe đến đây chu nhân đức và tử huyên ngày càng hoảng sợ hơn tần lão là người bảo vệ sự an toàn của chu gia nếu có chuyện xảy ra với ông ấy gia tộc họ chu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lúc này tần viễn minh cười phá lên ha 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 đó chỉ là lúc trước đây bây giờ nhờ vào mảnh giấy này ta đã hoàn chỉnh được công pháp Tờ giấy này hơn cả một phép màu. Từ giờ trở đi sẽ không còn bị ảnh hưởng gì nữa. Tử huyên chúng ta gặp được quý nhân rồi. Là quý nhân sao? Ngay cả sư phụ cũng nói như vậy. Diệp Thành, rốt cuộc anh là ai? Sau khi rời đức nhân đường, Diệp Thành trực tiếp dựa theo địa chỉ trên chìa khóa, tìm được căn hộ thẩm hải hoa đưa cho hắn. Hắn vốn nghĩ là thẩm hải hoa chỉ đưa cho hắn một căn hộ bình thường. Tuyệt đối không ngờ lại là một căn biệt thự rộng lớn, xa hoa cấp 1 ở đại đô. Diệp Thành đi vào nhà, dù biết bên trong sẽ rất xa hoa, nhưng tiến vào bên trong vẫn bị kinh động. Phòng ốc nội thất đầy đủ, nguy nga trắng lệ, không gian thoáng đãng. Nhưng trong ngôi nhà lớn như vậy, sống một mình, Diệp Thành cảm giác rất cô đơn. Diệp Thành nhớ đến Tôn Di. Vừa rồi cô nhận được điện thoại của bố, có vẻ Tôn Di rất lo lắng. Cô ấy bảo có việc về quê tối nay có thể sẽ không về. Tôi có chút lo lắng cho cô ấy. Diệp Thành cảm thán, ngày xưa nhà mình nhỏ hơn nơi này nhưng nhà ba người sống rất hạnh phúc. Bây giờ, tôi là người duy nhất còn lại. Ngày mai đã là ngày rỗ của bố mẹ rồi. Diệp Thành hai tay nắm chặt, trên người tỏa ra một đạo lực vô cùng đáng sợ. Bố mẹ, con sẽ báo thù cho bố mẹ. Diệp Thành ta từ trong cái chết bò ra ngoài, trong đêm đen tìm ra ánh sáng. Ta sẽ đích thân lấy đầu người đàn ông kia, đem đến mộ của bố mẹ. Sẽ có một ngày, Diệp Thành ta sẽ khiến cho Ninh Ba rung rẩy, mảnh đất hoa hạ này thần phục. Lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Diệp Thành đoán là dược liệu đã được đưa đến. Diệp Thành đi ra ngoài đã thấy nhân công đang dở hàng xuống. Cũng hên ngôi nhà này không nhỏ, nếu không chứa bao nhiêu dược liệu thế này cũng khá phiền phức. Bỗng lúc này có tiếng gọi Diệp Tiên Sinh. Diệp Thành quay lại thì nhìn thấy ba người Chu Nhân Đức, Chu Tử Huyên và một lão già. Chu Nhân Đức bước lên trước nói: Diệp Tiên Sinh, tôi đã giao dược liệu đầy đủ, ngay còn cần gì nữa xin cứ nói. Không có gì đâu, chú lão đừng khách sáo, mời mọi người vào nhà vào trong trần viễn minh bước lên trực tiếp quỳ xuống trước mặt diệp thành kẻ hèn trần viễn minh đa tạ ơn cứu mạng của ngày cảnh này lại tiếp tục làm cho chu tử huyên mắt chữ o mồm chữ a không tin được sư phụ nàng quỳ trước mặt diệp thành tần viễn minh nói tôi là sư phụ của chu tử huyên người sửa đổi tâm pháp không chỉ giúp tôi đột phá cảnh giới mà còn tránh được những nguy cơ sau này người là ân nhân cứu mạng của ta và tử huyên đó là chuyện nhỏ nhưng ta có một điều cần ngươi giải thích sao gọi ta là tâm sư tâm sư thật sự lợi hại lắm sao nghe được điều này làm cho ba người vô cùng bối rối một vị võ đạo tâm sư lại không biết tâm sư là gì anh ta có thật sự là một người đàn ông mạnh mẽ hay sao sự phân chia cấp bậc là bài học nhập môn của người luyện võ diệp thành nhìn thấy mọi người kinh ngạc liền vội vàng giải thích ta vừa xuống núi không bao lâu đối với phân chia võ học ở hoa hạ không hiểu lắm thì ra là vậy diệp tiên sinh vẫn luôn tu luyện trên núi cách xa phàm tục rất có thể ngài không biết, tôi mạng phép giải thích cho ngài Võ học Hoa Hạ được chia làm 4 cấp độ Là ngoại lực, nội lực, nửa bước chuyển thế và chuyển thế sư Mỗi cấp độ chia làm 3 giai đoạn, khởi đầu, đỉnh phong và đại thành Ví dụ như Tử Huyên vừa bước vào giai đoạn nội lực Và Diệp Tiên sinh đây là một chuyển thế tông sư Nghe thế ánh mắt Diệp Thành híp lại Phân chia cảnh giới ở đây không giống với sư phụ ta nói Nhưng đó là bình thường vì ta tu luyện công pháp không giống ở Hoa Hạ cho dù bề ngoài nhìn không khác nhau lắm. Theo phân cấp của ta biết thì là thế luyện cảnh, khai nguyên cảnh, khí cảnh, hợp thế cảnh, chân nguyên cảnh, tiên du cảnh. Mỗi cấp độ lại chia thành 9 tầng. Tất nhiên sau tiên du cảnh còn những cấp độ lợi hại hơn, nhưng ta hiện tại chưa chạm tới chúng. Diệp Thành hiện tại đang ở khai nguyên cảnh tầng 5. Hoa Hạ tông sư nhiều không?" Diệp Thành trầm giọng hỏi. Tần Viễn Minh suy nghĩ mấy giây rồi trả lời, "Tôi không thể biết con số chính xác." nhưng có điều hầu hết các tông sư đều có liên hệ với các gia tộc ở Hoa Hạ. Ví dụ như bốn đại gia tộc ở Giang Thành, từ mạnh đến yếu là Chu Gia, Triệu Gia, Lục Gia và Trần Gia. Nhưng đừng xem nhẹ Trần Gia, nếu Trần Gia lão tử quay trở lại thì lại là chuyện khác. Đáng tiếc Trần Gia mấy ngày trước đã bị diệt, thay vào vị trí đó là Vạn Gia. Trần Chính Quốc từng lấy lão già đó ra hù dọa mình trước khi chết. Không biết bao giờ ông già đó sẽ quay lại. Trong số các gia tộc, điều khiến hắn ấn tượng nhất là Chu Thục Nhiên vì nếu không có sự sỉ nhục của cô ấy khi đó, hắn đã không gục ngã và bị coi là phế vật. Chu Thục Nhiên, lần này trở về tôi sẽ cho cô biết, đâu là sự tồn tại không thể đụng đến. Đang suy tư, Diệp Thành không để ý tới mình đã vô tình bộc phát ra sức mạnh, với ý định giết người. Tần Viễn Minh, trong lòng trào dân sống gió kinh hoàng. Diệp tiên sinh tại sao trên người lại có sát ý đáng sợ như vậy? Bao nhiêu máu đã nhộn trên tay anh ta? Lại có thể đạt được khả năng như vậy ở độ tuổi này? Đây là một nhân vật không thể đắc tội. Buổi tối, Diệp Thành cảm giác đói bụng nên đi ra ngoài. Lúc chiều Diệp Thành có ghé sang chỗ Tôn Di, phát hiện Tôn Di vẫn chưa về nhà. Gọi điện cũng không bắt máy. Hắn lo lắng trong nhà xảy ra chuyện gì. Nếu ngày mai mình không liên lạc được với cô ấy, hẳn phải đi tìm cô ấy thôi. Nhưng bây giờ, hắn phải kiếm gì ăn mới được. Diệp Thành dừng chân trước cửa một nhà hàng. Đây là nhà hàng của bạn thân hắn hồi học cấp 3, là Uông Vũ Hằng đồ ăn ở đây rất ngon bao nhiêu năm rồi không ngờ vẫn còn mở cửa lúc xưa hắn thường đến đây ăn nên bố mẹ uông vũ hằng rất tốt với hắn ngay cả khi hắn tồi tệ nhất bị tất cả mọi người xem là phế vật uông vũ hằng vẫn đứng về phía của hắn diệp thành bước vào nhà hàng cũng khá bất ngờ ngoài hắn ra thì không có người nào khác hắn còn nhớ lúc trước cửa hàng buôn bán rất cắt diệp thành tìm một vị trí ngồi xuống liền gọi món chú uông cho con vài xiên nướng đặc biệt cùng với một chai bảy úp lúc này vợ của chú uông đi tới trên mặt có chút hoảng sợ. Chàng trai trẻ hôm nay chúng tôi đóng cửa rồi, cậu đi nơi khác ăn đi. Hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đi, nếu có cơ hội cậu có thể đến cửa hàng mới của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi. Diệp Thành cảm giác có gì đó không đúng, nơi này đã mở cửa hơn 10 năm rồi sao lại dọn đi? Hắn chú ý trên mặt vì ôm hình như có vết thương do bị đánh. Lúc này từ xa có tiếng nói của Uống Thúc vọng đến. "Em đừng đuổi khách." Uống Thúc đi đến, tay cầm một đĩa xiên nướng. "Đây là phần dành cho cậu." nếu cậu muốn làm người khách cuối cùng của chúng ta thúc thúc sẽ làm theo ý cậu ăn xong không cần tính tiền nhưng cậu phải ăn thật nhanh nhé lời này làm cho diệp thành có chút bối rối diệp thành cầm que thịt mà chảy cả nước miếng vừa định ăn thì từ cửa có một cái ghế bay vào diệp thành chỉ vẫy tay một cái cái ghế đã thành nhiều mảnh từ ngoài cửa có một đám côn đồ đi vào chú em này cũng không tệ đấy nhưng hôm nay ta không có thời gian nói chuyện với chú quán này hôm nay đóng cửa rồi Hãy rời khỏi đây. Tên đại ca nhìn uống thuốc nói lớn. Lão uông, ông không ngoan ngoãn nộp phí bảo vệ cho chúng tôi. Chưa nộp phí sao đám đón khách hả? Hắn tiến tới sách cổ áo ôm thuốc. Có muốn giữ lại cái quán này hay không? Hổ ca hãy để chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ là cửa hàng nhỏ, không thể chịu được số tiền bảo vệ đó. Ồ, ông đừng tưởng tôi không biết gì nhé. Ông vì muốn thoát khỏi tay chúng tôi, đã tìm một chỗ mới. Nếu ngày mai, ông không đưa tôi 50.000 phí bảo vệ thì chúng ta sẽ phá nát cửa hàng mới của ông. Nghe thế, Uông Thúc vô cùng hoảng sợ. Nếu không trả tiền trong vòng 24 giờ, tôi sẽ cắt hết mọi đường sống của ông. Nói xong hổ cao vung tay lên, cùng bọn đàn e đi ra ngoài. Đi ngang qua Diệp Thành còn nói. Chú em, ở đây anh xong việc rồi, anh đi trước đây. Nhưng hắn đi chưa được mấy bước thì một đạo âm thanh, lạnh như băng từ sau lưng hắn văng lên. Ta đã cho ngươi đi chưa? Hắn đứng lại, quay về phía Diệp Thành. Thằng nhóc này ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Diệp Thành cười lạnh, ánh mắt sắc như dao nói với hổ ca. Ta không nói chuyện với ngươi mà là đang nói chuyện với một con chó. Vẫn là câu nói đó, tiểu tử mày có biết tao là ai không? Vừa nói tới đó, thì Diệp Thành đã đứng trước mặt hắn, cho hắn một tát thẳng mặt. Đó không phải là việc của ta. Hổ ca bị đánh té xuống đất, trước sự bằng hoàng của bọn đàn em xung quanh. Do tốc độ ra tay của Diệp Thành quá nhanh, bọn chúng không nhìn thấy được Diệp Thành đã làm gì, chỉ biết mở to mắt nhìn nhau. Sao rồi, chỉ mới một tác mà đã sợ rồi sao? Hổ ca bò dậy, gầm lên. Lao về phía Diệp Thành, tiểu tử hôm nay ông sẽ giết mày. Diệp Thành không hề né tránh, trực tiếp một quyền vào đầu hổ ca. Hắn văn lên đầu cắm vào trần nhà, treo trên đó. Trước mắt ngỡ ngàng của bọn đàn em. Bọn chúng đã hiểu Diệp Thành, không phải là người bọn chúng có thể đụng tới. Lúc này, Diệp Thành nhìn về phía bọn chúng, với ánh mắt đầy chết chóc. Mấy tên đằng kia nếu các ngươi dám tìm đến đây gây rắc rối thêm một lần nữa, ta bảo đảm không nhẹ tay như vậy đâu. Thấy một màn võ lực của Diệp Thành, cả đám không dám động đậy, quỳ xuống đất xin tha thứ. Xin ngày tha tội cho chúng tôi, từ nay chúng tôi không dám làm như vậy nữa. Các ngươi còn quên gì nữa không? Diệp Thành sát mặt âm lãnh hỏi. Tên lâm hổ, lúc này khuôn mặt đã thành đầu heo, rung rẩy đáp. Tôi xin lỗi, từ nay về sau, chúng tôi không dám làm phiền gia đình chú uông nữa. Xin ngày giờ cao đánh khẽ, tha thứ cho chúng tôi. Diệp Thành một thân sát khí bao trùm, bước đến chụp lấy đầu lâm hộ từ nay ta không muốn thấy người ở con phố này nữa mau cút a à, Hổ rung rẩy vâng vâng ạ à, chúng tôi đi ngay lời vừa rơi xuống mấy tên côn đồ vội chạy tới rìu lâm hộ hớt hải chạy đi ngay cả nhìn diệp thành cũng không dám sau khi bọn chúng rời đi diệp thành thu lại sát khí nhìn xung quanh có chút tiếc nuối cửa hàng đã bị mình làm thành một đống hỗn độn nếu biết sớm đã để đám cặn bà đó ở lại thu dọn rồi ánh mắt uông thuốc gắt gao nhìn diệp thành có chút sợ hãi, kèm kinh ngạc, ngươi là, ngươi là A Trần sao? Ngươi là bạn của A Hằng, ngươi vẫn còn sống. Càng nói sự vui mừng càng hiện rõ. Diệp Thành cũng ngạc nhiên, cô chú nhận ra con sao? Vợ chồng Uông Thúc vui mừng nói. Tiểu tử, ngươi đến đây thường như vậy, làm sao ta có thể quên ngươi? Thằng nhóc làm sao cậu có thể trở nên cao và mạnh mẽ như vậy? Hai vợ chồng tôi xém nữa không nhận ra rồi. Chỉ cần trở về là tốt rồi. Diệp Thành lúc này trong lòng nhiều cảm xúc đây cũng là lần đầu hắn cảm giác được tình thân sau bao năm sự cô đơn cũng giảm đi ít nhiều sau khi ăn uống và hàng huyên với vợ chồng chú uông diệp thanh trở về nhà của tôn di vào nhà diệp thanh phát hiện có người ở trong nhà diệp thanh tưởng là tôn di đã về liền lên tiếng tôi gọi điện thoại sao cô không nghe máy tôi vừa tìm được một quán ăn rất ngon tôi dẫn cô đi ăn nhưng lúc này người phụ nữ kia có chút bất ngờ quay lại hai người đều bất ngờ vì không phải người mình muốn tìm cô là ai cái gì, anh làm ẩm ý ở công ty tôi, đòi gặp tôi cho bằng được. Nhưng bây giờ nhìn thấy tôi, lại không biết tôi là ai. Hạ Nhược Tuyết, sao cô lại ở đây? Tôi là bạn thân của Tôn Di. Tôi thường đến nhà cô ấy chơi, nên cô ấy đưa cho tôi chìa khóa, để tôi đến cho tiện. Còn anh là gì của cô ấy? Các người đang sống thử à? Diệp Thanh Hơ Hừng trả lời. Tôi vừa mới đến đây, hiện không có chỗ ở, cô ấy là chủ nhà của tôi. Cô ấy thật dũng cảm khi cho một người lạ như anh ở đây. Diệp Thành rót một cốc nước rồi nói, "Theo như cô thấy, hiện giờ Tôn Di không ở nhà, tại sao cô không nói chuyện với cô ấy ở công ty?" Nhược Tuyết có chút bất ngờ nhìn Diệp Thành, "Tôi đã không liên lạc được với cô ấy. Cô ấy cũng không đến cuộc họp cấp cao lúc chiều. Anh không biết cô ấy ở đâu sao?" Diệp Thành kinh ngạc, "Ý cô là Tôn Di mất tích sao?" Diệp Thành lại càng lo lắng hơn, ngay cả Hạ Nhược Tuyết cũng không thể liên lạc với cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy thật sự xảy ra chuyện? Có thể mình đã bị kẻ thù theo dõi mình phải đi tìm cô ấy thôi. Diệp Thành, hai tay nắm chặt, đi ra ngoài, vừa sợ hãi vừa lo lắng cho Tôn Di. Phía sau Nhược Tuyết nói theo, anh đi đâu vậy, không phải việc của cô. Bị Diệp Thành bỏ mặc Nhược Tuyết sắc mặt khó coi. Này anh kia, không phải anh muốn gặp tôi sao, bây giờ tôi ở đây anh lại rơi đi. Diệp Thành chỉ liếc nhìn hạ Nhược Tuyết, đừng đi theo tôi. Nhược Tuyết bị Diệp Thành đối xử như thế, trong lòng có chút nhục nhã, lửa giận bốc lên. Anh là người đầu tiên dám nói như vậy với tôi trong tay anh không chỉ có một đơn thuốc hỏng mà cả anh cũng bị hỏng không được mình phải bình tĩnh lại tên diệp thành này có gì đó không đúng tất cả các thông tin về hắn đều không có khi biết hắn sở hữu công thức bí mật mình đã cho thám tử điều tra về hắn nhưng tất cả chỉ là con số không nhược tuyết tự nhủ đơn thuốc của anh ta rất quan trọng với mình không được bất đồng diệp thành lúc này đang ở bên ngoài lòng thầm nghỉ giang thành quá rộng lớn mình lại không có mạng lưới tình báo riêng một mình tìm tôn di là quá sức nếu tìm được e rằng đã quá muộn không còn cách nào khác mình không muốn dính lưu với anh ta một lần nữa nhưng có lẽ phải sử dụng nó diệp thành lấy điện thoại ra ấn một dãy số lúc này ở cao ốc tiềm long là tòa nhà cao nhất tỉnh chiết giang trên tầng cao nhất là chỗ ở của giang nam vương tu ngô tâm đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên số điện thoại này của hắn trên thế giới chỉ có 6 người biết không do dự hắn ấn nút nghe máy là ai là ta nói trước cho anh biết, đừng điều tra sống máy này. Nghe được âm thanh này, cả người hắn rung rẩy, hơi thở gấp rút. Người trong điện thoại vẫn đang nói, nếu tôi phát hiện anh sắp xếp người xung quanh tôi, tôi sẽ phá hủy tất cả những gì tôi đã ban cho anh, bao gồm cả mạng sống của anh. Tìm cho tôi một người tên Tôn Di, giám đốc tập đoàn Thiên Mỹ. Liên lạc lần cuối vào 10 giờ trước. Tôi cần biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu, có nguy hiểm gì không? Gia đình cô ấy đang xảy ra chuyện gì? Trong vòng 5 phút, tôi muốn biết mọi thứ. Giang Nam Vương cầm điện thoại trên tay. Đã 3 năm hắn giữ chiếc điện thoại này. Hắn chờ đợi từng ngày từng đêm. Chỉ mong người đàn ông kia, một ngày nhờ tới số này mà gọi cho hắn. Hôm nay hắn đã được toại nguyện. Trên mặt đã hiện lên nụ cười. Hắn gọi người này là điện chủ. 5 phút tích tắc trôi qua. Các bạn đã ấn like cho video chưa vậy? Diệp Thành đã có được tin tức mình muốn. 11 giờ 35 phút, Tôn Di rời khỏi nhà trên chiếc xe có biển 180TS, đến Bệnh viện Nhân dân số 5 Giang Thành. Chiếc xe vẫn ở trong bệnh viện. Theo điều tra, em của Tôn Di phát bệnh lúc 11 giờ 28 phút, hiện đang cấp cứu. Phải phẫu thuật ngay, chi phí phẫu thuật là 700.000 nhân dân tệ. Trong thời gian này Tôn Di gọi cho ba người. Một là công ty thế chấp, thế chấp chiếc xe 50.000 tệ. Tôi vẫn còn một số điều tra chi tiết hơn, anh có cần tôi gửi cho anh không? Không cần đâu, Diệp Thành vô thức lắc đầu một cái rồi cúp điện thoại. Chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng biết cô ấy ở đâu thì dễ xử lý hơn. Buổi sáng hôm sau, bệnh viện nhân dân số 5, con đã rút hết tiền tiết kiệm và bán luôn chiếc xe chỉ có được 300.000 tệ, để trang trải phí phẫu thuật cho em Hạo. Bố mẹ còn cách nào khác không? Bố mẹ Tôn Di cũng đã hết cách, nhà chúng ta cũng đã dốc hết tiền rồi, chỉ có thể nhờ chú hai con thôi. Mẹ đã gọi cho chú ấy rồi. Thật sự Tôn Di không muốn nhờ vào chú hai, chú hai là người giàu nhất trong họ hàng, nhưng ông ấy luôn coi thường nhà cô ấy. Chỉ một lúc sau, Tôn Di đã thấy vợ chồng chú hai đi đến từ xa đã nghe tiếng tôn hạo xảy ra chuyện lớn như vậy sao bây giờ mới tìm đến chúng ta tôn di cuối người chú hai gì hai cảm ơn đã giúp đỡ tôn vĩnh phúc là chú hai của tôn di hắn nhìn tôn di cảm thán quả thật rất xinh đẹp không ngờ anh trai hắn lại đẻ ra một cô con gái xinh đẹp như vậy nếu sau này gả vào nhà có tiền thì vận mệnh nhà họ tôn sẽ thay đổi ba của tôn di lên tiếng vĩnh phúc cậu biết gia đình chúng tôi thật sự rất khó khăn sau này chúng tôi sẽ trả tiền lại cho anh nếu chúng tôi bán được nhà. Tôi hiểu, nhưng thật đáng tiếc. Nếu chuyện này xảy ra sớm thì tốt, hiện giờ công việc kinh doanh đang xa sút tôi không có dư tiền. Tôn Vĩnh Phúc trầm ngâm trong lòng, hắn biết gia đình Tôn Di rất nghèo, số tiền này có thể không trả được. Hắn không muốn lãng phí. Chỉ nghe đến thế, Tôn Di nước mắt lưng tròng. Nhưng chú hai, nếu không phẫu thuật, Tôn Hạo sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này vợ của Tôn Vĩnh Phúc lên tiếng. Chồng anh còn nhớ, những gì anh đã nói với anh Lý trong bữa tối không? không phải anh đã đùa rằng sẽ giới thiệu ai đó cho thằng con trai ngu ngốc của anh ta sao tôn di đẹp như vậy hôn sự này chắc chắn thành đến lúc đó sẽ không cần lo lắng việc lý lão sẽ lên chức cho anh lý vĩnh phúc ánh mắt sáng lên cảm thán vẫn là vợ mình thông minh tại sao mình lại không nghĩ ra điều này mặc dù con trai hắn là kẻ đần độn nhưng lý lão lại là một tên dâm đãng và tôn di chắc chắn là phù hợp tôn di con đã có bạn trai chưa tôn di ấp úng không nói chỉ lắc đầu Tôn Di hiểu ý đồ xấu xa của bọn họ, nhưng hiện tại cô thật sự chưa có bạn trai. Động Thái Châu sắc mặt vui mừng, hí hửng nói. Vậy thì quá tốt. Mặc dù công việc kinh doanh của chú hay không được suôn sẻ, nhưng mạng sống của Tôn Hạo là quan trọng nhất. Và có một cách để có tiền chữa bệnh. Tôn Di cúi gầm mặt hỏi, ý của dì hai là sao? Tôi nghe rằng con trai của ông Lý gần đây đang muốn lấy vợ. Nếu con gả vào nhà họ Lý, không chỉ bệnh của é trai con, ngay cả cuộc sống của gia đình con sau này đều trông cậy vào con. Nghe đến đây Tôn Vĩnh Quý làm sao không hiểu ý đồ của đối phương, cái này là muốn hắn đem bán con gái mình. Tôn Vĩnh Quý trực tiếp đứng ra, cự tuyệt nói: "Chuyện trung thân đại sự của Tôn Di, xin cô chú đừng quan tâm. Nhà chúng tôi sẽ tự tìm cho Tôn Di." Đồng Hải Châu nói ra lời uy hiếp: "Vĩnh Quý, còn cả ngươi nữa Tôn Di, các ngươi không nghĩ cho mình, vậy cũng nên cân nhắc một chút cho Tôn Hạo. Nếu không góp đủ tiền hắn chắc sẽ khó giữ được mạng." Tôn Hạo cứ như vậy mà rời đi, hắn chỉ mới 14 tuổi tương lai sau này còn rất dài. Lời này vừa nói ra, Tôn Di và Tôn Vĩnh Quý có chút dao động, trong ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Đồng Thái cho biết đây là cơ hội, nên tiếp tục nói. Tôn Di, ngươi dù sao cũng không có bạn trai. Người ta dù là một kẻ ngốc, vì ngốc nên cái gì cũng không hiểu. Ngươi vào nhà họ lý, chỉ cần tùy tiện vài câu thì tiền không phải là của ngươi hết sao. Gả vào nhà giàu có là chuyện tốt, nhà của ngươi sẽ không bao giờ thiếu tiền nữa. Ngươi cũng nên biết để chữa khỏi bệnh cho tôn hạo, cần phải có rất nhiều tiền. Bỗng lúc này một đạo âm thanh từ xa vọng tới. Ai muốn bạn gái tôi kết hôn? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tôn Di ngẩng đầu lên, thì thấy cách đó không xa, Diệp Thành đang đi đến. Diệp Thành khóe miệng nở một nụ cười, vô cùng tự tin đi về phía Tôn Di. Cô gái ngốc nghếch, sao em lại giấu anh về bệnh tình của em trai chúng ta? Điều đó thật là quá đáng đối với anh. Việc trước mắt làm cho mọi người ở đó ai cũng ngỡ ngàng. Cậu là bạn trai của Tôn Di sao? tại sao tôi không nghe con bé đề cập gì về điều này diệp thành khoác vai tôn di tươi cười nói dì ơi dì cũng biết tôn di cô ấy rất nhút nhát mà tôn di bên cạnh càng bối rối vợ chồng chú hai tức giận kiểu đồ ăn tới miệng thì rơi mất chất vấn diệp thành vớ vẩn tôn di bảo cô ấy không có bạn trai mà cậu từ đâu ra mà nhận làm bạn trai của cô ấy cậu thấy đấy không ai tin cậu đâu sao cậu không chứng minh cho chúng tôi thấy lúc này diệp thành nhìn tôn di cười một cái rồi chỉ tay lên mặt Em thấy đấy, cô ấy không tin, tại sao chúng ta không chứng minh cho cô ấy? Tôn Di, tuyệt đối không nghĩ đến Diệp Thành dám kêu cô ấy hôn mình ngay trước mặt mọi người. Nàng cũng hiểu là Diệp Thành muốn giúp mình thoát được rắc rối. Tôn Di, nhắm mắt hôn Diệp Thành một cái. Thấy một màn này tất cả mọi người đều bối rối. Tôi nghĩ họ là bạn bè bình thường, nhưng hắn thật sự là bạn trai Tôn Di. Cái này quá độ ngột. Tôn Vĩnh Phúc lấy lại bình tĩnh nói, Tôn Di, cô phải biết, phí phẫu thuật là một số tiền rất lớn, không phải người đàn ông nào cũng trả được. Diệp Thành bước lên trước, tiền viện phí của tôn hạo tôi đã nộp đầy đủ rồi. Số tiền đó chỉ là hạt cát với tôi mà thôi. Vợ chồng tôn Vĩnh Phúc vẫn tiếp tục chất vấn. Cậu có 400 ngàn tệ, điều đó thật sự khó tin. Nếu đã thanh toán viện phí thì xin hỏi hóa đơn đâu. Diệp Thành cũng bất ngờ vì hai người này lại để ý đến chi tiết như vậy. Vì gấp tới đây, nên thật sự Diệp Thành chưa đóng tiền viện phí. Diệp Thành, chột dạ tặng hắng một cái, tiền quả thật là không đống cho bệnh viện mà là đưa cho diệp thần y là bác sĩ hàng đầu của giang thành anh ta sẽ chữa cho tôn hạo diệp thần y anh ta từ đâu tới giang thành sao tôi chưa từng nghe đến diệp thần y không phải là cậu đang nói mình sao diệp thành cũng cảm thấy phục người phụ nữ này cô ta thật khó lừa diệp thành trả lời vân diệp thần y chính là tôi hai vợ chồng tô vĩnh phúc thay nhau cười nhạo diệp thành nếu cậu là thần y thì tôi sẽ là một vị thần sống ha 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 cười chết ta mất là thần y sao ngay lúc này có một vị bác sĩ đang đi về phía bọn họ từ xa đã nói đến người nhà bệnh nhân xin hãy giữ yên lặng đây là bệnh viện tôn vĩnh phúc nhìn về phía đó chợt nhận ra vị bác sĩ này là bác sĩ khấu hắn vội chạy đến trước mặt bác sĩ khấu khấu thần y đã lâu không gặp ngày còn nhớ tôi không tôi là tôn vĩnh phúc lần trước chúng ta đã ăn tối cùng nhau lúc này khấu thần y hờ hững nhìn qua chợt ánh mắt kích động tay đẩy tôn vĩnh phúc sang một bên chạy về phía Diệp Thành. Chạy lại trước mặt Diệp Thành, khấu thần y không người hai tay nắm lấy tay Diệp Thành. Giọng điệu nịnh nọt nói. Diệp thần y, không ngờ tiểu khấu có thể được gặp mặt ngài ở đây. Lần trước, gặp ngài, thật sự ngài đã giúp tôi mở mang tầm mắt. Lời này vừa rơi xuống, làm tất cả mọi người tại chỗ điều bối rối. Ba chữ Diệp thần y văng vẳng trong đầu. Nhưng Diệp thành lúc này lại lơ ngơ kiểu, của ai vậy, cái gì vậy? Xin chào ngài, chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao? lời này cũng làm cho bác sĩ khấu đơ đơ một chút tôi là bác sĩ khấu lần trước chúng ta đã gặp nhau ở nhà thẩm hải hoa bây giờ diệp thành đã nhớ ra bố mẹ tôn di vẫn bàn hoàng mắt ong mồm a à. thật sự là một bác sĩ sao sao tôn di không nói với chúng ta trước đây diệp thành bây giờ cũng bắt được nhiệm hóa ra ngài không nói dối về trình độ y học của mình trước đây tôi cứ nghĩ ngài là một lăng băm chuyên lừa gạt những nhà giàu có tôn vĩnh phúc vẫn không phục lên tiếng bác sĩ khấu, tên tiểu tử nghèo khổ này, cũng được gọi là thần y sao. Nhìn thế nào hắn cùng lắm là một tên lăng băm, chuyên đi lừa gạt mà thôi. Bác sĩ khấu, liếc nhìn tôn vĩnh phúc, sau đó hỏi Diệp Thành. Diệp tiên sinh, người này là ai? Chỉ là một người lạ ồn ào. Bác sĩ khấu bún tay một cái. Hai bảo vệ xuất hiện, bắt lấy vợ chồng tôn vĩnh phúc. Hai người này gây ồn ào, ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Tôi nghi ngờ hai người này bị nhiễm virus bệnh dại để hạn chế sự lây lan của virus tôi đề nghị hai bệnh nhân này cần được cách ly nhân đạo trước thế là bọn họ bị bế đi nhìn cũng đã cái nư ghê diệp thành khoác vai bác sĩ khấu nói nhỏ y thuật của ông bình thường mà thủ đoạn lại khá tàn nhẫn đã khiến diệp thần y cười chê ai bảo bọn họ đắc tội với diệp thần y kéo kéo tôn di nhẹ kéo tay diệp thành anh có thể nói giúp chúng tôi được không chúng tôi nhất định sẽ đưa đủ tiền phẫu thuật bác sĩ khấu cũng nghe thấy hóa ra tôn hạo là em của bạn gái diệp thành biết đây là cơ hội để lấy lòng Diệp Thành liền bún tay một cái mau chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân tôn Hạo trong vòng một giờ nữa tôi sẽ phụ trách ca mổ này rõ thưa giáo sư sau đó bác sĩ khấu quay về phía Diệp Thành Diệp Tiên Sinh chuyện này hãy giao cho tôi tôn Di cũng cảm ơn bác sĩ khấu Diệp Thành có chút lo lắng kéo bác sĩ khấu sang một bên phẫu thuật cho tôn Hạo do ông thực hiện có giải quyết được hết bệnh không Diệp Tiên Sinh đừng lo lắng tôi tự mình làm phẫu thuật Hoàn toàn không vấn đề gì đâu. Vẫn là không nên nợ người khác quá nhiều." Diệp Thành lại lấy tờ giấy ra vừa viết vừa nói, "Đây là kỹ thuật châm cứu dành cho người mới bắt đầu, có thể nâng cao kỹ năng y tế của ông rất nhiều." Bác sĩ Khấu, cầm tờ giấy xem qua thì giật mình, "Đây là khí huyết châm cứu, đã thất truyền từ lâu. Dưới sự hướng dẫn của anh ấy, y thuật của mình sẽ tiến bộ rất nhiều. Còn chi phí phẫu thuật, tốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ chi trả." Bác sĩ Khấu từ tốn nói, "Thưa Diệp tiên sinh, mọi chi phí phẫu thuật tôi sẽ chịu trách nhiệm lúc này ba người nhà tôn di sự vui mừng và kinh ngạc hiện lên trên mặt chi phí phẫu thuật của tôn hạo lại giải quyết một cách dễ dàng như vậy rất tò mò bạn trai của tôn di là người như thế nào vào buổi tối tôn di con về nhà trước đi có vấn đề gì ba mẹ sẽ gọi cho con nhân tiện bố có chuyện muốn nói với con tôn vĩnh quý nói nhỏ vào tai tôn di tuy rằng con và diệp thành là người yêu nhưng ở chung sẽ rất bất tiện chỉ cần chưa kết hôn, con phải thực hiện các biện pháp an toàn khi giải quyết công việc. Các bạn nghe rồi đấy nha, cũng nên chú ý đó. Tôn Di ngại ngùng, cùng tức giận nói lớn, bố đang nói chuyện vô nghĩa gì vậy? Ha ha, không ngờ cha cô lại có tư tưởng thoáng như vậy. Tôn Di quát, sao anh lại có thể nghe lén người khác nói chuyện như vậy? Thôi anh đừng nói nữa, chúng ta lấy xe đi về thôi. Lúc này Tôn Di chợt nhớ, quay lại nói với Diệp Thành, xe tôi cầm mất rồi. Có lẽ ngày mai tôi sẽ nghỉ một ngày đi chuột nó về diệp thành từ túi lấy chìa khóa xe ra cô có thể về nhà bằng xe của tôi thế nào có được không tôn di nhận ra đó là chìa khóa xe của mình liền hỏi làm sao anh có nó là tôi tình cờ gặp công ty thế chấp đang kéo xe đi là bạn trai tạm thời của cô đương nhiên phải lấy lại rồi lần sau nhớ giữ kỹ đừng để mất tôn di không kìm được chạy lại ôm lấy diệp thành cảm ơn anh thật ra tôi mới là người phải cảm ơn hai người cùng nhau lên xe về nhà bầu không khí trên xe có chút yên ắng. Đột nhiên Tôn Di lên tiếng, Diệp Thành, tôi rất tò mò tại sao anh lại giúp tôi, là vì tôi giúp anh ở tập đoàn Thiên Mỹ? Hay là vì tôi cho anh vào nhà tôi ở? Diệp Thành, ngẫn ra một chút rồi nói. Có lẽ ngày mai cô sẽ biết thôi. Tôn Di có chút sốt ruột, ngày mai, anh đang cố gắng làm điều gì sao? Ha ha ha, cô hãy nhẫn nại một chút. Đang nói chuyện, thì Tôn Di phát hiện nhiệt độ trên xe đang giảm xuống. Diệp Thành, tôi cảm thấy rất lạnh, hình như điều hòa trên xe bị hỏng. Diệp Thành lúc này long mày có rút lại, ánh mắt sắc bén. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của sát khí. Diệp Thành nói với Tôn Di. Đừng hỏi tại sao, nhất định phải nghe rõ từng câu từng chữ tôi nói tiếp theo. Dù xe đang chạy, Diệp Thành vẫn mở cửa xe, làm Tôn Di hốt hoảng. Diệp Thành vẫn đang nói. Đầu tiên ngay khi tôi xuống xe, cô lập tức chạy hết tốc lực về căn hộ và không bao giờ được dừng lại. Hãy nhớ rằng, bất kể cô nghe thấy âm thanh gì hay nhìn thấy gì, đừng dừng lại hay quay lại. Thứ hai, sau khi cô về nhà, hãy lấy điện thoại của tôi và trốn vào trong phòng của tôi. Thứ ba, vào danh sách cuộc gọi trong điện thoại của tôi, gọi số liên lạc gần nhất. Sau khi cuộc gọi kết nối, bảo anh ta trong vòng 30 phút hãy cử người mạnh nhất đến nhà của cô. Nếu sau 30 phút có người xông vào cửa, đừng chống cự, ngoan ngoãn đầu hàng, tôi sẽ đến cứu cô. Sự việc diễn ra trong chớp mắt, Diệp Thành đã lao ra khỏi xe diệp thành thầm nghĩ cuộc chiến của các cao thủ võ thuật đơn giản là người thường không thể chịu nổi cô ấy sẽ nguy hiểm hơn khi ở bên mình xem ra một mình chiến đấu vẫn là không đủ có lực lượng của chính mình sẽ thuận lợi hơn vài giây sau một chiếc xe dừng lại trước mặt diệp thành trên xe bước xuống một người đàn ông trẻ tuổi bận âu phục đối với diệp thành người này không thể gây nguy hiểm gì cho anh diệp thành để tâm tới người phía sau là một người đàn ông trung niên trên người thoát ra khí chất của một đại sư người đàn ông trung niên mở miệng Diệp Thành, danh từ này đã rất lâu rồi, 5 năm, dòng dã 5 năm. Thật không ngờ tàn dư của gia đình họ Diệp vẫn còn sống. Diệp Thành con ngươi có rút lại, lãnh đạm nhìn người đàn ông trung niên nói: "Ta đoán không lầm, 5 năm trước, sự việc xảy ra ở Vân Hồ Sơn Trang, ngươi cũng có mặt. Hôm nay, ngươi đến đây để giết ta à?" Người đàn ông trung niên cười lớn, âm thanh vang vọng, "Ha ha ha ha, giết ngươi? Ngươi chỉ là một tên rác rưởi, đáng bị vứt bỏ. Cần đến ta phải ra tay sao?" ngươi quá đề cao bản thân rồi. Lúc này tên bận Âu phục lên tiếng, Diệu tiên sinh, hãy giao hắn cho tôi xử lý. Lão già khẽ gật đầu đồng ý. Tên bận Âu phục hướng về phía Diệp Thành đi đến, hắn đi rất nhẹ nhàng, nhưng tốc độ không hề chậm. Trong mắt đầy sát ý, toàn thân bao phủ khí lực, lao tới tung quyền về phía Diệp Thành. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh gọn. Diệp Thành, trong mắt lạnh như băng, chỉ đưa một chân lên đỡ quyền của hắn. Trong vỏn vẹn năm từ, bạn thật sự rất yếu. Diệp Thành tung một quyền vào đầu tên tài xế. Trực tiếp, trong nháy mắt giết chết hắn. Lão già trung niên nhìn xác tên thuộc hạ, tức giận nói. Đồ tác rưỡi, xin ta cho cơ hội, mà ngay cả một quyền cũng không đỡ nổi. Diệp Thành lúc này cơ thể bao trùm bởi sát cơ. Quanh thân cuộn lên từng cơn máu sát. Giống như lửa địa ngục. Người đàn ông trung niên, sắc mặt hơi đổi, kinh hô. Máu sát, không ngờ ngươi lại ngưng tụ ra được. Tiểu tử, ngươi tu luyện 5 năm lại có thể đạt được thành tựu như vậy để cho ngươi trưởng thành sẽ rất nguy hiểm hôm nay ta phái giết ngươi hắn cười lạnh một tiếng xem thường sức mạnh của diệp thành nói lớn năm năm trước chính ta là người đem người tới giết cả nhà ngươi thuộc hạ của ta đã bị ngươi giết trong một đòn chứng tỏ ngươi là người có kỹ năng đó là tất cả những gì ngươi muốn nói sao cuối cùng điều ông muốn là gì ta sẽ bắt ngươi làm một con chó cho ta vì ngươi đã giết chết hắn hôm nay ngươi sẽ phải thay thế vào chỗ đó nghe thế diệp thành cười lạnh Ngươi đã quá đề cao bản thân mình rồi, chỉ dựa vào võ công mèo ba chân của ngươi sao? Trong mắt lão già chợt biến động, có chút sợ hãi. Xung quanh Diệp Thành lúc này được vây quanh bởi vô số khí linh, tụ thành hình những con quỷ với răng và móng vuốt sắc nhọn. Từ khi nào, ngươi ảo tưởng rằng ta yếu hơn ngươi? Diệp Thành lạnh lùng hỏi. Lão già gắt gao, nhìn trầm trầm Diệp Thành, trên mặt còn có sự sợ hãi. Chẳng lẽ thằng nhóc này đã đạt tới tâm sư cảnh? Không thể nào. Ngươi đừng nghĩ rằng, mình có thể chết dễ dàng như tên kia. Sắc mặt Diệp Thành bây giờ vô cùng lạnh lùng. Người đàn ông trung niên lúc này nội tâm rung lên sóng gió kinh hoàng. Mình đã bỏ ra 40 năm tu luyện, với vô số tài nguyên. Chỉ vừa vẫn bước vào cảnh giới cao thủ. Cơ thể hắn rung rẩy thét lớn. Ngươi đừng tự mãn. Cho dù không biết ngươi dùng tà pháp gì, mà mấy mấy năm đã đạt tới trình độ như vậy. Dù vậy, khoảng cách về kinh nghiệm là không thể bù đắp. Người đàn ông trung niên bước lên một bước Mặt đất xuất hiện vết lõm xuống, thân thể hắn như một con báo đang săn mồi, lao về phía Diệp Thành, quyền đổi thành chảo, hướng tới Diệp Thành tấn công liên tục. "Hôm nay, Diệu Kim Cốc ta sẽ lấy đầu ngươi." Diệp Thành, con người lạnh lẽo, cánh tay lưu chuyển từng cơn chân khí, từng quyền đánh ra. Trên tay Diệp Thành đã xuất hiện những vết chảy có tia máu. "Diệu Kim Cốc, lùi lại một chút cười lạnh, không tệ, có thể chặn hết những đoàn sát thủ của ta. Nhưng đôi tay của ngươi, có thể chịu đựng được bao lâu nữa?" quả thật ông mạnh hơn tôi tưởng, đã gây được một chút vết thương ngoài da này. Tôi đã đánh giá thấp ông, nhưng ông có thể cào vào tay tôi vài lần nữa không? Diệu Kim Cốc như cảm nhận được gì đó. Nhìn xuống bàn tay mình, thì sắc mặt đại biến, những ngón tay của hắn đã bị gãy. Diệp Thành mỉa mai nói, cái gì gọi là khoảng cách, cái gì gọi là kinh nghiệm, tất cả đều là vô nghĩa. Hôm nay ta sẽ cho người thấy, thực lực của ta là như thế nào. Diệp Thành giờ phút này cơ thể nhuộm màu kinh khí, Xung quanh tử linh gào thét, nhảy lên không trung, lao về phía Diệu Kim Cốc. Thấy Diệp Thành nhảy lên không, Diệu Kim Cốc khóe miệng thấy được nụ cười. "Làm sao ngươi dám ở trên không tấn công ta? Coi như ta đã chiến thắng, ngươi còn quá trẻ. Ở trên không ngươi không thể nào tránh được đòn của ta. Ta chỉ cần tập trung toàn bộ sức lực vào chiêu này." Diệu Kim Cốc tập trung tất cả kình khí vào tay, tung chiêu chém lìa hai chân của Diệp Thành. "Ha ha ha, tiểu tử, hai chân của ngươi đã gãy rồi, xem ngươi đấu với ta thế nào." Đang đắc ý thì, khuôn mặt hắn đơ ra, hình ảnh Diệp Thành trên không đang bị tan ra, đó chỉ là ảo ảnh do Diệp Thành tạo ra bằng cách ngưng tụ ác linh. Cảnh giới này hắn không thể tưởng tượng. Lúc này Diệp Thành từ trên đầu hắn xuất hiện, một quyền đánh xuống, Diệu Kim Cốc cả người nện xuống mặt đất, miệng phun từng giọt máu tươi, yếu ớt đến tận cùng. Diệu Kim Cốc bị đánh bại, bại đến thê thảm. Diệp Thành thở dài một hơi, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua Diệu Kim Cốc. Ngươi đúng là một bậc thầy, đầu ngươi quả thật là cứng thật. Ngươi biết không, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Diệu Kim Cốc nghe được âm thanh, chật vật ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm, không thể nào. Chuyện này là không thể nào. Diệp Thành từ từ tiến tới, đưa tay chụp lấy đầu Diệu Kim Cốc nhắc lên. Ta cho ngươi một cơ hội, hãy trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cân nhắc tha mạng cho ngươi. Điều thứ nhất làm sao ngươi biết đến sự tồn tại của ta, và bây giờ có bao nhiêu người biết đến điều đó. Diệu Kim Cốc, cố gắng hỏi Hiệp Thành, nếu tôi trả lời, anh có thật sự để tôi đi? Diệp Thành sắc mặt khó chịu trực tiếp ấn đầu của Diệu Kim Cấp xuống mặt đất. Ngươi cảm thấy bây giờ, ngươi còn có thể ra điều kiện với ta hay sao? Diệu Kim Cốc bây giờ vô cùng sợ hãi, đành thuận theo ý Diệp Thành. Mấy ngày trước, tôi thấy có người tìm kiếm không tin của anh qua dữ liệu web, khiến tôi tò mò. Nên sai người tìm kiếm video và hình ảnh của anh theo luồng dữ liệu đó. Sau khi so sánh thì, Tỷ lệ giống nhau giữa anh và Diệp Thành đã mất tích kia rất cao. Vì vậy tôi mới đến tìm anh, bởi vì Long gia đã nói rằng, bất cứ người nào của Diệp gia đều không được phép tồn tại. Cái người gọi là Long gia đó đã lấy đi tất cả mọi thứ của ta. Diệp Thành một chân dẫm lên người Diệu Kim Cốc, "Long gia tên cụ thể là gì? Hắn ở nơi nào? Hắn có biết đến sự tồn tại của ta hay không?" Diệu Kim Cốc cười khổ, "Tôi là nhân vật nhỏ bé nên không thể biết được tên thật của Long gia, nhưng tôi biết rằng, toàn bộ võ lâm cũng như các gia tộc ở Kinh Thành đều tôn kính gọi Long Gia là Long Sư Phụ. Sự tồn tại của anh, cho dù tôi muốn nói cho ông ta biết, cũng không có cơ hội, vì tôi không thể biết được ông ta đang ở đâu. Vì ngươi không có tư cách đối mặt trực tiếp với Long Gia sao? Vâng đúng như vậy. Diệp Thần muốn biết thêm nhiều tin tức liền hỏi tiếp, vì sao Long Gia lại tiêu diệt gia tộc họ Diệp chúng tôi? Đó là bởi vì cha tôi đắc tội với ông ta hay sao? Tôi chỉ nhớ rằng, Long Gia đang tìm kiếm một thứ gì đó, mà theo thông tin có được thì cái thứ đó đang ở Diệp Gia lúc này trong lòng diệp thành có suy nghĩ thứ gì đó sao chẳng lẽ là viên đá bố đã đưa cho mình nếu thứ gì đó ở diệp ra mà có thể thu hút được sự chú ý của hắn thì chỉ có thể là nghĩa trang luân hồi trong viên đá diệp thành đang suy nghĩ thì trong túi rượu kim cốc có tiếng điện thoại vang lên thấy được cú điện thoại này rượu kim cốc bỗng thay đổi thái độ với diệp thành giọng điệu âm u cười nói thằng nhóc bây giờ ngươi có bản lĩnh giết ta không ta đã cho người đến nhà bạn gái của ngươi nếu ta xảy ra chuyện gì thì ngươi đừng hòng thấy được mặt của cô ấy nếu ngươi muốn bạn gái người sống vừa nói tới đây hắn đã bị giọng nói âm lãnh của diệp thành cắt đứt ta đã bảo với ngươi rồi ngươi có tư cách ra điều kiện với ta hay sao diệp thành dùng lực đạp mạnh cùng lúc này ở trung cư đại đô xe của tôn di đang chạy hết tốc lực vừa vào tới trung cư tôn di đã lập tức xuống xe chạy thật nhanh về căn hộ của mình trong lòng cô lo lắng luôn có cảm giác có người đang theo sau mình sau khi vào trong căn hộ xác định không có người lạ trong nhà, Tôn Di liền đi vào phòng Diệp Thành. Dù không biết vì sao Diệp Thành kêu mình làm như vậy, nhưng Tôn Di vẫn mở điện thoại, gọi cho số liên lạc gần nhất. Lúc này, ở trước cửa chung cư xuất hiện một đám người mặc vét, đeo mặt nạ quỷ. Diệu tiên sinh đã căn dặn phải bắt bằng được cô ta, dù sống hay chết. Không được để có bất kỳ nhân chứng nào, làm nhanh lên. Tôn Di đang gọi điện thoại trong phòng, xin chào có ai ở đó không? Điện thoại bên kia đổ chuông, có người bắt máy Tôn Di vô cùng gấp rút vội nói, Tôi là Tôn Di, ở phòng 1003 chung cư Đại Đô Giang Thành. Diệp Thành bảo anh gửi người mạnh nhất đến đây trong vòng nửa giờ. Làm ơn nhanh lên. Lúc này ở bên ngoài đã có âm thanh khóa cửa đi vào. Bên đầu dây bên kia chỉ vang lên một chữ được rồi cúp máy. Trong lòng Tôn Di, bây giờ vô cùng sợ hãi, tại sao nhanh như vậy đã cúp máy, cuộc gọi này là báo cảnh sát ư? Lúc này tại cao ốc Tiềm Long, Giang Nam Vương sắc mặt vô cùng tức giận hắn dù không biết giọng nữ trong điện thoại là ai nhưng điều đó không quan trọng hắn chỉ cần biết kẻ nào dám động đến điện chủ chính là đại địch của giang nam vương hắn giang nam vương gọi lớn người đâu lập tức có hai thanh niên bịt mặt xuất hiện trước mặt hắn xin đại nhân ra lệnh lập tức đi đến giang thành nữ nhân kia mà xảy ra chuyện các ngươi đem đầu đến gặp ta hai người kia nhận lệnh vội vàng rời đi sau khi giao phó cho thuộc hạ xong trong lòng giang nam vương vẫn cảm thấy không yên lòng liền gọi người chuẩn bị trực thăng cho hắn đến giang thành Người thuộc hạ ngẩng ra, vội vàng giải thích, thưa đại nhân, ngày mai là cuộc đàm phán cuối cùng với sáu đại gia tộc. Vấn đề này có liên quan đến cục diện ở tỉnh Giang Nam. Diệp Lăng Thiên hử lạnh một tiếng, tay vỗ lên bàn. Nói với bọn họ ta sẽ không đi. Nếu bọn họ không phục thì hãy đến cao ốc tiềm long, tìm Diệp Lăng Thiên ta. Lúc này ở khu nhà ở đại đô Giang Thành, Tôn Di cảm giác được có người đang tiến vào nhà mình. Rất nhanh, ở bên ngoài đã có tiếng phá cửa bước vào nhà. Chính là căn nhà này. Mau tìm cô ta đi, người đẹp, hãy trốn kỹ vào nha. Đừng để tôi tìm thấy quá dễ dàng, ta sẽ giết ngươi. Một lúc sau, bọn chúng đã đứng trước cửa phòng của Diệp Thành. Cô ta đang ở đây, tiểu thư mau ra đây, tôi sẽ cho cô cái chết không đau đớn. Một tên khác lại lên tiếng. Không không không, đừng nghe hắn, tôi sẽ hành hạ cô từ từ. Tên thủ lĩnh đứng sau lên tiếng, không được giết, tôi không thể liên lạc được với Diệu Tiên Sinh, có lẽ tình hình đã thay đổi. Giữ lại mạng của cô ta có lẽ sẽ hữu dụng. Vậy thì chúng ta có thể vui vẻ với cô ta. Này người đẹp ta đến rồi đây. Một tên tiến lên tung một quyền vào cánh cửa, một tiếng ầm thật lớn phát ra. Phía trong phòng, tôn di, cứ nghỉ cánh cửa gỗ, sẽ bị bọn chúng phá tan một cách dễ dàng. Nhưng không, sau một quyền cánh cửa không những không bị vỡ, mà còn hiện lên một ánh sáng xanh kỳ lạ. Nàng không biết Diệp Thành đã làm gì với cánh cửa. Bên ngoài thì có tiếng nói đầy kinh ngạc vang lên sao có thể một quyền của ta mà cánh cửa không bị gì mấy tên xung quanh cũng kinh ngạc không kém trên cánh cửa này ẩn chứa kinh lực sao ngay thời điểm này trên cánh tay tên vừa rồi xuất hiện một ngọn lửa màu xanh có sức nóng khủng khiếp đang thiêu đốt ngọn lửa từ tay nhanh chóng lan ra khắp cơ thể ngọn lửa ẩn hiện hình ảnh đầu lâu vô cùng quỷ dị hắn kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống chết trên mặt đất trước sự sợ hãi của những tên còn lại hắn chết rồi ta không biết trên cánh cửa này là thứ gì nhưng có vẻ chúng ta không thể trực tiếp phá hủy bằng vũ lực. Nếu cứng rắn công kích, chỉ sợ sẽ bị ác linh trên cánh cửa nuốt chửng. Có lẽ người mà Diệu Tiên Sinh muốn chúng ta giết lần này, không hề tầm thường. Bọn chúng nhìn nhau một chút, một tên lên tiếng, cho tôi 20 giây. Nói xong, hắn lấy ra một bộ dụng cụ mở khóa. Tôn Di trong phòng lúc này vô cùng sợ hãi. Nghe được âm thanh kêu gào lúc nãy, cô biết là có một tên đã chết. Chợt tay nắm cửa động đậy, có tiếng vọng vào, người đẹp ta đến rồi đây tên đeo mặt nạ đẩy cửa vào ánh mắt thèm khát nhìn tôn di quả thật rất xinh đẹp chỉ vì cô mà chúng tôi đã mất đi một người anh em cô phải bù đắp cho chúng tôi tôn di hoảng sợ các anh đừng qua đây một tên kế bên lên tiếng nhắc nhở đừng đi quá xa phải giữ mạng cho cô ta bọn chúng tiến đến chỗ tôn di lúc này tôn di nhớ đến lời diệp thành chỉ cần cô còn sống thì anh ấy sẽ đến cứu cô diệp thành giờ anh đang ở đâu lúc này từ phía cửa sổ xuất hiện một âm thanh xé gió một con dao lao đến cắm trực tiếp vào đầu tên sát thủ hắn ngã xuống chết tại chỗ ở cửa sổ có người xuất hiện âm thanh vang lên người của giang nam vương cũng dám đụng đến đúng là đi tìm chết nhìn thấy tên đồng bọn chết không kịp trở tay bọn chúng vô cùng sợ hãi lại càng kinh hoàng hơn khi nghe thấy ba chữ giang nam vương bất kể ngươi là ai ngươi chỉ là một tên đánh lén về võ công thì chưa chắc chưa nói hết lời thì phía sau đã có người cầm dao cắm vào đầu hắn mọi việc diễn ra rất nhanh tên còn lại cũng không kịp phản ứng. Hắn biết về Giang Nam Vương, không biết vì sao người này có quan hệ với Giang Nam Vương. Theo lời đồn đại, đắc tội với 6 gia tộc đứng đầu Giang Nam còn tốt hơn là đắc tội với Giang Nam Vương. Hắn quỳ xuống xin đầu hàng, nhưng đã quá muộn, một dao sắt lạnh chém tới, hắn chết ngay lập tức. Tôn Di, khi này vẫn chưa hết bằng hoàng, chỉ biết được là mình đã được cứu. Lúc này hai người của Giang Nam Vương đi đến trước mặt Tôn Di, cúi đầu nói, cô Tôn đừng lo lắng, chúng tôi là người của Diệp Tiên Sinh, Tôn Di bây giờ chỉ còn tồn tại cảm giác bất ngờ. Tự hỏi, Diệp Thành là người như thế nào? Cùng lúc đó, ở núi Thiên Đãng, Nghĩa Trang nơi đây tràn ngập mộ bia, không gian lạnh lẽo. Có một bóng người, đang kéo theo một cái gì đó, đi lên từ bậc cầu thang. Nhìn kỹ đó là Diệp Thành, trên tay đang sách theo, rượu kim cốc, không còn một chút sinh cơ nào, đi lướt qua từng hàng mộ bia. Cuối cùng dừng lại trước phần mộ của ba người, trên đó là tên của bố mẹ hắn và cả hắn, bố mẹ hôm nay là ngày rỗ của hai người con có món quà cho hai người đứng trước bia mộ của bố mẹ diệp thành ném rượu kim cốc xuống đất đá hắn văn trước mộ bia của bố mẹ quỳ xuống cho ta rượu kim cốc là một võ đạo tông sư làm sao chịu được sự sỉ nhục này ta là thuộc hạ của long gia làm sao có thể quỳ trước những người bình thường rượu kim cốc nhìn về phía diệp thành nói người có giỏi thì giết ta đi diệp thành không do dự đưa tay nắm lấy đầu rượu kim cốc ta đã nói là dập đầu lời vừa nói, tay vừa ấn cho rượu kim cốc dập đầu. Ngay tức thì, đầu rượu kim cốc dịn ra máu tươi. Diệp Thành trực tiếp cho rượu kim cốc khấu đầu 10 lần, 20 lần. Đến khi rượu kim cốc không còn động đậy, Diệp Thành sắc mặt lạnh lẽo, bây giờ là lúc đền tội. Diệp Thành tay vung lên, một đạo chân khí ngưng tụ, như một lưỡi dao sắc bén chém về phía rượu kim cốc, đầu hắn rơi trên mặt đất. Diệp Thành đem đầu rượu kim cốc đặt trước mộ bia bố mẹ mình bố mẹ tên diệu kim cốc này là kẻ đầu tiên đành tội cho bố mẹ bố mẹ đừng lo lắng đây chỉ là mới khởi đầu diệp thành ta thề rằng tất cả những người có liên quan tới biệt thự vân hồ năm năm trước bao gồm cả người đàn ông ở kinh thành diệp thành ta sẽ đưa họ xuống địa ngục để chuộc tội bằng chính đôi tay này sáng hôm sau tôn di cũng đã đến núi thiên lãng nàng vừa đi vừa nghĩ đêm qua đã xảy ra rất nhiều việc tên diệp thành đó càng ngày càng không hiểu được lúc đầu mình nghĩ anh ta chỉ là gã lang băm nếu anh ta không trông khá giống người bạn học đã chết của mình, mình đã không giữ anh ta lại. Tôn Di đến trước mộ của nhà họ Diệp thì giật mình, thấy Diệp Thành đang say rượu ngồi tựa lưng vào bia mộ. Việc này làm lòng nàng nổi lên sóng gió, về căn bản, Diệp Thành đáng lý không thể xuất hiện ở nơi này, nhưng giờ hắn ở đây, chỉ có một khả năng. Diệp Thành là Diệp Thần, ta nên sớm đoán ra được. Thảo nào anh luôn ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi và giúp tôi giải quyết mọi việc. Phải, chỉ có anh mới làm điều đó với em tại sao em không phát hiện ra sớm hơn em thật ngu ngốc tôn di ôm chầm lấy diệp thành trong lòng đau xót tôi không thể tưởng tượng được 5 năm qua anh đã trải qua những điều gì mà khiến anh thay đổi nhiều như vậy nhưng kể từ bây giờ anh không còn phải chịu đựng những điều đó một mình nữa tôn di đứng trước mộ bia lên tiếng cô chú đã lâu không gặp thật không nghĩ tới năm nay diệp thần đã quay trở lại cô chú đừng lo lắng con sẽ chăm sóc cho anh ấy và không để anh ấy quậy phá anh ấy bây giờ rất ngoan và sau này lớn lên sẽ trở thành một chàng trai tốt tôn di đang nói thì diệp thành lúc này cũng mở mắt ra thấy tôn di liền hỏi cô đang làm gì vậy tiện tay diệp thành lại cầm bầu rượu lên uống tôn di liền lên tiếng anh còn uống à chúng ta về nhà thôi trên người anh toàn mùi rượu hồi muốn chết anh uống cả đêm qua sao về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thôi tôi đã hứa với bố mẹ anh là phải chăm sóc cho anh diệp thành hỏi tôn di cô định làm con dâu của bố mẹ tôi sao Tôn Di vui vẻ trả lời, tôi sẽ đóng vai con dâu của cô chú, đến khi anh tìm được vợ. Giờ chúng ta về nhà tôi. Diệp Thành nhìn mộ bia bố mẹ trong lòng thầm nghĩ, đây là cảnh tượng mà bố mẹ muốn thấy nhất. Diệp Thành cùng Tôn Di về nhà. Một lúc sau trên núi Thiên Lãng lại xuất hiện một người phụ nữ. Người này chính là Sở Thục Nhiên, đêm qua cô liên tục gặp ác mộng, tình cờ lại đến nơi này. Cô chợt nhìn thấy trên mộ có một túi vải. Cô bất ngờ vì nhà họ Diệp lại có người thăm viếng, nhìn chiếc túi có chút kỳ lạ, nàng lấy hết can đảm mở nó ra sở thục nhiên thấy được một cái đầu trong túi theo bản năng nàng lùi về sau thân thể rung rẩy hai mắt tràn đầy hoảng sợ không phải vì sợ mà vì nàng biết người này đây là diệu kim cốc một tông sư võ đạo không ngờ lại bị người ta giết chết chặt đứt đầu để trên mộ diệp ra nàng cho người điều tra tất cả các camera ở nghĩa trang để xem ai là người đến thăm mộ diệp ra chuyển cảnh đến khu nhà ở đại đô có tiếng gõ cửa làm cho diệp thành tỉnh dậy thật là đau đầu hôm qua thật sự mình đã uống quá nhiều diệp thành nhìn sang thì thấy tôn di cũng vừa thức dậy tôn di tại sao cô lại ngủ trên giường của tôi diệp thành ho nhẹ tôn di cuối cùng cô cũng thèm khát thân thể của tôi tôn di thức tối mắn tôi thèm cái đầu anh còn không phải là do anh anh là một tên tồi uống nhiều rượu nhất quyết đòi ôm tôi ngủ căn bản không thoát ra được trên người tôi vẫn còn nồng nặc mùi rượu từ anh đây Em không phải là vợ tạm thời của anh sao, tại sao anh không thể ôm em chứ? Tôn Di có chút ngại ngùng, không phải là không thể, ít nhất là khi tôi say. Lúc này lại có tiếng chuông cửa vang lên, Tôn Di kêu Diệp Thành ra mở cửa, vì cô không thể gặp người khác dưới bộ dạng thế này. Người ngoài cửa chính là Thẩm Mộng Giai, Diệp Thành cũng bối rối không biết vì sao Mộng Giai lại xuất hiện ở đây. Lúc này Mộng Giai mới nói, Diệp tiên sinh, không phải anh mời bố tôi đi ăn tối sao? Do không thể gọi cho anh nên chúng tôi mới đến đây tìm anh. Lúc này Diệp Thành cũng nhớ ra, liền nói với Mộng Giai, tối nay 7 giờ 30 chúng ta gặp nhau ở số 14 Trần Duy Hưng. Chuyển cảnh, hiện tại trên xe của Thẩm Gia, Thẩm Hải Hoa hỏi Mộng Giai. Số 14 Trần Duy Hưng, là nhà hàng gì vậy? Bố, con cũng không biết, có thể nó không ở Giang Thành. Lúc này tài xế lên tiếng, ông Thẩm tôi biết về nơi đó, nhưng nó hơi. Thẩm Hải Hoa vui mừng nói, miễn là anh biết là được. Có điều, nơi đó có đắt quá không, nhưng mà không sao, Mời anh Diệp đi ăn đắt cỡ nào cũng đáng. Tài xế cũng thở dài trả lời. Ông thẩm, nơi đó là một con phố ăn vặt, ít người biết đến. Nơi đó chỉ có những cửa hàng nhỏ. Mức tiêu thụ bình quân là 30 tệ. Nghe thấy vậy, hai cha con thẩm hải hoa, sắc mặt đưa ra. Mộng dai cảm thán, bố, anh ta lấy của chúng ta cả trăm triệu tiền chữa bệnh, còn bắt chúng ta đến quán ăn vặt, không sạch sẽ. Thật là keo kiện. Thẩm hải hoa ho nhẹ, dù sao anh ta cũng là một cao thủ, có lẽ anh ta thích nơi đó, Vài phút sau, xe của thẩm hải hoa đã ở trước cửa quán. Cô chú Vương nói với nhau, mặc dù tôi không biết đó là loại xe gì, nhưng tôi biết nó rất đắt và đáng sợ. Một người có thể lái loại xe đó, sao lại có thể đến cửa hàng nhỏ của chúng ta? Lúc này Diệp Thành ở phía sau lên tiếng, chú Thiếm Vương, đây là khách do tôi mời đến, phiền cô chú chuẩn bị. Ồ, khách của A Thành sao, để tôi chuẩn bị một cái bàn lớn. Lúc này, thẩm hải hoa cũng bước vào, thẩm hải hoa khách sáo lên tiếng vừa bước vào đã nghe được mùi thơm, đúng là quán của thẩm tiên sinh đã chọn. Chú Vương Nghiêm nở mời mọi người vào bàn. Thẩm mộng dai, cầm một que nướng lên ăn thử, cô cảm thán, nó ngon tới bất ngờ, nó rất rẻ, và tôi cảm thấy nó có một hương vị đặc biệt. Thẩm hải hoa trong lòng thẩm nghĩ, cửa hàng này giá cả phải chăng, hương vị tốt, nhưng nơi đây trang trí khá đơn giản, vị trí khá hẻo lánh, và chỉ có một bàn khách, tình hình khá tệ. Những gì họ cần bây giờ là dòng khách hàng. Thẩm hải hoa vội nói với tài xế, tiểu xu cậu liên hệ với bộ phận truyền thông của công ty ngay cả khi con phố ăn vặt này không phải là một con phố nổi tiếng nhưng tôi muốn cửa hàng này không còn một ghế trống trong tương lai xin ngài đừng lo chuyện này rất dễ xử lý vợ chồng chú vương thì hoàn toàn bất ngờ trời ạ à, hắn đến từ nơi nào chỉ một câu nói liền có thể làm như vậy sở dĩ hắn làm như vậy hoàn toàn là vì thể diện a thần thật không thể tin được thẩm tiên sinh cảm ơn ông đã quan tâm tôi thay mặt chú thiếm vương cảm ơn ông anh Diệp nói thế tôi không dám nhận đâu. Thẩm Hải Hoa nói tiếp, anh Diệp mời tôi ăn tối, chắc không phải đơn thuần là ăn uống có phải không? Diệp Thành buôn đũa xuống, gật đầu một cái. Ông Thẩm không hổ danh là một nhà kinh doanh tài ba, ông đã nói đúng trọng điểm, vậy tôi cũng không vòng vo. Ông Thẩm, ông biết bao nhiêu về tập đoàn Thiên Chính? Nghe đến tập đoàn Thiên Chính, trong mắt Thẩm Hải Hoa có rút lại, mặt đầy kinh hoàng. Năm năm trước tập đoàn Thiên Chính thuộc sở hữu của gia tộc họ Diệp, do diệp hồng thái một tay gầy dựng tuy nhiên trong thảm kịch biệt thự vân hồ gia tộc họ diệp bị diệt diệp hồng thái chết tập đoàn thiên chính bị nhiều thế lực chia rẽ thôn tính thẩm hải hoa nhìn diệp thành hiếu kỳ nói diệp tiên sinh sao anh lại quan tâm đến tập đoàn thiên chính như vậy cái này lúc đầu là sản nghiệp của ninh ba diệp ra đột nhiên thẩm hải hoa tựa như xét đánh giữa trời quang hai mắt mở to gắt gao nhìn diệp thành diệp tiên sinh diệp thành diệp hồng thái diệp gia tập đoàn thiên chính chẳng lẽ thanh niên trước mặt là người của diệp gia mất tích năm xưa hắn không những không chết mà còn trở lại với sức mạnh cải tử hồi sinh diệp thành đương nhiên nhìn thấu được phản ứng của thẩm hải hoa có vẻ như ông thẩm đã tìm ra được vấn đề và tôi chỉ có một mục đích khi mời ông tới đây tôi muốn lấy lại tập đoàn thiên chính thẩm hải hoa từ trong khiếp sợ tỉnh lại thở dài nhìn diệp thành diệp tiên sinh thật sự muốn lấy lại tập đoàn thiên chính Tất nhiên là phải lấy lại. Ông Thẩm, xin vui lòng cho tôi biết Tập đoàn Thiên Chính ở đâu. Chuyện Tập đoàn Thiên Chính, Thẩm mổ thật sự biết được một chút. 5 năm trước Tập đoàn Thiên Chính bị chia tách, thế lực tham gia rất phức tạp. Quan trọng nhất là Tập đoàn Thanh Hoa, người đứng đầu là chị Cảnh Minh. Chuyện về chị Cảnh Minh, có chết tôi cũng không quên cái tên này. Hắn là bạn của bố tôi và là người chú mà tôi rất tin tưởng. Nhưng chính hắn ta là người đưa thư mời của biệt thự Vân Hồ cho bố tôi ngay cả khi cha tôi chết ông ta vẫn mỉm cười để lấy lòng tên ở kinh thành trên người diệp thành đầy sát khí tỏa ra tôn di kế bên lo lắng đặt tay lên vai diệp thành diệp thành tỉnh táo lại nhìn tôn di đừng lo lắng tôi ổn thẩm hải hoa biết diệp thành đang trong tâm trạng tức giận liền nắm lấy cơ hội diệp tiên sinh tôi biết anh không dành chuyện kinh doanh thẩm mổ cũng coi như có được một chút kiến thức mấy ngày tới tôi sẽ thu thập thông tin của tập đoàn thanh hoa cho ngài sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp đối phó thanh hoa Thẩm Mộng Giai kế bên, cô cảm nhận được phụ thân mình hình như đang rung dậy. Mới đầu là nghỉ bố mình khẩn trương, nhưng sau cô đã hiểu, do bố mình đã hạ quyết tâm, muốn ràng buộc với Diệp Thành. Nghe Thẩm Hải Hoa nói vậy, Diệp Thành cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ sẽ nhận được lời đề nghị như vậy. Ông Thẩm, chuyện này quan hệ trọng đại, ông không sợ họ Thẩm bị liên lụy sao? Có câu thương nhân mưu cầu lợi nhuận, nếu thắng được tập đoàn Thanh Hoa, tôi yêu cầu 10% cổ phần, không cần thực quyền thì sao? nếu anh đồng ý tôi sẽ bắt tay thực hiện ngay lập tức tôn di bên cạnh nghe được thẩm hải hoa yêu cầu có chút kinh ngạc cô là một giám đốc nên cô hiểu rõ một số quy tắc kinh doanh thẩm hải hoa làm vậy không phải vì lợi nhuận mà là muốn ràng buộc với diệp thành diệp thành cũng thừa biết thẩm hải hoa có dụng ý gì chẳng qua diệp thành hiện tại chỉ có một mình sự giúp đỡ của thẩm hải hoa là rất cần thiết vậy trong tương lai thẩm ra có khó khăn gì xin ông cứ nói với tôi nghe được sự đồng ý của diệp thành trong lòng thẩm hải hoa vô cùng vui sướng nếu việc này thành công đối với thẩm gia là một bước lên mây kết thúc bữa tối diệp thành cùng tôn di rồi khỏi cửa hàng tôn di vui vẻ nói với diệp thành nếu chúng ta lấy lại được tập đoàn minh chính cô chú nhất định sẽ rất vui diệp thành cũng đồng ý với điều đó lúc này diệp thành để ý tới có mấy người theo dõi mình nhưng nhìn họ không có sát ít chắc là người của diệp lăng thiên phái theo bảo vệ mình diệp thành đồ ăn vặt ở nhà của chúng ta hết rồi cần nên mua thêm. Anh có muốn mua gì không? Không cần đâu tôi sẽ không ăn. Vậy thôi, anh hãy ở đây tôi sẽ đi mua thêm một ít đồ, để phòng có ai đó đói bụng. Tôn Di rời đi, Diệp Thành lấy điện thoại gọi cho Giang Nam Vương. Tôn Di không sao cảm ơn anh đã giúp đỡ. Giang Nam Vương nghe được Diệp Thành nói vậy thì vô cùng mừng rỡ, vì Diệp Thành đã gọi cho mình. Diệp Thành tiếp tục nói, ngoài ra nếu tôi đón không sai, thì chắc hẳn anh đang ở Giang Thành, và có một điều là, đừng gọi tôi là điện chủ, trong điện thoại lại truyền đến tiếng nói đầy kích động. Trời ơi, điện chủ đón việc như thần, quả thật tôi đang ở Giang Thành. Diệp Thành cũng bất lực, thôi được anh muốn gọi gì thì gọi. 8 giờ tối chúng ta gặp nhau, tôi có một số việc cần bàn với chú. Ha ha ha, cuối cùng điện chủ cũng muốn gặp tôi. Vậy tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ở câu lạc bộ Ngư Hào, tin tôi đi nơi đó rất yên tĩnh. Diệp Thành cũng biết đó là một câu lạc bộ hàng đầu gian thành, dù có tiền cũng không thể mua được. Thật không ngờ đó là tài sản của Diệp Lăng Thiên. 10 giờ tối tại câu lạc bộ Ngư Hào, Sở Thục Nhiên vừa đến đây. Thục Nhiên buồn bực lên tiếng, "Vẫn chưa có tin tức gì về việc của Diệu Kim Cốc sao?" "Ừm, bố nghĩ đó là một tai nạn." "Một tai nạn sao? Nhà họ Chu đã dốc hết sức để điều tra cái chết của ông ta, nhưng đến cả một manh mối cũng không tìm thấy. Như thể có ai đó đang cố tình ngăn cản chúng ta." "Là ai đã ngăn chặn thông tin, có lẽ chính chúng ta cũng không thể động tới người này." Bố chợt nghĩ ra điều này, bố sẽ liên hệ với cục trưởng cục an ninh nhờ ông ta điều tra hai người bọn họ đi vào trong câu lạc bộ vào trong sở thục nhiên phát hiện phụ thân câu lạc bộ hôm nay không giống lúc trước nơi đây có rất nhiều cường giả phụ thân sở thục nhiên ánh mắt bao quát xung quanh rồi nói với thục nhiên con có để ý tới lão giả lưng gù đó không bố có chuyện gì vậy con không biết ông ta bố thục nhiên thắp giọng nói ta biết hắn nhưng hắn không nhất thiết đã biết ta hắn chính là người đứng sau câu lạc bộ này sở phụ nói tiếp ngươi đừng thấy hắn gù mà xem thường hắn hắn là một võ đạo tông sư thực lực rất mạnh. Đây chính là lý do không ai dám động tới câu lạc bộ này. Sở Thục Nhiên trong lòng có chút lo lắng liền hỏi, bố ơi, có một điều con không hiểu, câu lạc bộ ngư hào, dù có cao thủ chấn giữ nhưng không nhất thiết các đại gia tộc, phải sợ hãi. Đương nhiên là không, bởi vì còn một người đứng sau câu lạc bộ này, đó chính là Giang Nam Vương Diệp Lăng Thiên. Nghe được ba chữ Giang Nam Vương Diệp Lăng Thiên, Chu Thục Nhiên coi như hiểu rõ. Mặc dù gia tộc họ Chu là gia tộc số một ở Giang Thành, nhưng tầm ảnh hưởng chỉ chủ yếu ở giang thành còn giang nam vương là một cái bóng mở che phủ toàn bộ giang nam sở phụ nhỏ giọng nói tiếp thật không dám nghĩ tới giang nam vương cùng chúng ta trình độ tranh lệch quá lớn người của cục an ninh sẽ sớm đến đây cha sẽ ở đây tiếp đãi họ thật tốt con có thể ở đây làm những gì con muốn bố cứ thoải mái làm việc đi con sẽ đi loanh quanh một tí thục nhiên lúc này trong lòng cô luôn bất an cho đến bây giờ cứ mỗi khi nhắm mắt lại Cô luôn thấy hình ảnh cái chết của Diệu Kim Cốc trong đầu. Cái chết của ông ta thật sự không quan trọng, quan trọng là người giết ông ta, hắn đã dùng cái đầu của ông ta để tỏ lòng kính trọng với họ Diệp. Lúc này theo hẹn ước với Diệp Lăng Thiên, Diệp Thành đã đến quán ba, tình cờ cùng Chu Thục Nhiên chạm mặt. Chu Thục Nhiên bất ngờ, trong lòng suy nghĩ, tên họ Diệp kia cho dù vẫn còn sống, nhưng Diệp gia đã bị diệt, hắn chỉ có thể làm một tên ăn mày trên phố, sao có thể xuất hiện ở đây? Người này chắc có vẻ là trông giống hắn thôi bất kể hắn là ai vì hắn giống tên đó nên mình vẫn có thể cho hắn một chút lòng tốt coi như thương hại tên đó chu thục nhiên tiếng tới xin chào anh diệp thành hờ hững hỏi lại có chuyện gì nghe được sự lạnh lùng của diệp thành thục nhiên cảm giác có chút thú vị nói là tôi nhận nhầm người anh giống với một người bạn học cũ của tôi làm tôi nhớ một chút chuyện trong quá khứ anh chàng đó thật khốn nạn và xuất thân anh ta thật đáng thương tôi tên chu thục nhiên anh có thể đến câu lạc bộ này không thể nào anh chưa nghe về gia tộc họ Chu ở Giang Thành. Đây là danh thiếp của tôi. Anh gặp khó khăn, tôi có thể giúp đỡ anh. Diệp Thành vung tay đánh rớt cái danh thiếp, tấm danh thiếp rơi trên mặt đất, Diệp Thành dùng chân dẫm lên nó. Trước sự ngỡ ngàng của Thục Nhiên, ta không quan tâm họ Chu là cái thứ gì. Mau cút cho ta. Chu Thục Nhiên mặt mày co rút lại, chà, ngươi thật lớn mật. Ngươi không nhận ra, những gì ngươi bỏ lỡ ở tương lai đâu. Diệp Thành không quan tâm, lại mở miệng một từ cút vang lên. Chu Thục Nhiên trên mặt tràn đầy nóng giận. Diệp Thành lại không kiềm được sự tức giận, mẹ kiếp, tôi không muốn nói lần thứ ba đâu. Nghe được như thế, Chu Thục Nhiên như nổi điên, quả đấm nắm chặt. Đúng là tự phụ, cho dù ngươi đến từ phe nào, nhưng so với nhà họ Chu chúng tôi, ngươi chẳng là cái gì cả. Vừa nói tay Chu Thục Nhiên vừa tác về phía Diệp Thành. Tay Chu Thục Nhiên cách Diệp Thành vài phân thì có một tiếng nói truyền tới, dừng tay lại. Người nói chính là người quản lý nơi này, đà ra. Đà ra chất vấn, cô đang làm cái gì vậy? làm chu thục nhiên giật mình đây là địa bàn của người khác cô không thể không kiên kỵ thục nhiên có chút rén vội vàng nhẹ giọng nói chào đà gia tôi là chu thục nhiên đến từ gia tộc họ chu tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng đà gia từ lâu lời chưa nói hết đà gia đã lên tiếng cút ta mặc kệ ngươi là chu gia hay chu gia là cái gì nếu như không mau rời đi từ nay về sau đừng mong bước vào câu lạc bộ này nửa bước sở thục nhiên sắc mặt đại biến tôi xin lỗi tôi đi ngay, nàng vội vàng rời đi. Khi đi vẫn nhìn lén Diệp Thành một cái, tự nhủ, xem như ngươi may mắn. Vào trong phòng, Diệp Thành ngồi trên ghế hỏi. Đến giờ hẹn rồi sao Diệp Lăng Thiên vẫn chưa đến? Đà ra khôn người nhẹ giọng, có lẽ trên đường xảy ra chút chuyện, Diệp Tiên sinh xin đừng lo lắng. Diệp Thành nghiêm nghị nói, tôi chỉ đợi anh ta 3 phút, sau 3 phút anh ta không đến thì đừng bao giờ đến nữa. Đà ra trong lòng thầm mắng, tiểu tử này rốt cuộc có thân phận gì mà dám vô lễ với Giang Nam Vương không phải giang nam vương ra lệnh thì với thân phận của ta sẽ hầu hạ ngươi sao lúc này diệp lăng thiên từ ngoài đi vào đà gia vội vàng chạy lên trước cuối chào giang nam vương theo cảm nhận của đà gia sau một năm mới gặp lại giang nam vương giang nam vương lợi hại hơn rất nhiều diệp thần nhìn giang nam vương có chút không vui nói ngươi cuối cùng cũng đã tới ngươi đã khiến ta phải chờ đợi thời gian của ta rất quý báu đà gia nghe thấy thái độ khó chịu của diệp thần với giang nam vương trong lòng có chút tức giận lên tiếng Diệp tiên sinh, Giang Nam Vương bận bịu rất nhiều công việc. Lúc này Giang Nam Vương lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp thần. Điện chủ xin người bất giận. Giờ khắc này cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, yên tĩnh như không còn sự sống. Hai người đà ra, hai cái miệng mở lớn, đôi mắt trừng to như muốn rớt ra ngoài. Đà ra, đầu óc trống rỗng, khuôn mặt tái nhợt như cần ai đó giải thích những gì đang xảy ra. Một Giang Nam Vương uy nghiêm, không cần một lý do, không nói một lời, liền quỳ xuống trước mặt tên tiểu tử này. Còn về phần lão giả đi cùng Diệp Lăng Thiên, trong thâm tâm hắn, đường đường một giang nam vương, đừng nói là một giang thành nhỏ bé, kể cả tỉnh giang nam sáu đại gia tộc cũng phải nhìn sắc mặt Diệp Lăng Thiên mà sống. Ngươi đây là có ý gì? Diệp Thành giọng điệu lạnh lẽo, hắn đã nói nhiều lần, không thích Diệp Lăng Thiên gọi hắn là điện chủ. Diệp Lăng Thiên đương nhiên cảm nhận được sự tức giận của Diệp Thần, vội vàng nói, điện chủ bớt giận, thuộc hạ rốt cuộc đã được nhìn thấy chủ nhân, nhất thời không kìm lòng được, không nói thì thôi, lời này vừa nói ra, làm cho đà gia cũng tốt, lão giả cũng được, vừa mới có chút hồi tỉnh, lại rơi vào sự kinh hoàng khác. Nhìn Diệu Thành với ánh mắt không thể diễn tả, người thanh niên trước mặt chừng 20 tuổi, lại là điện chủ, là chủ nhân của Giang Nam Vương. Phải biết rằng, Giang Nam Vương là người kiểm soát toàn bộ thế lực ngầm của tỉnh Giang Nam. Có thể nói là từng con đường, từng ngôi nhà đều nằm trong tay hắn. Điều khiển huyết mạch và quy tắc vận hành toàn bộ tỉnh Giang Nam. Điểm đặc biệt là từ khi thế lực này hình thành cái ghế chỉ huy quyền lực nhất vẫn luôn để chống và nhiều lần giang nam vương đã khẳng định hắn chỉ hành động dưới sự chỉ huy của một người đó là điện chủ và bây giờ người đó đã xuất hiện bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới truyền thuyết đó lại là sự thật đà ra cùng lão giả phía sau diệp lăng thiên tay chân run rẩy vội vàng quỳ xuống ôm quyền với diệp thành thuộc hạ bái kiến điện chủ ai thấy được cảnh này nhất định sẽ thất kinh bạt vía diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói ta không phải điện chủ Diệp Lăng Thiên ở lại, những người khác toàn bộ ra ngoài. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái đứng lên, quay về phía sau phân phó các ngươi ở ngoài cửa canh gác. Nếu như có bất kỳ người nào quấy rầy, bất kể là ai đều giết. Hai người hà ra, ôm quyền nhận lệnh rồi lập tức đi ra ngoài. Mọi người đã ra ngoài, Diệp Lăng Thiên không người nói với Diệp Thần, Điện Chủ có bọn họ canh giữ sẽ không có ai nghe lén hay làm phiền. Lúc này Diệp Thần xoay người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Lăng Thiên diệp lăng thiên ta thật nghĩ không ra tại sao ngươi cứ gọi ta là điện chủ chẳng lẽ vì mấy năm trước ta đã cứu ngươi ở vân yêu cốc sao cơ duyên mà diệp thần cùng diệp lăng thiên gặp nhau là khi đó diệp thần đi tu luyện ở vân yêu cốc tình cờ gặp được khi đó diệp lăng thiên cùng các huynh đệ bị đông đảo cao thủ võ lâm bao vây hẳn phải chết không nghi ngờ mới đầu diệp thần định không quan tâm nhưng khi biết bọn họ đến từ giang nam nên có chút bận lòng đẫu sao cũng là tha hương gặp cố chi hắn dùng bùa mà sư phụ đưa cho tiêu diệt mười tên cường giả cứu sống Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nối tiếp, ơn cứu mạng của ngày cả đời này tôi không bao giờ quên, nhưng đó không phải là lý do thật sự, tôi gọi ngài là điện chủ. Diệp Lăng Thiên vừa nói vừa lấy ra một huy chương, điện chủ đây chính là lý do tôi gọi ngài là điện chủ. Diệp thần cầm lấy huy chương quan sát, thoạt nhìn đây chỉ là một cái huy chương bình thường. Bên trên chạm khắc một con kim long dũng mãnh, từ trên cao nhìn xuống một chàng trai trẻ đột nhiên diệp thần phát hiện chàng trai trong huy chương có vẻ rất rất giống mình diệp thần nhìn hồi lâu cuối cùng đem huy chương trả lại cho diệp lăng thiên nói ta xem ra đây là một món hàng được làm theo yêu cầu tại sao lại tốn công như vậy diệp lăng thiên lắc đầu vội bước lên giải thích điện chủ ngài hiểu lầm rồi cái huy chương này đã tồn tại hơn trăm năm rồi tồn tại trước khi ta được ngài cứu ngài có thể mời chuyên gia đến kiểm tra diệp thần con ngươi có chút ngưng trọng diệp thần vẫn nghĩ cái huy chương này chẳng qua là lừa gạt hắn mà thôi hoặc là người trên đó chỉ là nhìn giống mình mà thôi. Diệp Thần tò mò hỏi Diệp Lăng Thiên, cái huy chương này đến từ đâu? Khải bẩm điện chủ, vật này là vật gia bảo của ta, do ông cố ta truyền lại. Ông cố của ta là một cao thủ xem tướng, khi đó thuật phong thủy của ông ấy là thiên hạ đệ nhất. Năm đó ông dự đoán trăm năm nữa gia tộc sẽ biến mất, vì vậy đã dùng bí pháp phá giải thiên cơ, tìm được một vị ngọa long cách đế vương. Cuối cùng người dùng 20 năm tuổi thọ để đổi lấy tấm huy chương này chỉ hy vọng gia tộc vận mệnh sẽ thay đổi. Còn dặn dò, vị đế vương trên huy chương cùng họ Diệp, trăm năm nữa sẽ gặp ta, bây giờ tôi đã được gặp ngài, nếu không nắm bắt cơ hội, tôi sẽ là tội nhân thiên cổ. Diệp Thành trầm tư một chút, cảm thấy việc này quá khoa trương, thời đại này vẫn còn người tin vào thiên mệnh ngọa long cách. Diệp Thần lại nhớ đến lời sư phụ, nói rằng số mệnh của hắn có chút đặc biệt, là mấy cái ngọa long cách gì đó, nên mới kêu hắn tới Giang Thành này trợ giúp Hạ Nhược Tuyết. Bởi vì ngoại long cách có thể đột phá thiên mệnh, thay đổi vận mệnh người khác. Nhìn thấy Diệp Thần trầm tư, Diệp Lăng Thiên tiếp tục nói, "Điện chủ, mấy năm trước ta nghe nói được về bi kịch Vân Hồ Sơn Trang. Mấy năm nay ta đã bồi dưỡng được một thế lực, tuy không đủ để địch lại thế lực ở kinh thành, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, ta có thể giúp điện chủ tiêu diệt thế lực ở kinh thành, giết địch nhân." Nghe được câu này, Diệp Thần khuôn mặt biến sắc, lạnh lùng nói, "Diệp Lăng Thiên, thù của gia tộc ta, không cần người khác báo thù, nếu ngươi dám xen vào, thì từ nay chúng ta coi như không quen biết diệp lăng thiên sắc mặt đại biến thuộc hạ không dám xin điện chủ bớt giận hắn biết mình đã suy nghĩ quá nhiều tự tay báo thù so với việc nhờ người ta báo thù là hai chuyện hoàn toàn khác nhau diệp thần nhìn lướt qua diệp lăng thiên một lượt rồi nói muốn ta làm điện chủ của ngươi không phải là không thể nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện diệp lăng thiên trong lòng vui mừng mời điện chủ nói một là không được can thiệp vào cuộc sống của tôi anh không được làm bất cứ điều gì khi không được tôi cho phép hai là giúp tôi bảo vệ tôn di bất luận kẻ nào đụng đến cô ấy đều phải chết thứ ba là cố gắng hết sức điều tra về người đàn ông ở kinh thành và tìm hiểu sâu hơn về sự cố biệt thự vân hồ vấn đề này không đơn giản đâu diệp lăng thiên vỗ ngực nói điện chủ yên tâm thuộc hạ có thể đáp ứng ba điều kiện này được rồi tôi đã nói hết những gì cần nói đã đến lúc rời đi tôi sẽ liên lạc với anh trong tương lai nếu có bất cứ điều gì cần làm nói xong diệp thần xoay người rời đi thì diệp lăng thiên lên tiếng đúng rồi điện chủ tôi có việc cần báo cáo gần đây có mấy thế lực đang điều tra người thứ nhất là nhà họ chu họ điều tra cha về việc ở núi thiên lãng nhưng tôi đã ngăn cản bọn họ người thứ hai đến từ nhà họ hạ tỉnh giang nam nhưng điều tra còn hời hợt không đi sâu tôi không thể ngăn chặn được lực lượng thứ ba đến từ cục an ninh và đội đột kích lông hồn trong đầu diệp thần có chút suy nghĩ người thứ nhất là nhà họ chu dựa vào phản ứng của chu thục nhiên lúc nãy có thể đoán rằng họ không điều tra được gì còn về nhà họ hạ chắc là do hạ nhược tuyết đã làm nhưng còn về cục an ninh quốc gia và đội đột kích long hồn tại sao lại điều tra mình chẳng lẽ có liên quan tới cái chết của cha con nhà họ trần và tên diệu kim cốc dường như biết được sự băn khoăn của diệp thần diệp lăng thiên vội lên tiếng xin điện chủ an tâm cái chết của phụ tử trần gia và diệu kim cốc tôi sẽ tìm người thay thế nếu như bị cha ra được nhưng không có chứng cứ sẽ không làm gì được người nhưng xin điện chủ hãy cẩn thận vậy được cảm ơn anh nói xong diệp thần đi ra ngoài trong đầu cũng có chút suy tư chu gia tại sao lại điều tra hắn chẳng lẽ việc hắn cúng bái ở núi thiên lãng đã bị phát hiện xem ra chắc chắn là vì chuyện đó diệp thần vừa ra khỏi câu lạc bộ lại chạm mặt chu thục nhiên nhìn thấy diệp thần chu thục nhiên tức giận bước tới nếu bây giờ anh quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ tha lỗi cho anh diệp thần không hề có một chút phản ứng với lời nói của đối phương trực tiếp đi ra ngoài trong đầu hắn đang suy nghĩ lúc này là trời đã khuya rồi không biết có gọi được xe về hay không. Hắn cân nhắc việc nên mua một cái xe để thuận tiện cho việc đi lại. Chu Thục Nhiên bị phớt lờ vô cùng tức giận. Ngay khi Diệp Thần đang đợi xe thì phía sau có một đạo âm thanh xé gió từ phía sau đánh tới. Diệp Thần chú ý đến phía sau thì Chu Thục Nhiên tấn công tới. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới Chu Thục Nhiên lại có thể tu luyện võ công, thậm chí thực lực cũng không yếu. Diệp Thần nhẹ lùi thân thể sang một bên, cánh tay Chu Thục Nhiên đánh sượt qua bả vai của Diệp Thần rơi vào khoảng không. Một giây kế tiếp, Diệp Thần đưa tay ra đổi quyền thành chảo, trực tiếp chụp lên cổ tay Chu Thục Nhiên. Diệp Thần đậm chân một cái, vận sức mạnh, thuận thế quật ngã Chu Thục Nhiên xuống đất trước mặt mình. Chu Thục Nhiên lúc này cũng bất ngờ không kém, nàng biết thực lực của mình trong võ lâm cũng không kém, nhưng sao lại bị đánh bại để giảng như vậy. Chu Thục Nhiên nằm trên mặt đất, nàng chỉ muốn đem Diệp Thần giết đi, từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ nàng bị sỉ nhục đến như vậy. Chu Thục Nhiên gào lên, thằng nhóc cho dù ngươi là ai, một khi đã đắc tội với họ Chu chúng ta, trừ khi ngươi trốn cả đời trong câu lạc bộ này nếu không nhất định phải chết chợt lúc này ánh mắt diệp thần hiện lên sự âm lãnh tay phải chụp lấy khuôn mặt của thục nhiên giọng nói đầy sắc khí ồ vậy sao thế thì hôm nay tôi sẽ giết cô vậy loại đàn bà mồm mép như cô chỉ là rác rưởi mà thôi và cả họ chu các người cũng thế diệp thần một tay nhất thục nhiên lên khỏi mặt đất trên mặt thục nhiên đầy sự sợ hãi ngươi đang làm gì vậy ngươi không được làm thế tôi chỉ đưa cô đến đúng chỗ mà cô nên thuộc về diệp thần ném chu thục nhiên vào trong thùng rác sau đó rời đi. chu thục nhiên lò mò bò dậy, thân thể nhếch nhác nhìn theo diệp thần, cai nghiệt lên tiếng: ta muốn ngươi chết thảm, ta sẽ xé xác người, ngươi sẽ chết không toàn thây. cảnh chuyển đến khu biệt thự đại đô, lúc này diệp thần đã về tới nhà của tôn dị. Di. diệp thần tự vấn bản thân, quả thật chu thục nhiên rất đáng ghét, nhưng cô ta lại không liên quan gì đến cái chết của cha mẹ hắn, nên không đáng chết. nhưng nếu cô ta còn dám làm chuyện kinh khủng hơn, thì dù không thích nhưng cũng phải giết. Và nếu hắn điều tra ra nhà họ Chu có dính líu đến chuyện biệt thự Vân Hộp, thì nhà họ Chu chắc chắn bị diệt. Diệp Thần về nhà lúc này cũng là một giờ sáng. Diệp Thần phỏng đoán Tôn Di đang ngủ, nên rón rén mở cửa nhà, sau đó liền đi về phòng mình. Vào trong phòng, Diệp Thần ngẩn ra một chút, vì trong phòng có một người đàn bà. Diệp Thần nghĩ đó là Tôn Di. Diệp Thần cũng không để ý nhiều, vì Tôn Di vốn rất nhút nhát. Hôm trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, chắc trong lòng có chút sợ hãi, nên qua đây ngủ để có cảm giác an toàn. Trong lòng Diệp Thần cũng đã sớm xem Tôn Di là người phụ nữ của mình nên cũng leo lên giường đi ngủ. Một đêm nhanh chóng trôi qua, Diệp Thần lúc này đã thức dậy, liền hỏi: "Tôn Di, bây giờ là mấy giờ rồi?" Nhưng lúc này Diệp Thần vô cùng sửng sốt khi nhìn người bên cạnh mình không phải là Tôn Di. Khi này, một tiếng la thất thanh vang khắp nhà. Diệp Thần giật mình, đối phương không phải Tôn Di, mà là Hạ Nhược Tuyết. Diệp Thần tên khốn kiếp, sao ngươi lại bò lên giường của ta?" Hạ Nhược Tuyết giọng điệu lạnh như băng vang lên. Diệp Thần liếc Hạ Nhược Tuyết, Nhàn nhạt nói, làm ơn đi. Câu này là tôi hỏi cô mới đúng. Đây là phòng của tôi mà. Lúc này tôn di nghe âm thanh cũng đi vào, trên mặt cũng đầy bất ngờ. Diệp Thần sao anh lại ở đây? Hôm qua không phải anh bảo tối không về sao? Diệp Thần vừa mới chuẩn bị giải thích, Hạ Nhược Tuyết khá là khẩn trương nói, tên này mới vừa không gõ cửa liền tiến vào, đem ta đánh thức. Nói xong, nàng lại nhẹ giọng đối với Diệp Thần nói, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi không thể nói với người bất kỳ người nào sau đó tôn di và hạ nhược tuyết thay đồ rời khỏi nhà đến công ty để diệp thần ở nhà một mình diệp thần lần nữa cầm ra khối đá đen của bố hắn muốn thử nghiệm tiến vào trong đó lần này mặc dù trở ngại ít đi một tia nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tiến vào xem ra phải ra tốc tu luyện không nghĩ nhiều nữa diệp thần nhắm mắt lại ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện quanh thân hắn vô số chân khí tựa như tiên nhân không biết qua bao lâu một chàng chuông điện thoại cắt đứt diệp thần tu luyện hắn mở mắt ra chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí ngón tay vô căn cứ nắm chặt điện thoại di động đó giống như là có linh tính vậy trực tiếp bay đến trong tay diệp thần hắn nhìn lướt qua phát hiện là thẩm hải hoa gọi tới diệp tiên sinh không có quấy dày ngài đi bên đầu điện thoại kia chuyển tới một đạo thanh âm cung kính tập đoàn thanh hoa có sự việc gì sao diệp tiên sinh bây giờ đặt ở chúng ta trước mặt chủ yếu có hai vấn đề thứ nhất chúng ta từ bộ tư pháp đã lấy được chứng cớ năm đó tập đoàn thiên chính bị ác ý xâm chiếm vậy chứng minh tập đoàn thanh hoa và tập đoàn thiên chính có quan hệ nhưng bởi vì năm đó có một phần văn kiện là ngài và mẫu thân tự ký hiệp nghị từ bỏ cổ quyền ngài bây giờ không cách nào thừa kế tập đoàn thiên chính diệp thần ngẩn ra lúc này mới nhớ tới năm năm trước một buổi tối trước tiệc rượu kia trịnh cảnh minh tìm đến nhà bọn họ lừa gạt hắn và mẫu thân ký tên một phần văn kiện nói là hàng năm có thể được một khoản huê hồng của công ty hắn và mẫu thân vẫn luôn rất tín nhiệm trịnh cảnh minh tự nhiên xem cũng không có xem liền ký xuống bây giờ diệp thần quay đầu lại muốn cảm thấy có chút buồn cười thẩm hải hoa cần ta làm gì diệp thần thanh âm bình tĩnh nhưng mang sát cơ lạnh như băng trịnh cảnh minh không sống qua ba ngày thẩm hải hoa giải thích ta bên này có một phần văn kiện chỉ cần in ra trịnh cảnh minh tự mình ký tên và giấu tay là được rồi chỉ bất quá trịnh cảnh minh bên kia thế lực rất mạnh ta muốn gặp mặt cũng không thấy được cho nên thẩm hải hoa lời còn chưa nói hết diệp thần liền ngắt lời nói ngươi đem văn kiện qua đây tối hôm nay sẽ để cho hắn ký cho ngươi bên đầu điện thoại kia thẩm hải hoa ngẩn ra hắn không hiểu diệp thần có thể có biện pháp gì cái vấn đề thứ hai là cái gì diệp thần nói thẩm hải hoa vậy không do dự tiếp tục nói cái vấn đề thứ hai chính là tập đoàn thiên chính bây giờ tập đoàn thanh hoa đã bị một thế lực khống chế gọi là thanh môn thanh môn này ta đã điều tra nhưng tư liệu rất ít nếu như phải đem tập đoàn thiên chính đoạt lại phải diệt trừ cái thế lực này diệp thần nhướng mày một cái suy đoán hẳn là ninh ba thế lực ngầm loại tồn tại này hắn tự nhiên không sợ nói thẳng cái vấn đề thứ hai vậy giao cho ta ta chỉ hỏi ngươi một chuyện nếu như hai vấn đề này đều giải quyết ngươi có thể trong ba ngày bắt tập đoàn thanh hoa đổi tên tập đoàn thiên chính sao thẩm hải hoa có chút bối rối hắn căn bản không nghĩ tới hai cái khó khăn lớn nhất trực tiếp bị diệp thần một tay giải quyết hắn trầm tư hồi lâu cắn răng nói nếu như diệp tiên sinh có thể giải quyết hai vấn đề này nội trong ba ngày ta có thể làm được diệp thần cúp điện thoại sau đó diệp thần lại gọi điện thoại cho diệp lăng thiên nói hắn muốn địa chỉ trịnh cảnh minh cùng với thanh môn tin tức không lâu lắm một người thanh niên xuất hiện ở cao ốc thanh hoa trước chàng trai ngẩng đầu lên nhìn đỉnh tỏa cao ốc bốn chữ to tập đoàn thanh hoa cười lạnh một tiếng hắn cầm trong tay một phần văn kiện trên đó viết hiệp nghị chuyển nhượng cổ quyền không điều kiện liền đến lễ tân, tiểu mỹ nữ cũng là gương mặt đỏ ửng, ánh mắt né tránh. Người tốt, ta tìm tổng giám đốc nói công việc hợp tác." Diệp Thần chậm rãi nói. Tiểu mỹ nữ lúc này mới thanh tỉnh, nháy mắt to, khá là lễ phép nói, "Mạnh tổng giám ở tầng 21, thang máy quẹo trái, cần giúp tiên sinh thông báo một tiếng sao?" Diệp Thần cười một tiếng, "Không cần, chúng ta thật ra thì còn là bạn học cũ, đang chuẩn bị cho hắn một cái ngạc nhiên." Diệp Thần tiến vào thang máy, nhấn lầu 28. Căn cứ tin tức Diệp Lăng Thiên, Trịnh Cảnh Minh làm việc ở lầu 39, lầu 39 này vô cùng thần bí, mà tập đoàn Thanh Hoa lầu 28 trở lên thang máy đều cần có giấy thông hành, hắn tự nhiên không thể nào đi lên. Đến lầu 28, Diệp Thần đi thẳng tới phòng rửa tay, không có một bóng người. Hắn không do dự nữa, trực tiếp phá vỡ phòng vệ sinh bên ngoài cửa sổ, thân thể một bước, liền đứng ở lầu 28 dọc theo cửa sổ. Sau đó, hắn nhìn một cái lầu 39. Một giây kế tiếp, dưới chân phun trào ra một tia đợt khí, đầu gối cong, bỗng nhiên bùng nổ. Thân thể lại nhảy 5 mét cao, một cái tay trực tiếp chộp vào một ô cửa sổ dọc phía trên. Cánh tay chân khí bùng nổ, thân thể lần nữa hướng phía trên đi. Mà dọc cửa sổ lại xuất hiện một đạo dấu vết sâu đậm năm ngón tay. Diệp Thần tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như Spider-Man vậy, chớp mắt bây giờ đã đến lầu 38. Bởi vì là lầu 39 là toàn bộ phong bế, Diệp Thần chỉ có thể chỉ một cái phá vỡ cửa sổ lầu 38, cả người nhảy vào. Đi tới bên trong, Diệp Thần bản năng cảm thấy khí tức cường giả. Xem ra cái này tập đoàn Thanh Hoa thật không đơn giản, một tòa văn phòng cao ốc lại còn sẽ có cổ võ giả chấn thủ. Diệp Thần cũng không gấp trước đi ra ngoài, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, rồi châm lửa. Mấy giây sau đó, toàn bộ gian phòng bị khói mù lượn lờ. Bành! Đột nhiên, cửa mở ra, hai nam tử gầy gò vọt vào, ngay tức thì ở trong khói mù phát hiện Diệp Thần. Người nào? Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần chân phải động một cái, hai mảnh miệng thủy tinh mảnh trực tiếp từ dưới chân bắn ra. Phốc, phốc, miệng thủy tinh trực tiếp đâm vào ấn đường hai người, máu tươi tràn ra, bọn họ ngay cả tư cách cử động cũng không có, liền ngã trên đất. Diệp Thần giải quyết xong lầu 38, tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được lối đi thông tới lầu 39. Cửa lầu 39 là một cánh cửa sắt, cần phải thông qua dấu vân tay mới mở được. Công nghệ cao. Diệp thần cười lạnh một tiếng, nhưng là một người tu luyện, trước mặt chẳng qua là một đống rác mà thôi. Lời nói rơi xuống, Diệp thần đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa, sau đó bỗng nhiên phát lực, đan điền chân khí ầm ầm xông ra. Cửa sắt ngay tức thì vạn vẹo biến hình. Đồng thời, lầu 39 báo động vang lên. Chỉ gặp mười mấy võ trang cao thủ ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt Diệp Thần. Thậm chí hơn 10 đạo hồng ngoại tuyến trực tiếp rơi vào trên mình Diệp Thần, tựa hồ chỉ cần diệp thần động một cái tất nhiên thành tổ ong vỏ vẽ diệp thần không có vẻ bối rối cầm trong tay hồ sơ vặn vẹo tay ném xuống đất nhất thời phát ra một đạo thanh âm nặng nề sau đó hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người nhàn nhạt, nhạt nói ơ ờ, náo nhiệt như vậy à một giây kế tiếp diệp thần bước chân đạp một cái trực tiếp đạp vách tường đám người kia vậy ý thức được sự việc sắp thoát khỏi khống chế không do dự nữa tiếng súng vậy vang lên mười mấy viên đạn hướng diệp thần bắn tới Diệp Thần không có vẻ bối rối, một cái tay chộp vào cánh cửa sắt vặn vẹo, chân khí bộc phát ra, cửa sắt trực tiếp bị hắn lật, lại là hung hãn hướng đám kia võ trang đập tới. Viên đạn toàn bộ rơi vào cửa sắt, truyền tới thanh âm đùng đùng, mười mấy người thấy cánh cửa to lớn kia, theo bản năng muốn tránh, đã không còn kịp rồi. Tốc độ quá nhanh. Một tiếng vang thật lớn, cửa hung hãn đập trên thân hình mười mấy người. Có ít người thân thể lại cơ thể tại chỗ bị đập nát vụn. Diệp Thần một đường đánh tới cửa phòng họp cửa phòng họp đột nhiên nổ tung hai khối sắt thép cánh cửa trực tiếp vặn vẹo biến hình văn vào trong một thanh niên xuất hiện trong tay thanh niên cầm một phần văn kiện trịnh cảnh minh gắt gao nhìn chằm chằm chàng trai không biết tại sao luôn cảm giác có chút quen mắt diệp thần không để ý phản ứng tất cả mọi người đi thẳng tới trước mặt trịnh cảnh minh cầm trong tay văn kiện đặt ở trên bàn ký thanh âm mang giọng ra lệnh trịnh cảnh minh nhìn lướt qua trong văn kiện mấy chữ con người có giúp một cái chuyển nhượng cổ quyền không điều kiện lúc này trong phòng chỉ còn triệu cảnh minh và một tên cường giả của thanh môn. Nhìn thấy khí thế của diệp thần tên cường giả vô cùng sợ hãi. Cuối người nhẹ giọng nói, chúng ta là thanh môn, môn chủ vừa bước vào tông sư cảnh. Nếu ngài, đắc tội thanh môn, sẽ không phải là chuyện tốt. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện. Lời nói chưa dứt, diệp thần đã vận khí, chân đá một mảnh thủy tinh văn tới làm hắn thủng một lỗ trước ngực chết ngay lập tức. Toàn bộ phòng họp chỉ còn lại Trịnh Cảnh Minh và Diệp Thần, bầu không khí vô cùng ngưng trọng trịnh cảnh minh nghĩ tới điều gì vội vàng đứng lên run rẩy cầm ra bút ký tên lên văn kiện sau đó in dấu tay sau đó hai tay dâng lên cho diệp thần nói chỉ cần ngươi thả ta chúng ta không thủ không oán ta có thể làm con dối của ngươi ta có thể giúp ngươi điều khiển tập đoàn thanh hoa tập đoàn tất cả tiền tất cả thuộc về ngươi chỉ cần chỉ cần giữ lại mạng chó này diệp thần cầm văn kiện trên tay khoái miệng nở nụ cười ký rồi thì tốt vậy thì ngươi cũng không cần phải sống nữa Lời này vừa rơi xuống, trịnh cảnh minh vô cùng sợ hãi. Ngày không thể giết tất cả cúng tôi. Người quản lý tập đoàn Thanh Hoa, là Thanh Môn đó, nếu ngươi giết ta Thanh Môn sẽ không tha cho ngươi. Diệp Thành cười lạnh, thực ra ban đầu mục tiêu của ta, chỉ là Thanh Hoa. Nhưng bây giờ tôi lại thay đổi ý định. Đêm nay, Thanh Môn sẽ bị diệt. Diệp Thành âm lãnh nhìn hắn, ngươi còn có muốn nói gì nữa không? Trịnh cảnh minh gào lên, ngươi đừng có tự mãn, cái thế giới này không chỉ có một vị võ đạo tông sư, nếu ngươi giết ta chẳng những ngươi chết mà cả nhà ngươi đều sẽ bị báo thù cả người diệp thần một luồng sát khí bốc lên cả nhà ta năm năm trước đã chết hết trong sự kiện biệt thự vân hồ lời vừa dứt trịnh cảnh minh thân thể run rẩy kinh ngạc ngươi thật sự là diệp thần hắn trực tiếp bỏ lại ôm đùi diệp thần a à, thần xin hãy bình tĩnh nghe ta nói mọi việc chỉ là hiểu lầm bác là bạn thân của ba cháu làm sao có thể hại ông ấy được diệp thần lập tức đá vào mặt hắn ông không xứng đáng làm bạn của bố tôi càng không có tư cách là chú tôi trịnh cảnh minh ôm mặt van xin a à, thần xin hãy để tôi đi chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy rồi diệp thần cười lớn sát khí cuồn cuộn quanh thân thản ngươi đi sau khi đó ngươi không buông tha cho diệp ra ta không tha cho bố mẹ ta tại sao ngươi phản bội họ ngươi đã đoạt đi tất cả mọi thứ của ta ngươi thật sự cho rằng ta muốn giết ngươi sao ta đã từng học tập chăm chỉ và muốn trở thành một người bình thường trước đây ta sẽ run sợ khi nhìn thấy một con gà bị giết nhưng bây giờ thứ duy nhất khiến ta tồn tại chính là sự thù sau khi giết chết trịnh cảnh minh diệp thần rời khỏi tập đoàn thanh hoa trong lòng cảm thán diệp chính thiên đã giúp hắn giải quyết rất nhiều rắc rối không những dẫn người đến giải quyết hiện trường mà còn đem cho hắn một bộ trang phục mới diệp thần đang chuẩn bị tìm xe để đến chỗ thanh môn thì lúc này từ phía sau một đạo âm thanh truyền đến anh diệp dạo này anh vẫn khỏe chứ theo bản năng diệp thần quay lại nhìn có chút bất ngờ, người này hắn biết, chính là Ninh Ba cảnh sát Bạch Lý Băng. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi: "Cô làm sao lại ở chỗ này?" Nàng liếc Diệp Thần một cái, "Cái này là ta hỏi ngươi mới đúng, ta đang thi hành công vụ gần đây, thế còn ngươi đang làm gì ở đây? Ta hẳn không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết." Nói xong Diệp Thần liền xoay người rời đi. Lý Băng muốn đuổi theo Diệp Thần, thì lúc một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bạch Lý Băng theo bản năng nhìn lên, thì thấy phía trên tầng cao nhất cao ốc thanh hoa, lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Bỗng nhiên, trong mắt nàng tràn đầy sự kinh hoàng, vì từ phía trên đang có một khối kiến trúc bằng bê tông đang rơi xuống phía nàng. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hiển nhiên là muốn tránh cũng không kịp. Lý băng hiển nhiên là hiểu rõ, một khi rơi xuống, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợ tóc, Diệp thần đậm chân một cái, thân hình hắn lúc này hóa thành một đạo hư ảnh lao về phía bạch Lý băng trong nháy mắt đã bế lấy nàng ra khỏi chỗ nguy hiểm. Bạch Lý băng sắt mặt tái nhợt, vì hoảng sợ quá mức, nhẹ giọng nói: "Diệp thần, cảm ơn, cảm ơn ngươi." Diệp thần đặc lý băng xuống, khung cảnh xung quanh đổ nát khắp nơi. Diệp thần nhìn lên tầng 39 lúc này lửa cháy ngập trời. Bất đắc lắc đầu, Giang Nam Vương này làm việc quá khoa trương rồi, xem như phá hủy chứng cứ, cũng không cần cho nổ tung tất cả như thế, cho dù sạch sẽ, nhưng động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng tới người vô tội. Lúc này từ trong tập đoàn Thanh Hoa, có hai người đàn ông, bộ dạng hối hả lao ra ngoài, đi ngang Diệp Thần và Lý Băng. Diệp Thần và Lý Băng đều để ý thấy trên người bọn họ đều có xăm chữ Thanh môn. Đặc biệt là Bạch Lý Băng, nhìn thấy hai chữ Thanh môn, hai mắt có rút lại, hình xăm này là của Thanh môn, chẳng lẽ bọn họ là người gây ra vụ nổ này? Lý Băng, đoạn thời gian này cũng đang điều tra thế lực Thanh môn này, bọn chúng như một căn bệnh ung thư của Ninh Ba Giang Thành, nhưng cảnh sát căn bản không lấy được nhiều chứng cứ chỉ biết thanh môn có liên lạc với tập đoàn thanh hoa không thể bỏ qua cơ hội này lý băng quay nhanh về phía diệp thần nói ta bây giờ có chuyện chờ xử lý xong ta sẽ đến tìm ngươi nói xong lý băng vội vàng bám theo bọn chúng diệp thần nhìn lý băng rời đi trong lòng có chút suy nghĩ lo lắng nhưng cũng nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ vì đây không phải việc của hắn hiện tại điều quan trọng của hắn chính là tiêu diệt thanh môn diệt cò phải diệt tận gốc cảnh chuyển đến một công xưởng bỏ hoang phía tây thành đường thái ninh Lúc này hai người của Thanh Môn vừa đến đây, theo phía sau chính là Bạch Lý Băng. Nơi này có thể là một cứ điểm của Thanh Môn, thậm chí còn có thể là Thanh Môn tổng hành dinh. Chỉ cần ở đây thu thập được chứng cứ, thì có thể huy động thêm lực lượng để tiêu diệt triệt để. Lý Băng nhảy một cái thân thể bay lên phía trên các thùng container, dừng lại một ô cửa sổ nhìn vào trong. Nàng phát hiện bên trong có rất nhiều thùng hàng và được canh phòng cẩn thận. Nàng lấy điện thoại ra định gọi tiếp viện, nhưng phát hiện khu vực này không có tín hiệu, chắc hẳn y đây có thiết bị phá sóng điện thoại. Nàng chỉ còn cách dùng điện thoại để chụp hình làm bằng chứng. Lúc sau, một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ xuất hiện, trước mặt hai người đàn ông từ tập đoàn Thanh Hoa vừa đến. Hắn là từ Định Phong một đà chủ của Thanh Môn. Thật là một đám phế vật ta ở Thanh Hoa, an bài rất nhiều cao thủ như vậy, lại chỉ có các ngươi sống sót. Người đàn ông vội vàng quỳ xuống van xin, đà chủ chúng tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Bên đó đột ngột phát nổ, chúng tôi nghi ngờ có cao thủ đối phó với thanh môn từ định phong ánh mắt co lại nhìn hai người đàn ông chuyện này cần ngươi nói sao chuyện đã rõ ràng như vậy các ngươi không thấy mình là một lũ phế vật sao từ định phong ánh mắt rơi vào vị trí ẩn núp của bạch lý băng nói tiếp tệ hơn nữa là hai ngươi bị theo dõi mà không hề hay biết đây là một tội đáng nguyền rủa núp trong bóng tối lý băng sắt mặt đại biến nàng biết mình đã bị phát hiện nàng không ngờ nơi đây lại có cường giả và thực lực của người này cao hơn nàng rất nhiều một giây kế tiếp không do dự nàng xoay người rời đi từ định phong gầm lên nếu đã đến thanh môn chúng ta có thể cho ngươi đi sao chớp mắt từ định phong đã ở sau lưng bạch lý băng chỉ nghe ẩm một tiếng thân thể lý băng nặng nề đập vào thùng container tạo thành một vết lổm lớn từ định phong khoái miệng cười một cách ta đâm từ từ bước tới ồ ta không nghĩ tới lại là một tiểu mỹ nhân hôm nay bọn ta sẽ phục vụ cô một cách tận tình trước mắt nàng không còn đường lui chỉ còn cách nói ra thân phận của mình ta là cảnh sát, đồng đội của tôi đều biết đến nơi này, các ngươi tốt nhất nên dừng tay, nếu ta xảy ra chuyện gì, thanh môn các ngươi chắc chắn bị diệt. Nàng nghĩ đối phương sẽ kiên kỵ khi nghe thân phận của mình nhưng không, từ đỉnh phong ném mạnh lý băng văn ra xa, tội ác mà ta gây ra, đủ để xử bắn vô số lần, lại bị một người phụ nữ đe dọa hay sao? Lý băng trong lòng hoàn toàn rơi xuống đáy vực, nàng không những sẽ chết mà còn bị đám cạn bã này làm nhục. Nàng cảm giác hối hận vì đã hành động một mình, cũng không nên đến nơi nhỏ bé này làm cảnh sát, chỉ cần ở cùng gia tộc không phải tốt hơn sao? Nàng không để ý đến cái gì, giận dữ thét lên, "Bố ta là thủ trưởng quân khu Tây Nam Bạch Lý Hùng, ta mà xảy ra chuyện gì, toàn bộ thanh môn các người phải chôn theo." Từ Định Phong ngẩn ra, đương nhiên hắn biết uy danh của Lý Hùng, ông ta là một lãnh đạo cấp cao, ngay cả gia tộc kinh thành cũng phải nể mặt ông ta. Tại sao con gái ông ta lại đến nơi nhỏ bé này làm cảnh sát? Từ Định Phong cười lạnh một tiếng, "Ta không quản bố ngươi là ai, coi như là Bạch Lý Hùng thì sao?" đợi chút nữa ngươi chết, ta sẽ đem thi thể ngươi xử lý một cách sạch sẽ, ai cũng không thể phát hiện được. Anh em mau tiếng lên. Lúc này một đạo âm thanh lạnh như băng từ trên nóc nhà truyền đến, người ta đã không muốn, tại sao còn cưỡng ép, làm như vậy không thấy chờ chẽn hay sao? Từ Định Phong con người động lại một cái, thân thể cấp tốc lui về phía sau, sau đó hướng đỉnh đầu nhìn lên. Thằng nhóc, ngươi không biết ngươi bây giờ đang ở đâu sao? Lại dám tới địa bàn Thanh Môn, ta xem ngươi là tình chết. Diệp Thần khóe miệng phát họa một nụ cười âm lãnh. Xin lỗi, ta không chỉ muốn tới thanh môn, ta còn muốn giết sạch thanh môn tất cả các ngươi. Từ định phong cười. Tất cả thanh môn thủ hạ cũng cười. Cười vô cùng lớn tiếng. Ngươi không biết thanh môn có bao nhiêu cường giả sao. Đừng nói là một vị võ đạo tông sư tới, coi như mấy vị võ đạo tông sư tới, cũng không làm gì được thanh môn. Từ định phong chỉ tay về phía Diệp Thần, giết chết hắn, cho hắn biết chúng ta mạnh cỡ nào. Bọn thủ hạ lấy súng bắn như mưa về phía Diệp Thần, thân ảnh diệp thần biến mất chóp mắt diệp thần đã lao đến chỗ bọn thủ hạ thanh môn hai tay bao bọc bởi kinh khí quyền trái cước phải chớp mắt thanh môn đệ tử toàn bộ đều ngã xuống đất mất đi năng lực tác chiến tên nhóc này có vẻ lợi hại đó hắn đã né tránh được tất cả những viên đạn một vị thanh môn thủ hạ lại còn chỉ vào diệp thần cười lạnh nói ngươi là thứ gì ngay cả chúng ta thanh môn cũng dám động hắn hai chân phát lực cả người giống như báo săn mồi lao thẳng tới trước mặt diệp thần một quyền này một xem lực đạo chừng mấy trăm cân, chỉ cần nện xuống, Diệp Thần hẳn phải chết. Ngay tại quả đấm sắp chạm được Diệp Thần, ánh mắt hắn run lên, thân thể né sang một bên, đồng thời, hắn chân trái bước ra, đầu gối cong, trực tiếp một quyền đánh lại. Bành! Một tiếng tên thủ hạ Thanh môn bay ra xa, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bạch Lý băng gương mặt nhỏ nhắn, trên mặt đều là biểu hiện của sự kinh hãi. Nàng phát hiện trước mắt Diệp Thần mỗi một cái động tác cũng vô cùng dứt khoát lưu loát không có một tia sặc sỡ, như là một cổ máy chiến đấu vậy. Ninh Ba tại sao có thể có người đáng sợ như vậy? Nàng biết Diệp Thần chính là phế vật Diệp ra năm đó rơi xuống hồ đông tiền. Nhưng năm năm ngắn ngủi, lại từ một tên phế vật làm như thế nào trưởng thành đến kinh khủng như thế. Từ định phong hướng Diệp Thần đi tới, không nghĩ tới Ninh Ba lại có cường giả loại này, xem ra vẫn là phải ta ra tay mới được. Tuy ngươi có vẻ lợi hại, nhưng trước cơ thể hoàn hảo của ta, ngươi cũng không thể làm ta một chút hao tổn nào đương nhiên thằng nhóc ta không quan tâm ngươi là ai tới từ nơi nào chỉ cần ngươi quỳ xuống trước mặt ta liền có thể tha mạng cho ngươi lời còn chưa nói hết diệp thần tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh chớp mắt bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt hắn một quyền đánh ra từ định phong bị đánh bay lên miệng phun máu từ định phong bỏ trên mặt đất trong mắt dữ tợn nhìn diệp thần không ngờ diệp thần lại lợi hại như vậy từ định phong liều chết lao đến tấn công diệp thần diệp thần chỉ lạnh lùng nói ngươi có rất nhiều sơ hở rồi từng quyền đáp trả, khiến cho Từ Định Phong đau đớn quỳ trên mặt đất. Hắn van xin Diệp Thần dừng lại, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Diệp Thần. Người quá nhiều lời, là những từ cuối cùng mà Từ Định Phong nghe được, Diệp Thần bàn tay bao bọc kinh khí chém tới Từ Định Phong chết ngay tại chỗ. Bạch Lý Băng thần thờ khi nhìn thấy thanh môn rộng lớn, trong chớp mắt đã bị Diệp Thần tiêu diệt. Diệp Thần nhìn sang Lý Băng rồi đi đến, liền đưa tay banh chân Lý Băng ra. Bạch Lý Băng vô cùng hốt hoảng gào lên, dám lợi dụng ta, tên cặn bã, đáng tiếc ta còn tưởng ngươi là người tốt." Diệp Thần lên tiếng, xương chân ngươi đã bị lệch và có nhiều vết nứt, nếu không muốn bị liệt thì ngồi im cho ta." Lúc này nàng có thể cảm giác được rõ rệt nhiệt lưu xuất hiện, bắp đùi nàng đau đớn dần, dần dần giảm bớt. Bắp đùi lúc đầu không thể cử động, hiện tại đã được hồi phục tràn đầy sức sống. Một lúc sau, Lý Băng đã đi lại được bình thường, "Diệp Thần, cảm ơn nhiều. Ngươi tại sao có thể có y thuật thần kỳ như vậy, nếu như ngươi đi làm bác sĩ?" nhất định sẽ rất nổi tiếng." Diệp Thần lạnh lùng nói, "Ta không có hứng thú, ngươi đi thu dọn hiện trường đi, ta đi trước." Sau khi chữa thương cho Lý Băng, Diệp Thần nói, "Cô hãy đi thu điện thoại của chúng đi, trong đó có thể có chứng cứ mà cô cần." Nói xong Diệp Thần liền xoay người rời đi. Lý Băng vội nói, "Theo, Diệp Thần, ngươi cái này là muốn đi đâu?" Diệp Thần bước chân dừng lại, nhưng không quay đầu lại, nói, "Ta nói phải giải quyết người của Thanh môn, ngươi đừng đi theo, ta sẽ không cứu ngươi lần thứ hai đâu." Diệp Thần rời đi lý băng cũng ra ngoài gọi cứu viện một lúc sau lý băng cùng cảnh sát đi vào bách lý băng nhìn cảnh trước mắt trong mắt tràn đầy kinh hãi nàng trước mặt là mấy trăm cổ thi thể máu chảy thành sông đáng sợ trình độ vượt xa phía trên hết thầy những người này lại có thể tất cả đều bị diệp thần giải quyết tất cả thanh môn thủ hạ toàn bộ tiêu diệt nàng không cách nào tưởng tượng diệp thần chỉ dựa vào lực một người có thể tàn sát nhiều người như vậy sau đó nàng trong tầm mắt thấy được xác một ông già đây là thanh môn môn chủ là một cao thủ võ giả Thậm chí Lý Bang còn để ý thấy vẻ mặt của ông ta, vô cùng kinh hãi, như thể ông ta đã nhìn thấy điều gì khủng khiếp trước khi chết. Không biết qua bao lâu, Lý Bang tỉnh hồn lại, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Thấy có tín hiệu, nàng phát ra một cú điện thoại. Trên màn ảnh viết mấy chữ, hoa hạ đội đột kích long hồn, ứng kỉnh. Điện thoại thông, đại sư huynh, ninh ba trời sắp đổi rồi. Sư muội rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Bạch Lý Bang suy nghĩ một chút, liền nói, ngươi chờ một chút, ta gửi cho ngươi cái video không lâu sau ứng kỉnh trên wechat liền nhận được một video làm hắn xem nhiều lần trong nháy mắt sắc mặt thay đổi mỗi nói tất cả võ giả này đều là do diệp thần giết sao đúng là hắn làm hắn không chỉ cứu ta còn một mình diệt toàn bộ thanh môn thanh môn mấy vị võ đạo tông sư cũng bị hắn chém giết ứng kỉnh yên lặng mấy giây đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới sư muội ta lập tức ngồi máy bay tới ninh bà nhớ dù sao cũng không nên cùng loại người này có bất kỳ tiếp xúc gì người này cực kỳ nguy hiểm còn có vụ án thanh môn các người toàn bộ dừng tay ta sẽ phái người đặc biệt phụ trách sư huynh thế còn nhiệm vụ huynh đang làm ta hiện tại nhiệm vụ không có cái nào trọng yếu ngược lại ta phải xem xem cái tên diệt thần này rốt cuộc là yêu nghiệt gì Ninh ba quảng trường vạn đạt diệp thần đã mua cho mình một bộ quần áo mới để xóa dấu vết diệp thần đã hủy bộ đồ tối qua diệp thần vừa mới chuẩn bị rơi vạn đạt trong tầm mắt ngược lại thấy được một người quen đó là hạ nhược tuyết giờ phút này hạ nhược tuyết đang ngồi bên trong một tiệm cà phê lòng không bình tĩnh dùng muỗng canh không ngừng khuấy động cà phê. Mà trước mặt nàng là một người phụ nữ, khí chất cao quý, nhìn như 30-40 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, da thịt trắng noãn, không có một nếp nhăn. Mối chốt, vẫn là cùng hạ nhược tuyết có mấy phần giống nhau, không ngoài dự liệu, hẳn là mẫu thân hạ nhược tuyết. Diệp thần cũng không muốn dây dư với hạ nhược tuyết nên vội vàng rời đi. Hạ nhược tuyết đang cầm ly cà phê lên, vừa mới chuẩn bị uống, ánh mắt tự nhiên chú ý tới ngoài cửa sổ diệp thần đi qua. Nàng trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, vội vàng buông ly cà phê xuống, hướng ra bên ngoài bước nhanh tới. me người chờ ta một chút. Diệp thần, ngươi đợi một chút. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Rất nhanh, hạ nhược tuyết liền đuổi kịp diệp thần. Diệp thần bước chân dừng lại, nghi hoặc nhìn hạ nhược tuyết vẽ mặt khá lạnh lùng. Làm gì? Ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, ngươi không biết còn chuẩn bị mời ta uống cà phê đi. Hạ nhược tuyết ánh mắt mang vẻ tức giận, nàng nhìn chung quanh một cái, ấn ngực nói, ngươi ngủ với ta. Ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ đây, bây giờ ngươi hãy giúp ta một việc coi như đền bù. Này, rõ ràng là ngươi ngủ với ta, đó là giường ta à. Hai người đang nói chuyện thì sau lưng một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng thêm chút không vui vang lên. Nhược tuyết, người đàn ông này là ai? Hạ nhược tuyết và Diệp thần đồng loạt ngẩn ra. Diệp thần mới vừa muốn mở miệng, hạ nhược tuyết trực tiếp đổi một tư thế, khá là thân mật kéo Diệp thần, xoay người nói, mẹ, người ra đây làm gì? Hạ mẫu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, nếu như ánh mắt là mũi tên, thì Diệp Thần đã sớm quy thiên. Người đàn ông này là ai? Ngươi lớn như vậy trên đường kéo kéo với hắn còn thể thống gì? Nếu như bị người đàn ông kia biết hạ nhược tuyết ở Ninh Ba với một người đàn ông khác, có quan hệ không rõ ràng, quan hệ hai nhà không chỉ tan vỡ, hạ gia thậm chí sẽ phải chịu sự trả thù điên cuồng. Diệp Thần có cảm giác bên cạnh, thân thể mềm mại của hạ nhược tuyết đang du lên, ngón tay lại là nắm chặt cánh tay hắn. Những lời này đã làm một nữ cường như hạ nhược tuyết, khuôn mắt tưởng đỏ một giọt nước mắt thậm chí theo gò má rơi xuống trên tay Diệp Thần. Hạ Mẫu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần, ra lệnh, Nhược Tuyết, buông tay ra. Ngày hôm nay hãy cùng ta về Hạ gia. 5 năm này, ngươi tập đoàn Hoa Mỹ căn bản không có làm ra cái thành tích gì. Hạ gia tập đoàn sẽ lấy danh nghĩa thu mua tái lập lại tập đoàn Hoa Mỹ, sau đó gia tộc sẽ an bài người giúp ngươi quản lý." Hạ Nhược Tuyết thân thể run rẩy, 5 năm tâm huyết bị một câu nói hủy bỏ, nội tâm có vô số chua xót, thậm chí thiếu chút nữa tan vỡ nàng từ đầu đến cuối không thoát được vận mạng nước mắt của nàng một giọt nối tiếp một giọt rơi vào trên tay diệp thần hạ mẫu tiến lên một bước thanh âm mang vẻ tức giận ta không muốn nói lần thứ ba nhược tuyết buông tay ra con muốn cải lời ta sao ta không quan tâm ngươi và người đàn ông này có quan hệ thế nào nếu ngươi với hắn tiếp tục ở chung một chỗ thì hắn phải chết hạ nhược tuyết dần dần buông lòng tay nàng lựa chọn thỏa hiệp nàng vốn là muốn lợi dụng diệp thần để cho mẫu thân lại cho nàng một ít thời gian nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không có cần thiết, Diệp Thần là vô tội, nàng và Diệp Thần quan hệ duy nhất bất quá chỉ là ngủ một đêm, không có gì phát sinh. Hạ Nhược Tuyết hoàn toàn buông lỏng tay, nàng vừa mới chuẩn bị hướng mẫu thân đi tới, một cái bàn tay trực tiếp nắm lấy tay nàng kéo lại, đồng thời một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên. "Bám mẫu, ngại quá, Nhược Tuyết không thể cùng ngươi đi, bởi vì là nàng đã là phụ nữ của ta, hơn nữa, nàng trong bụng đã có con ta, ta nguyện ý đối với nàng chịu trách nhiệm." Hạ Nhược Tuyết nghe được câu này hoàn toàn bối bố rối. Nàng lúc nào biến thành người phụ nữ của Diệp Thần. Còn nữa, hai người mặc dù ôm ngủ một đêm, nhưng là cũng không có làm cái gì, nàng lại làm sao có thể sẽ có em bé? Nếu như bình thường, nói như thế là làm nhục nàng, nàng đã sớm một cái tát đi qua. Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt kiên định. Nàng ngay tức thì bừng tỉnh. Diệp Thần đây là đang giúp nàng. Diệp Thần đúng là giúp Hạ Nhược Tuyết, nhưng bản thân hắn không muốn nhúng tay sự việc Hạ ra nhưng đối phương lại từng giọt nước mắt rơi vào tay hắn, hắn mềm lòng. Hắn có thể cảm giác được hạ nhược tuyết hiện giờ và hắn năm đó giống nhau như đúc. Hắn nhớ lại lời lão già kia giao phó, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản hạ nhược tuyết xảy ra chuyện. Giờ phút này, cách đó không xa, hạ mẫu cả khuôn mặt đều tối, nàng tuyệt đối không nghĩ tới con gái bảo bối của mình. Ở Ninh Ba đã cùng người đàn ông khác xảy ra quan hệ, gây tởm hơn là có bầu. Hạ mẫu hai tay ôm ngực, lại đưa mắt chuyển tới trên người hạ nhược tuyết, chất vấn, nhược tuyết, tiểu tử này rốt cuộc nói là thật hay giả. Hạ nhược tuyết gương mặt đỏ ửng, điệp thần cũng đã đứng ra giúp nàng. Nàng tự nhiên không thể lộ ra chân tướng, liền nói, mẹ, ta và diệp thần là thật lòng. Hạ mẫu mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng nghe được câu này, vẫn là tâm tính bùng nổ. Con gái ta vốn được bảo vệ cẩn thận, lại có thể bị một thứ bị ổi như ngươi làm ô uế, thật là đáng chết. Hạ mẫu nắm lấy nhược tuyết, nhược tuyết, bây giờ hãy cùng ta về hạ ra, ta sẽ ăn bài bác sĩ phá đứa trẻ từ nay không thể rời đi hạ gia nửa bước đây là mệnh lệnh diệp thần đưa tay bắt lấy tay hạ mẫu tôi nghĩ việc này không tốt lắm đâu hạ mẫu ánh mắt vừa nhìn về phía diệp thần thanh âm lại như băng vang lên lần nữa ngươi nghĩ mình xứng đáng với con gái ta sao ngươi có biết giang nam hạ gia không đó là một tần tại mà ngươi không có khả năng thậm chí không có tư cách ngước nhìn Tình chiếc giang hạ gia ngươi từng nghe qua trừ ta hỏi lại ngươi hoa hạ tập đoàn thiên nguyên cũng hoặc là nhóm tài chính hạ thức ngươi có thể nghe qua nếu những thứ này ngươi cũng không biết, ta đổi phương thức nói cho ngươi biết. Ninh Ba đệ nhất gia tộc Chu gia ngươi biết chứ? Chu gia, gia chủ thấy ta cũng phải quỳ xuống. Ngươi phải vui mừng vì ngươi là mẫu thân Nhược Tuyết. Nếu không ngươi đã là một cổ thi thể. dễ thần thanh âm nhàn nhạt, nhạt rơi xuống, không có sát khí, lại để cho hạ mẫu cảm giác được một tia dùng mình. Hắn bước ra một bước, trực diện hạ mẫu. Sau đó khí chất biến đổi, cả người tựa như có một loại linh lực bao trùm vạn vật. Loại linh lực này là hắn năm năm này ngưng tụ lấy được ở vô số thi thể. Ba mẫu, ngươi căn bản không biết ngươi đang nói chuyện với ai đâu. Diệp thần thanh âm rất nhạt, rất nhẹ. Chẳng biết tại sao, hạ mẫu theo bản năng lại có thể lui về phía sau một bước. Nàng phát hiện khí thế của mình ở trước mặt cái thằng nhóc này hoàn toàn bị tan tành. Tôi không biết về họ chu họ hạ và tôi cũng không muốn biết. Nhưng nếu bá mẫu cho tôi nữa năm, tôi sẽ cho bá mẫu biết cái gì gọi là không thể đạt được. Nhược tuyết, chúng ta đi. Còn không chờ hạ mẫu kịp phản ứng, Diệp thần liền kéo tay hạ nhược tuyết rời đi. Qua thật lâu, hạ mẫu mới thanh tỉnh lại, sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Thậm chí trong chớp mắt, nàng thiếu chút nữa quỳ trên đất. Thằng nhóc này có lai lịch gì? Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra, giúp ta điều tra một người. Hắn tên Diệp Thần, người ninh ba Giang Thành, gần đây với nhược tuyết quan hệ thường xuyên. Sau khi bị Diệp Thần kéo đi một khoảng, hạ nhược tuyết rốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng thu tay lại. Gương mặt của nàng đỏ ửng. Diệp Thần, người thật ra thì hoàn toàn không cần phải như vậy. Tôi xin lỗi anh vì những lời mẹ tôi đã nói lúc nãy. Mặc dù mẹ tôi rất coi trọng lợi ích, nhưng mẹ tôi có một trái tim rất nhân hậu." Diệp Thần nhìn Hạ Nhược Tuyết một cái, nói, "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta làm như vậy không phải chỉ vì ngươi." Điều này là thật bởi Diệp Thần ra tay chủ yếu vì sư phụ của hắn. Hạ Nhược Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng, ánh mắt linh động nhìn Diệp Thần, nàng phát hiện, Diệp Thần thật ra lúc nghiêm túc nhìn rất là đẹp trai nhất là mới vừa rồi đối với mẫu thân nói chuyện loại cảm giác đó nàng bây giờ nghĩ lại tim nàng vẫn đập rất nhanh diệp thần rất nhanh gọi một chiếc xe taxi quay lại nói với hạ nhật tuyết ngươi chắc có tài xế riêng ta cũng không quản ngươi ta còn có việc nói xong liền lên xe rồi đi rất nhanh xe liền biến mất trong tầm mắt hạ nhật tuyết hạ nhật tuyết có chút bối rối tên này chẳng lẽ không muốn ở gần một đại mỹ nữ như ta thêm vài giây sao Nàng vốn còn muốn hỏi Diệp Thần một chút tại sao phải cùng với mẫu thân ước hẹn nửa năm. Hắn chỉ là một tên dân thường nhỏ bé, có năng lực di rung chuyển hạ gia. Bất quá mới vừa rồi ở trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa là bị khí thế của Diệp Thần lừa. Nhưng bây giờ quay đầu lại suy nghĩ một chút, Diệp Thần chẳng qua là nói huyên hoang mà thôi. Ở tỉnh Chiết Giang địa vị hạ gia cao không thể leo tới. Làm sao có thể, để được như hạ gia, ngược dòng đứng lên ước chừng trăm năm. Chỉ bằng vào sức lực của một người, nửa năm làm sao có thể đạt tới. Cho hắn trăm năm, kết quả cũng giống như nhau. Coi như Diệp Thần có đại nhân vật dìu dắt, cả đời này cũng chỉ có thể định trước ngửa mặt nhìn lên chiếc giang hạ gia. Nghĩ tới đây, hạ nhược tuyết thậm chí có chút bận tâm cho an nguy của Diệp Thần. Đắc tội hạ gia, nếu như lại bị người nọ biết, hắn có thể chịu nổi sao? Không được, ta không thể làm hại hắn. Hạ nhược tuyết đầu thoáng qua một đạo ánh sáng, vội vàng gọi điện thoại cho Tôn Di. Mà trên xe taxi lúc này, Diệp thần rơi vào trầm tư. Hạ mẫu nói thật ra thì có đạo lý, chỉ dựa vào võ lực mạnh mẽ thì không đủ. Hắn cần thành lập thế lực của riêng mình. Hơn nữa một đạo thế lực không đủ. Phải hai đạo thế lực, Giang Nam Vương ở trong bóng tối, mà chỗ sáng thì cũng cần có một đạo. Tập đoàn thiên chính là tâm huyết phụ thân, vậy hắn sẽ đem tâm huyết của phụ thân đi rúng động toàn bộ hoa hạ. Bác Tài, đi Vịnh Long dược khu biệt thự. Tại Vịnh Long dược khu biệt thự, thấm gia biệt thự, Xe taxi chậm rãi dừng lại. Diệp Thần xuống xe, liền thấy Thẩm Hải Hoa ở cửa chờ đợi. Thẩm Hải Hoa mới vừa nhận được điện thoại Diệp Thần, mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn là xuống lầu tới đón tiếp, "Diệp tiên sinh, ngài đã tới." Thẩm Hải Hoa cung kính nói, "Tìm một chỗ an tĩnh, ta sẽ cùng các người nói tỉ mỉ." "Được, Diệp tiên sinh." Thẩm Hải Hoa đem Diệp Thần dẫn tới phòng tiếp khách biệt thự, mấy người vào ngồi, cũng có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thần không biết Diệp Thần rốt cuộc muốn làm gì. Không lâu lắm, Diệp Thần lấy ra văn kiện, để lên bàn, để tới trước mặt Thẩm Hải Hoa. Thẩm Hải Hoa thân thể ngẩn ra, dĩ nhiên biết trên văn kiện này là cái gì. Nhưng là cái này mới đưa cho Diệp Thần chưa bao lâu, Diệp Thần lại có thể lập tức làm xong. Hắn nửa tin nửa ngờ mở ra trên bàn văn kiện, phát hiện trịnh cảnh minh ký tên và dấu tay bất ngờ cũng ở phía trên. Làm sao có thể? Hắn còn ngươi tràn đầy kinh hãi hắn rõ ràng trịnh cảnh minh lão hồ ly này làm sao nguyện ý đem tập đoàn thanh hoa chấp tay nhường diện chỉ có thể diệp thần đem trịnh cảnh minh giết chết thủ đoạn này đơn giản nhưng lại vô cùng bạo lực từ khi quen biết diệp thần thẩm hải hoa cứ nghĩ hắn là một vị cao cấp thần y lại không nghĩ rằng đối phương so với mình nghĩ còn kinh khủng hơn theo hắn biết tập đoàn thanh hoa nội bộ an ninh cực kỳ nghiêm mật còn có thanh môn cao thủ trấn giữ người bình thường căn bản không có thể bước vào lầu cuối nửa bước nhưng diệp thần không những làm được không chỉ giết trịnh cảnh minh mà còn hoàn hảo không hao tổn tên này vẫn là người sao thẩm hải hoa suy nghĩ chưa thông thì diệp thần lại nói cho hắn biết tin còn khủng bố hơn diệp thần nhẹ nhàng nói ta hôm qua đã đem thanh muôn diệt sạch kế tiếp phải xem ngươi làm gì rồi hắn tỉnh hồn lại vội vàng thận trọng nói diệp tiên sinh cho ta ba ngày thời gian chuyện này ta nhất định sẽ hoàn thành cho ngươi được diệp thần đối với câu trả lời của thẩm hải hoa rất hài lòng đột nhiên hắn nghĩ tới những lời hạ mẫu trước kia liền hiếu kỳ nói thẩm tổng người có biết hoa hạ tập đoàn thiên nguyên và nhóm tài chính hạ thị thẩm hải hoa thật vất vả tỉnh hồn lại nghe được diệp thần những lời này thiếu chút nữa tim đã ngừng đập nhà họ hạ đó là một con quái vật khổng lồ ở phía nam sông dương tử tài sản của tập đoàn nhà họ hạ rất khổng lồ vượt xa tập đoàn thiên chính cái này diệp tiên sinh không phải cũng muốn chiếm tập đoàn đó so với thiên nguyên tập đoàn Thanh Hoa cũng không đáng nhắc đến. Diệp thần nhìn thấu thẩm hải hoa trong mắt kinh hải, cười cười nói, ta có người bạn ngày hôm nay nhắc tới, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Thẩm hải hoa thở dài một hơi, hắn chìm nổi thương trường nhiều năm như vậy, tâm tính coi như tốt, đụng phải diệp thần, thật đúng là thật không được. Diệp thần trầm tư mấy giây, đột nhiên nghiêm túc nói, ta cho ngươi một thanh kiếm, ngươi dám bắt lại toàn bộ hoa hạ không? Thẩm hải hoa tràn đầy sự kinh hãi vừa rồi chỉ là thiên nguyên, Bây giờ là toàn bộ hoa hạ Việc này thật đáng sợ Thẩm hải hoa thân thể động một chút lấy lại bình tĩnh chợt cười nói Diệp tiên sinh Thanh kiếm mà người nói không biết có phải tập đoàn thiên chính hay không Nói thật Tập đoàn bắt danh của ta so với nó còn mạnh hơn không ít đấy Diệp thần không trả lời lại tiếp tục hỏi Trước tiên hãy để tôi nói một điều đơn giản Nếu tôi cung cấp cho anh một lớp bảo vệ tương tự trịnh cảnh minh Thậm chí tốt hơn gấp 100 lần Và cung cấp cho anh những loại sản phẩm siêu lợi nhuận bạn có thể dùng tập đoàn thiên chính nuốt chuẩn gia tộc nhà họ hạ không? Nghe được câu này, thẩm hải hoa trong mắt có chút kinh hoàng, Diệp thần khẩu khí thật là lớn, lại có thể thật muốn nuốt trọn nhóm tài chính hạ gia, làm sao có thể? Mấu chốt là còn muốn là trong nửa năm, đùi gì thế? Hắn vốn định cười nhạo Diệp thần, nhưng là thấy đối phương thật tin như vậy, chỉ có thể nói, vì anh nghiêm túc tôi cũng sẽ nghiêm túc. Những cái anh nói thôi vẫn chưa đủ, mà còn cần sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ. Hơn nữa tôi đã lớn tuổi rồi, e rằng không có đủ thời gian. Diệp thần rơi vào trầm tư. Phía chánh phủ con đường này hắn tự nhiên có biện pháp. Bạch Lý Băng phụ thân hình như là thủ trưởng. Thử một chút xem có thể hay không lôi kéo nàng thành một thế lực. Còn về hắc đạo, một mình Giang Nam Vương là đủ rồi. Diệp thần đứng lên, cất cao giọng nói. Người muốn những thứ này ta đều có thể cho ngươi. Nhưng ngươi có thể bảo đảm nửa năm đem tập đoàn thiên chính. Biến thành một con quái vật khổng lồ không? còn không chờ hắn kịp phản ứng, Diệp Thần lại lấy ra một viên đan dược, để lên bàn, nói, nếu như ngươi nguyện ý, viên đan dược này coi như là lễ ra mắt, nó có thể để cho ngươi kéo dài tuổi thọ 50 năm. Nghe mấy chữ phía sau, thẩm hải hoa hô hấp dồn dập, đây chính là kéo dài tuổi thọ 50 năm mà. Vô số người mơ tưởng cầu mong, Diệp Thần có thể lừa gạt hắn sao? Dĩ nhiên không thể nào, Diệp Thần người sắp chết cũng có thể cứu về được. 50 năm tuổi thọ lại coi là cái gì? thẩm hải hoa trồng mắt đỏ thẫm hoàn toàn không để ý hình tượng đoạt lấy viên đang dược kia sau đó kích động nói diệp tiên sinh ta nguyện ý chỉ cần ngươi cho ta đủ ba điều kiện đó diệp thần gật đầu một cái liền đẩy cửa đi ra bên ngoài ba ngày sau ở tập đoàn thiên chính gặp nhau còn về ba điều đó sẽ có người tới liên lạc với ngươi diệp thần rời đi thẩm hải hoa gắt gao nhìn chằm chằm diệp thần rời đi hắn biết từ nay vận mệnh của hắn đã thay đổi diệp thần rời nhà thẩm hải hoa quay về chung cư đại đô nhà tôn di vừa vào nhà diệp thần đã thấy hạ nhược tuyết ở đây từ lúc nào diệp thần liền hỏi sao cô lại ở đây cô có biệt thự rộng lớn sao không ở lại đến căn hộ nhỏ bé của chúng tôi tôn di nghe thế vội nói cái gì nhà chúng tôi đây là nhà của tôi hạ nhược tuyết ngồi chéo chân liếc nhìn tiêu thiên tập đoàn của tôi đã bị gia đình tôi tiếp quản còn biệt thự là sản nghiệp của mẹ tôi thẻ ngân hàng cũng bị khóa nên tôi phải ở đây nghèo thì nói nghèo đi lòng vòng. Vậy buổi tối cô ngủ ở đâu? Tôi nói trước, tôi không muốn chung ngường với cô đâu. Nhược tuyết tức tối, ai muốn chen lớn với anh? Đúng là một ý tưởng điên khùng. Trong lúc nhược tuyết và Diệp Thần gây nhau về chỗ ngủ thì Tôn Di lên tiếng, hôm nay nhược tuyết sẽ ngủ với tôi. Nhìn thấy nhược tuyết bị nhà họ hạ chèn ép đến nổi không có cả tiền sinh hoạt, không có chỗ nào dám nhận cô làm việc. Diệp Thần thậm chí có chút đồng tình. Bất quá ba ngày sau tập đoàn thiên chính, bắt đầu hoạt động, là lúc đang dùng người, mình có thể dùng hạ nhược tuyết. Người khác sợ hạ ra, không có nghĩa là diệp thần hắn sợ. Hắn nhìn về phía hạ nhược tuyết, cười một tiếng, tôi có thể cho cô một công việc. Hạ nhược tuyết nghe được câu này, nàng chưa vội trả lời, mà là mở to mắt nhìn diệp thần. Theo nàng rõ ràng, diệp thần thứ duy nhất đáng tiền trên mình chính là to thuốc lần trước, chẳng lẽ tên này còn có sản nghiệp gì khác? Không đúng, tên này cũng có một tấm thẻ bên trong cũng không thiếu tiền, tên này chẳng lẽ là nhà giàu ẩn hình hạ nhược tuyết giống như có bụi trong mắt trong mắt chớp chớp nói ta đó giờ chưa chủ động xin việc với ai nhưng lần này diệp thần ngươi nhất định phải dùng ta một khi ngươi dùng ta ngươi liền phải chuẩn bị cho tốt tâm tư công ty của ngươi tất nhiên sẽ bị hạ thì cố tình chèn ép đến lúc đó công ty đừng nói có thể sinh lời hay không việc tồn tại cũng khó khăn phỏng đoán bây giờ toàn bộ hoa hạ cũng không người nào dám dùng ta cho dù là làm lễ tân cũng không được diệp thần tự nhiên không sợ hạ ra nói ta dám dùng ngươi ngươi dám đến giúp ta sao ngươi chắc chắn chắc chắn diệp thần thành khẩn nói nghe được diệp thần khẳng định hạ nhược tuyết khôi phục một ít khí chất của một nữ tổng tài giàu kinh nghiệm nghiêm túc nói công ty ngươi ở nơi nào vốn đăng ký nhiều hay ít là loại hình doanh nghiệp gì có những chính sách hỗ trợ gì diệp thần giật mình gãy đầu một cái giải thích ách công ty còn chưa có thành lập cũng nhanh thôi sản nghiệp vẫn cong chưa chắc chắn hạ nhược tuyết liếc diệp thần một cái đoán được Diệp Thần là vì ước hẹn nửa năm với mẫu thân mới dự định mở công ty. Nàng không khỏi thở dài một hơi, thật là người không biết không sợ à, Diệp Thần căn bản không biết hạ ra kinh khủng dường nào. Hoa hạ nhìn bề ngoài có những gia tộc giàu có khủng khiếp, nhưng chỉ có một số ít người biết đến sự giàu có kinh khủng là những gia tộc trong nhóm tài chính. Diệp Thần ở nơi này chỉ có chút tài chính, trước mặt vẫn là quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức bất kỳ người nào đều sẽ coi thường hắn. Hắn cái gọi là nửa năm ước hẹn chỉ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình trong lòng nhược tuyết có chút bùng bã nàng cảm ơn diệp thần vì nàng làm hết thảy những điều này nhưng cuối cùng phải đối mặt thực tế thực tế chính là không được bao lâu nàng vẫn là phải trở lại hạ gia mà diệp thần sẽ biến thành một vị khách qua đường trong cuộc đời nàng cùng lúc đó ở một tòa biệt thự lộng lẫy hạ mẫu dựa vào trên ghế salon vóc người nở nang năm tháng ở trên người nàng không có bất cứ dấu vết gì tay phải cầm một ly rượu chát tỉ mỉ thưởng thức nàng nhẹ nhàng lên tiếng chuyện ta bảo điều tra sao rồi người đàn ông bận âu phục trên tay cầm một văn kiện thận trọng trình bày phu nhân đây là tin tức ngài muốn phu nhân căn cứ ta điều tra với bác sĩ riêng của tiểu thư người kiểm tra báo cáo mang thai hẳn là không có bất quá hạ mẫu nghe được nửa câu đầu còn có chút vui vẻ nghe được bất quá cũng có chút biến sắc nói rõ ràng bất quá tiểu thư ngày đó rời biệt thự uống rượu sau đó về nhà một cô gái tên là tôn di ngủ lại mà Tôn Di trong nhà có một nam nhân khác ở cùng. Chính là người phu nhân lệnh cho chúng tôi điều tra, căn cứ thông tin thu thập, không loại bỏ có phát sinh quan hệ, còn như có mang thai hay không, còn cần quan sát. Hạ mẫu nghe đến đây vô cùng tức giận, vun tay nén vỡ ly rượu. Nắm quả đấm thật chặt, nếu như cái thằng nhóc này thật sự làm bẩn nhiều tuyết, ta muốn hắn chết. Nói cho ta lai lịch tiểu tử này, người đàn ông gật đầu một cái vội nói, cái thằng nhóc này lai lịch có chút cổ quái, dùng tất cả thủ đoạn căn bản khâu tra được bất kỳ tin tức nào, thật giống như hắn từ trên trời rơi xuống. Nhưng chúng tôi dự đoán, anh ta là người thiếu gia còn sống sót của nhà họ Diệp sau sự kiện biệt thự Vân Hồ. Hạ Mẫu rơi vào trầm tư, năm năm trước Vân Hồ Sơn Trang mặc dù sự việc phát sinh ở Ninh Ba, nhưng là chấn động toàn bộ tỉnh Chiết Giang. Dẫu sao đắc tội vị kia ở kinh thành là một nhân vật lớn, đối với Diệp gia nàng cũng được biết sơ qua, một gia tộc xa sút ở địa phương nhỏ, căn bản không có thực lực gì liên hệ võ đạo cao thủ cũng không có chỉ có một xí nghiệp là tập đoàn thiên chính coi như diệp thần thật đến từ diệp ra thì như thế nào mất đi phụ mẫu hắn chỗ dựa vào cũng không có hạ mẫu phỏng đoán diệp thần vì không muốn gia tộc bị tận diện nên muốn gia nhập hạ gia chúng ta dùng thế lực của hạ gia để trả thù cho ba mẹ mình thật là một ý tưởng buồn cười lúc này người đàn ông lên tiếng nếu theo suy đoán của phu nhân hắn không nên đưa ra ước hẹn nữa năm có thể anh ta còn một thế lực khác sau lưng Hạ mẫu cười lớn đầy tự tin, một tên diệt tộc phế vật, còn dám ở trước mặt ta nói ra những lời hù dọ đó, nửa năm, để ta xem anh ta làm thế nào để vượt qua nhà họ hạ ta. Chạn vạng tối ở khu nhà ở Đại Đô, Diệp Thần đang đứng ngoài ban công, lẩm bẩm, nhà có thêm người, mọi sinh hoạt lại trở nên rắc rối. Đêm nay đi tắm thì mở cửa vào đã thấy hạ nhược tuyết bên trong, lại còn bị tác. Đến nổi đi vệ sinh cũng bị đụng hàng với tôn di, thật là nhức đầu. Tạm gác chuyện hai người phụ nữ. Diệp Thần nghĩ tới chuyện của Thẩm Hải Hoa, vấn đề hắc đạo, thì một mình Giang Nam Vương đã ổn, về mặt hàng kinh doanh thì trong tay mình đã có nhiều loại đan dược. Vấn đề hiện tại là sự ủng hộ của quân đội, dù sao hắn cũng không biết rõ về Bạch Lý Băng. Vì vậy cô ấy có thể không sẵn lòng giúp đỡ. Diệp Thần đã nói vấn đề Bạch Lý Băng cho Diệp Lăng Thiên, hy vọng bên phía anh ta có thể tiếp cận. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, con ngươi co giúp một cái, vậy ánh mắt lạnh như băng trực tiếp nhìn về phía đối diện trên sân thượng cao ốc đối diện lại có người trong bóng tối giám sát hắn diệp thần xoay người vào trong trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị cùng ta chơi trò chơi thợ săn và con mồi ử ừ. diệp thần ta ngược lại phải xem xem người nào mới thật sự là thợ săn trên cao ốc đối diện là một người đàn ông cao to hắn chính là đội đột kích long hồn ứng kình ngày hôm nay ứng kình buổi chiều mới vừa xuống máy bay hắn liền tới đây quan sát xem diệp thần là người như thế nào thông qua hai cái video bách lý băng gửi tới người này cực kỳ nguy hiểm hẳn là người tu võ nhưng quan sát nửa ngày hắn căn bản không nhìn ra thằng nhóc này trên mình có điểm gì đặc biệt kết quả một đêm ở đây là để xem diệp thần ở bàn ăn trộm thức ăn một người tu võ sao có thể làm như vậy nếu như đem diệp thần bỏ vào trong một đám người căn bản sẽ không có người nhận ra hắn định quan sát diệp thần lần nữa thì thân ảnh diệp thần ở lan can đột nhiên biến mất hóa thẳng một đạo hư ảnh xuất hiện phía sau hắn ứng kinh kinh hoàng trong đầu. Hắn biết khoảng cách từ hắn đến căn hộ của Tôn Di, hơn 80 mét vậy trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh hắn. Quả nhiên là cao thủ. Một giây kế tiếp, quanh người diệp thần khí lưu phun trào, một cổ kinh khí kinh khủng cuộn tới. Trung quanh từ trường tựa như cũng biến hóa, diệp thần tung quyền lao tới. Ứng kinh cảm giác được một đạo sát ý lạnh như băng, vội vàng một quyền nghênh đón. Bành, tiếng va chạm vàng rội. Ứng kinh một quyền đáp trả này lập tức hối hận, bởi vì đối phương thực lực quá mức bá đạo. Tựa ngàn cân, đây là loại quái vật gì? Cánh tay hắn giống như bị một đạo lực lượng cực kỳ đáng sợ nghiền ép, cánh tay cũng chấn động đã tê dại, thực lực tên tiểu tử này quá kinh khủng, hắn muốn đánh nát cánh tay mình sao? Ngay lập tức Diệp Thần lại tung một quyền nữa, nhưng Ứng Kình lựa chọn né tránh chứ không đối đầu. Không hề do dự, Diệp Thần trên không trung một chân trực tiếp đập xuống. Nếu như bị một chân này đập trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ứng Kình sắc mặt tái nhợt, vội vàng bước chân đạp một cái. Cả người nhảy lên cao tránh xa tập kích, chân diệp thần hạ xuống, trên sân thượng tạo thành một vết nứt dài, tránh được sao thực lực cũng không tệ. Thừa cơ hội vừa rồi, ứng kinh đã đi vòng ra sau diệp thần, một quyền hướng diệp thần đánh tới. Hắn chắc rằng đoàn này diệp thần không thể né tránh. Nhưng diệp thần lại nở một nụ cười quỷ dị, quyền của ứng kinh không thể chạm tới diệp thần mà bị chặn lại bởi khí lưu như một bức tường vô hình. Ứng kinh lúc này sợ hãi, hắn phát hiện những tin tình báo mà mình có được điều sai ứng kinh trước mắt hoảng sợ, hắn lại có thể phát hiện một cái bí mật lớn bằng trời. Diệp thần căn bản không phải võ giả, mà là người tu luyện. Chẳng trách tên này có thể giết chết nhiều võ giả như thế, chỉ trách sư muội kinh nghiệm quá ít, không thể nhận ra thực lực của hắn. Như những người tu hành chưa chắc đã mạnh hơn võ giả, ít nhất những võ giả mạnh nhất hoa hạ vẫn có thể đánh thắng những người tu luyện ở cấp thấp nhất. Trong tích tắc hắn đang suy nghĩ, khi tập trung lại thì Diệp thần đã biến mất. Chưa định thần thì đã nhận một đá của Diệp thần, Hắn căn bản không thể tránh được, ứng kinh chỉ cảm thấy một cổ cường đại kinh khí xuyên qua toàn thân, mặt đất trực tiếp vỡ vụn. Không chỉ như vậy, hắn cả người bay ra ngoài, nặng nề đập vào trên tường, đồng thời, một ngụm máu tươi tuôn ra ngoài. Căn bản không đánh lại, trong sự hoảng hốt bây giờ, ứng kinh lại thấy Diệp thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Anh bạn chuyện này là hiểu lầm thôi, tôi không hề có ác ý, tôi không có cạnh tranh gì với anh. Như nếu anh thật sự muốn giết tôi, chúng ta nên nói chuyện trước phải không? diệp thần không quan tâm bước tới một uy áp hiển hách tựa như thiên thần hạ phàm như bá vương tài thế bành một cái chân to rậm ở trên lồng ngực của hắn làm cho ứng kình cực kỳ đau đớn người rốt cuộc là ai tại sao lại đến theo dõi ta người đứng sau lưng là ai chu ra hay là hạ gia nói diệp thần thanh âm lạnh như băng vang khắp ở toàn bộ sân thượng vội vàng móc túi ra một quyển sổ rất nhỏ màu xanh lá cây trực tiếp ném ra ngoài huynh đệ ta thật sự không có ác ý thật không có, ngươi nhìn giấy chứng nhận một chút liền biết rõ, ứng kình hoàn toàn nhượng bộ. Diệp thần mở ra xem, đội đột kích Long Hồn ứng kình sao? Ứng kình nằm dưới đất vô cùng sợ hãi, nói theo, vân vân, tôi là người của đội đặc công Long Hồn, anh có thể để cho tôi đi không? Diệp thần hừ lạnh một tiếng, tiện tay vứt bỏ đi bản giấy chứng nhận, trong tay chân khí ngưng tụ, ý định giết người bùng nổ. thật xin lỗi, chưa từng nghe qua, dám theo dõi ta nhất định phải trả giá đắt. Ứng kình hoảng hốt. Tên này làm sao đội đột kích Long Hồn cũng chưa từng nghe qua à? Trời ạ, à, hắn không để ý tới cái gì, trực tiếp hô: đừng, đừng giết ta! Bạch Lý Băng, ta biết Bạch Lý Băng. Diệp Thần vẫn thu tay về, nhìn ứng kình trước mặt chất vấn: ngươi biết Bạch Lý Băng? Là nàng kêu người tới. Nếu như là Bạch Lý Băng phái tên này tới giám sát mình, như vậy không chỉ người trước mắt phải chết, Bạch Lý Băng cũng sẽ trả giá thật lớn. Ứng kình lắc đầu một cái, Trông đỡ mình ngồi dậy, trong lòng thầm nghĩ mẹ nó danh tiếng của sư muội còn lớn hơn cả long hồn đặc công diệp huynh đệ ta là anh trai của cô ấy cô ấy nói với tôi về anh tôi chỉ đến đây vì tò mò mục đích chỉ muốn xem thực lực của anh như thế nào và có ý định mời anh vào đội tôi không bao giờ có ý hại anh diệp thần hừ lạnh một tiếng trong tay lạ tiếp tục ngưng tụ chân khí nếu ngươi muốn đưa ta vào đội có thể trực tiếp đến tìm ta đây không phải là lý do để ngươi theo dõi ta trong tâm diệp thần cũng có suy nghĩ tên ứng kình này thực lực cũng không tệ diệt cỏ phải diệt tận gốc nhìn thấy diệp thần chuẩn bị động thủ ứng kình như phát điên ngươi đừng vội động thủ ta theo dõi ngươi là ta sai ta xin lỗi ngươi ta lấy vinh dự của hoa hạ đặc công long hồn ra thể lần này ta nợ ngươi một ân tình sau này ngươi gặp khó khăn ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi nghe điều này diệp thần cũng thấy được điểm sáng ba điều kiện của thẩm hải hoa bây giờ chỉ còn thiếu sự ủng hộ của quân đội ban đầu bạch lý băng là sự lựa chọn đầu tiên nhưng bây giờ anh chàng này lại trở thành lựa chọn tốt nhất diệp thần trên cao nhìn xuống ứng kinh hiếu kỳ nói đội đột kích long hồn ở hoa hạ địa vị như thế nào ứng kinh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng chẳng lẽ đối phương muốn gia nhập đội đột kích long hồn không do dự nữa ứng kinh khá là tự hào nói đội đột kích long hồn là sư đoàn thứ ba của hoa hạ nhằm vào các lực lượng thần bí trên thế giới trừ thủ tướng và cấp trên chúng ta không cần nghe mệnh lệnh của người nào diệp thần ngược lại là không nghĩ tới đội đột kích long hồn châu bò như vậy bất quá trước mắt đội đột kích long hồn đối với tập đoàn thiên chính đã quá đủ dùng Diệp thần nhàn nhạt, nhạt, nói, ngươi không cần thiếu ta bất kỳ ân tình gì, ta có thể để anh đi, chỉ cần anh chịu thiết lập quan hệ với một công ty ở Giang Thành, chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa. Ứng kình dĩ nhiên rõ ràng hiểu ý đối phương, nhưng là hắn biểu cảm ngược lại có chút cổ quái. Ngươi chắc chắn chứ, dùng danh tiến đội đột kích long hồn, đi bảo kê cho một công ty ở Giang Thành. Trong tâm ứng kình thầm nghỉ, việc này mà truyền ra ngoài, rất là xấu hổ, kiểu giết gà bằng dao mổ trâu. Diệp thần khẳng định đó là điều mình muốn. Ứng kinh nghĩ sâu xa chốc lát, lại nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi nói cái xí nghiệp này hẳn là tập đoàn thiên chính của phụ thân ngươi. Chuyện này quả thật tôi không thể quyết định, nhưng tôi sẽ giúp anh liên hệ với cấp trên, cho dù cấp trên không đồng ý, tôi sẽ tìm cách khác để giúp anh. Được, Diệp thần gật đầu một cái, sau đó móc túi ra một viên đan dược, hắn đem đan dược ném cho ứng kinh, nếu ngươi ăn thứ này, vết thương của ngươi sẽ hồi phục nhanh chóng. Ứng kinh nhận được đan dược miệng há to, mắt trợn to mẹ kiếp tiểu tử này rốt cuộc là cái quái quỷ gì chẳng những là một người tu tiên lại còn là một đan sư đó giờ hắn chỉ nghe chứ chưa bao giờ nhìn thấy ứng kinh vẽ mặt hứng hở hỏi diệp thần ngươi còn loại đan dược này không diệp thần con ngươi có chút kinh ngạc tiện tay từ trong túi móc ra một nắm đan dược nói ngươi nói thứ đồ chơi này sao đây chỉ là loại cơ bản nhất ta có rất nhiều diệp thần nhìn thấu ứng kinh trong mắt nóng bỏng có nhiều thú vị nói ngươi thật giống như đối với vật này cảm thấy rất hứng thú ứng kinh nuốt nước miếng một cái vô cùng nghiêm túc nói diệp thần đan dược này ngươi rốt cuộc có nhiều ít nếu như ngươi đem đan dược này nộp lên cho quốc gia hoa hạ quân đội nguyện ý nghiên cứu dù sao đây cũng là di vật văn hóa nên phải giao nộp diệp thần hừ lạnh một tiếng trực tiếp cắt dứt lời nói của đối phương nộp lên đây là đồ của ta cũng không phải là văn vật dựa vào cái gì nộp lên nếu như thế lực sau lưng ngươi muốn trước tiên ngươi đáp ứng điều kiện của ta trước đã. Sau đó sẽ để cho người sau lưng ngươi tự mình đến tìm ta nói chuyện. Nói xong, Diệp Thần liền rời đi. Nhìn Diệp Thần rời đi, ứng kình trong lòng có chút không biết làm sao. Để cho người sau lưng đội đột kích long hồn đích thân tìm ngươi nói chuyện. Khẩu khí thật là lớn. Vị đại nhân vật kia vẫy tay là có thể nắm trong tay hoa hạ thế cục. Hắn có cái tư cách gì để cho người chủ động tới gặp. Diệp Thần thật là cực kỳ ngông cuồng. Cuối cùng ứng kình cảm thán, phải nói rằng Giang Thành lại sản sinh ra một chàng trai không thể tin được. Quay lại căn hộ của Tôn Di, điệp thân nằm trên giường cảm thán, sống chung hai người phụ nữ thật rắc rối, phải xếp hàng chờ đợi mọi thứ. Hiện tại Tôn Di và Nhược Tuyết đang chiếm dụng nhà tắm lẫn nhà vệ sinh. Trong lúc ở không hắn này sinh ý đồ tu luyện, hắn cảm giác sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều, hắn sẽ thử vào nghĩa địa luân hồi một lần nữa. Hắn lấy viên đá ra, truyền linh lực vào viên đá và nhắm mắt lại. Sau khi mở mắt ra, Hắn đã thấy mình ở trong nghĩa địa luân hồi, lần này hắn bước vào, đầu không còn đau nữa, không còn cảm giác khó chịu và nghĩa trang không có một chút bài xích nào. Chẳng lẽ bởi vì là thực lực đã tăng trưởng. Diệp Thần lại chú ý tới, trong luân hồi mộ địa có một tòa mộ bia hiển lộ ra một hàng chữ viết: "Sát quyền tông La Vân Thiên". Dựa theo lần đầu hắn vào nơi này, giọng nói lúc ấy đã bảo, chỉ cần thực lực của hắn đạt tới ngưỡng cửa là có thể dẫn động chấp niệm của một vị cường giả ở nơi đây đáng tiếc chỉ có thể dẫn động một lần. Một lần sau đó, mộ bia sẽ bị tan vỡ, vị cường giả kia sẽ bước vào luân hồi chi đạo, không có nửa điểm quan hệ với hắn. Diệp thần không hiểu làm thế nào để dẫn động, thử mấy lần cũng không được, bất đắc dĩ chỉ có thể đem đá màu đen đi cất, tiếp tục tu luyện. Tiếp theo cuộc sống, cơ bản đều là như vậy, có hai người đẹp bầu bạn, ngược lại cũng không tệ. Hôm nay Hạ Nhiều Tuyết đã ra ngoài từ rất sớm và dặn không cần nấu cơm cho cô ấy căn hộ bây giờ chỉ còn diệp thần và tôn di diệp thần cầm tắc cà phê trầm tư trên ghế mấy ngày này hắn đã thử nhiều phương pháp nhưng mộ bia không hề di chuyển diệp thần chỉ nghĩ ra được một lý do là cảnh giới của mình chưa đủ bây giờ điều cấp bách là thăng cấp cảnh giới bây giờ hắn cần đan dược việc luyện đan dược bằng lò vi sóng hiện tại là vô dụng rất cần một lò luyện đan chu lão đã nói sẽ có một cuộc đấu giá lò luyện đan vào hôm nay nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của ông ấy Diệp Thần chợt nhớ ra, Chu lão đâu có số điện thoại của mình, Diệp Thần đang cân nhắc việc đi tìm chú lão. Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, chính là Thẩm Hải Hoa gọi tới. "Diệp tiên sinh, tôi đã hoàn toàn khống chế tập đoàn Thanh Hoa, nhân viên toàn bộ đổi mới, thậm chí còn đem một vài bộ phận tinh anh ở tập đoàn Bắc danh qua. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành thủ tục đổi tên công ty, hai ngày nữa sẽ tiến hành khai trương." Diệp Thần vô cùng hài lòng với tốc độ làm việc của Thẩm Hải Hoa đã đến lúc cho toàn bộ Giang Thành biết đến sự trở lại của tập đoàn Thiên Chính. Niềm vui hiện rõ trên mặt. Hiện tại, đã có được 2 phần 3 thanh kiếm trong tay, chỉ còn một điều là ứng kình. Từ khi ở sân thượng tới bây giờ, không hề có liên lạc gì với Diệp Thần, có thể anh ta chạy trốn rồi không? Mới vừa nghĩ tới đây, Diệp Thần liền phát hiện chuông cửa reo, mở ra liền phát hiện Chu Nhân Đức đầu đầy mồ hôi ở ngoài cửa. Chu Lão vội vã lên tiếng, anh Diệp, cuối cùng tôi cũng tìm được anh tôi đã đợi anh ở Đức Nhân Đường cả buổi sáng, mà không thấy. Vì vậy tôi đã dùng nhiều biện pháp để tìm được anh ở đây. Diệp Thần có chút ái nái, vì sáng giờ lại ngồi ở nhà chờ tin tức. Diệp Thần vội nói, xin lỗi, tôi thật không tốt, tôi quên là đã không cho ông biết địa chỉ của tôi. Chu Lão, vào trong hãy nói. Chu Lão thái độ vẫn gấp gáp, không cần, gần đây nhà ta xảy ra chút chuyện, cần tôi về giải quyết, đây là thư mời của buổi đấu giá. Chỉ cần có nó anh sẽ được vào trong diệp thần gật đầu một cái vừa định bày tỏ cảm ơn chu nhân đức liền vội vàng rời đi hiển nhiên chu ra xảy ra chuyện rất lớn hắn vốn còn muốn hỏi một chút tình hình chu ra nói không chừng hắn còn có thể giúp được gì đó nhưng là chu nhân đức đi nhanh như vậy hắn chỉ đành tạm gác lại không quan tâm ninh ba cửa khách sạn thiên hy một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại cửa xe mở ra diệp thần đi xuống trên người bận một bộ âu phục hắn cũng sẽ không ngu đến mặc mấy loại quần áo cũ tham gia hội đấu giá nếu không đi đến chỗ nào đều sẽ bị người trêu chọc. Ngày hôm nay mặc như vậy, hẳn sẽ không phát sinh chuyện gì. Diệp thần hướng cửa đi tới, rất nhanh liền thấy Chu Tử Huyên đang đứng ở cửa ngẩn người bộ dạng lo lắng. Hôm nay Chu Tử Huyên ăn mặc rất là tùy tiện, màu chốt đôi mắt thâm quần, một bộ dáng tiểu tụy. Hắn đi đến liền hỏi, có chuyện gì vậy, hôm nay trong cô không được khỏe. Không sao đâu, anh đã đến rồi thì chúng ta vào đi. Lần này nàng cũng không dám đối với Diệp Thần bất kính, Dẫu sao sư phụ và gia gia nhiều lần giao phó, nàng từ hai người biết được Diệp thần rất đáng sợ, hơn nữa gần đây gia tộc xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng dần dần học được thu liễm. Khách sạn Thiên Hy không giống như một khách sạn đắt tiền, lại càng giống như là hội sở tư nhân, toàn thể khung cảnh đều là kiểu kiến trúc Trung Hoa, có hoa có nước đổ thể hiện một ý cảnh đặc thù. Diệp tiên sinh, bây giờ là thời gian nhập cuộc, hay gọi là thời gian trao đổi vòng tròn, chủ yếu để người quen giao lưu thư giãn buổi đấu giá thật sẽ diễn ra ở trên lầu sau hai tiếng chúng ta ăn chút điểm tâm đi chu tử huyên nghiêm túc nói chu tử huyên đang định nói gì đó thì từ sao có một đạo âm thanh truyền đến tử huyên ngươi sao lại ở nơi này phía xa một nam tử tên là lữ vĩ thành trong tay ôm hai người phụ nữ đi đến hắn tiếp tục nói ồ chu gia làm sao lại cho một mình ngươi tới đúng rồi chu gia bây giờ cũng tự thân khó bảo toàn bỏ qua sự chăm chọc tử huyên kéo diệp thần đi đến nơi khác Diệp Thần lại hỏi một lần nữa về vấn đề của Chu Gia. Không có việc gì, Gia Gia nhất định sẽ xử lý tốt, ngươi là khách mời, chuyên tâm tham gia đấu giá đi. Diệp Thần cũng hiểu, đây dù sao cũng là vấn đề của gia đình người khác, đã không muốn nói đến thì cũng không nên hỏi tới cùng. Một hồi sau, có một âm thanh nhẹ nhàng từ sao gọi đến Diệp Thần. Hai người Diệp Thần quay lại thì thấy người gọi là Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết lúc này, bất kể là bên ngoài, vóc người cũng hoặc là khí chất điều hơn hẳn những người con gái khác mấu chốt trên người đối phương toát lên khí chất lãnh ngạo, giống như một đóa hàn mai, không có nửa điểm sai sót. Diệp thần, ngươi làm sao cũng ở trong đây. Diệp thần nhìn sang, thấy hạ nhược tuyết. Trong mắt hắn có chút ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, không có sát khí, chỉ có ôn nhu. Ngươi sáng sớm đi đâu, ta tỉnh lại liền không thấy ngươi. Hạ nhược tuyết thấy diệp thần, tâm tình hiển nhiên không tệ, liên tiến tới gần diệp thần. Lúc này Chu Tử Huyên lấy lý do đi vệ sinh rời đi, không biết là thật hay là do ghen tị với sắc đẹp của Hạ Nhược Tuyết. Diệp thần cô gái ấy là ai? Sao ngươi lại quen biết với cô ấy? Cô ấy là cháu gái của ông chủ hiệu thuốc, cô ấy đến đây để hướng dẫn cho tôi. Nhưng cô làm gì ở đây? Không phải thẻ ngân hàng đã bị đóng băng rồi sao? Hay cô định đến đây ăn chùa? Diệp thần trả lời cũng không quên trêu gạo. Nhược tuyết cảm thấy có chút thú vị liền nói. Anh đã nói với tôi, công ty của anh vẫn chưa mở cửa, tôi phải đi tìm một công việc. Tôi đã nhận được thư mời từ trước đây. Vì anh tham gia buổi đấu giá này, tôi có chút thắc mắc anh đã đem theo bao nhiêu tiền. 90 triệu, Diệp Thần nhà nhạc nói. Hắn đối với tiền không có khái niệm gì, nhưng là phỏng đoán với 90 triệu này hắn có thể mua không ít thứ. Khụ khụ khụ, mới vừa uống một hớp nước hạ nhược tuyết thiếu chút nữa sặc. Nàng im lặng liếc Diệp Thần một cái, nói, Diệp Thần, ngươi là thật không biết hay là giả không biết, mang chút tiền như vậy liền muốn tham gia buổi đấu giá. Hạ Nhược Tuyết lo lắng giải thích cho Diệp Thần, cuộc đấu giá này không đơn giản như vẻ bề ngoài và người đứng sau nó là một tồn tại anh không thể gây rối. Trên thế giới này ngoài những người bình thường như anh, còn có một loại người luyện võ cực kỳ cường đại, có thể giết người bằng một cái phẩy tay. Ồ vậy sao? Ngươi làm sao không kinh ngạc? Hạ Nhược Tuyết hơi có chút kinh ngạc, bởi vì là Diệp Thần biểu hiện quá bình tĩnh. Diệp Thần chỉ có thể giả bộ kinh ngạc, võ công lợi hại quá, ôi đáng sợ quá. Nhược Tuyết coi như là phục diệp thần rồi, dáng vẻ sợ hãi cũng giả quá đi. Đương nhiên nàng không biết Diệp thần là một nhà tu luyện. Nàng tiếp tục nói, "Thứ hai, Ninh Ba không chỉ có tứ đại gia tộc, thật ra thì còn có tồn tại một thứ đáng sợ hơn. Đó chính là một gia tộc võ giả vô cùng thần bí người ta thường gọi là võ đạo thế gia, bọn họ là người đứng sau điều khiển buổi đấu giá này. Cuộc đấu giá này sẽ có hai phiên, phiên đầu tiên là đồ cổ và những bức tranh nổi tiếng, nhắm vào những người bình thường." Thứ hai là về võ công, có thể là tu luyện công pháp, đan dược, binh khí hoặc là lò luyện đan, vật phẩm nào cũng có giá ít nhất vài trăm triệu. Người có chút tiền như vậy mà đòi đi đấu giá sao? Diệp Thần có chút nhức đầu, dựa theo Hạ Nhược Tuyết giải thích, đan đỉnh giá trị tất nhiên không rẻ, hắn căn bản không đủ tiền. Chẳng lẽ cướp? Hắn không phải loại người này. Hắn nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Nhược Tuyết kích động nói, vậy ta có thể đem đồ vật của mình đi đấu giá? Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, nhìn Diệp Thần một cái, tất nhiên là được, ngươi thấy mình không đủ tiền, ngươi định đem phương thuốc đi bán đúng không? Có một phòng giám định chuyên dụng ở tầng trên, anh có thể đến đó thử vận may. Nghe được lời Hạ Nhược Tuyết Diệp Thần coi như đã vén mây thấy được mặt trời. Từ phản ứng của ứng kình ngày đó, có thể nói rằng thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ hẳn là không có bao nhiêu luyện đan sư. Có lẽ đan được của mình sẽ bán được rất nhiều tiền. Nghĩ đến đây Diệp Thần liền xoay người rời đi, không để ý đến Hạ Nhược Tuyết nữa, hắn phải tranh thủ đi làm giàu. Theo lời Hạ Nhược Tuyết Diệp Thần đến phòng giám định, trong phòng có một người phụ nữ tầm 40 tuổi và ba lão già, điều đáng nói là bọn họ đang chơi mặt trược. Ha ha, hồ, mau đưa tiền. Ngày hôm nay vận may thật con mẹ nó tốt. Một người 10 triệu, một phần đều không thể thiếu, điện thoại di động chuyển tiền. Một ông cụ khá là hưng phấn nói, còn lại ba người hiển nhiên có chút không vui, nhưng vẫn là đàng hoàng chuyển tiền. Diệp thần khóe miệng hơi co quắp, mấy người này chơi lớn thật, 10 triệu một cái. Bốn người dường như lại chuẩn bị tiếp tục, thì để ý thấy Diệp thần xuất hiện. Một lão đầu nhìn Diệp thần lên tiếng. Chàng trai trẻ, cậu đến đây làm gì? Cậu muốn giám định đồ gì sao? Diệp thần trả lời đúng vậy, không vòng vo trực tiếp cho tay vào túi lấy ra một viên đan dược. Nhìn viên đan dược trên tay Diệp thần, vẽ mặt ngô lão có chút biến sắc, vì từ xa đã gửi được một mùi hương thoang thoảng. Chàng trai trẻ có thể cho tôi kiểm tra một chút không? Mấy người còn lại cũng thấy gì đó không đúng cũng vây quanh ngô lão bàn tán. Này đó là một viên đan dược sao, làm sao có một viên đan dược thật ở Giang Thành, trong thời đại này. Mau thẩm định đi, chúng ta cần phải nhanh lên, cuộc đấu giá vòng 2 sắp bắt đầu. Đừng làm ồn, ở đây không ai dành về đan dược hơn tôi, viên đan dược này có mùi khác với những thứ rác rưởi kia, phải kiểm tra thật kỹ, vừa nói ngô lão vừa lấy một cái kính lúp ra quan sát tỉ mỉ. Đột nhiên, ngô lão một tiếng thét kinh hãi, thân thể run rẩy nói, đan văn đây là đan văn cái này không phải đan dược mà phải gọi là tiên dược mấy người còn lại nghe được đan văn thân thể ngẩn ra vội vàng tràn tới ngô lão đầu cho ta xem xem cái này đây thật là đan dược trời ạ à, đan dược này hình dáng mặc dù như vậy nhưng là đường vân rõ ràng đan thơm đậm đà chẳng lẽ là gần đây luyện chế chẳng lẽ đan dược sư vấn thế không sai nhất định là đan văn hương thơm phong phú mạch vân rõ ràng chắc vừa mới được luyện chế ngô lão khẳng định một lần nữa tất cả mọi người tại chỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh rối rít nhìn về phía diệp thần kích động nói tiểu huynh đệ vật này là ai đưa cho ngươi mau mau nói cho lão phu em trai ngươi từ đâu tới đây diệp thần nhìn biểu cảm rồn rập của bọn họ có chút bất ngờ nơi này lại không có một vị đan sư nào chẳng lẽ mình là đan sư cuối cùng của hoa hạ diệp thần trong mắt hiếp lại theo phản ứng trước mắt thì chuyện này không thể nói với bọn họ chuyện này nói ở đây không tiện, hãy đưa ta đi gặp người quản lý phía sau. Nghe được câu này, tất cả mọi người mới phản ứng được, bọn họ quả thật nóng lòng, loại việc lớn này làm sao có thể nói cho bọn họ. Ngô lão vội vàng hướng về Diệp Thần nói, tiểu huynh đệ, mời đi theo ta. Diệp Thần đi theo ông giả vào thang máy, ngừng lại ở lầu 10, sau đó ra thang máy, liền tới đến một cái phòng số cửa phòng là một. Ông giả nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một giọng nữ. Vào đi hai người mở cửa vào trong, vào trong ngô lão giới thiệu, tiểu thư, vị tiểu huynh đệ này, muốn bán đấu giá một viên đan dược. Trên ghế salon, một cô gái chừng 30 tuổi đang ngồi, cô gái người mặc một bộ đồ màu hồng, bộ rán thoan dài đầy đặn. Cô gái trong mắt đột nhiên mở ra, đan dược, người chắc chắn. Ông già liền vội vàng tiến lên đem đan dược đưa ra, tay cô gái chỉ trên không trung động một cái, đan dược liền bị hút đến trong tay nàng. Nàng nhìn đảo qua, nhất thời kinh hô, quả nhiên là đan dược, hơn nữa căn cứ chất lượng tới đường vân thời gian luyện chế không vượt quá một tháng đột nhiên ánh mắt cô sáng lên cô chợt nhận ra hoa hạ có một vị đan sư tồn tại ngô lão lúc này cũng chủ động lui ra ngoài để cho hai người thoải mái nói chuyện lúc này người phụ nữ hướng về diệp thần nói đến chàng trai trẻ cậu có thể ngồi bất cứ đâu cậu muốn ta tên kim lãnh yên không biết cậu xưng hô thế nào diệp thần biết thời gian đấu giá đang tới gần nên cũng không vòng vo tên ta là diệp thần không cần phải nói nhiều đan dược của ta có thể bán đấu giá không thấy diệp thần nôn nóng lãnh yên trong đầu có ý chê cười quả thật còn quá trẻ để biết được giá trị của một viên đan dược dù sao luyện một viên đan dược cực kỳ công phu và khó khăn lãnh yên cười với diệp thần đương nhiên có thể đấu giá số lượng cậu muốn bán là bao nhiêu diệp thần dơ năm ngón tay lên trước mặt kim lãnh yên năm viên cho dù có chuẩn bị tâm lý kim lãnh yên thấy năm viên đan dược trong mắt cũng là khẽ run lên với số lượng như vậy chắc chắn sau lưng anh ta có một luyện đan sư đứng phía sau kim tiểu thư ngươi cảm thấy năm viên này có thể đấu giá bao nhiêu diệp thần hiếu kỳ nói chí ít một tỷ kim lãnh yên nhìn đan dược nuốt nước miếng một cái nói tuy nhiên của hiếm mới là vật quý nhất ta đề nghị nên bán từ từ lần này chỉ bán một viên diệp thần tự nhiên chú ý tới diễn cảm của kim lãnh yên hắn cười một tiếng nói đã như vậy còn lại bốn viên đan dược kim tiểu thư ra giá đi tôi chỉ cần một cái giá hài lòng cho chúng ta Kim Lãnh Yên ngực có chút phập phồng, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, "Trời ạ, à, chỉ cần ta tích trữ đan dược từ từ bán đi, sẽ kiếm được lợi nhuận khổng lồ." Kim Lãnh Yên lấy lại bình tĩnh nói, "Diệp tiên sinh, bốn viên này ngươi dự định trực tiếp bán cho Kim gia ta?" Bất chi bất giác, cách xưng hô liền thay đổi. Kim Lãnh Yên vội vàng lấy ra một cái thẻ, trong thẻ này có 1 tỷ và mật khẩu là 6 số cuối của thẻ, "Đây là tất cả tài sản tôi hiện có." Đương nhiên số tiền này không đủ mua bốn viên đan dược cho nên tôi sẽ kèm theo một điều kiện, kể từ nay gia đình họ Kim chúng tôi nợ anh một ân tình. Sau này dù xảy ra chuyện gì, gia đình tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ anh. Diệp thần gật đầu một cái, cơ bản 5 viên đan dược giá thấp nhất 1 tỷ, bây giờ đơn độc bán, 4 viên 1 tỷ hơn nữa Kim gia còn nợ một ân huệ, không tính là quá thua thiệt. Cứ như vậy đi, tí nữa bán đấu giá viên kia, đến lúc đó ngươi chuyển tiền vào trong tấm thẻ này là được. Thấy được Diệp Thần đồng ý nhanh chóng như vậy, Kim Lãnh Yên dùng quạt che đi sự vui mừng, với nàng Diệp Thần vô cùng quý giá, chỉ cần nàng tử tế với Diệp Thần, nàng sẽ có cơ hội gặp được nhà giả Kim ở phía sau Diệp Thần. Giao dịch đã định, Diệp Thần cũng nhanh chóng rời đi, vì thời gian phần 2 của buổi đấu giá sắp bắt đầu. Đang rời đi, đột nhiên từ sau lưng, Kim Lãnh Yên ném qua một cái điện thoại, nhưng tốc độ ném có chút khác thường. Nhưng Diệp Thần cũng nhẹ nhàng cầm trong tay. Ý cô là sao? Diệp Thần tò mò hỏi lại diệp tiên sinh cái điện thoại di động này ngươi cầm đi những người đấu giá cô độc như anh thường muốn giấu danh tính của mình nếu như tiếp theo có muốn đấu giá thứ gì không tiện ra tay đều có thể thông qua cái điện thoại di động này liên lạc ta ta phái người giúp ngươi kêu giá kim lãnh yên nói vậy cũng tốt tôi đi trước diệp thần có chút hời hợt trả lời hành động vừa rồi của kim lãnh yên hắn biết là đang muốn kiểm tra sức mạnh của hắn như trò này quá trẻ con rồi anh diệp đi cẩn thận kim lãnh yên tươi cười tiễn diệp thần anh ta quả thật là một người luyện võ, nhưng mình không thể biết được sức mạnh thật sự của anh ta là gì. Nàng trầm tư hồi lâu, sau đó lấy điện thoại ra gọi. Giúp ta điều tra một người, tên là Diệp Thần, ta muốn biết hết thảy tin tức của hắn. Trong nửa năm qua, hắn tiếp xúc với những người nào. Diệp Thần chạy tới lầu 2, phát hiện buổi đấu giá đã sớm bắt đầu. Hắn rất nhanh liền thấy Hạ Nhược Tuyết và Chu Tử Huyên, bên cạnh hai người có một chỗ trống, hiển nhiên là của hắn. Hắn đi tới, đặt mông ngồi xuống, Hạ Nhược Tuyết khuôn mặt xinh đẹp, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, sau đó cười nói, tiền góp đủ rồi à? Diệp Thần gật đầu một cái, đúng vậy, góp được một tỷ đô, như vậy không tệ chứ? Chu Tử Huyên bên cạnh nghe thấy thì mắt chữ O mồn chữ A, biểu tình kinh ngạc. Hạ Nhược Tuyết liếc Diệp Thần một cái, mới một hồi không gặp, cái người này hay khoe khoang, phương thuốc chân tay ngươi đúng là quý giá nhưng không thể có giá một tỷ được. Ngươi xem xem, Tử Huyên cũng không tin. Diệp Thần cũng không dự định để ý tới Hạ Nhược Tuyết, trực tiếp nhìn về phía trên đài đấu giá. Kế tiếp món đồ đấu giá cuối cùng của giai đoạn đầu tiên là một bộ trang sức có tên là Tinh thần chi lệ. Đây là tác phẩm cuối cùng của đại sư Châu Báo Đinh Nguyên Sương. Đáng tiếc nó chỉ là một sản phẩm bán thành phẩm. Người ta nói rằng ông Đinh muốn hoàn thành nó để tặng cho cháu gái mình, nhưng tiếc là ông ấy đã không làm được. Mấy năm trước món đồ này bị trộm, lần xuất hiện gần nhất ở một buổi đấu giá ở nước Pháp. Và cuối cùng đã đến giang thành hôm nay, giá khởi điểm là 60 triệu, mỗi lần tăng giá là 2 triệu. Giá liên tục bị đẩy lên 62, 68, 70 triệu. Không ai để ý, biểu tình của của Hạ Nhược Tuyết vô cùng ngự trọng, hai tay nắm chặt váy áo. Tại sao mình lại gặp tinh thần chi lệ vào thời điểm này? Ông ơi cháu xin lỗi vì cháu không thể mua món trang sức mà ông đã tạo ra cho cháu bằng cả cuộc đời mình. Thời điểm này nàng có chút hối hận. Nếu mình không rời khỏi nhà họ Hạ, dù có phải bán đi tập đoàn mỹ phẩm, mình cũng sẽ nhất định mua nó. Nhưng bây giờ mình chẳng có gì, con xin lỗi ông. Diệp Thần vốn là đối với vật này không cảm thấy hứng thú, nhưng giờ phút này, hắn kinh ngạc phát hiện Hạ Nhược Tuyết bên cạnh thân thể mềm mại đang run rẩy. Trong mắt nhìn chăm chú đến món trang sức đang đấu giá, kích động đến mức tận cùng. Chẳng lẽ câu chuyện người chủ trì nói là thật? Hạ Nhược Tuyết chính là cháu gái Đinh Nguyên Sương. Diệp Thần lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Kim Lãnh Yên, nói muốn mua tinh thần chi lệ bằng mọi giá. Thấy được Diệp Thần muốn mua như vậy, Kim Lãnh Yên cũng có chút sót. Mặc dù nàng biết Diệp Thần bây giờ ít nhất có một tỷ tiền mặt, nhưng là tiền cũng không phải như thế lãng phí. Dây chuyền kia căn bản không có một tia linh khí, tại sao còn muốn tới như vậy? Nàng đoán Diệp Thần muốn tặng nó cho một người phụ nữ nào đó như là một món quà. Thôi kệ đi, dù sao cũng không phải là tiền của mình. Nàng lập tức đi làm việc cần làm. Cuộc đấu giá đang diễn ra liên tục 82-88-90 triệu. Lúc này có một thanh niên ra giá 146 triệu để mua tinh thần chi lệ. Tất cả mọi người ở đây, chỉ xem sợi dây chuyền này đơn thuần là một món châu báu mà thôi. Chỉ có hắn biết, cái tinh thần chi lệ này không chỉ là châu báu, nó với gia tộc họ Hạ ở tỉnh Chiết Giang có liên hệ rất lớn. Hắn thậm chí còn biết Hạ Nhược Tuyết cũng ở đây. Sau khi đấu giá được hắn sẽ đưa cho Hạ Nhược Tuyết và ra cho cô ta một điều kiện, đến lúc đó có thể lợi dụng gia tộc họ Hạ để gia tộc hắn thăng tiến. Với 146 triệu này ta nhất định sẽ giành được nó. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết cũng đang nhìn về phía tên cậu ấm đang ra giá cao nhất này khẽ nhăn mày, nàng trong lòng đã quyết tâm, mặc kệ bất luận là ai đấu được, sau này nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lấy lại được vật này. Người chủ trì thấy không có ai tiếp tục gọi giá, vừa định hạ lệnh, một đạo giọng nữ từ trong radio của phòng đấu giá vang lên, một vị tiên sinh không muốn tiết lộ tên họ ra giá 200 triệu. Nghe được 200 triệu, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái tinh thần chi lệ bán thành phẩm này, lại có thể sẽ có người ra 200 triệu mà giờ khắc này cậu ấm kêu giá cao nhất sắc mặt ảm đạm đến mức tận cùng. Ngay tại lúc này, cậu ấm tựa như nổi điên đứng lên, cái tinh thần chi lệ, lại có người ra 200 triệu. Tên này hắn điên rồi sao? Người đàn ông đó đâu? Xin lỗi vị thiếu gia này, người đàn ông không muốn tiết lộ tên mình, anh ta đã đấu giá thông qua một người của ban tổ chức. Chửi thề, các ngươi định lừa ta à, làm sao có thể sẽ có người ra 200 triệu, mua một món trang sức cơ chứ? Nhất định là các người dở trò quỷ ta đã giao 146 triệu, phải giao nó cho ta. Lời còn chưa nói hết, Kim Lãnh Yên mặc kỳ bào liền xuất hiện ở phòng đấu giá. Thanh âm lạnh như băng văng lên, ngươi là đang chất vấn Kim gia ta đây à? Tất cả mọi người tại chỗ khi thấy Kim Lãnh Yên, không khỏi chấn động. Bởi vì nàng là phát ngôn viên của Ninh Ba võ đạo gia tộc Kim gia. Rồi rồi xong mày rồi, thằng nhóc đó sẽ khổ sở mất thôi. Cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, Tu Bi không tình yêu. Cậu ấm mặc dù không biết cô gái trước mặt là ai, nhưng hắn xem hiểu phản ứng của những người chung quanh, vội vàng nói, không, không phải. Kim lãnh yên hử lạnh một tiếng, danh tiếng của Kim gia không thể bị sỉ nhục. Người đâu, đem cái tên này lôi ra, cắt đứt tay chân. Một giây kế tiếp cậu ấm liền bị hai người đàn ông mang đi. Hắn điên cuồng vùng vẫy, hô lớn, xin hãy tha thứ cho tôi. Ta là khâu minh khải, các người không thể động vào ta. Kim lãnh yên ánh mắt lạnh như băng, lại nói, ninh ba khâu ra từ nay về sau không được bước vào hội đấu giá nữa bước người vi phạm, giết. Chỉ một hai câu đã làm không khí buổi đấu giá trở nên nghẹt thở. Đây là dũng khí của Kim Ga, dũng khí của võ giả. Đây là hậu quả của kẻ dám khiêu khích gia tộc Võ Lâm, gia đình bình thường không thể so sánh với họ. Người chủ trì buổi đấu giá bắt đầu hô, 200 triệu lần thứ nhất, 200 triệu lần thứ hai, 200 triệu lần thứ ba, thành giá. Giờ khắc này hạ nhược tuyết vô cùng tuyệt vọng. Vô định đợi đối phương mua được tinh thần chi lệ, rồi sẽ tìm đối phương mua lại. Nhưng hiện tại, ngay cả tên và khuôn mặt đối phương ra sao ngàng cũng không biết. Chỉ là Diệp Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí. Mấy ngày trước hắn từ Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết trong lúc nói chuyện phiếm hiểu được, sắp đến sinh nhật Hạ Nhược Tuyết. Đã như vậy, sẽ dùng sợi dây chuyền này, làm quà sinh nhật. Sau khi Diệp Thần mua được tinh thần chi lệ, thì giai đoạn 1 của buổi đấu giá cũng kết thúc. Kim Lãnh Yên đứng giữa sân khấu, tuyên bố bắt đầu giai đoạn 2 của buổi đấu giá. Ta thông báo cho mọi người một vấn đề. Vật đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay không còn là Bách Thảo Đỉnh. Các bạn hãy chờ đợi xem đó là món gì nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với vật phẩm đấu giá đầu tiên là một bộ áo giáp dệt bằng chỉ vàng. Giá khởi điểm 90 triệu. Buổi đấu giá cứ thế diễn ra, nhanh chóng đã đến vật phẩm đấu giá thứ 7. Là mạc thức kiếm pháp, giá khởi điểm là 150 triệu, giá cả nhanh chóng tăng lên 160-180 triệu. Chu Tử Huyên ngồi ở dưới biểu tình rất bất ngờ với những vật phẩm đang được đấu giá về số lượng cũng như giá trị của chúng. Riêng Diệp Thần đối với những món đồ đấu giá, không hề có chút hứng thú, đối với hắn phần lớn món đồ đó đều là vật vô dụng. Nhưng lại bị những võ giả ở đây tranh giành, xem ra hoa hạ so với chỗ hắn tu luyện, khoảng cách thật sự quá lớn. Những võ giả này cho rằng họ quá cao siêu, nhưng lại không biết rằng, ở nơi đó họ chỉ là hạt bụi nhỏ bé tầm thường. Diệp Thần ngồi trầm ngâm khiến hạ nhượng tuyết nhìn cảm thấy có chút lạ lúc này trên sân khấu kim lãnh yên cho người đem ra một vật to lớn được trùng kính đây là bảo vật có giá trị cao thứ hai trong buổi đấu giá hôm nay nó được kim gia ta tìm thấy ở núi thần nông cái này tên là bách thảo đỉnh có thể luyện chế đan dược cũng như để sưu tầm giá khởi điểm 300 triệu mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu giờ khắc này trên mặt diệp thần đã nở ra nụ cười con mắt tràn đầy nóng bỏng vì thứ hắn chờ đợi đã xuất hiện hơn nữa phẩm cấp của Bách Thảo đỉnh này còn vượt xa sự mong đợi của hắn. Mọi người ở hiện trường cũng rất hứng thú, thi nhau ra giá 350, 400, 430 triệu. Có thể dễ dàng nhìn thấy mọi người ở đây vì yêu mà đến, ý nhầm là vì nó mà đến. Diệp thân trong mắt hiếp lại, gửi cho Kim Lãnh Yên một tin nhắn, bất kể giá nào cũng phải mua Bách Thảo đỉnh. Trên sân khấu, thấy tin nhắn Kim Lãnh Yên khóe miệng nở ra nụ cười, rốt cuộc đã ra tay, ngươi muốn lấy bằng được Bách Thảo đỉnh này, chẳng lẽ nhà luyện đan sư phía sau người ra lệnh kim lãnh yên dĩ nhiên không biết diệp thần là luyện đan sư bỗng nhiên lúc này có người ra giá 450 triệu kim lãnh yên nhìn lướt qua phát hiện người ra giá là người của tưởng gia ninh ba chỉ có ba võ đạo gia tộc trừ kim gia chính là tưởng gia và mạnh gia mà bây giờ người ra giá chính là tưởng gia tam công tử tưởng văn lâm tưởng văn lâm danh tiếng không tốt lắm nghe nói thủ đoạn tàn nhẫn hắn đối với thứ mình muốn sẽ không từ thủ đoạn nào đạt được nếu diệp thần muốn tranh giành bạch thảo Đình, tất nhiên sẽ xảy ra việc lớn nàng vội vàng gửi tin nhắn cho diệp thần biết về thông tin này nàng khuyên diệp thần không nên tranh đoạt giữ lại núi xanh sợ gì không có củi đốt sau này sẽ tìm cho anh ta một cái lò luyện đan khác nhưng anh diệp ta là ai lớp 1 đến lớp 5 anh không ngán ai diệp thần chỉ trả lời một chữ mua kim lãng yên thấy chữ mua trên mặt đầy căng thẳng vì nàng đã dùng một tỷ để mua đan dược của diệp thần và còn nợ diệp thần một ân tình đã lợi dụng người trước nên bây giờ phải trả giá, phải giúp Diệp thần giành được Bách thảo đỉnh. Trong cuộc đấu giá, Tưởng Văn Lâm ra giá 450 triệu, nhưng rất nhanh trong radio vang lên giọng nói, một vị tiên sinh giấu tên ra giá 500 triệu. Tưởng Văn Lâm mặt đầy khó chịu, đồng thời cả hội trường cũng yên tĩnh lại. Tưởng Văn Lâm biểu tình kiểu, thật hay, dám đấu với ta. Mọi người xung quanh thì bàn luận, thật sự có một người dám chống lại nhà họ Tưởng, thật là liều lĩnh, hắn giấu tên thì sao? với thủ đoạn của nhà họ tưởng nhất định sẽ tìm ra hắn. Cha ôi đêm nay lại có người phải chết. Tưởng Văn Lâm hừ lạnh một tiếng phát giá 530 triệu, lời vừa kết thúc thì trong radio vang lên, một vị khách giấu tên ra giá 600 triệu. Trời ạ, à, cái này là tới gây chuyện sao, Bách Thảo đỉnh này dùng 500 triệu để mua đã là quá sức tưởng tượng, lại trực tiếp tăng lên 600 triệu. Tưởng Văn Lâm, khuôn mặt tái xanh, xem ra người này là đối với hắn khiêu khích. Hắn ra giá 610 triệu. Chưa được 2 giây, radio lại thông báo một vị tiên sinh giấu tên ra giá 700 triệu. Cả hội trường yên tĩnh như chết, tưởng Văn Lâm bị người ta lấy tiền trọi vào đầu, sắc mặt khó coi không thể tả. Tưởng Văn Lâm tức tối đứng dậy, hai tay đập lên bàn, chết tiệt, thật là chết tiệt, mày đang nói cái quái gì vậy hả, tên này đến đây để gây rối sao. Hắn lại bỏ ra 700 triệu để đè đầu ta. Tưởng Văn Lâm đứng giữa nơi đấu giá không kìm được sự tức giận bắn giáp ta mặt kệ ngươi là ai. Nếu ngươi dám khiêu khích nhà họ tưởng ta, cho dù ngươi dùng mọi cách để trốn tránh, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ta sẽ để cho ngươi hối tiếc về những việc hôm nay. Trên sân khấu Kim Lãnh Yên hát bài không cảm xúc, nhìn diễn biến trước mặt, bất giác lắc đầu một cái, nói. 700 triệu lần 1, 700 triệu lần 2, 700 triệu lần 3, thành giá. Trên mặt Diệp Thần đầy sự hương phấn, cuối cùng đã lấy được đan đỉnh. Người khác kiên kỵ tưởng ra, còn hắn thì không, nếu tưởng ra đắc tội với hắn, hắn sẽ đem tưởng ra nhổ tận gốc trước sự phấn khích của mọi người kim lãnh yên lấy ra vật phẩm có giá trị cao nhất của buổi đấu giá hôm nay vật phẩm này là một viên đan dược mà nhà họ kim chúng tôi vừa có được và được tôi tự mình giám định mọi người lại bàn tán đối với những lời kim lãnh yên nói tuyệt nhiên không có nghi ngờ về chất lượng huyền dược này chẳng những có thể trị thương còn có thể nâng cao tu vi đây là một truyền thuyết ở hoa hạ nay lại có thể xuất hiện ở đây kim lãnh yên tiếp tục lên tiếng viên đan dược này có giá khởi điểm 400 triệu và mỗi lần kêu giá không thấp hơn 20 triệu. Mọi người lại tranh nhau ra giá 500, 520, nhanh chóng đã lên tới 680 triệu. Diệp thần, vật này thật sự có giá trị như vậy sao? Hạ Nhược Tuyết hơi kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hội đấu giá điên cuồng như vậy. À quên ta quên ngươi là lần đầu tiên tham gia đấu giá. Diệp thần có chút cổ quái, mặc dù vật lấy hiếm làm quý, nhưng hắn cảm thấy mình bán đan dược cho kim ra cũng hơi thấp, nhưng hắn cũng không để ý, đan dược bán càng cao thì kim ra nợ hắn càng nhiều. Điều đáng buồn cười hơn là viên đan dược được bán với giá 800 triệu mà người mua lại là tưởng văn lâm, nếu biết mình là chủ của viên đan dược không biết hắn sẽ như thế nào. Cuối cùng hội đấu giá đã thành công tốt đẹp, mời mọi người xuống tần dùng bữa tối, cùng nhau trao đổi. Mọi người biết những vị khách đặc biệt này không? Lúc này điện thoại Diệp Thần nhận được tin nhắn. Diệp tiên sinh, xin hãy đến chỗ tôi một chuyến, cha tôi vừa về. Ông ấy muốn mời anh một bữa cơm. Diệp thần chúng ta không dự tiệc tối, chúng ta về thôi. Mà này anh bảo với tôi anh có một tỷ, sao tôi không thấy anh mua cái gì? Ồ không có gì, tại không có gì phù hợp, hai người đi trước đi, ta đi toilet một chút. Diệp thần rời đi trong lòng tự hỏi, Kim Lãnh Yên sẽ đền bù chênh lệch cho mình như thế nào? Ở phòng 001 Diệp thần gặp được Kim Lãnh Yên, Diệp tiên sinh cái thẻ này có 1,5 tỷ. Đây là khoảng bồi thường mà cha tôi yêu cầu tôi bồi thường cho anh, dù sao anh cũng có chút thiệt thòi với mức giá này. Tất nhiên, món nợ của Kim ra với anh sẽ được giữ nguyên. Diệp thần nhận lấy thẻ ngân hàng, không có chút nào khách khí. Tôi đến đây không phải để xin tiền, mà là để lấy bách thảo đỉnh. Kim Lãnh Yên đưa ra một tờ giấy, Diệp tiên sinh, vì an toàn xin ngài đem địa chỉ và số điện thoại viết lại, buổi tối ta sẽ đích thân phái người đưa đến. Nhân tiện, anh Diệp, cha tôi muốn mời anh một bữa cơm, kim lãnh yên lời còn chưa nói hết liền bị diệp thần cự tuyệt diệp thần xoay người rời đi lãnh yên sao hỏi vọng lại tại sao diệp thần chỉ khoát tay một cái tôi sẽ không ăn tiệc tối bạn tôi ở nhà đã nấu cơm sẵn tôi không quen ăn ở bên ngoài kim lãnh yên sắc mặt có cái gì đó không đúng phụ thân ta ở ninh ba mời tiệc không ai dám cự tuyệt anh ta đã mua bách thảo đỉnh đã trực tiếp đắc tội với nhà họ tưởng nếu không có thế lực mạnh mẽ che chở anh ta nhất định sẽ chết kim gia ta đã cho ngươi cơ hội ngươi lại không biết quý trọng sau này có xảy ra bất cứ vấn đề gì cũng không thể đổ lỗi cho chúng ta lúc này ngay tại phòng quản lý toàn bộ bảo an đã ngã trên đất tưởng văn lâm ngồi bắt chéo chân trong tay thận trọng cầm viên đan dược ngày hôm nay không ngờ lại có một bất ngờ ngoài ý muốn viên thuốc này mùi thơm cực kỳ thuần khiết hoàn toàn khác biệt với đan dược trong bộ sưu tập của khương gia ta thật là hấp dẫn ông già bên cạnh tưởng văn lâm cũng lên tiếng nói thiếu gia căn cứ vào hoa văn trên đan dược, đan dược này thời gian luyện chế chắc hẳn trong vòng 10 ngày. À, cũng không biết Kim ra lấy từ đâu ra thứ đồ này, Kim ra nguyên ý đem thứ đồ quý giá như thế này ra bán. Chẳng lẽ Kim ra đã nắm trong tay kẽ điều chế ra đan dược này? Tưởng Văn Lâm lẩm bẩm nói, ông già lại nói, chuyện này rất có khả năng xảy ra. Kim Lãnh Yên này dù chỉ là một cô gái, nhưng so về thực lực hay mưu lực đều vượt xa những người khác ở Kim gia. Nếu như Kim Gia lần này thật sự nắm trong tay nguồn đan dược, Kim Gia sẽ bay lên trời, vượt xa tưởng ra chúng ta. Đúng lúc này thuộc hạ của hắn thông báo đã kiểm tra được camera, trên màn hình lúc này là hình ảnh Diệp Thần gặp Kim Lãnh Yên khi nãy. Ngày hôm nay, Kim Lãnh Yên chỉ gặp một người này, rất có thể người mua bách thảo đỉnh là anh ta, ngay cả viên đan dược kia rất có thể đến từ người này. Tưởng Văn Lâm nhìn Diệp Thần trong hình cười lạnh một tiếng, đồ của tưởng gia cũng dám động, ta xem ra hắn không biết chữ chết viết như thế nào. Đi, ta ngược lại là phải xem thằng nhóc này có sức như thế nào mà dám chọc vào ta." Tưởng Văn Lâm rời phòng giám sát. Kim Lãnh Yên cũng đi tới phòng giám sát và điều khiển, chuẩn bị dọn dẹp tư liệu. Trước kia chuyện này đều là giao cho người làm đi làm, nhưng là lần này, nàng quyết định tự mình động thủ. Nhưng khi nàng nhìn thấy phòng giám sát mấy nhân viên an ninh bị hạ gục, mặt liền biến sắc. Nàng hiển nhiên là đã tới trễ. Hơn nữa xông vào phòng giám sát chắc chắn là tưởng ra Diệp Thần gặp nguy hiểm mặc dù diệp thần cự tuyệt phụ thân nhưng kim ra bọn họ ở đan dược chiếm tiện nghi nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu ở cửa khách sạn thiên hy diệp thần và hạ nhược tuyết cùng đi ra ngoài chu tử huyên thì yên lặng theo sau lưng tâm thần không yên đi ở phía trước diệp thần đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu lại nhìn về phía chu tử huyên hỏi ngươi đi về bằng cái gì diệp tiên sinh ta đón xe diệp thần ngẩn ra dựa theo nội tình của chu gia chu tử huyên mỗi lần xuất hành đều có tài xế chờ làm sao bây giờ phải đón xe? Chẳng lẽ Chu gia thật đã xảy ra chuyện gì? Hắn mới tới Ninh Ba, được Chu Nhân Đức giúp hắn rất nhiều, nếu như Chu gia gặp nạn, hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý. Chu gia xảy ra chuyện gì?" Diệp Thần hỏi. Chu Tử Huyên lắc đầu liên tục, "Diệp tiên sinh, không, không có." Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài, đưa tay ra, "Đưa điện thoại di động cho ta." Chu Tử Huyên đàng hoàng làm theo. Diệp Thần đem số điện thoại ghi vào, liền trả lại cho Chu Tử Huyên nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì gọi điện thoại này cho tôi tôi sẽ đến giúp đỡ người cứ như vậy đi chúng ta đi trước chu tử huyên nhìn diệp thần và hạ nhược tuyết rời đi hốc mắt ửng đỏ không lâu lắm điện thoại di động reo nàng sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng lúc này diệp thần cùng hạ nhược tuyết đi trên đường diệp thần tại sao đứa trẻ đó cứ gọi ngươi là diệp tiên sinh ta nhìn ngươi cảm thấy rất buồn cười hạ nhược tuyết cười nói chỉ là gọi mù thôi làm ta cũng cảm giác mình như một ông già đang tình tan thì đột nhiên diệp thần phát hiện một tia sát ý nhìn thấy diệp thần có chút thay đổi nhược tuyết liền hỏi có chuyện gì vậy lúc này sát ý trong mắt diệp thần biến mất ô nhu nói với nhược tuyết đột nhiên ta muốn uống cà phê cô vào đó gọi cà phê rồi đợi tôi một chút ta vào trong đợi ngươi ngươi định làm gì hạ nhược tuyết sắc mặt khá là cổ quái không biết tại sao nàng luôn cảm thấy diệp thần ngày hôm nay là lạ diệp thần lúc này cười một cái ta đi vệ sinh ngươi vào trong đi hôm nay ta đãi đắc cỡ nào cũng không sao. Ngươi không đi nhà vệ sinh trong quán sao? Lời chưa nói hết Diệp Thần đã rời đi. Nhược tuyết cảm thấy cổ quái, hôm nay chả thấy tên gia hỏa này uống nhiều nước, sao cứ đi suốt thế. Rời đi, nụ cười thân thiện trên mặt Diệp Thần đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng đầy sát ý. Các ngươi hẳn là không biết, ta có một nguyên tắc, bất kỳ mối nguy hiểm nào xuất hiện, ta sẽ bóp chết nó từ trong trứng. Diệp Thần một thân huyền khí lạnh lẽo bao trùm đi về phía trước cách đó không xa, tìm thấy rồi. Thiếu gia, thằng nhóc kia giống như phát hiện chúng ta. Lão già đi cùng tưởng văn lâm lên tiếng. Phát hiện, hừ, phát hiện chúng ta thì như thế nào? Nó vẫn phải chết, tưởng văn lâm lạnh lùng nói. Người phụ nữ bước vào quán cà phê thật tuyệt, chờ sau khi giải quyết xong thằng nhóc kia. Sau khi lấy được, bách thảo đỉnh cùng bí mật của đan dược, ta sẽ bác lấy cô ta chơi cho thỏa thích. Vậy sao? Diệp thần không biết từ nơi nào xuất hiện, một thân bao trùm tử khí, chụp lấy đầu tưởng vân lâm lão già kế bên sắt mặt đại biến không kịp phản ứng lão già lùi ra sao thủ thế vận khí lực tên khốn ngươi dám làm gì thiếu ra đêm nay ngươi nhất định phải chết lão già mờ nhảy một cái bay lên chừng 5 mét theo quán tính lao về phía diệp thần một khi đánh người không chết cũng tàn tật diệp thần trong mắt ý định giết người càng ngày càng đậm một khắc sau trực tiếp ra tay không có bất kỳ hành động gì cứ đứng im vận chuyển chân khí một quyền đột nhiên hướng phía trên vung lên. Một quyền này, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại chứa một lực đạo vô cùng kinh khủng, lão già con mắt trợn to, đã phát hiện điểm không ổn nhưng đã muộn. Một quyền của Diệp Thần va chạm vào đầu lão già. Rắc rắc. Một tiếng, vang khắp xung quanh, lão già bây giờ chỉ còn lại thân người, cái đầu đã biến mất. Nhìn thấy ông già vừa rồi một quyền cũng không đỡ nổi. Giờ khắc này, tưởng văn lâm luống cuống, hắn toàn bộ thân thể đều run rẩy. Diệp thần quay lại dùng ánh mắt băng lãnh nhìn tưởng Văn Lâm, bây giờ là đến lượt ngươi. Thằng nhóc, ngươi dám ra tay với thuộc hạ của ta. Tưởng Văn Lâm hừ lạnh một tiếng, ngươi không biết chữ chết viết ra làm sao à. Ngươi đụng đến ta, phụ mẫu ngươi và tất cả những người bên cạnh ngươi, ngay cả người phụ nữ trong quán cà phê đều phải chết. Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống và hứa làm một con chó bên cạnh ta, ta sẽ tha cho ngươi. Tưởng Văn Lâm tuy sợ nhưng vẫn còn nghỉ, dựa vào gia thế của mình sẽ không ai dám làm gì ngươi nói quá nhiều lời nhảm nhí rồi diệp thần thanh âm lạnh như băng tay tụ kình lực xuất hiện trước mặt tưởng văn lâm một phát đánh tới tưởng văn lâm chết ngay tại chỗ lúc này sát ý trên người diệp thần vẫn còn lạnh lẽo lên tiếng ngươi đã xem đủ chưa lúc này từ trong bóng tối một nam tử tuấn tú lập tức xuất hiện quỳ trước mặt diệp thần lên tiếng diệp tiên sinh xin hãy tha lỗi cho tôi tôi là kim tiềm là quản gia của nhà họ kim tôi là do kim tiểu thư phái đi bảo vệ anh vừa rồi phòng giám sát xảy ra chuyện, tiểu thư sợ anh gặp bất chắc. Trong lòng Kim tiềm thầm mắn, bảo hộ cái giám, hắn vốn là dự định chờ thời điểm tưởng Văn Lâm giết Diệp Thần. Sẽ xuất thủ cứu Diệp Thần, tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương không chỉ không cần cứu, còn dễ như trở bàn tay giết hai người. Tên Diệp Thần này không chỉ thực lực ngút trời, thủ đoạn còn tàn nhẫn hết sức, thể loại này cần ai bảo hộ. Cảm ơn Kim Tiểu Thư đã có lòng, nhưng tôi không thích người khác xen vào cuộc sống của mình anh quay về bảo với cô ấy đừng làm những việc không cần thiết nếu không kim gia cũng giống như những kẻ này còn nữa đem những thi thể này xử lý giúp tôi nói xong diệp thần xoay người rời đi ở phía sau kim tiềm vui vẻ nói theo được được tôi chắc chắn sẽ báo cáo lại niềm vui của hắn vì đã nhặt được cái mạng về trước mặt cường giả như diệp thần hắn chỉ là cỏ rác hắn sợ diệp thần sẽ giết người diệt khẩu nhưng lúc này diệp thần chợt đứng lại vì câu hỏi tiếp theo của kim tiềm Diệp tiên sinh, tôi phải báo cáo như thế nào? Diệp tiên sinh, tôi biết thực lực của anh rất cường đại, nhưng gia tộc họ tưởng rất quyền lực. Người đứng đầu gia tộc họ tưởng, tưởng nguyên lễ thậm chí đứng thứ 514 trên bản hoa hạ tông sư. Tưởng Văn Lâm là con trai của hắn, nếu biết anh giết chết con của hắn, anh chắc chắn gặp rắc rối. Diệp thân trong đầu suy nghĩ, bảng xếp hạng tông sư là cái trò mèo gì, đứng trước hắn, tới tận 500 người. Có vẻ giới võ giả hoa hạ, không đơn giản như mình nghĩ. Diệp Thần cảm ơn sự nhắc nhở của Kim Tiềm, tiếp tục rời đi. Lúc này Diệp Thần cũng có chút lo lắng, dù sao vì sự an toàn của Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết, tưởng nguyên lễ không thể bỏ qua, để lại những rắc rối là hành động ngu ngốc nhất, sắp có án diệt môn nữa rồi. Diệp Thần rời đi, đột nhiên, Kim Tiềm nghĩ tới điều gì, vội vàng móc ra một cái điện thoại di động, gọi cho Kim Lãnh Yên, tiểu thư xảy ra chuyện lớn rồi, Tưởng Văn Lâm đã chết. Kim Lãnh Yên nhận được điện thoại, rất nhanh đã đến hiện trường nhìn thấy hai cổ thi thể lạnh như băng, sắc mặt ảm đạm đến mức tận cùng. Hô hấp thiếu chút nữa ngưng lại, tưởng ra tam thiếu gia đã chết. Chuyện này quá lớn, lớn đến nổi toàn bộ ninh ba cũng có thể động đất. Đây cũng không phải là chấn động bình thường, một người căn bản không chịu nổi. Đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Kim tiềm, ngươi đem mọi chuyện phát sinh vừa rồi, mỗi một chi tiết nguyên vẹn nói cho ta, không để thất lạc bất kỳ một chút. Kim lãnh yên vô cùng nghiêm túc. Kim tiềm đem tất cả mọi việc kể xong. Kim lãnh yên con ngươi xuất hiện một màn sợ hãi trước đó chưa từng có. Ngươi xác định bọn hắn đều bị diệp thần, đơn thân giết chết, không có chút phản kháng nào sao. Kim tìm lúc này ôm quyền nghiêm túc nói, phải, tôi khẳng định, một quyền một người, lòng dạ ác độc, giết tông sư như giết gà. Kim lãnh yên sợ hãi, loại chuyện này căn bản không thể nào xảy ra với một thanh niên chừng 20 tuổi. Phía sau có một vị luyện đan sư chống lưng, hơn nữa lại còn giết chết tam công tử tưởng ra, giang thành e rằng sẽ trời đất thay đổi. Kim Lãnh Yên suy nghĩ một chút, đối với Kim Tiềm phân phó, đem thi thể xử lý xong, sau đó phái một người có bối cảnh sạch sẽ đưa đến tưởng ra. Sau khi các người trở về, trực tiếp xóa sạch hết thảy chứng cớ, bao gồm người đưa xác đi. Kim Tiềm ngần ra, đưa đến tưởng ra, đó không phải là có ý nghĩa ngửa bài. Kim Lãnh Yên nhìn hai cổ thi thể, con người vô cùng nặng nề, lẩm bẩm nói, chuyện này ngoài tầm kiểm soát của Kim gia ta, nếu như tưởng ra phát hiện ra Diệp thần, vậy chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn để tự hắn gánh vác cảnh chuyển đến trung cư đại đô nhà của tôn di lúc này hai người diệp thần cũng về tới cùng nhau ăn tối nhược tuyết cô ăn thêm chút đi khẩu vị không tốt sao tôn di thúc giục à cũng có một chút nhược tuyết cũng lên tiếng diệp thần chỉ ăn không để ý tới hai người lúc này hắn đang bận suy nghĩ về một việc khác khi ở trên xe về đây hắn có gửi tin nhắn cho diệp lang thiên để cho hắn phái mấy người bảo vệ hạ nhược tuyết và tôn di thuận tiện từ Diệp Lăng tiên hỏi một chút về Ninh Ba Tam Đại gia tộc Võ đạo cùng với cái gọi là Tông Sư Bảng. Hắn phát hiện tưởng ra so với hắn tưởng tượng khó giải quyết hơn một ít. Bởi vì là hoa hạ cổ võ hệ thống tu luyện từ lúc đầu đã không kiện toàn. Phân làm ngoại kinh, nội kinh, nội kinh tiểu thành, nội kinh đại thành, nội kinh đỉnh phong, nửa bước hóa cảnh, hóa cảnh tông sư. Thật ra thì cuối cùng, chỉ có ba cái cảnh giới lớn, ngoại kinh, nội kinh, hóa cảnh, ba cái cảnh giới lớn này sau lại phân làm mấy cái cảnh giới nhỏ. Nhưng sau này hóa cảnh người ta gọi chung là tông sư. Tông sư thực lực có mạnh có yếu, sau đó thì người ta thành lập một cái gọi là hoa hạ tông sư bảng để phân biệt thực lực cao thấp. Công pháp diệp thần tu luyện gồm 5 cảnh giới rõ ràng, thân thể cảnh, khai nguyên cảnh, khí động cảnh, ly hợp cảnh, chân nguyên cảnh, mỗi một cảnh giới tổng cộng chia làm 9 tầng. Bây giờ hắn là khai nguyên cảnh tầng 5, sắp bước vào tầng 6 hắn hiện tại hy vọng tưởng nguyên lễ sẽ tìm tới mình sau khi chiến đấu với hắn dựa theo thực lực của tưởng lễ như vậy hắn có thể đoán được thực lực của các võ giả trên tông sư bản diệp thần đại mỹ nhân nhiều tuyết của chúng ta sẽ có sinh nhật vào tuần tới anh đã nghĩ về món quà nào chưa tôn di lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của diệp thần diệp thần cầm điện thoại lên nói thời buổi này còn cần quà cáp gì chuyển cho bao lì xì mô mô mươi cành là được rồi lời nói rơi xuống Diệp Thần liền cảm giác được chân mình bị người hung hãn đạp một cái. Ngẩng đầu lên, liền thấy Hạ Nhược Tuyết trong con ngươi mơ hồ có tia lửa bắn loạn ra. Bạn có chắc muốn gửi 250 không? Diệp Thần lúc này ngại ngùn, à tôi nói nhầm, tôi nói là 520. Phía bên cạnh Tôn Di sắc mặt không vui lắm, hỏi lại Diệp Thần, anh thật sự gửi 520 sao? Không ngờ hai người lại có mối quan hệ tốt như vậy. Lúc này thì tới lượt Diệp thân đổ mồ hôi, lấp bấp, 502, Tôi gửi 502 sẽ không sao chứ. Nói cho các bạn hiểu, theo tìm hiểu của gấu, ý nghĩa của các số trong tiếng Trung, 250 là anh yêu em, 520 là tôi yêu bạn, phải 502 là chúng mình yêu nhau nhé. Trong thời khắc không lối thoát thì, Diệp Thần may mắn nhận được tin nhắn từ Chu Tử Huyên. Ông Diệp, làm ơn giúp cháu với. Đã xảy ra chuyện. Diệp Thần không do dự, vội vàng mặc áo khoác, liền rời đi. Đường Giang Ninh số 211, biệt thự Giang gia. Diệp Thần xuống xe taxi, liền phát hiện toàn bộ biệt thự đều bị binh lính bao vây, bên ngoài còn đậu mấy chiếc quân xa. Diệp Thần xuống xe trong nháy mắt, mười mấy đạo hơi thở lạnh như băng phong tỏa hắn. Thậm chí Diệp Thần còn cảm nhận được trên sân thượng có ba khẩu súng bắn tỉa hướng về phía mình. Chuyện gì xảy ra với Chu gia, nó liên quan đến quân đội sao? Diệp Thần muốn vào trong đương nhiên không có ai có thể ngăn hắn, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng tới Chu gia, nên hắn lựa chọn sử dụng mối quan hệ của mình, Hiện tại hắn không có số của ứng kình, nên phải gọi cho Bạch Lý Băng. Điện thoại kết nối, Lý Băng, giúp tôi một việc, tôi muốn vào biệt thự Chu gia, nhưng tôi đã bị quân đội ngăn cản. Bạch Lý Băng căn bản không biết Chu gia xảy ra việc gì, nhưng nàng vẫn đồng ý với Diệp Thần, ngươi ở cửa chờ một lát, ta liên lạc người, hắn sẽ tới giúp ngươi. Sau khi tắt điện thoại, Diệp Thần chờ đợi, bộ dạng vô cùng khẩn trương. Tầm 10 phút sau có một người đàn ông bận quân phục đi đến. Xin chào anh Diệp, tôi là La Chính Quốc. Cô Bạch Lý Băng gọi tôi đến để giúp anh, Diệp Thành gật đầu, xin lỗi đã làm phiền. Người đàn ông không nói nhiều, đi thẳng tới cửa Chu gia, đồng thời trong túi móc ra một giấy chứng nhận. "Đây là giấy chứng nhận của chúng tôi, mau mở cửa ra." Hai người lính canh cửa ngẩn ra, vội vàng đứng nghiêm, chào quân lễ, cũng vội vàng mở cửa. Phía trong Chu gia, trong phòng khách, Chu Nhân Đức cùng Chu Tử Huyên đang ngồi trên ghế salon, "Ông ơi con đã gọi người giúp đỡ rồi." Chu Nhân Đức khi này trong mắt đã không còn chút hy vọng nào lên tiếng cầu cứu cũng vô dụng thôi. Đừng phí sức, việc này đến đây là xong đừng phí sức vô ít. Vô ít sao, tôi không nghĩ như vậy. Lúc này, Diệp Thần cùng La Chính Quốc đi vào. Nghe được thanh âm này, Chu Nhân Đức ngẩng đầu lên. Diệp Thần phát hiện Chu Nhân Đức sắc mặt ảm đạm, cả người tựa như già đi mười mấy tuổi. Chu Nhân Đức quay sang trách Chu Tử Huyên, sao con lại gọi cho anh Diệp đến đây? Chẳng phải chuyến đi này của anh ấy là vô ít sao? Nhưng Diệp tiên sinh là người duy nhất chúng ta có thể nhờ giúp đỡ lúc này, Chu Tử Huyên không kiềm được nước mắt lên tiếng. Chu Lão, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Tiên Sinh, do sự thiếu hiểu biết của Tử Huyên đã gây phiền phức cho anh. Anh không nên nhúng tay vào chuyện này, một mình tôi chóng trọi được. Chu Nhân Đức thanh âm có chút khàn khàn. Chu Tử Huyên ngồi kế bên vội vàng nói, Diệp Tiên Sinh, chuyện là như thế này. Mấy ngày trước, một vị đại nhân vật đến Giang Thành. hắn thân thể khó chịu, nên đến Đức Nhân Đường chúng ta mua mấy than thuốc. Kết quả sau khi uống thuốc vị đại hắn đó xảy ra vấn đề, bởi vì trong thuốc có cỏ độc ta nhớ được những dược liệu kia đều là ra ra tự mình chọn kiểm tra nhiều lần căn bản không có cỏ độc nhưng vị đại nhân vật kia uống vào liền xảy ra vấn đề diệp thần trong mắt híp lại rất hiển nhiên ở khâu trung gian xảy ra vấn đề dược liệu bị người động tay chu ra không ngu đến nổi làm loại chuyện bất lợi này tình trạng người đó bây giờ ra sao diệp thần hỏi chu nhân đức thân thể run rẩy lắc đầu một cái vẫn còn đang cấp cứu ở bệnh viện nhưng là vấn đề rất nghiêm trọng nếu như hắn xảy ra chuyện không chỉ chúng ta giang thành chu gia ta bị diệt mà cả tỉnh giang nam chu gia cũng sẽ bị liên lụy diệp thần đứng lên nghiêm túc nói đang ở bệnh viện nào đưa ta đến đó chỉ cần còn một hơi thở ta có thể cứu được lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn diệp thần với ánh mắt đầy khiếp sợ có thể cứu cứu cái rắm à cũng không có lực xoay chuyển trời đất ngươi lấy cái gì cứu chu nhân đức trở nên mất kiềm chế diệp thần mặc dù đến đức nhân đường mua dược liệu như là hắn mua dược liệu, đều nghĩ là hắn dùng dược liệu để tu luyện, Chu gia tự nhiên không biết hắn là một thần y. Anh Diệp, anh thật sự rất mạnh mẽ với tư cách một võ sư, nhưng một võ sư chỉ giỏi giết người, chứ không phải cứu người. Diệp Thần không một chút để ý lời vừa rồi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Nhân Đức, "Chu lão, nếu như tin tưởng ta, ta liền ra tay. Nếu như ngươi không tin, ta bây giờ liền rời đi." Cảnh chuyển đến bệnh viện, khi này trước phòng phẫu thuật đang có rất nhiều người bận quân phục đứng ngoài chờ đợi vô cùng lo lắng. Lúc này Diệp Thần, Chu Nhân Đức được La Chính Quốc đưa đến nơi này. Nhìn thấy Chu Nhân Đức đến, một nam tử trung niên thân hình vạm vỡ, cặp mắt đỏ ngầu trực tiếp xông tới. Đinh công mạnh, lão già chết tiệt này, hại cha ta còn dám tới đây. Thật sự cho rằng lão tử dễ ăn hiếp à, hôm nay ta sẽ giết chết người tại đây. Chu Nhân Đức sắc mặt đại biến, một quyền này hạ xuống, hắn chắc chắn gánh không nổi. Thời điểm này, Diệp Thần đưa một tay ra, trực tiếp nắm lấy một quyền chứa đầy kinh khí của đối phương trước khi người bên trong tỉnh lại ông không có tư cách động thủ bây giờ thì cút cho ta thời điểm chữ cút rơi xuống từ tay diệp thần phát ra một cổ kinh khí cường đại đánh đối phương lui về sau ổn định tinh thần nhưng trên mặt còn chút hoảng sợ nam tử lên tiếng hóa ra là tông sư cảnh thảo nào ngươi dám đến đây thì ra là tìm được một vị tông sư làm chỗ dựa vậy thì sao chứ hoa hạ không thiếu tông sư chỉ dựa vào hắn không giữ được tru già ông. Đột nhiên từ phòng cấp cứu, hai bác sĩ mặc đồ bảo hộ cúi đầu đi ra, sắc mặt rất âm u. Nam tử lúc này xoay người lại chất vấn bác sĩ, "Bố ta thế nào rồi?" "Thật xin lỗi, thủ trưởng ông ấy, độc tính đã khuếch tán ra toàn bộ cơ thể, thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi." Một đám phế vật, tất cả đều là phế vật, nam tử bắt lấy áo bác sĩ, ánh mắt đầy tơ máu, như muốn giết người. Diệp Thần tức giận đi vào phòng cấp cứu, khi đi còn để lại lời nói ngươi chỉ biết ở đây hô hoán làm loạn không làm được gì ngươi mới thật sự là phế vật ngươi nói gì ngươi đứng lại cho ta người đàn ông định lao đến ăn thua với diệp thần lúc này la chính quốc xuất hiện chặn hắn lại cho diệp tiên sinh một cơ hội có lẽ hắn có thể cứu được thủ trưởng nếu xảy ra vấn đề tôi sẽ chịu trách nhiệm trước tòa án quân sự người đàn ông cũng bất ngờ khi la chính quốc lại có mặt ở đây nhìn thấy la chính quốc nam tử có chút do dự la chính quốc trước giờ làm việc rất thận trọng nếu hắn đã nói vậy thiết nghỉ tiểu tử kia thật sự có chút bản lĩnh được tôi tin ông một lần nhưng nếu hắn không làm được cho dù là bạch lý hùng cũng không bảo vệ được ông phía trong phòng cấp cứu diệp thân cảm nhận được từ khí đang bóc ra từ người lão già những gì bác sĩ nói khi nãy không sai chỉ sai ở chỗ là có thể cứu được ý chí của lão già này cũng rất mạnh đổi lại là người khác thì tình hình này đã sớm chết rồi vậy mà vẫn còn một hơi thở gặp được ta coi như là ông may mắn Diệp Thần lấy một viên đan dược ra, dùng tay bóp nát, dùng chân khi đánh tan đan dược, thành đan khí. Diệp Thần tiếp lấy ra 10 cây ngân châm, dùng chiêu đan khí nhập châm, sau đó trực tiếp đánh 10 cây ngân châm lên ngực lão giả trên giường. Một giây tiếp theo trên ngực lão già, như lóa ra một đạo ánh sáng chói mắt, có thể thấy những cây ngân châm đang rung rẩy, kèm theo đó là một tia hắc khí thoát ra. 5 phút sau, quá trình chữa trị hoàn tất, Diệp Thần thở phù một cái, cuối cùng cũng xong, chắc lão già này sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Lúc này Diệp Thần để ý thấy trên người lão già này chẳng chịch vết thương, không khỏi cảm khái, một người vì nước chiến đấu như vậy, tại sao lại có người muốn làm hại hắn? Nay gặp phải Diệp Thần ta, coi như số mệnh chưa tuyệt, coi như ta vì quốc gia là việc nghĩa đi. Diệp Thần vừa mới xoay người rời đi, thì lão già đột nhiên mở mắt, thần y, xin dừng bước. Diệp Thần bước chân dừng lại, trong mắt có chút kinh ngạc, cơ bản Diệp Thần không nghĩ tới lão già này lại tỉnh lại nhanh như vậy. Lão già ngồi trên giường bệnh lên tiếng, thần y, mong người nói cho lão phu biết tôn tính đại danh. Không cần đâu, ta cứu ông chỉ vì người khác mà thôi, không cần ông cảm ơn, nhưng chí ít ông cần nhớ hai chuyện. Thứ nhất chuyện chúng độc của ông, không liên quan gì đến chu gia, ngươi đem cái hiểu lầm này xử lý cho tốt. Thứ hai, trong lúc trị liệu ta phát hiện chất độc trên người ngươi là một chất độc mãn tính, và thời gian ngươi chúng độc đã hơn một tháng, với thân phận của ngươi, người ngoài không thể làm được, nên dọn dẹp nội loạn cho tốt. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt, nhạt rơi xuống, hắn nói đề nghị, không bằng nói là ra lệnh. Nếu như lúc khác bị Diệp Thần ra lệnh như vậy với ông già, tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Ông già nghe được Diệp Thần nói, hơi ngẩn ra, chợt nghĩ tới điều gì, gật gật đầu nói, "Cám ơn." Hắn căn bản còn muốn nói điều gì, Diệp Thần đã đẩy cửa rời đi. Phía bên ngoài phòng cấp cứu, thời điểm Diệp Thần đẩy cửa ra ngoài, ai nấy đều bất ngờ, bởi vì Diệp Thần vào đó chỉ vỏn vẹn có 8 phút thì làm sao có thể cứu sống một người sắp chết? tên Nam tử con của lão già cầm nam đấm tiến đến chỗ Diệp Thần ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì kết quả vừa vào đã ra ngoài ngươi dẫn mặt với ta sao? nhưng hắn chưa tiến tới đã thấy lão già tập tĩnh bước ra trước cửa phòng làm tất cả mọi người tại chỗ hít hà khí lạnh thủ trưởng sống lại rồi trời ạ à, thật sự sống lại các bác sĩ bị dọa sợ xém chút nữa té xuống đất tôi không phải đang nằm mơ chứ lúc nãy ông ấy sắp chết bây giờ đã đứng lên được lão thủ trưởng chậm rãi lên tiếng nếu không phải có cậu ấy các ngươi thật sự phải chuẩn bị quan tài cho ta rồi không ngờ lúc còn sống ta có thể gặp được một vị thần y như vậy lúc này tên to con chợt bừng tỉnh quay về phía diệp thần lúc nãy nói lời xin lỗi nhưng diệp thần đã không còn ở đó từ lúc nào sau khi không tìm thấy diệp thần lão thủ trưởng quay lại xử lý chuyện của chu nhân đức chu nhân đức xin lỗi chu ra không có lỗi trong chuyện này con trai ta hiểu lầm ông rồi làm khó chu ra các người ta ở đây xin lỗi ông. Lão thủ trưởng mở miệng nói. Không làm khó, không làm khó. Ngài tuyệt đối đừng nói vậy, tôi không gánh nổi. Lời xin lỗi của đại nhân vật thế này làm hắn sợ gần chết. Sao có thể nhận? Lão thủ trưởng tiến tới để tay lên vai chu nhân đức, vị thần y kia, do chu ra các ngươi mời đến phải không? Có biết phương thức liên lạc của cậu ấy không? Thời khắc này mọi người đều bừng tỉnh. Tại sao lão thủ trưởng lại xin lỗi? Tất cả là vì diệp thần. Chu Nhân Đức khụng nụm lên tiếng, Thủ trưởng vị thần y kia tên là Diệp Thần, là một người bạn Chu Mỗ tình cờ quen được. Về phương thức liên lạc của cậu ấy, Diệp tiên sinh không thích bị làm phiền. Tôi, nói tới đây Chu Nhân Đức có chút khó xử, nếu không được Diệp Thần cho phép hắn cũng không dám nói địa chỉ. Lão thủ trưởng gật đầu một cái, việc này hắn cũng không ép buộc, đối với lão việc điều tra thông tin của một người là rất dễ dàng. Sau đó lão thủ trưởng sai người đưa Chu Nhân Đức về, bây giờ ông ta cần xử lý nội bộ. Một đêm đen tĩnh mịch, Chúng ta đang xuất hiện ở trang viên của Tưởng gia. Giờ phút này bầu không khí bên trong Tưởng gia ngự trọng đến tận cùng. Phía trong sân trang viên đang để hai cổ quang tài. Một nam tử trung niên ăn bận cổ phục, thân thể rung rung đặt tay lên quang tài, người này là võ giả mạnh nhất Tưởng gia, Tưởng Nguyên Lễ. Rốt cuộc là ai dám giết con trai của Tưởng Nguyên Lễ ta? Lúc này một người thanh niên lên tiếng, "Phụ thân, hiện tại con đang điều tra, chúng ta chỉ biết lúc Văn Lâm tham gia hội đấu giá." nhìn chúng một đan đỉnh bị một người thần bí cướp đi không bao lâu thì văn lâm đã chết tưởng nguyên lễ tức giận chỉ đến con trai ở toàn bộ giang thành dám giết người nhà họ tưởng không có mấy người ngươi đi điều tra toàn bộ người ở hội đấu giá cho ta nhớ là từng người một không được sót bất kỳ ai cho dù lật tung toàn bộ giang thành cũng phải tìm ra hung thủ ta muốn hắn chết muốn hắn chứng kiến từng người bên cạnh mình chết thảm chuyển cảnh đến diệp thần sau khi làm việc nghĩa không cần trả tiền chỉ cần nợ hắn ân tình thì lúc này hắn đang đi bộ về nhà, bỗng có điện thoại gọi đến. Người gọi là Thẩm Hải Hoa, trong điện thoại Thẩm Hải Hoa thông báo, chuyện của tập đoàn Thiên Chính cơ bản đã ổn, về phần người đại diện pháp luật lựa chọn Diệp Thần hay an bài người khác. Còn nữa, ngày mai tin tức tập đoàn Thiên Chính tái xuất, sẽ truyền khắp Giang Thành, có gây ảnh hưởng gì đến anh không? Diệp Thần nhìn về phía màn đêm cười lạnh, có gì đáng lo chứ? Bây giờ không cần phải trốn nữa, cứ dùng tên của tôi. Tôi muốn nói với tất cả mọi người ở Giang Thành, Diệp Thành tôi về rồi. Cảnh chuyển đến biệt thự của Diệp Thần, có nhà riêng mà vẫn thích ở chung dành nhà tắm với hai cô gái, đúng là. Hiện tại Kim tìm theo lệnh của Kim Lãnh Yên đã mang Bách Thảo Đỉnh đến cho Diệp Thần. Diệp Thần thấy Bách Thảo Đỉnh trong lòng mừng rỡ, hắn chờ đợi vật này quá lâu. Có đan đỉnh, hắn luyện đan hiệu suất có thể cao hơn trăm lần, dược tính đáng sợ hơn. Đến lúc đó tốc độ tu luyện cũng có thể tăng nhanh. Sau khi thu xếp mọi người rời đi, Kim tìm tiến lại nói nhỏ với Diệp Thần, Diệp Tiên Sinh, Tiểu thư bảo tôi chuyển lời cho ông. Hiện tại mức độ giận dữ của Tưởng gia đã vượt quá dự tính của chúng tôi, bắt đầu điều tra toàn bộ người tham gia buổi đấu giá, không bao lâu là có thể điều tra tới ông. Tiểu thư đã sắp xếp máy bay tư nhân, chỉ cần Diệp tiên sinh bằng lòng, chúng tôi lập tức đưa Diệp tiên sinh đến Tam Á, chỗ đó có sản nghiệp của chúng tôi mà tay của Tưởng gia chưa với tới được. Diệp thần đưa tay cắt ngang lời của Kim Tiềm, ý tốt của Kim tiểu thư ta xin nhận, ta sẽ không đi tưởng nguyên lễ muốn đối phó ta thì đến sớm một chút ta chỉ sợ hắn không đến kim tiềm nghe câu nói hung hãn của diệp thần hít hà khí lạnh trái tim tựa như bị búa đẻ trời ơi ý của diệp tiên sinh là muốn đối đầu trực tiếp với tưởng gia hơn nữa nhìn bộ dạng không một chút sợ hãi chuyện này quá sức tưởng tượng rồi diệp tiên sinh thực lực của ngài rất mạnh nhưng tưởng gia rất đáng sợ diệp tiên sinh xin ngài nghỉ lại kim tiềm lo lắng nói diệp thần nhàm chán nói ta biết rồi cậu về trước đi chuyện bên tưởng ra ta tự có tính toán, không tiễn. Lúc này Diệp Thần chỉ có một hứng thú là Bách Thảo Đỉnh. Đợi mọi người rời đi, hắn bắt đầu luyện đan, hắn muốn thử công dụng của Bách Thảo Đỉnh. Hắn lần này muốn luyện đan dược có tên là Thánh Linh Đan. Diệp Thần một tay chỉ đến dược liệu, dùng linh lực đem dược liệu ném vào lò. Sau đó dẫn động đan hỏa, chân khí bao trùm bắt đầu luyện đan dược. Nói sơ về đan dược, đan dược được chia làm cửu phẩm, trong mỗi phẩm lại chia thành cửu văn. Phẩm giai càng cao, đan văn càng nhiều thì hiệu quả càng tốt. Thánh linh đan lần này hắn luyện là đan dược tam phẩm dùng để luyện linh khí, tăng tốc độ tu luyện. Hiện tại không biết sử dụng bách thảo đỉnh này có thể luyện đến đan văn loại nào. Đang luyện đan thì đinh một tiếng, một cổ đan khí từ bách thảo đỉnh lan truyền ra. Đan khí này vô cùng cường đại, làm diệp thần tâm thần chấn động. Một viên đan dược xuất hiện, lơ lửng trên bách thảo đỉnh. Thu đan, từ xa viên đan dược bay vào tay diệp thần, cầm viên đan dược trong tay, Diệp Thần giống như gặp quỷ, bởi vì viên đan dược này là tam phẩm thất văn, phẩm chất rất tốt. Theo dự tính ban đầu, nhiều nhất hắn luyện ra được tam phẩm tam văn, cái này là hoàn toàn vượt xa tưởng tượng. Dẫu sao những dược liệu này không tính là cao cấp, theo lý mà nói, không thể nào luyện chế ra đan dược bảy văn. Chẳng lẽ? Diệp Thần ánh mắt rơi vào Bách Thảo đỉnh, trước mắt chỉ có một khả năng, đó chính là Bách Thảo đỉnh có thể tăng thuộc tính dược liệu. Xem ra lần này mình mua được món lợi quá lớn. Diệp Thần rất vui mừng vì đã mua được thứ này. Bách Thảo Đỉnh này dù được đặt ở đâu nó cũng sẽ là tồn tại cấp bảo vật, là một tài sản lớn. Tiếp theo Diệp Thần tiến hành thử dược tính của đan dược ra sao. Diệp Thần cho đan dược vào miệng, lập tức tròng mắt mở to, ngay lập tức một đạo kim quang bao trùm cơ thể hắn, khí tức cường đại làm xung quanh dung chuyển. Cảm nhận được khí lực mạnh mẽ, Diệp Thần lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện công. Cũng không lâu lắm, một viên đá màu đen từ trong người Diệp Thần bay ra, trực tiếp lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Diệp Thần gầm lên một tiếng, toàn bộ những ràng buộc trên thân thể bị dỡ bỏ, tu vi của hắn trực tiếp đột phá lên khai nguyên tầng 6. Chưa dừng lại, Diệp Thần cảm nhận được dược tính của đan dược còn rất nồng hậu, hắn tiếp tục tu luyện. Sau một đêm chơi thuốc, Diệp Thần cuối cùng cũng kết thúc tu luyện, chỉ sau một đêm hắn đã đột phá hai cảnh giới. Đan dược này cũng quá nghịch thiên rồi, Diệp Thần trong lòng có chút nghi ngờ, hắn dùng một viên đan dược sao lại có công hiệu khoa trương như thế? Đột nhiên lúc này Diệp Thần chú ý tới viên đá đen đang trôi lơ lửng trên đỉnh đầu mình. Diệp Thần đưa tay chụp lấy viên đá, chẳng lẽ là do cái này? Diệp Thần cầm viên đá trong tay, cảm thấy nó có chút khác biệt so với trước. Diệp Thần nhắm mắt lại, lập tức tiến vào nghĩa trang luôn hồi. Khu mộ địa vẫn hoang vu, lạnh lẽo như cũ. Chỉ có một tòa mộ bia có chút biến hóa, đó chính là mộ bia của sát quyền tông La Vân Thiên. Lúc này trên mộ bia có một đạo ánh sáng không ngừng xoay tròn lại xuất hiện một chữ viết cổ. Diệp Thần cho rằng do cảnh giới của mình đã tăng cao nên có thể nhìn thấy những biến hóa đó. Và bây giờ Diệp Thần cảm thấy rằng chỉ cần bản thân mình nghĩ tới là có thể gọi La Vân Thiên đến trước mặt mình. Diệp Thần cũng biết, anh ta chỉ có thể xuất hiện một lần và mộ bia của anh ta sẽ bị phá hủy. Vì chỉ có một lần cơ hội, hiện tại nó sẽ trở thành lá bài tẩy vô cùng quan trọng của Diệp Thần, đối với một hoa hạ nhiều bí ẩn, đây là một chuyện tốt. Buổi sáng ở khu nhà ở đại đô nhà của tôn di tôn di cùng hạ nhược tuyết vừa mới dậy hai nàng còn đang thắc mắc diệp thần tối qua sao không về nhà tôn di đang lướt điện thoại thì la lên một tiếng đầy chấn động hạ nhược tuyết giật mình liền hỏi chuyện gì đã xảy ra tôn di vội vàng đưa điện thoại đến trước mặt nhược tuyết trong điện thoại là tin tức trên một tờ báo trên đó viết tập đoàn thiên chính đã mất tích 5 năm trước đã quay trở lại hạ nhược tuyết chỉ cảm thấy tập đoàn thiên chính cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó Tôn Di lúc này trong mắt trợn to, sắc mặt trắng bệch, Nhược Tuyết không biết nhưng nàng thì hiểu rõ, tập đoàn Thiên Chính này là do bố Diệp Thần thành lập, nay nó đã trở lại chẳng lẽ. Đang suy nghĩ thì Nhược Tuyết nói tiếp, người đại diện pháp lý của công ty này cũng tên là Diệp Thần. Có phải là Diệp Thần mà chúng ta biết không? Anh ấy đã nói rằng anh ấy sẽ thành lập một công ty, đó là sự thật sao? Lúc này Nhược Tuyết cũng trở nên lo lắng. Đây là vì ước hẹn nửa năm với mẹ mình sao? Lại công khai tên tuổi như vậy là trực tiếp tuyên chiến với mẫu thân sao. Việc này quá nguy hiểm. Đúng như dự đoán tin tức tập đoàn Thiên Chính quay trở lại đã làm toàn bộ Giang Thành chấn động. Lúc này tại công ty, Giang Thành sở ra, tổ chức họp khẩn cấp, trong phòng họp có chính người. Trong đó có sở thục nhiên, nàng đang nhìn chầm chằm điện thoại xem tin tức. Tập đoàn Thiên Chính đã trở lại, tên pháp nhân là Diệp Thần, làm sao có thể. Tên kia không phải đã chết rồi sao, hắn muốn làm cái quái gì? Lúc này sở chính duyên chủ trì cuộc họp lên tiếng, gia tộc đã tiến hành điều tra, tên Diệp Thần. Người đứng tiên pháp nhân của tập đoàn Thiên Chính, chính là tên phế vật của Diệp Gia năm xưa, khi trước bị rơi xuống hồ đông tiền. Đây là ảnh đăng ký của hắn. Sở thục nhiên ngẩng đầu lên nhìn cả người rung rẩy nàng nhận ra, người tên Diệp Thần này là tên nhân viên phục vụ lần trước mình gặp ở quán bar, hắn ta còn là một cổ võ giả. Hắn thật sự là Diệp Thần sao, làm sao một tên phế vật lại trở nên lợi hại như vậy. Chưa dừng ở đó, sở chính duyên lại nói sự xuất hiện của tập đoàn thiên chính không đáng sợ điều đáng sợ là tập đoàn thiên chính được xây dựng trên tập đoàn thanh hoa lãnh đạo tập đoàn thanh hoa trịnh cảnh minh mấy ngày trước đã chết nguyên nhân cái chết theo phía cảnh sát là hỏa hoạn nhưng trước tình hình này ta dự đoán chính là bị tên này trả thù không chỉ vậy toàn bộ thanh môn cũng bị tiêu diệt cùng với tập đoàn thanh hoa sở chính duyên đứng thẳng lên hai tay đập bàn điều này có nghĩa là tập đoàn thiên chính này được xây dựng trên một đống xác chết Thực lực như vậy đủ để uy hiếp đến sở gia chúng ta, phải mau chóng điều tra ai là ô dù của tập đoàn thiên chính, sở chính duyên âm thanh vang vọng. Giờ khắc này, sở thục nhiên đầu óc chóng rỗng, tim nàng dường như không còn đập, nàng biết Diệp thần trở về sẽ có hậu quả gì, cái tên đệ nhất phế vật Diệp ra là nàng ban cho hắn. Sở chính duyên chú ý đến sắc mặt của thục nhiên vội nói, thục nhiên suýt nữa quên mất, năm đó Diệp thần có hứng thú với người đúng không? Yên tâm đi, hắn với chu gia chúng ta không có cửa, chuyện này xảy ra phía sau nhất định có người chỉ đạo hắn chỉ là một con rối lúc này có một người báo cáo tôi vừa có được một tin tức người đứng sau lưng diệp thần là thẩm hải hoa toàn bộ ekip quản lý của tập đoàn thiên chính đều được thẩm hải hoa đều qua từ tập đoàn bắc danh nhưng lúc trước thẩm hải hoa bị ung thư sắp chết nhưng không biết tại sao lại có thể sống tới bây giờ nghe được tin này sở chính duyên niềm vui hiện lên mặt xem ra hắn bệnh đến mức hồ đồ rồi lại dám lấy cái tên tập đoàn thiên chính này Ta muốn xem xem ngày mai hắn khai trương như thế nào, toàn bộ Giang Thành, phàm là người có đầu óc, sẽ không bao giờ đến đó. Cùng lúc đó ở khu biệt thự Châu Giang, Hạ Mẫu cũng biết tin về tập đoàn Thiên Chính. Giờ phút này nàng cầm tư liệu của tập đoàn Thiên Chính, cảm thấy thú vị, cười lạnh lên tiếng. Diệp thần ơi Diệp thần, ngươi nghĩ là lập ra cái tập đoàn Thiên Chính đó, có thể làm lung lay được hạ ra ta sao? Lý tưởng và thực tế ngươi không phân rõ, cho dù ngươi có thẩm hải hoa trợ giúp, cho dù ngươi thực lực rất mạnh, thì như thế nào? Hạ gia chỉ cần nhúc nhích một chút ngón tay cũng đủ để đem mơ ước của ngươi phá hủy. Lúc này hạ mẫu xoay qua người đàn ông trước mặt hạ lệnh. Ngươi thay ta viết một tin nhắn, ngày mai tập đoàn thiên chính khai trương, ai dám ủng hộ hay gửi hoa chúc mừng, dù là cá nhân hay doanh nghiệp, đều sẽ trở thành kẻ thù của hạ gia chúng ta. Người đàn ông cũng có chút sợ hãi dùng diệp thần, tin nhắn này sẽ khiến các công ty hoàn toàn tẩy chay tập đoàn thiên chính. Với quyền lực của nhà họ hạ, tập đoàn thiên chính sẽ rơi vào ngõ cụt, kể cả tập đoàn Bắc Danh của Thẩm Hải Hoa cũng sẽ bị liên lụy. Hiện tại Diệp Thần đang ở biệt thự của mình, vì tác dụng của đan dược hắn cảm thấy trạng thái của mình rất tốt, nên vẫn luôn tu luyện. Lúc này chợt có điện thoại gọi tới, người gọi chính là Thẩm Hải Hoa, Diệp Thần cầm điện thoại ấn nút nghe, Thẩm Hải Hoa có chuyện gì vậy? Lập tức đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Thẩm Hải Hoa, lời nói rất gấp gáp, "Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi, Giang Nam hạ gia cùng Ninh Ba tứ đại gia tộc liên thủ tẩy chay tập đoàn Thiên Chính chúng ta." ngày mai không ai dám đến ủng hộ chúng ta khai trương bởi vì điều đó đồng nghĩa sẽ đắc tội với tứ đại gia tộc và hạ gia sau này nghiệp vụ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng lớn thậm chí tập đoàn bắc danh cổ phiếu đã giảm một nửa trong điện thoại thẩm hải hoa truyền ra giọng nói vô cùng bình tĩnh của diệp thần chuyện này nằm trong dự tính của tôi thẩm hảo hoa lúc này trở nên bối rối sao ngươi không lo lắng chút nào vậy đây không phải đơn giản là không ai đến ủng hộ chúng ta mà là sau này không ai dám làm ăn với chúng ta hay chúng ta đổi thời gian khai trương đi diệp thần cười lạnh một tiếng đổi thời gian khai trương tại sao phải đổi thời gian bọn họ chống đối thì cứ để bọn họ chống đối đến lúc tập đoàn thiên chính chúng ta tung ra sản phẩm bọn họ không có tư cách dùng ngươi chỉ cần làm cho ta một việc nghi chép tất cả các xí nghiệp tẩy chay chúng ta sau đó đăng lên web của công ty nói rằng sau này bọn họ không có tư cách mua sản phẩm của chúng ta mọi việc còn lại cứ giao cho ta ta không những muốn tập đoàn thiên chính khai trương mà còn phải khai trương thật hoành tráng sau khi nói chuyện với thẩm hải hoa Diệp Thần còn gọi cho Chu Nhân Đức và Diệp Lăng Thiên dặn dò vài việc. Diệp Lăng Thiên có ý ra mặt, nhưng đã bị Diệp Thần từ chối, một cái ninh ba nhỏ nhoi này chưa cần hắn lộ diện. Sau đó hắn trở về nhà của Tôn Di, ta đã về rồi. Vừa bước vào trong Diệp Thần giật mình, thấy hai người đẹp trong bộ dạng rất khẩn trương đi về phía hắn. Hai ngày nay anh đi đâu sao không nói với tôi một tiếng, Tôn Di lên tiếng trước. Phía bên cạnh Hạ Nhược Tuyết cũng nhẹ giọng hỏi, tập đoàn thiên chính là do ngươi thành lập. Diệp Thần gầy gầy đầu thừa nhận, có thể xem là vậy, tập đoàn thiên chính là doanh nghiệp của cha tôi, tôi bây giờ chỉ là kế thừa mà thôi. Hạ nhược tuyết lập tức ngã vào lòng của Diệp Thần, trước sự ngỡ ngàng, cùng mươi phần ghen tuông của Tôn Di. Diệp Thần thật xin lỗi, ta không ngờ mẹ ta lại dùng thế lực của Hạ ra để uy hiếp tới tập đoàn thiên chính. Tôi đã gọi nhiều lần cầu xin bà ấy, nhưng bà ấy không đồng ý, ta xin lỗi. Hạ nhược tuyết nước mắt lăn dài trên má, nàng vẫn nghỉ Diệp Thần vì nàng mới chống lại Hạ ra, lập lên tập đoàn thiên chính nàng nghĩ mình thật sự rất có lỗi với diệp thần diệp thần nhìn thấy bộ dạng tự trách của nhược tuyết vội dùng tay so so đầu nói đùa với nàng cô đừng tự trách chuyện này không phải là do cô nếu cô thấy mình có lỗi chi bằng cô hôn tôi một cái gọi là an ủi lời còn chưa nói hết hạ nhược tuyết thân thể liền xong tới hôn lên gò má diệp thần bây giờ ngươi hài lòng chưa thanh âm mềm mại kết hợp với vóc dáng cao ngạo làm hạ nhược tuyết càng thêm hấp dẫn Bên cạnh thì Tôn Di cảm thấy mình như là người thừa trong chính ngôi nhà của mình. Nàng không nghĩ hai người bọn họ đã có mối quan hệ như thế này, khóe mắt của nàng đã đỏ ửng. Diệp thần cũng không ngờ nhược tuyết làm thật, chẳng qua hắn chỉ muốn đùa cho vui thôi, nhưng việc đã xảy ra. Hắn cũng đành ra vẻ hài lòng ấn like, có thể xem đây là niềm an ủi rất tốt, cô cứ yên tâm, ngày mai khai trương mọi chuyện nhất định thuận lợi. Nhanh chóng đã đến ngày hôm sau, cảnh chuyển đến trước cửa tập đoàn thiên chính, thẩm hải hoa đang đứng trước cửa lo lắng, đi tới đi lui, hiện tại không có ai dám đến chúc mừng, chỉ có những người hiếu kỳ đến xem náo nhiệt. Thẩm Hải Hoa đang rất mong Diệp Thần đến đây, bởi vì ở đây hắn rất cô đơn, tập đoàn thiên chính giống như bị cả thế giới gẻ lạnh. Lúc này có một người đàn ông, bận âu phục đi đến, ho nhẹ hai tiếng, sau đó chào hỏi Thẩm Hải Hoa. Thẩm Hải Hoa nhìn người đàn ông trung niên, trên mặt lộ ra sự kích động, liền vội vàng đưa tay ra nói, triệu hữu thành, ha ha, tôi biết ngay ông sẻ nền mặt tôi, chúng ta có 10 năm giao tình, quả nhiên tình nghĩa vẫn là quan trọng nhất thẩm hải hoa định bắt tay nhưng đã bị triệu hữu thành gạt ra triệu hữu thành chỉ thẳng thẩm hải hoa hải hoa chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy đừng trách tôi không khuyên ông ông hãy lập tức thu tay lại giúp đỡ tên phế vật diệp ra đó đối với ông không hề có ít lợi gì thẩm hải hoa vừa định nói chuyện thì diệp thần trên người bận một bộ âu phục chậm rãi đi tới thẩm hải hoa cũng không nói nữa quay sang chào hỏi diệp thần diệp tiên sinh cuối cùng ngài đã tới diệp thần vỗ vỗ vai thẩm hải hoa ông vất vả rồi triệu hữu thành nghe thấy cách xưng hô của thẩm hải hoa với diệp thần như vậy liền nhíu mày nói thẩm hải hoa ngươi là nị bệnh đến ngu ngốc rồi sao sao lại tôn kính với một tên phế vật như vậy thẩm hải hoa kềm nén lửa giận không được nữa xoay người chỉ đến triệu hữu thành nói triệu hữu thành ngươi ngày hôm nay nếu như tới ủng hộ ta thẩm hải hoa từ trong đáy lòng cảm ơn ngươi nếu như ngươi là tới nói nhăn nói cụi thì cút cút càng xa càng tốt thẩm hải hoa ta tốt bụng tới khuyên ngươi ngươi lại có thái độ như vậy đối với ta tỉnh giang nam hạ gia và ninh ba tứ đại gia tộc đối với tập đoàn thiên chính đã ra phong sát lệnh nếu ông cứ chấp mê bất ngộ ta sẽ giải trừ hết ba dự án chúng ta hợp tác trong năm nay thừa nước đục thả câu chẳng qua dự án có mấy tỷ lão tử không cần nữa cút cho lão tử đồ ngu tập đoàn bắc danh của ông cũng đừng hòng yên thân chờ bị tứ đại gia tộc và hạ gia làm thịt đi thẩm hải hoa chịu không được liền gọi bảo an đến thấy gọi bảo an triệu hữu thành hừ một cái rồi rời đi lúc này thẩm hải hoa quay sang nói với diệp thần tình hình hiện tại là như vậy người tôi mời không ai dám đến ủng hộ ông diệp chúng ta phải làm sao diệp thần vẫn là bình thản không sao sẽ tốt lên thôi về phía triệu hữu cảnh sau khi rời đi hắn đã đến chỗ sở thục nhiên cách đó không xa sở tiểu thư sắp 9 giờ rồi không có một ai đến chúc mừng các doanh nghiệp lớn nhỏ ở gian thành cùng biết thân biết phận không ai dám tham dự không ai ngu mà đi tìm chết sở thục nhiên hai tay ôm bưởi vô cùng cao ngạo Diệp Thần a à, Diệp Thần, ta muốn xem thử, tên phế vật nhà ngươi làm sao hồi sinh ván cờ chết này. Hiện tại ở một tư viên ở Giang Thành, trong sân đang có một ông già đang luyện quyền, người này nhìn có vẻ khác lúc trước nhưng nhìn kỹ có thể nhận ra đây chính là lão thủ trưởng mà Diệp Thần cứu lúc trước, Chu Chính Đức. Ông ta cũng chính là tộc trưởng của Chu gia Giang Nam. Trong sân hiện tại còn có ba người đang đứng cách đó không xa đang nhìn lão già luyện quyền. Một trong số đó là con trai của Chu Chính Đức tên là Chu Phúc Lộc hai người còn lại là nhân vật quyền lực nhất nhì ở giang thành là bí thư và thị trưởng của giang thành khuôn mặt ba người đồng dạng đều là rất căng thẳng chu chính đức đánh quyền xong liền cầm lấy một cái khăn long lau mồ hôi sau đó hướng về phía ba người lên tiếng hỏi gần đến giờ rồi phải không chu phúc lộc lên tiếng bố ơi tập đoàn tiên chính sắp khai trương nhưng vẫn không có ai đến chúc mừng ý nghĩa của việc này rất rõ ràng là muốn phong sát diệp thần chu chính đức không trả lời con trai mà nhìn sang hai người còn lại đây là địa bàn quản hạt của hai người những gia tộc kia lại có quan uy lớn thật dám trực tiếp phong sát một xí nghiệp ta đây không thấy tập đoàn thiên chính có điểm gì không tốt không không có điểm gì không tốt chúng tôi sẽ tìm cách khắc phục ngay hai người bọn họ tuy không luyện võ nhưng trên mặt đã đầy mồ hôi hai người tuyệt đối không ngờ lão thủ trưởng sáng sớm gọi họ đến đây là vì chuyện tập đoàn thiên chính việc tập đoàn thiên chính bị phong sát không liên quan gì đến họ bây giờ bọn họ ở giữa chỉ muốn khóc sao có thể ngờ tập đoàn thiên chính này lại được thủ trưởng chống lưng lúc này chu chính đức hừ lạnh một tiếng tiện tay ném khăn long xuống đất, khắc phục, khắc phục, bây giờ các ngươi đứng ở đây làm gì, 9 giờ tập đoàn thiên chính khai trương, ta muốn thấy các ngươi ở đó. Hai người ngẩn ra sau đó vội vàng hướng phía cửa chạy ra ngoài, rất nhanh đã không thấy hình bóng. Bố Diệp thần đáng để chúng ta làm vậy sao, nếu chúng ta giúp đỡ tập đoàn thiên chính thì quan hệ của chúng ta với hạ gia sẽ tan vỡ. Chu Phúc Lộc lên tiếng. Phúc Lộc à, ngươi ở Giang Nam vị trí không thấp, tại sao khả năng đánh giá con người vẫn chưa được cải thiện? hôm đó ngươi ở bệnh viện so tài với hắn hắn có thực lực là võ đạo tông sư đúng chứ thưa bố không sai chu chính đức tiếp tục nói ngươi đã nhìn thấy qua võ công của hắn còn ta thì đã thấy được y thuật của hắn một thiên tài tuyệt thế vừa y vừa võ sau lưng tuyệt đối không đơn giản nếu hôm nay chúng ta không xếp hàng sau này nghỉ lại sẽ không có tư cách lại nói xét về nguồn lực tài chính thì hạ ra lớn thật nhưng xét về quyền lực sao có thể so sánh với nhà họ chu chúng ta thì làm sao có chuyện đoạn tuyệt quan hệ từ xưa đến nay thương nhân không bao giờ thắn được quyền thế ngươi hiểu chưa bảo ngươi chuẩn bị giỏ hoa chuẩn bị xong chưa đã chuẩn bị xong ở trên xe được chúng ta hiện tại xuất phát hôm nay có thể là một ngày trọng yếu thay đổi chu ra chúng ta tập đoàn thiên chính buổi sáng 9 giờ đúng diệp thần và thẩm hải hoa đứng ở cửa vẫn không có một người tới bên ngoài giới truyền thông giang thành đã có mặt đông đảo tất cả đều mang tâm thế chế nhạo họ đang chờ đợi tập đoàn thiên chính sụp đổ ngay ngày đầu khai trương đứng đó không xa Triệu Hữu Thành cười nhạt nói với Sở Thục Nhiên, chúng ta không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, không ai dám đến đâu. Sở Thục Nhiên gật đầu đồng ý, Giang Thành sáng sớm có chút lạnh, nàng cũng không muốn ở đây, Triệu Hữu Thành chúng ta đi thôi. Nhưng nàng vừa chuẩn bị rời đi, thì đã thấy hai con vợ xinh đẹp của Diệp Thần xuất hiện. Mặt Sở Thục Nhiên tối sầm lại, tự hỏi tại sao Hạ Nhược Tuyết lại đến đây, chẳng lẽ nhà họ Hạ với tập đoàn Thiên Chính có quan hệ, Hạ ra quay xe rồi sao? Sau xuất hiện của hai người đẹp, làm không khí xung quanh lại có chút biến hóa, đám phong viên bàn tán với nhau. Hai người đẹp này, khi chất diện mạo Giang Thành tuyệt đối không có người thứ ba, bọn họ chắc là những ngôi sao. Tiếng hò hét, tiếng máy ảnh không ngừng vang lên. Diệp thần có phải hiện giờ ngươi rất cảm động không? Nhược tuyết nói trước. Tôn Di cũng lên tiếng, bây giờ công ty đã bị hạ ra tiếp quản, ta bất chấp nguy hiểm bị khai trừ đến đây ủng hộ ngươi, nếu bị thất nghiệp ngươi phải nuôi ta đó. Diệp thần cười cười lên tiếng, được được ta nuôi hết, nuôi hai người cũng được, ta cảm động sắp chết rồi này. Trong lòng Diệp Thần thì nói, hai người đến đây có ít gì chứ, nhưng hai người đến là rất chu đáo rồi. Nhược tuyết đương nhiên cũng biết hai nàng đến cũng không có tác dụng gì, nhìn thấy Diệp Thần có chút lo lắng, nàng lên tiếng an ủi, ngươi đừng quá lo, phía sau còn có rất nhiều người đến. Người đẹp mở miệng thì hên hay sao, một giây tiếp theo có một chiếc xe màu đen xuất hiện. Một người đàn ông lưng gù chân xe bước xuống, người đàn ông xuất hiện, không khí xung quanh như chết lặng, người đàn ông này chính là trưởng đà của câu lạc bộ ngự hào đà ra. Ở Giang Thành không ai không biết người đàn ông này, ở đây ông ta là người có quyền lực thứ ba Giang Thành, các gia tộc lớn gặp ông ta cũng phải kính nể. Đà ra xuất hiện, lập tức làm thẩm hải hoa bối rối, mấy năm nay hắn vô số lần muốn trở thành hội viên của câu lạc bộ ngự hào điều không được. Không ngờ đối phương đích thân tới đây, thật không thể tưởng tượng được tại sao Diệp tiên sinh lại có thể làm được điều này. Đà ra tiến tới cháp tay với Diệp thần, định gọi Diệp thần là điện chủ nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Diệp thần liền đổi cách xưng hô. Diệp tiên sinh, xin chúc mừng khai trương trong tương lai tập đoàn thiên chính sẽ có rất nhiều tiền và may mắn diệp thần gật đầu nhàn nhạc nói cảm ơn đà gia rồi ra hiệu cho hắn ra phía sau đứng thấy được một màng này hạ nhược tuyết chàng đầy bất ngờ và khiếp sợ thân phận đà gia đương nhiên các nàng biết rõ các tộc trưởng của giang thành khi gặp đà gia cũng phải cúi đầu cảm tạ nhưng diệp thần thì không có chút động tình nào ngược lại đà gia vô cùng tôn kính với hắn nhìn sắc mặt hắn mà làm việc tôn di gắt gao nhìn diệp thần cảm thấy Diệp Thần không hề đơn giản. Cái này sao có thể? Triệu Hữu Thành lúc này đầu óc chóng rỗng, Đà gia tại sao lại đích thân đến Tạng Hoa? Sở tiểu thư, chẳng lẽ Đà gia là người đứng sau tập đoàn Thiên Chính? Triệu Hữu Thành nhìn về Sở Thục Nhiên, âm thanh có chút run rẩy. Ta cũng không biết, Sở Thục Nhiên cũng trố mắt nghẹn họng, nàng nhớ đã gặp Diệp Thần một lần ở câu lạc bộ Ngự Hào, nhưng không biết hắn đến đó làm gì. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì lại có hai chiếc xe đến, hai chiếc xe màu đen kiểu cổ điển, biển số thì ai nhìn vào cũng sợ hãi, 0001 và 0002. Là biển số xe của hai người quyền lực nhất Giang Thành, hôm nay như là một hội nghị cấp cao. Khi xe dừng lại, hai nam tử trung niên bước xuống, đi trên thảm đỏ. Vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người, hai người này đích thực là bí thư và thị trưởng Giang Thành, làm mọi người xung quanh hít hà khí lạnh, có kẻ còn phải dụi mắt 10 lần vì không tin vào mắt mình. Còn chưa xong, lập tức phía sau lại xuất hiện một chiếc xe quân sự của đội giã chiến Tây Nam, làm trong lòng mọi người tung lên sóng gió kinh hoàng, quân khu Tây Nam là quân khu đảm nhiệm tác chiến chủ yếu của qua hạ chiếc quân xa chậm rãi dừng lại người xuống xe là một người nam tử bận quân phục hướng về phía diệp thần đi tới người này không ai xa lạ chính là la chính quốc mọi người xung quanh đều náo loạn tập đoàn thiên chính là thứ chết tiệc gì tại sao người của quân đội cũng đã tới thậm chí ba người đứng đầu giang thành còn đến sớm hơn tiếng bàn tán chưa dứt thì lại có một chiếc xe xuất hiện một chiếc không mang biển số giang thành mà là biển số của tỉnh giang nam mọi người đều tò mò không biết người đến là ai Chiếc xe không lái về phía tập đoàn Thiên Chính mà dừng lại cách đó không xa. Tài xế xuống xe vội vàng mở cửa, trên xe một người phụ nữ tầm 30 tuổi bước xuống, người này chính là người phong sát tập đoàn Thiên Chính Hạ Mẫu. So với ba người đứng đầu Giang Thành và cả La Chính Quốc, thế lực hạ gia vượt xa bọn họ, Hạ Mẫu biết có người đến đây ủng hộ Diệp Thần nên đích thân đến đây trấn áp. Hạ Mẫu xuống xe, từ xa đã nhìn thấy những chiếc xe cùng không ít giỏ hoa trước cửa tập đoàn Thiên Chính liền câu mày. Vừa rồi nàng nghe thấy có kẻ đến chúc mừng liền đến kiểm tra nhìn tình hình trước mặt hạ mẫu liền cho người điều tra xem những người nào đã đến nhanh chóng nam tử bên cạnh đã điều tra xong vội báo cáo cho hạ mẫu trước mắt những người đến chúc mừng gồm có ngư hào đà gia hai vị lãnh đạo của giang thành cùng với phía quân đội là la chính quốc người đứng sau là tổng tư lệnh bạch lý hùng còn đứng sau đà gia là giang nam vương chỉ có điều không biết tất cả những người này đến là tự mình đi hay là thế lực phía sau sai khiến hạ mẫu chân mày nhíu lại cười lạnh nói giang nam vương và bạch lý hùng hai người này ta biết căn bản không thể nhúng tay vào một xí nghiệp nhỏ ở Giang Thành, hơn nữa Diệp Thần và Thẩm Hải Hoa không đủ tư cách tiếp xúc với hai người đó. Bất quá chỉ là Đà Gia và La Chính Quốc chủ động đến, tập đoàn Thiên Chính này coi như có chút bản lĩnh, ta đã đánh giá thấp tên Diệp Thần này. Hạ Mẫu có chút trầm tư suy tính, tuy nhiên đã làm trái ý Hạ gia phải trả giá đắt, bất quá La Chính Quốc và Đà Gia ta không tiện đụng đến, nhưng hai lão già thị trưởng và bí thư, tuổi tác đã cao cũng nên về hưu rồi. Ngươi lát hồi liên lạc với cấp trên xử lý chuyện này nam tử kế bên khung người nhận lệnh hạ mẫu tiếp tục lên tiếng đem đồ ta dặn ra đây hôm nay khai trương náo nhiệt chúng ta cũng đến góp vui hạ mẫu nói xong là xoay người đi về phía tập đoàn thiên chính nam nhân kia là ôm đồ theo sau đám phóng viên xung quanh thấy hạ mẫu qua đó cũng bàn tán người nhà họ hạ cũng đến chẳng phải bọn họ đang phong sát tập đoàn thiên chính sao chẳng lẽ bọn họ bị cục diện hiện tại dọa sợ sao hạ mẫu bước trên thảm đỏ đến trước mặt diệp thần anh diệp ngươi thật sự là một người trẻ đầy triển vọng ta muốn tặng ngươi một lãng hoa, nhưng các cửa hàng đều đã bán hết. Ta chỉ có thể miễn cường từ bỏ một thứ mà ta yêu thích nhất để tặng cho anh. Giọng nói có chút quỷ dị, kèm theo là hạ mẫu dùng tay dở chiếc khăn lên. Dưới cái khăn là một pho tượng màu vàng, người ta gọi đây là thiện tài đồng tử, hay còn gọi là tán tài đồng tử. Theo phong thủy đây là vật đại kỵ của doanh nghiệp, biểu thị doanh nghiệp không thể tụ tài, chỉ có thể tán ra bại sản. Phía ngoài cánh báo chí thấy màng này thì cười thầm trong lòng, hạ mẫu thật là cao thủ, khai trương lại tặng lễ vật đại kỵ. Hạ gia làm sao phải sợ một xí nghiệp nhỏ mới khai trương này chứ? Hạ Nhược Tuyết nhìn thấy pho tượng sắc mặt đột biến, nàng giận đến phát run, mẫu thân người sao có thể làm vậy, mẫu thân thật sự quá hèn hạ. Tôn Di bên cạnh cũng thêm lời, đúng vậy, làm thế nào người lại có thể đem đến đây một vật không may mắn như vậy? Hạ mẫu hơi biến sắc, nhìn chăm chằm Hạ Nhược Tuyết, ngươi trong mắt còn hạ ra sao, lại còn đứng về phía người ngoài, thậm chí còn làm trái ý hạ ra. Sau đó Hạ Mẫu nhìn về phía Tôn Di lạnh lùng nói: "Giám đốc Tôn, cô là giám đốc của tập đoàn Hoa Mỹ, bây giờ là thời gian làm việc, ngươi lại xuất hiện ở nơi này là thế nào? Từ mai ngươi không cần đến công ty nữa." Khi đến đây nàng cũng đã biết có kết cục như thế này, Tôn Di tức giận trừng mắt với Hạ Mẫu, "Từ trước thì từ trước, ta không quan tâm đến cái cơ nghiệp tan nát của Hạ gia các ngươi." Hạ Mẫu nhìn thấy một cô gái nhỏ bé lại dám hồn láo với mình thì vô cùng tức giận, ra lệnh cho người bên cạnh dạy cho Tôn Di một bài học. Nam tử đi theo Hạ Mẫu tung quyền hướng phía tôn di đánh tới nhanh như các diệp thần đã đứng trước mặt tôn di chụp lấy tay đối phương lạnh lùng lên tiếng dám đụng đến cô ấy thử xem ta không ngại thấy máu rơi ở đây đâu đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng động huyên náo cắt ngang trận chiến tất cả mọi người ngẩn ra nhìn về phía đầu kia của thảm đỏ nơi đó có một nam tử cao lớn trên thân là một bộ quân phục chậm rãi lên tiếng hạ ra hùng mạnh vậy sao chẳng lẽ nhà họ hạ có thể một tay che trời ở giang nam này người đến chính là chu phúc lộc chính ủy viên tỉnh Giang Nam. Đà Gia nhìn thấy Chu Phúc Lộc không khỏi giật mình cảm khái thành lời, không hổ là điện chủ, ngay cả Chu Phúc Lộc cũng có thể mời đến đây. Đứng bên cạnh La Chính Quốc chỉ đứng im không biến sắc, tựa hồ đối với chuyện này đã có dự liệu. Hạ Nhược Tuyết nhìn về phía Diệp Thần, phát hiện hắn từ đầu đến cuối sắc mặt không có chút biến động. Không kiềm được tò mò liền tiến đến nói nhỏ vào tai Diệp Thần, ngươi biết Chu Phúc Lộc sao, anh ta là con trai của trưởng tộc họ Chu, tại sao anh ta lại đến đây? Diệp Thần liếc nhìn Hạ Nhược Tuyết nhàn nhạt, nhạt nói, hóa ra anh ta tên Chu Phúc Lộc, lần trước ta và hắn có đấm nhau một cái. Nhược Tuyết chưa kịp hỏi nguyên do thì Chu Phúc Lộc đã đi đến chỗ Diệp Thần. Anh Diệp, gia đình họ Chu chúng tôi xin chúc mừng tập đoàn Thiên Chính khai trương. Diệp Thần cũng vui vẻ đáp lời, cảm ơn với Chu Phúc Lộc. Bỗng lúc này ánh mắt Chu Phúc Lộc thay đổi, cảm thấy có gì đó không đúng. Chu Phúc Lộc chú ý đến thiện tài đồng tử, trên tay một nam tử trung niên. Khai trương lại đem thứ đồ không may mắn này tới. Đây là đến gây sự sao? Không do dự một giây, Chu Phúc Lộc dùng tay đánh nát pho tượng rơi trên mặt đất. Sự việc này làm cho Hạ Mẫu kích động, tuy không biết hắn đến đây làm gì, nhưng nàng không nghĩ Diệp Thần có liên quan gì đến nhà họ Chu, đây là ân oán của Chu gia và Hạ gia, Chu Phúc Lộc chỉ đến đây gây rối. Hạ Mẫu lên tiếng, "Chu Phúc Lộc ý của ngươi là gì? Tại sao ngươi lại đánh nát quà của Hạ gia chúng ta? Đây là ý của ngươi hay nhà họ Chu các ngươi? Ngươi tốt nhất đừng làm chuyện này trở nên nghiêm trọng, Chu gia tộc trưởng không phải là ngươi." ngươi không có quyền đại diện cho chu gia ở đây người khác sợ ngươi chứ hạ gia ta không sợ phúc lộc không có quyền đại diện cho chu gia vậy còn ta thì sao hạ mẫu nghe được âm thanh này thân thể run lên con ngươi chàng đầy sự bối rối phía xa có một ông già bận một bộ quân phục chấp tay đi đến vừa đi vừa nói đến một chút chuyện nhỏ như vậy phải bắt một ông già như ta tự mình đi đến hay sao hạ mẫu thân hình cứng đơ nhìn chu lão sắc mặt tái nhợt đến cực điểm sự xuất hiện của chu lão đã làm hồn phách hạ mẫu chia năm xẻ bảy nàng không biết tại sao ông ta lại ở đây. Chu Chính Đức đi ngang hạ mẫu, sau đó đứng bên cạnh Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh là bạn hữu của ta, nếu hạ ra các người muốn làm khó hắn, Chu gia ta cũng không ngại cùng các người khai chiến. Chỉ hy vọng chồng ngươi hạ hoàng nghiệp có can đảm làm kẻ thù của Chu gia chúng ta. Uy hiếp trắng trợn, hạ mẫu cảm nhận được một cổ uy áp đánh về phía mình, trong lòng hạ mẫu không hề cam tâm, nhưng không thể làm gì, giang thành lãnh đạo, đà gia, la chính quốc, hạ gia đều không sợ. Chỉ có Chu gia, nếu không phải vạn bất đắc dĩ chồng nàng cũng không thể để cho hạ ra mạo hiểm đắc tội nhà họ hạ chủ yếu là kinh doanh không thể địch lại nhà họ chu hùng mạnh vừa rồi nàng còn nghe chu chính đức gọi diệp thần là diệp tiên sinh âm thanh lại có chút cung kính hạ mẫu nội tâm như biển xanh nổi sống nàng không biết tên diệp thần này lại có lai lịch gì chúng ta đi về hạ mẫu đem theo sự sỉ nhục vội vàng đem người rời đi sự việc mất mặt hôm nay nhất định sẽ lan ra khắp giang nam nhìn thấy chu chính đức đánh đuổi hạ mẫu trong lòng diệp thần cũng có nhiều suy nghĩ hắn ôm quyền cảm tạ chu chính đức chu chính đức nghe được diệp thần cảm ơn vội khoát tay diệp tiên sinh anh đem tôi từ quỷ muôn quan kéo về chu gia chúng tôi phải cảm tạ anh mới đúng nghe được đoạn đối thoại này hạ nhược tuyết có chút bối rối ở phía xa sở thục nhiên nhìn về tập đoàn thiên chính con ngươi lóe lên sự tức giận và không cam lòng rời đi nàng biết tập đoàn thiên chính và diệp thần từ nay sở ra của nàng không có tư cách động tới ngay cả hạ gia hôm nay cũng đã rất mất mặt, tên phế vật diệp thần này tại sao lại có được sự ủng hộ của nhà họ Chu. Sở tiểu thư, cô đừng đi, tôi phải làm sao đây? Triệu Hữu Thành định nếu kéo sở thục nhiên liền bị nàng cho một cước bay ra xa. Triệu Hữu Thành nằm trên mặt đất đầu ốc trống rỗng, suy nghĩ đầu tiên của hắn là xong hết rồi, Chu gia đã bỏ rơi ta rồi. Ngay lúc này hắn nhớ đến thẩm hải hoa, nghỉ mình vẫn còn cơ hội. Hắn vội bò dậy chạy đến chỗ thẩm hải hoa, hải hoa, anh hải hoa, em xin lỗi anh, em sẽ nói cho anh biết hết tất cả. Triệu Hữu Thành trực tiếp ôm lấy bắp đùi thẩm hải hoa. Hải hoa, ta coi ngươi là huynh đệ ruột thịt, ngươi nhất định sẽ không trách ta đúng không? Mọi việc đều do nhà họ sở xúi dục, chính là nhà họ sở gây sự. Thẩm hải hoa tức giận cả người run rẩy, một cước đá Triệu Hữu Thành ra ngoài, ngươi là một kẻ lưu manh xa đoạn, cũng dám gọi là huynh đệ của ta sao? Mọi người ở hiện trường cũng được một phen giải tỏa, cười đùa vui vẻ. Bắt đầu từ hôm nay, ta thẩm hải hoa và ngươi không có nửa điểm quan hệ, ngươi tự sinh tự diệt đi thẩm hải hoa làm tốt lắm diệp thần tiến đến khen ngợi vô cùng đắc ý với cách xử lý của hắn diệp thần hai tay giơ cao đầy phấn khích hô to tiếp theo chúng ta bắt đầu khánh điển giây phút này hắn đã đợi rất lâu cũng là bước đi lớn đầu tiên trên con đường báo thủ sau tiếng hô của diệp thần pháo hoa tung bay mọi người cắt băng khánh thành sau đó đi vào trong dùng tiệc rượu còn đám ký giả lúc này bàn tán không ngớt theo ý định ban đầu là đến xem sự sụp đổ của tập đoàn thiên chính nhưng sau đó lại chứng kiến cục diện thay đổi, những thứ bọn họ chụp được còn quý hơn vàng. Người nào cũng vô cùng vui vẻ với dự định của mình, kẻ dự định sẽ đem bán những bức ảnh này với giá cao. Kẻ thì về lên báo sẽ rất hot, có người cũng tiếc nuối vì không được vào trong để chụp thêm. Nhưng ngay khi bọn họ định rời đi, một đám quân nhân xông đến, bao vây tất cả bọn họ, sau đó lấy ra một văn kiện. Chúng tôi nhận được lệnh của Cục Quốc an, tất cả các thiết bị của các người phải thông qua kiểm tra thông tin mới được rời đi, xin hãy hợp tác. Cùng lúc đó ở sân bay quốc tế Giang Thành, có một đám người vừa xuống máy bay làm tất cả mọi người ở đó xôn xao. Bên đó đang quay phim sao, chắc là vậy, nếu không thì cách ăn mặc của bọn họ cũng khác người quá. Đám người này thân bận đạo bào chân đi giày vải. Người dẫn đầu là một ông già tóc bạc trắng con người cực kỳ âm trầm. Trên người toát ra khí chất của một tông sư, người này chính là Trần Nguyên Lễ hắn chính là cha của Trần Chính Quốc cũng là ông nội của Trần Phong. Hai người là kẻ đầu tiên ở Giang Thành bị Diệp Thần giết chết trần tông sư mời đi bên này một người đàn ông có bộ dâu như dâu cá chê trên người đeo chuỗi hạt vội bước tới tiếp đón trần tông sư cuối cùng ngài cũng đã đến tôi đã chuẩn bị tiệc tối chào đón ngài tên dâu cá chê dù đã biết người mình đi đón là trần nguyên lễ nhưng khi nhìn thấy cũng không khỏi giật mình trong lòng thầm ỉ không biết trần nguyên lễ mấy năm nay ở võ di sơn tu luyện đã đến cảnh giới gì rồi khí thế lại vô cùng đáng sợ khi trần nguyên lễ còn là gia chủ trần gia trần gia là gia tộc đệ nhất giang thành sau khi hắn lên núi tu võ hạ nhất mới bị sở ra cướp mất. Hiện tại không phải Trần Gia bị diệt, hắn sẽ không xuất quan trở về. Nay hắn trở về trên mặt đầy giận dữ, bắt đầu từ hôm nay Giang Thành chắc sẽ lại có sóng to gió lớn. Sau khi đón được Trần Nguyên Lễ, tên dâu cá chê chở ông ta đến nhà hàng đã chuẩn bị từ trước. Phía trong phòng riêng, Trần Tông Sư, nào nào ta kính người một ly. Nhiều năm như vậy quý như đông chỉ phục một mình ngài, hắn vô cùng cung kính, đồng thời trên dưới quan sát đối phương. Cho dù quý như đông hai tay dân rượu trước mặt, Trần Nguyên Lễ cũng không cho hắn chút mặt mũi, không cầm ly mà nhìn chằm chằm Quý Như Đông nói: "Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi, kẻ giết con cháu Trần gia ta là ai? Ít nhiều Trần gia ta cũng là đại gia tộc ở Giang Thành, ai lại có gan lớn như vậy?" Âm thanh của hắn vang vọng toàn bộ căn phòng, Quý Như Đông sắc mặt liền tái nhợt. Quý Như Đông hít sâu một hơi, vội vàng lên tiếng: "Trần Tông sư Quý gia luôn điều tra, thậm chí còn thông qua lực lượng cảnh sát Giang Thành, nhưng không biết tại sao Toàn bộ tin tức liên quan đến Trần Gia đều bị phong tỏa, hiển nhiên người ra tay nhất định có bối cảnh rất lớn. Trần Nguyên Lễ một trường vỗ lên mặt bàn, ngay lập tức mặt bàn vỡ nát, một mâm cao lương mỹ vị rơi xuống đất, kèm theo âm thanh vỡ nát là lời của Trần Nguyên Lễ. "Quý Như Đông, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, ta chỉ muốn biết hung thủ tên là gì." Trần Nguyên Lễ đứng dậy chờ đợi câu trả lời của Quý Như Đông, nếu đối phương không cho hắn đáp án ưng ý thì nhất định phải chết. Quý Như Đông hai tay run rẩy, Tuy hắn cũng là võ giả có tiếng ở Giang Thành như trước mặt Trần Nguyên Lễ chẳng là gì, Trần Tông sư đừng giận, không nói nhảm không nói nhảm, tuy dấu vết bị xóa đi, nhưng ta vẫn điều tra ra một chút manh mối, đồng thời tìm ra được người có động cơ giết người nhất, chỉ là không có chứng cứ xác thực. Hắn vừa nói vừa đưa tấm ảnh đến trước mặt Trần Nguyên Lễ. Người trong ảnh không ai khác chính là Diệp chủ tịch nhà ta. Trần Nguyên Lễ dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm ảnh, giơ lên trước mặt. Hắn nhíu mày một cái kinh ngạc nói, tên tiểu tử này chỉ mới hơn 20 tuổi làm sao có thể giết chết võ giả Trần gia? Chẳng lẽ sau lưng người này là võ đạo gia tộc? Trần Nguyên Lễ con ngươi động lại, lực đạo bộc phát, tấm ảnh trong tay cũng theo đó mà bị xé nát, hắn giận dữ lên tiếng, cho dù có phải hắn hay không, cho dù chỉ có một manh mối, cũng phải chết. Cảnh lại chuyển đến tập đoàn Thiên Chính, buổi lễ khai trương sóng gió đã sớm bình ổn trở lại, những nhân vật lớn vừa rồi cũng đã rời đi. Bây giờ là cuộc họp đầu tiên của tập đoàn Thiên Chính, hiện tại trong phòng hộp còn lại đều là những tin anh do Thẩm Hải Hoa lựa chọn. Ngoài ra còn có Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết, bởi vì hai người hiện tại đang thất nghiệp và cũng được coi là bóng hồng bên cạnh Diệp Thần. Ở ghế chủ tọa Diệp Thần lên tiếng, "Về việc phát triển của công ty mọi người có ý kiến gì không?" Lời nói vừa rơi xuống, Hạ Nhược Tuyết đã lên tiếng, "Trước tiên thứ cần thiết nhất chính là sản phẩm, không có sản phẩm lấy gì mà phát triển." Thẩm Hải Hoa bên cạnh cũng nhíu mày nói, "Đây là vấn đề mà ta lo lắng nhất." Thẩm Hải Hoa nhìn Diệp Thần nói tiếp, "Diệp tiên sinh, nếu như ngài chưa có phương hướng" ta kiến nghị hai phương án là đầu tư và cơ sở Internet. Chỉ có điều với hai phương án này trong nửa năm chúng ta không thể đuổi kịp nhà họ hạ. Lúc này Diệp Thần trong tư thế vô cùng thoải mái lên tiếng, tập đoàn thiên chính chúng ta không cần Internet, cũng không cần đầu tư. Chúng ta chỉ làm thực nghiệp, đồng thời là thực nghiệp có lợi nhuận lớn. Vừa nói Diệp Thần vừa luyện lên bàn hai văn kiện, làm tất cả mọi người đều chú ý. Diệp Thần tiếp tục nói, đây là công thức chú nhan đan trung cấp. Ta đảm bảo với các ngươi, chỉ cần một liệu trình, có thể khiến bất cứ người đàn bà nào sẽ trẻ ra ít nhất 5 tuổi. Còn đây là ngưng huyết dịch thọ hoàn, có thể để người già kéo dài 3 năm tuổi thọ. Tất cả mọi người đều bị lời nói của Diệp Thần làm cho chấn động. Một lúc sau mới có người kịp phản ứng lên tiếng bàn tán, trời ơi cái này cũng ảo quá rồi đấy. Nếu là công thức thật, đây sao gọi là thuốc, phải gọi là tiên đan. Không thể nào, trên đời làm sao có thể tồn tại được một loại thuốc như vậy. Ngay tại lúc này thẩm hải hoa trong mắt gắt gao, âm thanh vang dội trong phòng hộp, Ta dùng tính mạng ra đảm bảo, những gì Diệp Tiên Sinh nói là sự thật. Lúc trước ông ấy đã làm chuyện không thể nào xảy ra, mới có thể cứu được tính mạng của ta. Thẩm Hải Hoa đương nhiên tin tưởng, bởi tính mạng của hắn là do Diệp Thần cứu, còn cho hắn 50 năm tuổi thọ. Những người còn lại trong phòng dù không rõ Diệp Thần là người như thế nào, nhưng bọn họ biết Thẩm Hải Hoa, nếu hắn đã xác thực thì không gì phải nghi ngờ, bọn họ vô cùng hào hứng với phương thuốc này trong thời gian ngắn bọn họ nhất định vượt qua tập đoàn Hạ Thị. Diệp Thần nhìn mọi người xung quanh một cái, hai tay chống trên bàn hộp, tiếp tục nói, ta chuyện nên làm đã làm xong. Chuyện kế tiếp giao cho các người đi làm, ta chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, nhanh chóng sản xuất số lượng lớn và đưa vào sử dụng. Thứ hai, toa thuốc tuyệt đối giữ bí mật. Nếu như ai dám tiết lộ bí mật, ta đảm bảo hắn không thể sống ra khỏi Giang Thành. Dưới sự uy hiếp trắng trợn của Diệp Thần, Thấm Hải Hoa lập tức đứng lên, Diệp tiên sinh không thành vấn đề. Cho ta thời gian một tháng, ta nhất định để cho ngài nhìn thấy cảnh tượng tập đoàn thiên chính làm run động toàn bộ tỉnh Giang Nam được ta tin ông diệp thần rất hài lòng với thái độ của thẩm hải hoa tiếp theo là phân phó chức vụ cho mọi người sau đó diệp thần quay sang hỏi tôn di và hạ nhược tuyết muốn làm chức vụ gì tôn di suy nghĩ một chút lên tiếng ta có thể phụ trách thị trường đảm bảo không lo về đầu ra của sản phẩm không biết diệp tổng có tin tưởng ta không diệp thần cũng vui vẻ đáp ứng được ta tin cô hạ nhược tuyết bên cạnh thì cười thầm hay he cuối cùng cũng đến thời gian phân phó chức vụ với năng lực của ta ở đây làm tổng tài có lẽ cũng không quá đáng, lúc này điện thoại Hạ Nhược Tuyết có người gọi đến. Nàng nhìn sang thì vô cùng kích động, người gọi đến chính là ba của nàng. Lúc này Diệp Thần gọi đến Hạ Nhược Tuyết, cô muốn làm chức vụ gì? Làm Hạ Nhược Tuyết cũng giật mình. Bây giờ suy nghĩ của nàng đã khác, nàng biết thân phận mình đặc thù nên đã nói với Diệp Thần, ta không cần chức vụ, chỉ cần làm một nhân viên bình thường, cống hiến hết sức mình cho tập đoàn Thiên Chính là được. Sau khi kết thúc buổi họp, Diệp Thần gặp riêng Hạ Nhược Tuyết một lần nữa thảo luận về công việc, cô thật sự chỉ muốn làm việc bán thời gian sao. Diệp thần có chút bất ngờ về quyết định này của Hạ Nhược Tuyết. Lương của cô mỗi ngày một vạn tệ không hề mắc, dù sao cô cũng từng là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ. Nhưng tại sao cô không muốn có một chức vụ chứ? Tôi còn nghĩ cô muốn tiếp tục làm tổng tài đấy. Hạ Nhược Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn với ánh mắt xanh biết lúc này tràn đầy bi thương. Xin lỗi, thật ra tôi rất muốn tiếp tục giúp đỡ anh, gây dựng lại sự nghiệp, trở thành một trợ thủ của anh nhưng đáng tiếc thời gian không còn nhiều nữa. nhược tuyết cũng không nói rõ nguyên do cho diệp thần. thật sự lúc chiều nàng nhận được tin nhắn của cha, ông ta thông báo hôn sự của nàng đã được định đoạt, năm tháng sau sẽ cử hành. nàng không được quyền từ chối, nàng sẽ được gả vào tần gia đệ nhất võ đạo thế gia. cảnh chuyển đến khu biệt thự đại đô nhà của tôn di. vừa về đến nhà hạ nhược tuyết đã nhốt mình trong phòng mà khóc, tự hỏi tại sao mình lại không có quyền từ chối. rõ ràng mình là một con người không phải là một vật phẩm. Tại sao mình không có quyền quyết định cuộc sống của mình? Lúc này ngoài phòng khách Diệp Thần cũng có chút tò mò hỏi Tôn Di, Hạ Nhược Tuyết bị làm sao vậy? Không biết chỉ thấy cô ấy vừa về đến nhà đã nhốt mình trong phòng, hỏi gì thì cô ấy cũng không nói. Nói tới đây Tôn Di lại nhận được một cuộc điện thoại, alo gì Trương, sao đột nhiên gọi điện cho con vậy? Diệp Thần kế bên không biết chuyện gì, chỉ thấy bộ dạng Tôn Di khá khẩn trương nói chuyện, dì đừng vội, có gì từ từ nói chỉ một giây sau nàng đứng dậy vô cùng sợ hãi nói với Diệp Thần xảy ra chuyện lớn rồi cậu còn nhớ Uông Vũ hàng không Hằng Tử à đương nhiên ta nhớ hắn là con trai chú Uông và Dì Trương hắn nhỏ hơn ta một lớp cứ gọi ta là Thần Ca thời điểm khi ta bị mọi người bắt nạt chỉ có cậu ấy qua lại với ta lần này trở về định tìm cậu ta tâm sự nhưng vẫn chưa có thời gian tiểu tử đó vừa ngốc vừa lương thiện nhưng công bằng mà nói hắn là một người anh em tốt lần trước trò chuyện với chú Uông nghe nói cậu ta đang học đại học Giang Bắc, sao vậy cậu ấy xảy ra chuyện gì? Tôn Di tay nắm chặt điện thoại lập tức nói, Di Trương nói, Uông Vũ Hằng bị người ta đánh gãy một tay. Đối phương hình như có chỗ dựa rất lớn, phong tỏa cả trường học, ngay cả xe cứu thương cũng không cho vào cứu chữa. Nghe được lời này Diệp Thần ngẩn ra, lửa giận bốc cháy trong lòng, hắn biết rõ Uông Vũ Hằng là người thông minh trung thực, tự mình đi lên, tính cách như vậy sẽ không đắc tội người khác. Hiện tại lại bị người ta đánh gãy tay, mẹ nó, bọn chó này muốn tìm chết à? Rất nhanh Diệp Thần và Tôn Di đã đến Đại học Giang Bắc. Mặc dù bây giờ là buổi tối nhưng trong trường vẫn có rất nhiều đèn, phía trước cửa ra vào có bốn bảo vệ canh giữ. Tôn Di tiến lên trước hỏi thăm, chào ông, chúng tôi là học sinh của trường, ra ngoài quên đem thẻ học sinh, có thể chăm trước cho chúng tôi được không? Mấy tên bảo vệ thấy gái đẹp lên nhảy hip hop, không được, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, lãnh đạo trường hạ lệnh không cho phép người ngoài vào, phải có thẻ học sinh mới được vào. Đi, Đừng ở đó nghe bọn họ nói nhảm, Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, hắn trực tiếp đi đến tay nắm vào cửa sắt. Tiểu tử cậu muốn làm gì? Các nhân viên an ninh chưa kịp phản ứng, Diệp Thần tay đã nắm vào cửa kéo mạnh, hàng rào sắt biến dạng bay lên trời. Khiến bọn bảo vệ khiếp sợ, mẹ nó đây có phải là người không? Diệp Thần toàn thân bao trùm linh khí lên tiếng, trường học là nơi giáo dục nhân nghĩa, sao có thể nói giáo cho giặc giúp người làm bệnh? Nói thật với các ngươi ta vào cứu người, nếu các ngươi ngăn cản ta, ta không ngại bẻ gãy chân chó của các ngươi. Ầm ầm, hai tên bảo vệ quỳ dạp trên đất xin tha, không dám mời anh vào. Phía trong sân trường bầu không khí vô cùng ngự trọng, rất nhiều học sinh bị thu hút bởi động tỉnh đánh nhau nên chạy đến xem. Ở giữa dì Trương đang ôm Uông Vũ Hằng trong tay, ở phía trước Uông thúc tay cầm một chiếc gậy đứng phía trước bảo vệ hai mẹ con. Lũ xúc sinh, đều là lũ xúc sinh. Dì Uông vô cùng đau lòng mắn chửi, Uông Vũ Hằng là niềm tự hào của bà, từ nhỏ thành tích học tập đã rất tốt, vất vả mới thi vào đại học, hiện tại lại bị đánh như thế này. Phía trước ba người lại có một đám người khác, tên cầm đầu bộ dạng cao ngạo, trong cây cũng cầm cây gậy to, ôm theo một nữ nhân. Bên cạnh lại có hai tên cao to, lúc này hắn cười lớn nói, hiệu trưởng, hiệu trưởng, bà già này nói có người là súc sinh, ngươi nói coi ai là súc sinh. Tên hiệu trưởng khom lưng, trên mặt nở nụ cười gượng, dư thiếu xem người hỏi kìa, tay của con bà ta gãy rồi chẳng phải thành một con súc sinh không thể nuôi bản thân sao? Uông Vũ Hằng tức giận lên tiếng: Dư Thừa Đông, còn có tên hiệu trưởng chó này, mang thêm lần nữa xem. Cho dù lão tử chết cũng phải giết các ngươi. Ha ha, cho dù chết cũng muốn giết ta à? Vậy bây giờ ta sẽ đánh chết ngươi, để xem ngươi chết rồi làm sao giết được bọn ta. Dư Thừa Đông cầm gậy phan tới Uông Vũ Hằng. Lúc này chú Uông vội vàng lên trước đỡ lấy. Tiểu tử ngươi đừng có quá đáng, ta đã báo cảnh sát rồi còn dám động vào vợ con ta, ta chết cũng kéo theo người. Chỉ thấy dư thừa đông cười lớn, báo cảnh sát ư, ngươi nhìn ta giống như một tên đại ác bá, bắt nạt ngươi sao. Nghe lời này thì Uông Vũ Hằng cũng ngỡ ngàng đến bật ngửa, không hiểu đây là ý gì. Không để Vũ Hằng chờ quá lâu, dư thừa đông lại nói tiếp, rõ ràng là tiểu tử nhà các ngươi đụng chạm vào bạn gái ta, nếu cảnh sát tới thì người bị bắt đi chính là hắn. Nếu nhân bên cạnh cũng hùa theo, đúng là như vậy, hắn ta thật sự đã có ý đồ xấu với tôi. Cuối cùng Ung Vũ Hằng đã hiểu vấn đề ở đâu, ta không có, tên khốn kiếp, rõ ràng là ngươi hãm hại ta. Dư thừa Đông ba ngày trước ngươi muốn cưỡng hiếp một bạn nữ cùng lớp ở phía sau trường học, đã bị ta ngăn cản nên ngươi làm ra chuyện này để trả thù ta. Dư thừa Đông không giải thích mà lại cười lớn, ha ha, nếu ngươi muốn một người thì phải tự tay giành lấy. Mọi người xung quanh cũng cười. Sau đó hắn chỉ đến một cô gái trong đám đông, người con gái mà ngươi nói đến là người này sao? Cô gái lúc này đang trong bộ dạng vô cùng sợ hãi, trên mặt có dấu vết bị đánh. Chứng tỏ đã bị dư thừa đông uy hiếp. Cô gái trên mặt đầy miễn cưỡng nói không có chuyện bị hiếp dâm. Lời này làm Uông Vũ Hằng như rơi xuống vực thẳm, mọi người xung quanh lại xì xào bàn tán, Uông Vũ Hằng đang nói vớ vẩn, dư thừa đông sao lại là người như vậy, hắn ta có rất nhiều phụ nữ xung quanh cần gì phải làm như vậy. Tên Uông Vũ Hằng nhất định chưa từng đụng qua nữ nhân, nên mới lợi dụng bạn gái người ta. Uông Vũ Hằng dùng hết sức đứng dậy hét lên, các ngươi mù hết rồi sao, không thấy trên người cô ấy có rất nhiều vết thương sao? rõ ràng cô ấy bị ép phải nói dối lũ khốn kiếp các ngươi chỉ biết nịnh hót đối diện với sự chửi mắn của uông vũ hằng mấy tên thuộc hạ của dư thừa đông chỉ nở nụ cười trong lòng thầm nghỉ chỉ cần được ôm đùi dư thiếu gia ta cần gì phải quan tâm đến sống chết của người khác miễn dư thiếu gia nói một câu ta nhất định phải làm cho tốt dư thừa đông cầm gậy đi đến trước mặt uông vũ hằng ta nói cho ngươi biết sự tân bốc của bọn họ không phải tự dưng mà có đó là thực lực cùng tài lực của dư gia ở giang thành này đem lại còn ngươi thì sao chỉ là một tên nghèo mạng đáng thương ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta đây là thứ ngươi phải nhận mày dám động đến con tao tao sẽ giết chết mày thằng khốn chú uông vừa lên tiếng thì bị thuộc hạ của dư thừa đông lao vào cho một đấm lão già này thật không biết điều ngươi chán sống rồi sao các người dừng tay uông hằng la lớn thì phía sau dư thừa đông nói đến tên phế vật ngươi lo cho bản thân mình trước đi tao đập nát cái mồm rẻ tiền của mày trước coi mày còn có kêu được nữa không dư thừa đông lần nữa phang gậy về phía uông vũ hằng trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì phía sau đám người truyền tới tiếng hét của diệp thần ngươi muốn chết sao tiếng thét mang theo kình khí làm mọi người chấn động diệp thần lúc này vô cùng tức giận một quyền lao về phía dư thừa đông ngươi là ai ngươi không được đến đây hắn cầm gậy hướng về phía diệp thần chỉ một giây sau gậy gỗ gãy đôi cùng khuôn mặt của dư thừa đông va chạm hắn bị một quyền đánh bay đập một cái ẩm xuống mặt đất vũ hằng bên cạnh cũng giật mình dám đánh thiếu ra ngươi phải chết tiên thuộc hạ lao đến diệp thần diệp thần chỉ tung nhẹ một quyền tên nam tử to lớn bay lên như con diều sau đó nặng nề đập xuống đất hằng từ lâu rồi không gặp ta đến giúp ngươi đây nhìn thấy diệp thần hắn vô cùng bất ngờ lắp bắp hỏi thần ca thần ca sao anh lại đến được đây diệp thần không vội giải thích thấy cánh tay của vũ hằng bị thương rất nặng hắn vội lấy ra một viên đan dược đưa cho uông vũ hằng ngươi đừng nói nhiều nữa mau nuốt viên thuốc này đi cánh tay của ngươi sẽ lành nhanh thôi ngươi tin ta đi Uông Vũ Hằng vội uống viên thuốc cả người năng lượng phun trào, tựa hồ sắp không chống đỡ nổi. Diệp Thần lúc này cũng yên tâm hơn nhìn xung quanh, ngươi cứ đứng yên ở đây đi, phần còn lại cứ để ta giải quyết. Uông Vũ Hằng vội nói, anh Diệp, việc này là chuyện của tôi anh đừng nhúng tay vào. Đương nhiên Uông Vũ Hằng không thể giải quyết được, nhưng với thực lực của Diệp Thần 5 năm trước luôn bị người khác khi dễ thì có thể làm được gì, hắn căn bản không muốn làm hại Diệp Thần. Diệp Thần hiểu rõ tâm ý của hắn, lúc này Diệp Thần vô cùng nghiêm túc nói: chỉ dựa vào một tiếng thần ca của ngươi, hôm nay ta nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời cho ngươi. Trong lúc Uông Vũ Hằng đang lo lắng, thì phía sau có một bàn tay nhỏ đặt lên vai hắn, người này chính là Tôn Di. Ngươi cứ yên tâm đi, mọi việc cứ để cho hắn giải quyết. Tôn Tỷ xém chút nữa ta không nhận ra Tỷ, nhưng đối phương có rất nhiều người. Lời hắn chưa nói hết thì bị nụ cười của Tôn Di cắt ngang, ngươi đừng lo cho hắn, ở Giang Thành bây giờ không ai dám đụng đến hắn đâu. Giờ phút này Dư Thừa Đông đang được tên hiệu trưởng đỡ dậy, Dư Thiếu người có sao không? Dư Thừa Đông ôm mặt hét lên, mẫu thân ngươi, ngươi nhìn ta có chỗ nào không sao không? Xém bị hắn đánh chết ngươi không thấy sao? Sau đó Dư Thừa Đông trợn mắt nhìn về phía Diệp Thần đang đi đến chỗ mình, mẫu thân ngươi, ngươi là cái thứ gì, lại dám động đến ta? Diệp Thần trong mắt lạnh như băng, trên người đầy sát ý đi tới, làm cho Dư Thừa Đông vô cùng sợ hãi. Lúc này tên hiệu trưởng đi ra trước cản Diệp Thần lại, chàng trai trẻ ngươi định làm gì, nơi đây là trường học sau đó hắn vội gọi an ninh an ninh mẫu thân ngươi chứ an ninh diệp thần cho lão hiệu trưởng một quyền thẳng mặt hắn ăn một đấm của diệp thần ngã trên mặt đất rớt cả tóc giả trên đầu trợn mắt nhìn diệp thần làm sao ngươi dám đánh ta ngay cả cha ta còn chưa đánh ta diệp thần hừ lạnh ngươi cũng xứng gọi là thầy sao cút sang một bên ta sẽ xử lý ngươi sau sau đó diệp thần quay sang chỉ tay về phía những người xung quanh tất cả các ngươi bất kể nam nữ không ai được rời khỏi đây đứa nào dám chạy trốn ta sẽ đánh gãy chân kẻ đó cả người diệp thần linh khí phun trào vô cùng đáng sợ dưới sự uy hiếp của diệp thần tất cả mọi người ở đó không ai dám rời đi diệp thần trong mắt đầy sát ý bước về phía trước khiến cho dư thừa đông sắc mặt trắng bệch vô cùng sợ hãi kêu lên ngươi đừng qua đây diệp thần chỉ tay về cô gái đi theo dư thừa đông nói ta chỉ hỏi ngươi một câu uông vũ hằng rốt cuộc có chơi chọc cô hay không cô dám nói láo một câu ta sẽ bẻ gãy cổ cô dưới sự uy hiếp của diệp thần cô gái liên tục lùi về sau phát hiện bản thân hiện tại không thể trông cậy vào dư thừa đông miệng thì liên tục kêu không có sau đó liền chỉ tay về phía dư thừa đông là dư thiếu gia bảo tôi vu oan cho uông vũ hằng toàn bộ là ý của hắn dư thừa đông nằm dưới đất hốt hoảng gào to cô đang nói cái gì vậy bóp diệp thần không do dự tiếng lên cho cô gái kia một cái tác tiện nhân còn không quỳ xuống xin lỗi uông vũ hằng cô gái kia đầu óc quay cuồng khóe miệng trào máu tươi sau đó vội vã quỳ xuống trước mặt vũ hằng vừa khóc lóc vừa xin lỗi, xin lỗi Vũ Hằng từ nay tôi không dám nữa. Sau đó Diệp Thần lại dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Dư Thừa Đông, bây giờ đến lượt ngươi. Ngươi, ngươi muốn làm gì, đừng qua đây, nói cho ngươi biết, ta là thiếu gia của Dư Gia. Diệp Thần không do dự, cho hắn một đấm vào mặt, thiếu gia Dư Gia phải không? Tiếp theo là một đá vỡ trứng cút, cho ngươi là thiếu gia của Dư Gia này. Người ta đánh chính là thiếu gia của Dư Gia, Diệp Thần đấm đá liên tục vào Dư Thừa Đông khiến hắn nằm kêu la trên mặt đất. Ta sai rồi, Ta thật sự biết sai rồi, anh đừng đánh nữa, Dư Thừa Đông mặt mài xưng hiếp cầu xin Diệp Thần. Đám học sinh xung quanh cũng vô cùng sợ hãi, thì thào với nhau. Trời ạ, à, không lẽ hắn muốn giết Dư Thừa Đông sao? Thật là đáng sợ. Lát nữa hắn sẽ đối xử với chúng ta như thế nào? Trong lúc mọi người bàn tán thì Diệp Thần vẫn tiếp tục đá trứng cút của Dư Thừa Đông. Trong cảm giác thốn đến tận cổ, Dư Thừa Đông kêu rên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mày biết bố tao là ai không? Nếu không dừng tay bố ta sẽ không tha cho người không hỏi thì thôi đã hỏi thì diệp thần cũng muốn biết bố hắn là ai ngươi hóng hách như vậy chính là dựa vào cha ngươi đúng không bây giờ ta sẽ gọi cha ngươi đến đây ta sẽ hỏi hắn đã dạy dỗ ngươi như thế nào diệp thần vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi diệp lăng thiên lập tức dẫn ra chủ của dư gia giang thành đến đây cho ta ta đang ở đại học giang bắc cuộc gọi kết thúc chỉ một lát sau có một chiếc xe màu đen trực tiếp chạy vào sân trường những người trên xe vội vã bước xuống đi đến chỗ diệp thần ngươi đã dẫn đến rồi chứ Diệp thần nhìn thấy đà gia lập tức hỏi. Đúng vậy thương ngài, người đã được đưa đến. Sau đó đà gia sai người đem dư hưng băng cả người bầm dập luyện ra trước mặt diệp thần. Hai cha con bầm dập xém chút nữa không nhận ra nhau. Dư thừa đông mặt mày miếu máu kêu, cha ơi cứu con, hắn đánh con mau cứu con. Nghe được lời kêu cứu chân thành từ dư thừa đông, diệp thần cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho hai cha con nói chuyện với nhau. Diệp thần lấy một cây gậy ba khúc luyện trước mặt dư thừa đông. Đi qua đó, cho ta xem thử phương thức giáo dục con trai của ông diệp thần cũng không quên khuyên hắn nên nhẹ tay một chút đừng đánh chết dư thừa đông diệp thần nói nếu tứ chi của hắn còn một cái hoàn chỉnh thì dư ra các người ai cũng đừng hòng sống sót dư hưng bang cầm gậy đến trước mặt con trai nghịch tử đây là do ngươi tự tìm lấy dư hưng bang cầm gậy quất tới tấp trong sự kêu la của dư thừa đông vừa đánh dư hưng bang vừa mắn ngươi có biết ngươi đã chọc phải ai không thứ đồ ngu này tên xúc sinh này ngươi đắc tội với ai không được lại đi đắc tội diệp tiên sinh ngươi có biết hắn là người gì không hả ngay cả đà gia cũng tùy ý sai khiến lão tử đánh chết tên nghịch tử nhà ngươi rảnh tay với dư thừa đông diệp thần lên tiếng đà gia phế tên hiệu trưởng đó cho ta nghe thấy thế tên hiệu trưởng đứng đã không vững diệp thần lại dùng ánh mắt không chút tình cảm nhìn đến đám học sinh còn lại ngoại trừ nữ sinh đã được uông vũ hằng cứu ra tất cả học sinh ở đây quỳ xuống dùng tay hết sức tán mình một trăm cái người nào không đủ sức đánh gãy một cái răng tác thiếu một cái chặt một ngón không được bỏ qua đợi diệp thần nói xong đà gia bốn tay một cái các ngươi lên làm theo lời diệp tiên sinh lập tức người của đà gia bước về phía đám học sinh và tên hiệu trưởng sau đó tiếng khóc in ổi tiếng xin lỗi vang vọng khắp sân trường sau đó diệp thần đi về phía ba người nhà chú uông cùng tôn di trên mặt nở một nụ cười vô cùng vui vẻ mọi người chúng ta về nhà thôi đồng thời lúc này ở biệt thự trần gia giang thành trần nguyên lễ đang xem đóng hồ sơ trên bàn châu mày khó chịu không ngờ tên tiểu tử đó lại là con trai của diệp thiên Diệp gia chẳng qua là một gia tộc nhỏ ở Giang Thành sao lại sinh ra một nhân vật như vậy. Lão gia, Diệp gia đã bị hủy, không có gì đáng sợ, bây giờ phiền toái duy nhất là thế lực đứng sau tập đoàn thiên chính. Nếu chúng ta giết chết tên Diệp thần này, nhất định sẽ gặp phải sự báo thủ của thế lực phía sau hắn. Đà gia, thị ủy, quân khu chúng ta có thể bỏ qua, nhưng về nhà họ chu, thái độ của bọn họ rõ ràng là muốn bảo vệ tên này. Trần Nguyên lễ con mắt hiện lên lửa giận, cả người bốc hỏa hừ một tiếng, coi như chu gia và cục quốc an thì như thế nào, Tên này giết người trong gia tộc Trần gia ta, ta báo thủ là chuyện bình thường. Không chỉ là giết hắn, ta phải trước mặt hắn giết chết những người bên cạnh hắn để hắn trải nghiệm sự tuyệt vọng. Quý Như Đông nhìn thấy Trần Nguyên Lễ bị tức giận làm đầu óc mê muội, liền lên tiếng nhắc nhở: "Lão gia ta đây có một biện pháp, không chỉ có thể ngay trước mặt mọi người ra tay tiêu diệt hắn, mà còn có thể để cho cục quốc an cũng như Chu gia không làm gì được chúng ta." Quý Như Đông tự tin nói tiếp: "Nếu tên tiểu tử đó là võ giả, chúng ta sẽ hạ chiến thư sinh tử, ép hắn lên võ đài." Sống chết có số, không ai có thể làm gì được chúng ta. Chúng ta không những có thể giết hắn trước mặt mọi người, cũng có thể lập ra uy danh của người. Trần Nguyên Lễ lúc này như đang nghĩ cái gì đó lên tiếng, thực lực của ta dư sức giết chết hắn, chỉ cần hắn có chút đầu óc thì nhất định sẽ không chấp nhận chiến thư. Lúc này, Quý Như Đông u ám lên tiếng, chấp nhận hay không không đến lượt hắn quyết định, chúng ta sẽ dùng người con gái bên cạnh hắn uy hiếp hắn, hắn nhất định phải đồng ý. Đang trong lúc trao đổi thì có một đạo âm thanh uy nghiêm truyền đến. Các ngươi muốn đối phó với Diệp thần phải không? Tính cả phần ta vào." Trần Nguyên Lễ sắc mặt biến đổi, hắn đã là tông sư cảnh lại không biết có người đến. Hai người Trần Nguyên Lễ phát hiện người đến chính là Tưởng gia chủ Tưởng Bảo Quốc. Trần Nguyên Lễ nghĩ thầm trong lòng, tại sao lão già này đến mà ta không hề phát giác, xem ra thực lực của hắn không thể xem thường. Trần Nguyên Lễ khiêm tốn ôm quyền, "Thì ra là Tưởng tông sư, ngọn gió nào đưa ông đến đây?" Tưởng Bảo Quốc chỉ hừ một tiếng. Sau đó dùng ngón tay chỉ xuống bàn tạo thành một cái lỗ lớn. Đồng thời cũng đâm xuyên qua tấm ảnh của Diệp thần, sau đó đưa đến trước mặt Trần Nguyên Lễ, ta đến đây vì người này." Trần Nguyên Lễ thấy được một màn này trên mặt nở một nụ cười, sau đó lên tiếng dò xét, chẳng lẽ Tưởng tông sư cũng có thù với người này?" Tưởng Bảo Quốc trên mặt thấy rõ được sự tức giận, thù giết con không đội trời chung. Nghe được lời này Trần Nguyên Lễ cười to, "Ha ha ha, nếu đã như vậy thì bắt đầu từ hôm nay, Trần gia và Tưởng gia chính là đồng minh, Tưởng tông sư mời ngồi." Tưởng Bảo Quốc gật đầu một cái sau đó ngồi xuống đối diện Trần Nguyên lễ lên tiếng, "Vừa rồi ta nghe nói các ngươi vì muốn tránh cục quốc an và Chu gia, nên muốn hạ chiến thư để hắn lên võ đài, nhưng ta lại có một cách hay hơn." Tưởng Bảo Quốc trong mắt lóe lên sát ý nói tiếp, "Theo ta điều tra, có hai thiếu nữ có quan hệ mập mờ với hắn, chúng ta sẽ phái người đến bắt một người đi, đến lúc đó hắn sẽ tự mình đi cứu, thông qua đó chúng ta sẽ biết được thực lực chân chính của hắn. Đồng thời ta muốn hắn phải chịu sự dày vò chỉ giết chết hắn ở trên võ đài thì quá rẻ cho hắn. Do đó tưởng ra ta bằng lòng phái ba vị cường giả ra tay. Trần Nguyên Lễ trầm mặt mấy giây, sau đó phấn khởi lên tiếng, không hổ là ông, tâm tư tỉ mỉ. Ta cũng sẽ phái bốn đệ tử mạnh nhất của ta ra tay, xem thử tên tiểu tử đó lấy gì đấu với chúng ta. Cảnh chuyển đến khu nhà ở Đại Đô, sau khi giải quyết vấn đề của Uông Vũ Hằng thì cũng đã 12 giờ tối. Sau đó hai người đi ngủ, hiện tại hai người đang ăn sáng cùng nhau, không thấy hạ nhược tuyết diệp thần lên tiếng hỏi. Tình hình của cô ấy sao rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tôn Di ánh mắt buồn bã lên tiếng, "Ta cũng không rõ, tối qua chúng ta trở về thì đã thấy mắt cô ấy sưng lên, chắc chắn đã khóc rất nhiều. Ta hỏi sao cô ấy cũng không nói, chỉ ngủ, đến giờ vẫn chưa dậy, lát nữa ta sẽ đem bữa sáng lên cho cô ấy." Sau khi ăn xong, Diệp Thần đứng dậy lên tiếng, "Bỏ đi, cô ấy đã không nói chúng ta cũng không cần cố gắng để hỏi. Tôi gây giờ đến trường xem hàng tử một chút." Khi rời đi, Diệp Thần quay lại cười với Tôn Di một cái, cô cũng nhớ đi làm nha, nếu không cẩn thận tôi sẽ trừ lương của cô đấy. Lúc này đột nhiên Tôn Di kéo lấy tay áo Diệp Thần, ánh mắt đầy mơ hồ nhìn đến, cậu có còn là Diệp Thần trước đây không? Năm năm không gặp tớ cảm giác cậu bây giờ rất xa lạ, gần như đã trở thành một người khác, tính cách và thủ đoạn của cậu khiến tớ không thể lý giải được, giống như chúng ta đang ở hai thế giới vậy. Diệp Thần lúc này cũng chỉ nhàn nhạt, nhạt nói, nhiều năm như vậy tôi hiểu ra được một đạo lý, con người chỉ có hai cách sống hoặc là bị quy tắc thay đổi, hoặc là người thay đổi quy tắc, tôi muốn trở thành người sau. Ra đến cửa Diệp Thần nói vọng vào trấn An Tôn Di, đừng suy nghĩ nhiều nữa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi vĩnh viễn vẫn là tôi. Tất cả mọi thứ đều là sự lựa chọn của tôi, nói xong Diệp Thần cũng rời đi. Không bao lâu sau Diệp Thần đã có mặt tại phòng ngủ của Uông Vũ Hằng ở ký túc xá của Đại học Bắc Giang, Diệp Thần cùng Vũ Hằng đang ngồi nói chuyện. Sau sự việc tối qua, toàn bộ sinh viên của trường khi thấy Ung Vũ Hằng điều cuối đầu nhường đường sợ đắc tội với hắn khi này có mấy học sinh bên ngoài thập thò nhìn vào bàn tán hắn chính là đại ca của Uông Vũ Hằng là người ác nhất trong những kẻ ác Diệp Thần khó chịu lên tiếng thú vị lắm sao các ngươi có muốn vào đây xem cho rõ không đám sinh viên sợ hãi vội biến mất như một cơn gió xin lỗi xin lỗi chúng tôi đã mạo phạm rồi tuyệt đối đừng giết chúng tôi thấy cảnh này hai người trong phòng chỉ biết cười trừ Diệp Thần lên tiếng xem ra trải qua chuyện hôm qua không ai dám ăn hiếp cậu nữa Vũ Hằng chỉ biết gãi đầu ăn hiếp tớ sao các bạn thấy tớ đều đi đường khác, thật giống như là tôi đang ăn hiếp bọn họ vậy. Diệp thần câu của Vũ Hằng nói nhỏ, bọn họ sợ cậu vì bọn họ sợ thực lực của tôi, thế giới này chính là như vậy. Tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện, quy tắc chỉ là công cụ để ràng buộc những kẻ yếu kém, đối với kẻ mạnh, quy tắc chỉ là đồ trang trí. Mà bây giờ, nói tới đây Diệp thần từ trong áo lấy ra một quyển sách, sau đó nói tiếp, bây giờ cậu có một cơ hội để trở nên mạnh mẽ, tôi sẽ không ép cậu, lựa chọn thế nào là quyền của cậu. Nghe đến đây Uông Vũ Hằng không trần trừ chụp lấy quyển sách, không cần lựa chọn, tớ tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai ăn hiếp tớ, ăn hiếp ba mẹ tớ nữa. Rất tốt, Diệp Thần rất hài lòng với lựa chọn của Uông Vũ Hằng, Diệp Thần nói thêm, đây là Tử vân Lôi Quyết, nó sẽ cho cậu đáp án để mạnh lên, hôm nay cậu phải ghi nhớ tất cả nội dung trong đây, sau đó tự tay hủy nó đi, tuyệt đối không để người khác phát hiện. Uông Vũ Hằng run rẩy đưa mắt nhìn Diệp Thần, thần ca, làm sao có thể, chẳng lẽ đây là Đúng vậy, đây chính là thứ cậu nghĩ, cuối cùng tôi phải nhắc nhở cậu, con đường võ đạo vô cùng hung hiểm, điều quan trọng nhất là phải giữ được đạo tâm, nếu như có chỗ nào không hiểu cậu có thể hỏi tôi. Tiếp theo tôi sẽ nói cho cậu biết vài thứ trong giới cổ võ, cậu phải nghe cho rõ. Diệp Thần cẩn thận truyền đạt cho Vũ Hằng bởi vì Diệp Thần biết hắn không thể bảo vệ Vũ Hằng cả đời, Vũ Hằng nhất định phải có năng lực bảo vệ bản thân. Bỗng lúc này điện thoại của Diệp Thần đổ chuông, người gọi đến chính là Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên có chuyện gì? lập tức bên kia truyền đến tiếng nói gấp gáp của diệp lang thiên điện chủ xảy ra chuyện lớn rồi cô hạ nhược tuyết bị người ta bắt đi rồi những người tôi sắp xếp để bảo vệ cô ấy đều bị giết nghe thấy thế diệp thần vô cùng kích động sau đó cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại hỏi diệp lang thiên có phải người của hạ gia đã đến đem cô ấy đi không điện chủ không phải là người của hạ gia diệp lang thiên bên kia vội vàng giải thích từ vết thương của thuộc hạ tôi nhận thấy người ra tay e là tông sư xin lỗi điện chủ lang thiên bằng lòng chịu phạt bây giờ không phải lúc nói chuyện trừng phạt, Diệp Lang Thiên lập tức dùng mọi sức mạnh của cậu để tìm cô ấy, không tìm được cô ấy cậu không xong với tôi đâu. Nói xong Diệp Thần lập tức cúp điện thoại. Hằng Tử, tôi có việc gấp cần giải quyết, lời tôi nói cậu đừng quên. Uông Vũ Hằng cảm thấy Diệp Thần gấp gáp có gì đó không đúng, vừa định hỏi Diệp Thần thì đã thấy Diệp Thần tung cửa sổ bay ra ngoài. Trời ơi, thần ca ơi đây là lầu năm đó. Lời còn chưa nói hết đã thấy thân ảnh của Diệp Thần đáp trên mặt đất. Sau đó hóa thành những đạo tàn ảnh lao nhanh ra khỏi trường, trời ạ, à, đây có còn là người không? Sau đó Diệp Thần lập tức quay về nhà của Tôn Di để tìm manh mối, về đến nhà Diệp Thần phát hiện cửa nhà không khóa, đồ đạc trong nhà đều rối loạn, vào trong nhà thì Diệp Thần đã thấy Hạ Mẫu đứng đó. Nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, Hạ Mẫu cả người như tan vỡ, lửa giận đùng đùng chỉ hận không giết được Diệp Thần, ngươi quay về rồi sao? Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Mẫu, tôi có chút nghi ngờ là người của Hạ gia ra, ra tay, xem ra là có người khác ám hại. Hạ Mẫu tức giận túm lấy cổ áo Diệp Thần, ánh mắt ngoài sự giận dữ còn chứa đựng sự lo lắng, sao tôi có thể ra tay với con gái của mình chứ? Những lời đảm bảo mà ngươi nói với ta trước đây đâu, không phải ngươi nói sẽ không để ai làm tổn thương nó sao? Hiện tại tín hiệu sinh mạng trên vòng tay của nó đã bị cắt đứt rồi, cậu bảo vệ con gái tôi như vậy sao? Diệp Thần con ngươi lạnh như băng, kéo tay Hạ Mẫu ra, cho tôi thời gian một ngày, tôi nhất định sẽ dẫn cô ấy về. Nếu không làm được, cái mạng này tùy cô xử trí, Diệp Thần không để ý đến Hạ Mẫu liền xoay người rời đi. Hạ mẫu tức giận lên tiếng, ai cần cái mạng quèn của ngươi? Ta sẽ lấy camera, sẽ sử dụng sức mạnh của hạ gia để tìm ra nó. Bỏ mặt hạ mẫu, Diệp thần liền đi vào phòng hạ nhược tuyết, ngồi khoanh chân cảm nhận xung quanh. Sau một hồi tra xét, Diệp thần phát hiện trong phòng tồn tại khí tức của cổ võ giả giống như là tông sư. Đối phương bắt hạ nhược tuyết đi, rất có thể là đang nhấm vào mình, đáng ghét. Diệp thần cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, hiện tại hắn có ba thế lực giúp đỡ, là Bạch Lý Băng, Kim Lãnh Yên và Chu Chính Đức, mạng lưới quan hệ của họ chắc chắn sẽ giúp được chuyện này. Đang lúc suy nghĩ thì điện thoại của Diệp Thần lại đổ chuông. Diệp Thần bắt máy lên nghe thì trong điện thoại truyền đến một đạo âm thanh trầm thấp, thêm chút hài hước vang lên, phế vật Diệp ra, bây giờ cậu có cảm nhận gì, có khẩn trương không? Diệp Thần con ngươi co rút một cái, ý định giết người bùng nổ, giọng nói lạnh như băng, xem ra là ngươi đang dỡ trò, ta không biết ngươi là ai, cũng không cần biết ngươi có mục đích gì. Ta cho ngươi một lần cơ hội, Bây giờ lập tức thả người, chuyện này ta xem như không có. Nhưng nếu như ngươi cứ ngoan cố, ta nói cho ngươi biết, năm năm nay ta đã khiến nhiều người gặp ác mộng, ta sẽ tìm ra ngươi và ngươi sẽ chết rất thảm. Người bên kia hình như có chút không tiếp thu kịp, kịch bản hình như bị sai ở đâu. Người bên kia lên tiếng, xem ra ngươi còn không hiểu. Nói tới đây thì Diệp Thần đã tắt máy. Đương nhiên Diệp Thần biết đối phương chỉ là gọi để chọc tức hắn. Diệp Thần đã có biện pháp của mình, hắn lấy một sợi tóc của Hạ Nhược Tuyết sau đó hắn bắt đầu ngồi xuống sử dụng thuật pháp để tìm hạ nhược tuyết diệp thần ngồi xếp bằng tay phải vẽ một đạo phù văn quỷ dị trong miệng không ngừng lẩm bẩm khẩu quyết dán bổn lưu mặt mà sinh vạn vật thanh giả trác tri nguyên đông giả tịnh tri cơ nhân năng thường thanh tịnh thiên địa hy gia quy trừng kỳ tâm thần tự mạnh tự nhiên lục đục bất sinh tam độc tiêu diệt nội quang kỳ tâm tâm vô kỳ tâm những phù văn quỷ dị bao xung quanh diệp thần càng lúc càng nhiều lúc này diệp thần cắn ngón tay một đạo máu tươi phun ra tạo thành ngọn lửa đồng thời diệp thần hô to nhìn thấu sinh cơ thiên lý tìm nhân trong đầu diệp thần hiện lên những đạo hư ảnh công tên nơ xe cần cẩu biển bắc luân diệp thần con ngươi đột nhiên mở ra huyết khí dâng trào kìm nén không được khạc ra một ngụm máu tươi thuật pháp tìm người này tuy rất hiệu quả nhưng lại gây phản phệ quá lớn đối với cơ thể may mà hắn không ảnh hưởng quá lớn chỉ có điều tu luyện hạn muốn thăng tiến sẽ có chút vấn đề cho dù sắc mặt tái nhợt nhưng sắt cơ lạnh như băng vẫn tràn ra ngoài, toàn bộ nhà rơi vào yên lặng như chết. bây giờ ta đã biết các ngươi ở đâu rồi, ta sẽ đem các ngươi nhổ cỏ tận gốc. lúc này ở cảng Bắc Luân Giang Thành, một nam tử vừa gọi điện thoại cho Diệp Thần xong, khuôn mặt khó coi đứng kêu trời. tình hình này hình như không đúng lắm. rõ ràng ta có con tin trong tay, định gọi điện uy hiếp hắn, nhưng bây giờ ngược lại là ta bị hắn uy hiếp, và lại hắn còn cúp điện thoại trước. hắn là thứ quỷ yêu gì? lúc này tưởng Bảo Quốc từ xa đi đến cũng lên tiếng hỏi tưởng thông tên tiểu tử đó có phải rất hoảng loạn phải không tưởng bảo quốc lúc này hết sức đắc ý khi nào tên tiểu tử đó đến dân mạng vậy tưởng thông mặt đầy mồ hôi ấp úng đáp lời cái này hắn uy hiếp ta một trận sau đó thì cúp máy ngay cả địa chỉ ta cũng chưa kịp nói cho hắn ta đang nghi ngờ hắn liệu hắn có muốn cứu người hay không trần nguyên lễ bên cạnh thì chửi thề mẫu thân tên khốn này hắn làm trò quỷ gì vậy chẳng lẽ hắn không quan tâm đến tính mạng người đàn bà này sao ngoài việc lo lắng đến thái độ của diệp thần bọn hắn còn có một chuyện khó giải quyết hơn. Trần Nguyên Lễ nhìn đến Hạ Nhược Tuyết đang bị trói cảm thán, vốn định bắt Tôn Di, không ngờ mấy tên ngu đó lại bắt nhầm Hạ Nhược Tuyết mang về đây. Hạ Nhược Tuyết là thiên kim của nhà họ Hạ, nếu ở đây xảy ra chuyện gì, hậu quả cũng khó mà tưởng tượng. Giờ phút này Hạ Nhược Tuyết bị trói trong thùng container không hề có chút khẩn trương, ngược lại vô cùng bình tĩnh quan sát xung quanh. Nàng đánh giá, từ hành động của bọn chúng cho thấy, những người này có kết hoạch rất rõ ràng, nhưng bọn họ không làm tổn thương mình, còn điều đặn cho mình nước uống. Chứng tỏ bọn họ biết thân phận của mình, sợ mình xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ đám người này muốn dùng mình để uy hiếp hạ gia, nhìn cả Giang Thành này chắc không ai dám làm như vậy. Đúng lúc này Tưởng Thông đi vào, trên tay cầm một chai nước. Mặt không cảm xúc đưa chai nước tới miệng Hạ Nhược Tuyết, nói ngươi uống đi. Lúc này Nhược Tuyết một mực cự tuyệt, ta không uống, trừ phi nói cho ta biết thân phận của các ngươi, nếu không có hậu quả gì thì ngươi phải tự chịu, ngươi có biết đắc tội với hạ gia có ý nghĩa gì không? lúc này tưởng thông thấy nhược tuyết không biết trái phải tức giận ném chai nước về phía nàng uống hay không mặt kệ người con mẹ nó lão tử từ lúc nào phải phục vụ cho cô lão tử đã cho cô chút mặt mũi rồi cô còn dỡ thối đại tiểu thư với ta cho dù giết cô thì sao bất quá lão tử một mạng đền một mạng tưởng phong lửa giận đùng đùng lúc này máy cảm ứng trên thắt lưng của hắn phát ra báo động báo hiệu có người đến hắn cơ bản không nghĩ đó là diệp thần nhưng dù bất cứ ai phát hiện ra chuyện này đều phải bị diệt khẩu hắn rời khỏi chỗ hạ nhược tuyết ra ngoài thì thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng diệp thần đứng lạnh lùng giữa đóng thi thể của bọn thuộc hạ nhìn ánh mắt sắc lạnh của diệp thần mà tưởng thông run bần bật thấy tưởng thông xuất hiện trên tay diệp thần đang xách cổ một tên liền nở nụ cười chết chóc ha ha lại đến thêm một tên tưởng thông thấy cảnh này thì sợ sắp vỡ mật trong đầu hiện lên ba chữ không thể nào nói lên sự kinh ngạc vì bốn tên đệ tử của trần nguyên lễ gửi đến cho dù mới bước vào tông sư cảnh chưa lâu nhưng có thể nói là tông sư sao có thể bị tên này giết nhanh như vậy đây tuyệt đối không phải là thứ ta có thể đụng vào nghỉ đến đây hắn lập tức quay người chạy đi nhưng chạy đâu cho thoát diệp thần thân ảnh biến mất rồi đột nhiên xuất hiện bên cạnh tưởng thông giọng nói lạnh lùng ngươi cũng phải chết diệp thần một tay chụp lấy tưởng thông ấn mạnh xuống đất kinh khí bao phủ mặt đất vỡ nát trong lúc cái chết cận kề tưởng thông cố gắng kêu lên không đừng giết ta nếu không hậu quả ngươi khó gánh nổi lúc này diệp thần trên người tràn ngập sát ý lên tiếng Nghe âm thanh xem ra ngươi là người gọi điện thoại cho ta, ta từng cho ngươi một cơ hội sống, là do ngươi không biết trân trọng. Bây giờ thì ngươi đã không còn quyền lựa chọn." Diệp Thần một quyền đấm xuống, Tưởng Phong đã ra đi. Sau khi giải quyết xong Tưởng Phong, đi đến chỗ Hạ Nhược Tuyết bị trói, "Cô vẫn ổn chứ tôi đến cứu cô đây." Nghe được giọng nói quen thuộc của Diệp Thần, Nhược Tuyết giật mình nhìn lên, "Là cậu sao?" Diệp Thần vung tay cắt đứt dây trói, Nhược Tuyết không kìm được sự vui mừng lao đến ôm lấy Diệp Thần, "Tại sao lại là cậu?" làm sao tôi cũng không ngờ, người đến cứu tôi lại là cậu. Diệp thần cười ha ha, nếu không phải tôi đến, cô hy vọng vị hoàng tử nào đến cứu cô, nói chung cô không bị tổn thương vậy là tốt rồi. Diệp thần nhẹ nhàng vuốt má nhược tuyết, cô còn đi nổi không, chúng ta về nhà thôi. Lúc này nhược tuyết mới thấy trên tay diệp thần có vết máu vội vàng hỏi, máu này là sao, chuyện gì đã xảy ra, cậu không phải lén vào đây cứu tôi sao, bọn bắt cóc đâu rồi. Diệp thần lấy khăn tay ra, từ từ lao vết máu trên tay, sau đó nhàn nhạt, nhạt trả lời, bọn chúng chết hết rồi, không tên nào sống sót. Phản ứng tức thời của Hạ Nhược Tuyết chính là há hóc mồm, mắt trợn to kêu trời. Dù nàng chưa từng luyện võ nhưng cũng gặp qua không ít cổ võ giả, có thể nhận ra được bọn võ giả đó rất mạnh, nhưng tất cả bọn họ cộng lại đều không đánh lại Diệp Thần, thậm chí còn bị giết chết. Ánh mắt của Hạ Nhược Tuyết lập tức sáng lên, cha nàng từng nói qua, người đàn ông mà ông ấy muốn nàng lấy là một thiên tài của Tần gia, cũng là một cường giả võ đạo vốn dĩ diệp thần không thể so sánh nhưng bây giờ xem ra diệp thần cũng không thua kém chút nào nếu thực lực của cậu ấy đủ mạnh nói không chừng phụ thân sẽ đổi ý nghỉ tới đây ngay cả hạ nhược tuyết cũng giật mình khuôn mặt nàng đỏ lên vì suy nghĩ của mình đổi ý gì chứ chẳng lẽ mình muốn diệp thần cưới mình nhưng mà nghỉ kỹ lại hình như chuyện đó cũng không xấu đang trong lúc tự luyến thì hạ nhược tuyết phát hiện diệp thần kéo mình một cái sau đó nàng đã yên vị trên lưng diệp thần nhược tuyết giật mình kêu lên cậu đang làm gì vậy Diệp Thần nhẹ nhàng lên tiếng, tôi nhìn cô nửa ngày, cô không hề có phản ứng, tôi nghĩ cô sợ quá nên không đi nổi, nên tôi cõng cô. Chẳng lẽ không phải hay là tôi thả cô xuống? Cảm giác cả cả phái gần chết, Nhượng Tuyết nhẹ giọng nói, đừng, có người cõng rất tốt, tôi đang lời đi, Diệp Thần lúc này chỉ nở một nụ cười thân thiện. Ở trên lưng, Nhượng Tuyết lại đắm chìm vào suy nghĩ của mình, nghỉ kỳ lại, tên này tuy rất kỳ lạ, nhưng vẫn đem lại cho mình một cảm giác an toàn. Có lẽ hắn có thể trở thành chỗ dựa cho mình cảnh chuyển đến trang viên của tưởng gia lúc này tưởng bảo quốc cùng trần nguyên lễ đang xem camera ở bến cảng trên màn hình là hình ảnh những tên thuộc hạ bị diệp thần giết chết đùa gì chứ bốn vị hóa cảnh tông sư ba vị bán bộ tông sư lại không thể giết được một thanh niên 20 tuổi đúng là quá mất mặc giây phút này trần nguyên lễ cảm thấy có chút may mắn vì đã làm theo lời của tưởng bảo quốc dù có cự tin sẽ đánh bại diệp thần nhưng trải qua sự việc này đã đánh giá được thực lực của diệp thần để có sự chuẩn bị tưởng bảo quốc cũng nói thêm thực lực của tên diệp thần này ít nhất cũng có thể lọt vào bản tông sư nhưng ta không hiểu hắn chỉ đi tu võ 5 năm hắn là thứ yêu nghiệt gì mà lại có thể tu luyện đến bước này tưởng bảo quốc sự tự tin lúc đầu đã vơi bớt hắn thận trọng hỏi trần nguyên lễ trần tông sư tiếp theo chúng ta phải làm sao vẫn tiếp tục khiêu chiến võ đạo với hắn sao trần nguyên lễ đáp đương nhiên phải tiếp tục kế hoạch hắn tàn nhẫn giết hại người trong tộc ta đó là một nút thắt trong tu luyện của ta hắn còn tồn tại sự nghiệp tu luyện của ta không tiến lên được trên đầu Tưởng Bảo Quốc đã nhìn thấy mồ hôi, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy hắn trong lòng ta có dự cảm không lành. Chúng ta cần thêm một lớp bảo hộ, nếu hắn ứng chiến ta sẽ mời Viêm lão gia tử làm trọng tài. Viêm lão gia tử? Nghe thấy tên này, Trần Nguyên Lễ có năm phần sợ hãi hỏi lại, chẳng lẽ là Viêm lão từng đứng thứ 400 trong bản tông sư? Đúng vậy, ta muốn xem tên tiểu tử này làm sao thắng được. Sự tự tin của Tưởng Bảo Quốc được phục hồi chút ít. Khi này ở khu nhà ở Đại Đô, Hạ Mẫu biết tin con gái an toàn vội chạy đến nhược tuyết con không sao chứ sao tự nhiên lại bị người ta bắt đi con không sao chứ nhược tuyết nằm trên ghế lên tiếng mẹ không có chuyện gì chỉ là hiểu lầm thôi hạ mẫu sự tức giận hiện rõ trên mặt hiểu lầm làm có cái hiểu lầm gì mà khiến người ta phá cửa bắt con đi chứ trong sự tức giận hạ mẫu cũng không quên đá xéo diệp thần nếu ai đó không thể bảo vệ tốt cho con vậy thì bây giờ theo ta về nhà hạ mẫu chụp lấy tay nhược tuyết nói tiếp ba con đã điều ba vị cường giã từ giang nam đến đáng tin hơn ai đó nhiều Nhược Tuyết lên tiếng cự tuyệt, nàng không muốn đi, chỉ muốn ở đây. Lúc này ở bên cạnh Diệp Thần cũng thấy khó chịu lên tiếng, có chuyện gì từ từ nói, nếu bà ra tay tôi cũng không ngồi nhìn đâu. Hạ Mẫu nhìn Diệp Thần trong lòng tức giận, nhưng nàng cảm thấy Diệp Thần hết sức kỳ quặc, trên người tỏa ra khí tức như bò ra từ đống xác chết, không nên làm mạnh tay với loại người này. Hạ Mẫu bắt đầu thay đổi thái độ nói chuyện với Nhược Tuyết, không phải là ta ép con, không phải con quên mấy hôm nữa là sinh nhật của con sao, con theo mẹ về mấy hôm hết sinh nhật con có thể đi lời của hạ mẫu làm cho nhược tuyết có chút phân vân hạ mẫu lại giả vờ đáng thương nói tiếp bà ngoại của con vì mừng sinh nhật con từ nước ngoài đã trở về con cũng biết bà lớn tuổi rồi sống một năm ít một năm chẳng lẽ con không muốn gặp bà nghe đến bà ngoại nhược tuyết vô cùng khẩn trương đúng vậy mẹ lừa con làm gì hạ mẫu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nhược tuyết hạ nhược tuyết thì trong lòng đầy khó nghỉ bao nhiêu năm nay số lần mẹ lừa con nhiều như sao trên trời rồi nhược tuyết nhìn đến diệp thần xin ý kiến diệp thần bình thản lên tiếng Cô cứ về đi, hôm sinh nhật cô tôi sẽ đến, đến lúc đó tôi sẽ đích thân đưa cô về. Nghe được lời này Nhược Tuyết vô cùng vui mừng, đưa tay về phía Diệp Thần, "Được được, đến lúc đó cậu nhất định phải đến, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu." Diệp Thần cũng ngéo tay với Nhược Tuyết, "Yên tâm, tôi nói được là làm được. Các bạn yêu thích video cho mình xin một like và một bình luận phía dưới nha, giúp kênh nâng cao đề xuất và thông báo đến với mọi người, đồng thời tạo thêm nhiều động lực giúp mình ra nhiều video, mình xin chân thành cảm ơn."